Radio. Tác phẩm Cuộc phiêu lưu trong bóng tối Tác giả Tom Sullivan Người đọc Đỗ Trung Hậu Lời giới thiệu Chúng ta thật may mắn khi sinh ra đã có đôi mắt sáng Nhưng rất nhiều người trên thế giới này lại không có được đặc ở ấy Đó là những người khiếm thị bạn đã bao giờ thử tìm hiểu xem cuộc sống của một người khiếm thị như thế nào chưa họ đã làm gì để vượt qua những định kiến và khó khăn trong cuộc sống từ khi được sinh ra tommy đã bị mù tommy dường như bị cách ly với thế giới bên ngoài và với những đứa trẻ bình thường tommy gọi những đứa trẻ không bị mù là những đứa trẻ bình thường cuộc sống của em chỉ diễn ra sau những hàng rào sắt quanh vườn và ngôi trường dành riêng cho những trẻ em khuyết tật tommy không lúc nào vơi bớt ước mơ cháy bỏng được hòa nhập vào cuộc sống sôi động bên ngoài Cậu ước mình có thể như mọi đứa trẻ cùng trang lứa khác. Để được hòa nhập vào thế giới, Tommy đã tạo ra những cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Để được những người bình thường chấp nhận, cậu đã tự khẳng định bản thân, ý chí và sự thông minh của mình. Cuộc phiêu lưu trong bóng tối là cuốn tự truyện hết sức chân thành và cảm động về những cuộc phiêu lưu mạo hiểm nhưng cũng hết sức thú vị của cậu bé Tommy, 11 tuổi. Những chuyến phiêu lưu đó thể hiện rõ tính cách mạnh mẽ ẩn sâu trong tâm hồn Tommy, giúp em khám phá ra nhiều điều thú vị và thêm yêu cuộc sống hơn giờ đây cậu bé tommy bé nhỏ ngày nào đã đạt được những thành công vang dội trở thành sứ giả kết nối những đứa trẻ khiếm thị hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng cuốn sách để lại trong lòng người đọc ấn tượng khó phai về tài năng về nghị lực sống về niềm khát khao cháy bỏng của những người không may bị khiếm thị thái hà Books xin trân trọng giới thiệu cuốn sách giàu giá trị nhân văn này đến quý độc giả đặc biệt là các bạn trẻ giúp các bạn có thêm nghị lực vượt qua những khó khăn của cuộc sống, giúp các bạn yêu thương bản thân và quý trọng cuộc sống của mình hơn. Đại trốn Cộp 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 Tôi lắng tay nghe tiếng giày cộp cộp của người bảo vệ ký túc xá. Ông ta có thân hình to béo nặng nề. Khi ông ta đi qua hành lang của trường nội trú, hay đúng hơn, đối với tôi đó chính là một nhà tù. Tiếng cọp cọp của đôi giày làm bằng đế da cùng với tiếng len ken của chùm chìa khóa luôn theo sát ông ta đã giúp tôi biết chính xác ông ta đang đi đến đâu. Tôi đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho cuộc chạy trốn này và sắp đến lúc chúng tôi hành động. Mặc dù có một chút lo lắng xen lẫn cảm giác sợ hãi, tôi vẫn rất mong chờ cuộc chạy trốn này bởi cảm giác được tự do bên ngoài những bức tường ngăn cách lạnh giá của trường nội trú khiến tôi vô cùng sung sướng. Cảm giác được tự do quan trọng hơn tất cả những hình phạt tôi có thể gánh chịu. Vì hành động mạo hiểm này, tất nhiên là nếu tôi bị bắt trở lại trường. Cột cột cột, tiếng chân của người bảo vệ ký túc xá ngày càng xa dần. Tôi thì thầm trong bóng tối. Các cậu, đã đến lúc chúng ta tiến hành kế hoạch rồi. Tommy, tớ không chắc là tớ muốn chạy trốn cùng hai cậu. Jerry rên rỉ. Tớ không nghĩ chạy trốn là một ý tưởng hay, có lẽ ba bọn mình nên ở lại trường. Jerry, cậu im ngay không? Annie rít lên. Tớ và Tommy đã kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết của kế hoạch và chúng Tớ tin rằng đây là một kế hoạch hoàn hảo. Nếu cậu không muốn đi, hai Tớ sẽ đi và cậu nên nhớ rằng nếu họ phát hiện ra hai bọn Tớ không ở trong trường, cậu sẽ phải một mình chịu phạt đấy. Chúng tôi nghe thấy tiếng thở dài của Jerry như thể cậu ta quyết định phó mặc tất cả cho số phận. Thôi được rồi, Tớ sẽ liều chạy trốn cùng các cậu. Tớ không muốn phải ở đây một mình và phải chịu phạt một mình đâu. Tôi đứng sẵn sàng ở gần cửa sổ, thả đoạn dây vải mà chúng tôi đã dành thời gian buộc thật chặt những mảnh vải vào với nhau. Tôi chỉ mong sao đoạn dây đủ dài để chúng tôi có thể tụt xuống đất an toàn. Tất nhiên, trong mỗi cuộc chạy trốn, có những điều không may có thể xảy ra và không ai có thể lường trước được những điều đó. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi thật sự không biết chính xác khoảng cách từ cửa sổ xuống đất là bao nhiêu. Cuộc chạy trốn của chúng tôi diễn ra vào một đêm mùa xuân sớm ở New England. Chú thích New England, Hán Việt, Tân Anh Các Lợi là một vùng của Hoa Kỳ nằm góc đông bắc của quốc gia này bao gồm các bang Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island và Connecticut. Hết chú thích. Vì vậy, cái ẩm ướt của đêm lạnh đã khiến chúng tôi ngửi thấy mùi hương quyện của nhiều loại hoa. Tinh thần của tôi phấn chấn hẳn lên khi nhận ra những mùi hương quen thuộc, mùi thơm của hoa tử đinh hương, hoa táo, hoa nhài, và của mùi cỏ mới cắt Tất cả đều cho thấy một thế giới tự do và tươi đẹp Đang đón chờ ba chúng tôi Tất nhiên nếu chúng tôi cùng nhau bắt đầu Chuyến phiêu lưu mạo hiểm này Annie nắm tay tôi Được rồi, Tommy, chuyến phiêu lưu này là ý tưởng của cậu Cậu hãy tụt xuống trước đi Chắc chắn rồi, tôi cười Cậu chỉ muốn biết xem đoạn dây vải này Có giữ được chúng ta không chứ gì Tớ biết chắc chắn là đoạn dây Có thể giữ tớ và cậu Bạn thân mến à, Annie nói Điều thú vị nhất mà tớ muốn thực sự muốn biết là điều gì sẽ xảy ra khi Jerry béo phì này làm đứt đoạn dây vải. Các cậu có thôi đi không? Jerry rên rỉ. Tớ không béo đến mức ấy đâu. Hai chúng tôi cười khúc khích với nhau và ra hiệu cho Jerry biết là chúng tôi không nghĩ như vậy. Tôi ngồi trên rìa cửa sổ tầng 3, hai tay nắm chặt đoạn dây vải và hít thở rất sâu. Các cậu, tớ nhảy xuống đây. Tôi nói vọng lại, đu đưa trong khoảng không tôi dần dần tụt xuống dưới. Penny đã buộc những tấm khăn trải giường vào nhau và những đoạn dây này có nút thắt giống hệt như nút thắt mà các cậu đã học được khi xem bộ phim Boy Scout, hướng đạo sinh nam. Có lẽ vì cân nặng của tôi mà đoạn dây vải căng dần ra và khi đã nắm được đoạn cuối cùng của đoạn dây tôi chưa nhảy xuống đất ngay mà đung đưa một lát. Tôi tự hỏi không biết khoảng cách xuống mặt đất là bao xa nữa. Tôi cảm giác nhẹ cả người khi biết rằng tôi chỉ còn cách mặt đất khoảng 60cm. Tớ xuống rồi, tất cả đều ổn cả, tôi gọi lên với hai cậu bạn của mình. Dễ lắm, hai cậu xuống đây đi. Chưa đầy 30 giây sau đó, Annie tiếp đất thành công trong một bộ dạng của một chàng lính đặc công. Cherry, tôi khẽ gọi, đến lượt cậu rồi đấy. Chúng tôi cùng đứng đợi Cherry và cảm nhận đoạn dây vẫn đang đung đưa trong làn gió nhẹ nhàng của đêm xuân. Rất có thể Cherry sợ không dám tụt xuống. Tôi nói với giọng gấp gáp hơn. Cherry, chúng ta phải đi thôi. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Nhưng nếu tới ngã thì sao? Chúng tớ sẽ đỡ cậu Tôi nói Không Chúng tớ sẽ để mặt cậu đã đấy Annie cười khúc khích Cậu có biết liệu chúng ta sẽ như thế nào Nếu cái mông béo phì của Jerry đè lên người chúng ta không Tớ và cậu sẽ bẹp dí mất thôi Jerry vẫn rên rỉ bên trên Thế còn đồ ăn của tớ thì sao Tớ không tìm thấy túi đồ ăn đâu cả Tôi thò tay vào trong chiếc túi đeo sau lưng Và lôi túi đồ ăn ra vội vàng lắc lắc cái túi thức ăn như thể tôi đang ra hiệu cho chú chó của ba Flop. Chú thích Ivan Petrovich Balov sinh năm 1849, mất năm 1936. Vào thập niên 1890, ba nghiên cứu chức năng dạ dày của loài chó bằng cách quan sát sự tiết dịch vị của chúng. Ông để ý rằng chó thường tiết dịch vị khi phát hiện ra tín hiệu báo sự xuất hiện của thức ăn. Sau này, bà Flop đã xây dựng nên định luật cơ bản mà ông gọi là phản xạ có điều kiện. Hết chú thích. Tớ đang cầm túi đồ ăn của cậu đây này, Jerry mập. Nếu cậu không tụt xuống đây ngay, bọn tớ sẽ để cậu lại đấy. Cậu không muốn phải ở lại một mình đúng không? Được rồi, tớ tụt xuống đây. Jerry run rẩy trả lời. Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được đoạn dây đang căng ra vì Jerry quá nặng. Tôi sờ tay vào đoạn dây và cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của cậu bạn mập khi cậu ấy đang đung đưa trong không trung với đoạn dây vải. Tôi và Annie đã dễ dàng tụt xuống đất, nhưng Jerry thì không như vậy. Có vẻ cậu ấy rơi mạnh quá nên bị đau. Hai tay cậu ấy chồng lên nhau, như thể cậu ấy đang phải leo xuống sườn núi phía bắc của đỉnh Everest hùng vĩ. Chính vì thế, mặc dù đoạn dây chỉ cách mặt đất 60cm, đôi tay bám vào đoạn dây quá chắc của Jerry đã khiến cậu ấy ngã bịch xuống đất và nằm sóng xoài dưới chân chúng tôi. Nhờ vào đám cỏ chấm xuân mềm mượt và cơ thể nhiều thịt Jerry đã tránh được một cú đao ra trò. Jerry cào nhào thêm một lúc trước khi chúng tôi cùng nhau đi trong màn đêm và cùng hướng về hàng rào bao quanh con sông sắc Giống như tất cả những cuộc chạy trốn vĩ đại khác, cuộc tẩu thoát của chúng tôi đã được bàn bạc kỹ lưỡng trong tiếng thì thầm suốt nhiều đêm muộn. Chúng tôi biết chính xác mình sẽ phải làm những gì trong cuộc chạy trốn này. Sau khi đã thoát ra khỏi trường nội trú, chúng tôi sẽ đi đến nhà thuyền của khu nhà dãy vì ở đó đã có sẵn thuyền có mái chèo dành cho những học sinh hạnh kiểm tốt được thỉnh thoảng tập luyện. Ổ khóa trước cửa sẽ không phải là một trợ ngại đáng kể cho chúng tôi vì chúng tôi đã thủ được một chiếc cưa kim loại của cửa hàng. Cái cưa đang được nằm yên vị trong ba lôi của tôi cùng với cả chiếc kìm, các dây điện. Tất cả những gì chúng tôi cần phải làm là đẩy chiếc thuyền ra sông để dòng nước đẩy thuyền đưa chúng tôi đến cảng Boston và đến với tự do. Cậu bạn Annie của tôi đúng là một anh chàng rất thông minh, Nói đúng hơn thì Annie là một thiên tài. 11 tuổi, cậu đã có thể học toán và vật lý cao cấp. Cậu có thể sử dụng nghiên giám để tính thời gian và thủy triều, hay cậu ta chỉ cần một chiếc cần câu cá xuống sông là có thể đo được tốc độ dòng nước. Annie đã tính toán cẩn thận và cho rằng chúng ta sẽ mất khoảng 7 giờ đồng hồ để đi đến biển Đại Tây Dương. Cậu ấy cũng tính được tốc độ của dòng nước chảy trên sông Sát là, là 2 dặm mỗi giờ, nhưng thuyền của chúng tôi có thể đi nhanh nếu đi vào ban đêm vì lúc đó thủy triều rút xuống như vậy chúng tôi biết rõ mình sẽ phải làm gì khi thoát khỏi trường nội trú tiến đến gần nhà thuyền chúng tôi phải nằm rạp xuống đất như thể lính đặc công đang thi hành nhiệm vụ và phải trường trên mặt đất khu vực này được thắp sáng ánh đèn chính vì vậy nếu không rạp người xuống có thể chúng tôi sẽ bị phát hiện một cách dễ dàng khi tôi bò được đến một góc tường của nhà thuyền tôi có thể cảm nhận được annie đang theo sát mình còn tiếng rên rỉ của jerry đã chuyển thành tiếng sụp sức Jerry có chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Hình như tớ bò lên phân chó. Tớ cũng nghĩ thế mập à. Annie khẳng định giúp cậu bạn mập tội nghiệp trong khi cậu ta khịch khịch cái mũi rồi cười khoái trá trong bóng tối. Đúng là phân chó thật Jerry ạ. À. Phải cố gắng lắm tôi mới nín được cười và nói. Cậu có thể rửa sạch sẽ khi nào chúng ta lấy được thuyền và tiến ra con sông sắt. Bây giờ chúng ta cần phải nhanh chóng kéo thuyền ra. Ngay khi tìm được ổ khóa tôi vội vã lôi chiếc cưa trong ba lô ra để cưa ổ khóa và sợi dây xích. Eni, cậu hãy đặt tay lên hai đầu sợi dây xích, rồi giữ thật chặt không cho sợi dây lắc lư, để tớ có thể dễ dàng cưa, cậu nhớ chưa? Tớ biết rồi, cậu cưa nhanh lên đi. Vội vàng đặt chiếc cưa lên vị trí của đoạn dây xích và bản lề khóa, tôi bắt đầu cầm cưa để cưa. Tiếng kêu ken két của chiếc cưa giống hệt như tiếng còi tầm báo động trong đêm khuya thanh vắng. Chà, dạ, Eni nói, Tom, nếu cậu không cưa ổ khóa thật nhanh, thì tớ e là bọn họ sẽ tóm được cả ba chúng tớ đấy. Tôi cố hết sức để cưa, ơn Chúa, chiếc khóa và sợi dây xích đã cũ, vì vậy chỉ cần một vài lần cưa, ổ khóa đã bật ra và cửa mở toang. Bốn chiếc xuồng hơi được đặt trên vị trí để thuyền, và chỉ sau vài phút, chúng tôi đã kéo được một chiếc xuồng ra bãi cỏ trước nhà thuyền, vứt vội đồ đạc ở bên trong xuống và hướng ra con sông phía trước. Nhà thuyền được xây trên sườn đồi và tựa lưng vào hàng rào bao quanh sông sát trên đường đi tới hàng rào, Jerry luôn mồm lào bầu và cằn nhằn. Nhờ vào sự khéo léo của Annie, chiếc kìm cắt dây điện nhanh chóng cắt được một lỗ đủ lớn để chúng tôi có thể đưa được chiếc thuyền qua hàng rào. Bây giờ mới là giai đoạn khó khăn của chúng tôi. Các cậu, chiếc thuyền của chúng ta đây rồi. Tôi nói với hai cậu bạn của mình. Kéo được chiếc thuyền này ra, chúng ta sẽ đến được con sông sát là các cậu đã sẵn sàng cả rồi chứ? Nào, cùng kéo nhé. Cả ba chúng tôi đều mệt nhoài khi cố sức kéo nhưng dường như chiếc thuyền không hề nhúc nhích chúng tôi cố gắng kéo thêm hai lần nữa nhưng xem ra mọi nỗ lực đều vô ích trong khi những tiếng thở dài mệt nhọc của chúng tôi cứ tăng dần lên trong đêm tối jerry lại phàn nàn tớ đã nói với các cậu từ trước là kế hoạch của chúng ta không ổn tớ đã nói từ trước mà hai cậu không chịu nghe đáng ra giờ này chúng ta đang ngon giấc trong phòng tớ đã nói mà hai cậu nhất định không chịu nghe jerry cậu nghe tớ nói này Tớ hứa với cậu và Annie đây chính là cuộc phiêu lưu tuyệt vời nhất trong cuộc đời của các cậu bởi nó sẽ ly kỳ thú vị như cuộc phiêu lưu của Huck và Tom. Chú thích. Nhân vật trong hai cuốn tiểu thuyết nổi tiếng những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn và những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer của nhà văn Mark Twain. Hết chú thích. Chúng ta sắp có được một cuộc phiêu lưu đó rồi các cậu phải tin tớ chỉ cần ba bọn mình cố gắng thêm một chút nữa thôi các cậu hãy cố hết sức để kéo chiếc thuyền nhé chúng tôi đã lấy hết sức bình sinh để kéo chiếc thuyền và đã được đền đáp xứng đáng khi chiếc thuyền bắt đầu nhúc nhích di chuyển qua cái lỗ chúng tôi mới vượt cắt giữa các hàng rào lưới sắt các cậu đừng bỏ tay ra nhé tôi hét lên bọn mình đã làm được rồi tớ biết là bọn mình sẽ làm được chỉ một lát sau chiếc thuyền đã được đẩy qua hàng rào chúng tôi nghe được tiếng nước sông đang vỗ nhẹ nhẹ và tiếng vỗ ấy cách chúng tôi vài bước chân mà thôi tôi tiến đến gần chiếc thuyền hơn các cậu, chúng mình bắt đầu hạ thuyền nhé. Thêm một chút nữa, lực nữa để kéo và đẩy chiếc thuyền. Tôi đứng lên lớp bùn nhão cạnh rìa sông sát là và tôi có thể cảm nhận rõ cái lạnh của mùa xuân sớm vì cái lạnh ấy đang lan tỏa khắp đùi tôi. Các cậu lên thuyền đi, tớ sẽ đẩy thuyền ra sông rồi tớ sẽ nhảy lên sau. Annie nhanh chóng lên thuyền, còn Jerry mập lại ngã sầm xuống vì cố chèo lên thuyền. Vì chúa, mập, Annie nói, chẳng lẽ cậu không thể làm việc gì cho nó ra hồn sao? không phải thế đâu, jerry đáp lại trong khi cậu ta nặng nề đứng lên, tới ngã vào túi đựng đồ ăn rồi, tất cả đồ ăn đều bị bẹp nát rồi. tôi không thể nhìn được cười trong khi vừa đẩy vừa nhảy lên thuyền. mặc dù lúc trèo lên thuyền trời vừa tối mịt, chúng tôi vẫn dễ dàng điều khiển thuyền ở giữa con sông. bốn bờ sông đều bị hàng rào chắn bao quanh, vì vậy dòng nước liên tục vỗ phanh phạch vào cột điện cao thế, bến tàu và vào cả những lớp xi măng kiên cố quanh sông. chỉ một vài phút sau chúng tôi đã đi đủ xa để có thể trò chuyện với nhau bình thường thay vì thì thầm như khoảng thời gian ban nãy. Eni hô hào để chúng tôi cùng mừng ăn mừng chiến thắng. Thật là tuyệt vời, cả ba chúng tôi cùng hét lên. Chúng ta đang đi đến những vùng đất lạ, tôi nói với hai người bạn đồng hành của mình. Và đến với cả những cô vũ công xinh đẹp nữa. Eni nói thêm vào mặc dù chúng tôi thực sự không biết những cô vũ công này trông như thế nào. Thật thú vị, Jerry Mập cũng hào hứng với câu chuyện của chúng tôi và chúng ta sẽ cùng được thưởng thức những món ăn ngon của miền đất lạ nữa. Annie bắt đầu hát. Ôi chao, tôi đang bắt đầu cuộc đời tươi đẹp của một chàng hải tặc trong bộ phim Peter Pan. Chú thích, bộ phim dựa theo truyện của Barry nói về Peter Pan, cậu bé có thể bay và không bao giờ lớn. Hết chú thích. Và cả hai chúng tôi đều cùng cất vang tiếng hát với Annie. Đoạn điệp khúc trong bài hát 99 Bottle of the Beer on the Wall cũng được vang lên sau đó cùng với bơ bản nhạc của Rock and Roll mang tên Papa Omo Mo and Duck of Earn and Get a Job. Và chung cuộc chạy trốn đang diễn ra theo đúng kế hoạch, chúng tôi đã đề ra, sau khi lên được con thuyền, chúng tôi được tự do ca hát và được tự do mơ về những điều kỳ diệu. Những câu chuyện chúng tôi kể cho nhau nghe ngày càng hấp dẫn hơn và thú vị hơn. Tất nhiên, những nụ cười của chúng tôi cũng giòn giả hơn nếu như không nói là có phần ngốc nghếch khi tiếng còi báo hiệu vang lên trên cảng Boston, con thuyền của chúng tôi đã đi về hướng ngôi sao mọc ở phía bắc. Rất nhiều đêm thâu thanh vắng, ngôi sao đó đã soi sáng cho chúng tôi trong khi chúng tôi lên kế hoạch cho cuộc chạy trốn này. Một khi chúng tôi đã đi đến được ngôi sao đó, chúng tôi có thể rời xa nhà tù nằm cạnh sông là và đi đến lãnh hải rộng lớn hơn cùng với sự tự do của cảng Boston. Khi bình minh e ấp bừng tỉnh ở phía đông xa xôi, Chúng tôi cũng bừng tỉnh cùng với âm thanh cảnh báo của tiếng còi dội lại từ cảng Boston báo cho tàu đi trong sương mù. Những kế hoạch mà con người đặt ra không bao giờ khớp với thực tế, nhất là khi kế hoạch đó lại được do ba đứa nhóc 11 tuổi chúng tôi đặt ra, bởi động lực duy nhất thúc đẩy chúng tôi đi trên con thuyền này là sự chạy trốn và sự mạo hiểm. Khi lên kế hoạch, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến những điều hiểm nguy hay những khó khăn đang chờ đợi mình ở phía trước. Có lẽ vì thế mà ngay khi chúng tôi cập cảng, Annie đã đưa ra một câu hỏi mà cả ba chúng tôi đang cùng nghĩ đến. Bây giờ các cậu định tính sao? Mặc dù vậy, chúng tôi thật sự không còn thời gian để nghĩ ra câu trả lời. Vì chúng tôi chợt nghe âm thanh rất khó chịu, đang xé toan màn sương mù và hướng về phía chúng tôi. Năm 1959, cảng Boston chính là một trong những cảng hoạt động nhộn nhịp nhất ở Mỹ. Nơi đây có đường biển dài, e biển sâu để tàu chuyên chở hàng tàu lớn có thể di chuyển dễ dàng và ngay cả khi không cần sự hỗ trợ của tàu kéo. Chúng vẫn có thể di chuyển nhanh chóng trong giới hạn năm hải lý. Chú thích Hải lý hoặc dặm biển là một đơn vị đo độ dài được dùng trong hoa tiêu hàng hải. Một hải lý bằng 1852 km. Hết chú thích Âm thanh đó khó chịu như nhanh chóng hòa lẫn vào tiếng đạp nước của chân vịt và chẳng còn cách chúng tôi bao xa nữa. Cả ba chúng tôi đang cùng hét lên khi chiếc tàu chở hàng đang tiến đến gần và chỉ còn cách chúng tôi khoảng 6 mét. Các cậu giữ chặt lấy nhé. Tôi hét lên. Con tàu sẽ đuổi kịp chúng ta ngay bây giờ thôi và rất có thể chúng ta sẽ bị hất tung lên đấy. Quả thực, con thuyền dài 3,6 mét của chúng tôi bị hất tung lên như cây con gặp bão. Nhờ vào một chút thần kỳ, con thuyền của chúng tôi đã dạt sang mạng bên của con tàu chở hàng và nước đã tràn vào đầy con thuyền mặc dù con thuyền chưa bị lật úp xuống hay nghiêng ngã sang bên. Thuyền đang chìm xuống rồi, Annie kêu lên. Ôi chú ơi, chúng ta đang chìm xuống thật rồi. Các cậu tát nước ngay ra đi, nhanh lên. Tôi vội hét lên. Dùng tay hay bất cứ vật gì có thể tát nước ra ngoài, nhanh lên nào. Trong khi cố gắng tát nước ra, trong sự vô vọng để cứu lấy con thuyền bé nhỏ, chúng tôi chợt nhận ra rằng có rất nhiều con tàu khác đang di chuyển trong màn sương sớm. Jerry khóc lên. Bọn mình chết mất thôi, vào lúc khó khăn đó. Tôi phải thừa nhận rằng tôi hoàn toàn đồng tình với câu nói của Cherry. Cuộc phiêu lưu mạo hiểm của chúng tôi khởi đầu bằng một tình huống cận kề cái chết. Nụ cười cùng với những tràng vỗ tay trẻ con trước đó của chúng tôi chợt biến thành nỗi lo lắng và sự sợ hãi đến tột độ. Tiếng còi báo động như bị chìm xuống trong tiếng ồn ả của những thương gia giao thương buổi sớm và chúng tôi, ba thằng nhỏ trên một con tàu dài 3,6 mét đang sợ sệt như ba con cá tuế. Đúng thích món ăn yêu thích của người châu âu hết chú thích chới với trong bụng một con cá voi ôi lạy chúa Eni nói lại một con tàu nữa đang đến gần chúng ta có vẻ như lần này tốc độ của con tàu rất chậm trước khi nó dừng hẳn lại con tàu dừng lại rồi Eni đoán già đoán non có lẽ con tàu đã dừng lại vì một lý do nào đó chúng tôi đã biết ngay nguyên nhân khiến con tàu dừng lại khi nghe thấy âm thanh mới tất cả các tàu chú ý đội cảnh vệ bờ biển của Hoa Kỳ đang đến. Tất cả chuẩn bị kéo. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Tôi hỏi Annie. Tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ đoán họ sẽ chỉ dẫn cho bọn mình biết phải làm như thế nào. Một cái gì đó xuất hiện trên mũi thuyền của chúng tôi cùng với tiếng động mạnh. Cái gì vậy? Jerry hỏi và sự sợ hãi đã hiện hiện trong giọng nói của cậu bạn mập. Tớ chịu, Annie nói. 30 giây kế tiếp, tiếng động mạnh lại vang lên lần nữa. Nhưng chúng tôi vẫn thực sự không hiểu được ý nghĩa của âm thanh này. Âm thanh từ chiếc micro được chạy bằng pin lại vang lên. Các anh đã không chú ý đến đường kéo tàu của chúng tôi, các anh hãy chuẩn bị đáp thuyền. Chuẩn bị đáp thuyền là sao? Tôi hỏi. Có lẽ đây chính là dấu chấm hết cho cuộc phiêu lưu của chúng ta. Con tàu của đội cảnh vệ đường biển Hoa Kỳ di chuyển gần hơn đến mạng thuyền của chúng tôi và chỉ trong nháy mắt, một người đàn ông đã đứng lên trên con thuyền của chúng tôi. Giọng nói của người đàn ông này thể hiện rõ sự ngạc nhiên. Ba cậu nhóc đang làm gì giữa dòng thuyền tấp nập như thế này? Các cậu có biết là rất có thể thuyền của các cậu sẽ bị chèn bẹp dí không hả? Tại sao các cậu lại không nghe theo yêu cầu của chúng tôi để được kéo thuyền an toàn lên bến? Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, chúng tôi hờ hững nhìn người đàn ông lạ mặt này. Chúng tôi nghe thấy tiếng máy thu thanh bắt đầu lạch cạch. Thuyền trưởng Edward, tôi là đại úy Carson, Thưa thuyền trưởng, tôi thật sự rất bất ngờ và không dám tin vào mắt mình, nhưng những gì tôi thấy là ba cậu bé. Đại úy dừng lại một chút. Ba cậu bé này, thêm một vài giây ngưng lại trong im lặng. Có vẻ như ba cậu bé này bị khiếm thị. Bố Edison, chú chó gốc đất làm nhiệm vụ dẫn đường cho chúng tôi phải thay đổi tư thế liên tục lúc đứng cạnh chân tôi trong khi máy bay không vận 767 của Mỹ chuẩn bị hạ cánh. Cô tiếp viên hàng không thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi đã đến sân bay. Kính thưa quý khách, máy bay bắt đầu hạ cánh xuống sân bay Logan của thành phố Boston. Yêu cầu quý khách kiểm tra lại ghế ngồi, ghế phải được ở trong tư thế thẳng đứng và yêu cầu quý khách thắt chặt dây an toàn. Chúng tôi đi chuyến bay đến thành phố Boston vì tối hôm trước tôi đã nhận được điện thoại của chị Becky. Chị chỉ nói với tôi ba từ nhưng ba từ ấy cũng đã đủ để nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra bố mất rồi bố tôi một người đàn ông với thân hình to cao có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời tôi đã không còn trên cõi đời này căn bệnh ung thư đã tàn phá cơ thể bố và tôi chắc chắn rằng mặc dù cái chết mang đến cho người ta sự đau đớn nhưng sự ra đi của bố chính là một điều may mắn lần cuối cùng tôi được gặp bố khi tôi và bố cùng đi câu cá lúc đó bố đã nói với tôi rằng bố đang phải chịu đựng quá nhiều đau đớn vì căn bệnh ung thư vì thế sống không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan của bố bố đã ra đi và tôi một đứa con trai luôn vâng lời bố đang trên đường trở về bên bố để chứng kiến giấc ngủ vĩnh hằng và đám tang của bố đây chính là niềm ao ước mà bố đã nói cho tôi rất nhiều lần trong suốt những năm cuối đời tommy con hãy để bố ngủ một giấc thật yên bình bố nói với tôi như vậy tôi đang trên đường trở về bên bố và chiếc máy bay chậm chậm di chuyển trên mặt đất để đưa chúng tôi đến nhà đón khách tôi băn khoăn tự hỏi không biết sẽ có bao nhiêu sự thật chưa bao giờ được đề cập sẽ được công khai và những tiếng vọng về từ quá khứ của Thomas Joseph Porky Sullivan Edison cò cọ cái mũi vào người tôi trước khi nó dẫn tôi ra khỏi máy bay cùng với sự giúp đỡ của một số hành khách khác hai chúng tôi có thể đi đến nơi nhận hành lý và nhanh chóng tìm được hành lý của tôi trên băng truyền để hành lý của hành khách. Mùi hương được quẹt trên tay cầm của chiếc vali đã giúp người bạn đồng hành của tôi nhanh chóng ngửi được chiếc vali của chủ mình. Một vài phút sau đó, chúng tôi đã ra được nơi chiếc xe hiệu limo. Chú thích, limo là viết tắt của từ limousine, một loại xe hơi đắt tiền, tiện nghi và có vách kính ngăn giữa người ngồi lái xe và người ngồi phía sau. Hết chú thích. Và tài xế Brandy đang đứng đợi chúng tôi. Brandy là người đón và nói chuyện vui vẻ mỗi khi tôi về Boston trong suốt 20 năm qua. Còn tối nay, trong khi chúng tôi đi qua con đường hầm mang tên cầu thủ bóng chày nổi tiếng Ted Williams, để đến xa lộ South East, tôi chỉ cần sự yên tĩnh. Từ xa lộ này, chúng tôi sẽ đến một con đường khác để về ngôi nhà suốt thời điên thiếu của tôi, đó chính là thị trấn Situé. Situé nằm nép mình trong một vùng xa xôi, ven biển, cách Boston khoảng 80 dặm. Những chính trị gia người Ireland cư ngụ trong thị trấn này vào mỗi mùa hè và họ vẫn coi Situé là Irish Riviera. Khí hậu của Situé rất thuận lợi cho những ai muốn đi câu cá và đặc biệt là từ đây họ có thể nhìn ra vùng biển rộng lớn hơn. Gia đình tôi đã sống ở đây quanh năm suốt tháng vì bố tôi cho rằng thị trấn đã nhắc bố nhớ lại Kinsey, ngôi làng ven biển nằm phía đông Ireland, nơi bố đã sống suốt thời thơ ấu. Bố vẫn thường lái xe vào thành phố Boston và ở lại thành phố khoảng 3 hay 4 ngày mỗi tuần trước khi trở về ngôi nhà thân yêu trong thị trấn nhỏ ven biển để tận hưởng những ngày nghỉ cuối tuần. Thứ sáu hàng tuần, bố thường đến đón tôi từ trường Perkins về nhà. Tôi thích những giờ phút này vì đó là những lúc chỉ có tôi và bố, con trai của bố và bố. Hai bố con tôi vẫn thường bàn luận nhiều về môn bóng chày và về cầu thủ nổi tiếng Ted Williams, người Celtics và Bill Russell cũng có lúc bố lại kể cho tôi nghe những câu chuyện về thời thơ ấu của bố. bố đã sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng của người ireland, ngôi làng thân yêu bố gọi ngôi làng thời thơ ấu của mình như vậy. tôi nhanh chóng nhận ra rằng đó chính là nơi bố yêu thích nhất trong suốt cuộc đời mình. đã có lần tôi hỏi liệu sau khi rời khỏi trái đất này bố có muốn được an táng tại ngôi làng thân yêu đó hay không. nếu được chôn cất ở ngôi làng thân yêu đó trên ngôi mộ bố sẽ có một đám cỏ xanh của ireland không, con trai ạ, à, bố trả lời. Ireland là quê hương thân yêu của bố, nhưng đất nước Mỹ đã mang đến cho bố cơ hội thành công và cơ hội có cuộc sống này, Tommy ạ. À. Vì vậy, bố muốn được chung cất trên mảnh đất này. Mảnh đất này trong lời nói của bố chính là ngôi mộ trong nghĩa trang St. Mary. Trong nghĩa trang đó, bố sẽ được ở ngay bên mẹ, mặc dù mẹ đã rời xa bố nhiều năm trước. Tôi nhận thấy sự kỳ lạ của bố mẹ vì trên con đường đời của mình, họ luôn phải dằn vặt giữa sự thủy chung và cảm giác tội lỗi sự thành thật và giả dối con người thật và một con người khác ẩn sau bên trong bản thân họ mẹ tôi qua đời năm năm trước tôi vẫn luôn gần gũi mẹ và chăm sóc mẹ trong những năm cuối đời mối quan hệ giữa tôi và mẹ là mối quan hệ mẫu tử chứ không phải là hai người bạn thân thiết và tất nhiên là đối với tôi điều này chẳng có gì không tốt cả vì ở vào thời thế hệ mẹ không có người mẹ nào coi mình là người bạn tri kỷ của chính con trai mình. Còn lúc này, trong khi Brandy đang lái xe đưa chúng tôi đến xa lộ Sao X, tôi lại đang miên man suy nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và bố. Nhìn bề ngoài, tôi và bố chính là hai người bạn tốt nhất của nhau, nhưng thú thật, phải thừa nhận rằng lúc nào tôi cũng cảm thấy sợ bố. Brandy lái xe rời khỏi xa lộ Sao X và đi về phía con đường số 123, có hai làn đường và từ đây chúng tôi sẽ về đến Tripway của cảng Seatway. Chỉ có ở New England mới xuất hiện những bảng chỉ đường, ngay cả ở trên những con đường chỉ có hai làn đường. Đây là những con đường đã được xây dựng trong thời gian diễn ra của cách mạng. Trên con đường rộng và gió thổi lồng lộng như vậy, tốc độ tối đa của ô tô chỉ là 35 dặm một giờ. Tối nay, tôi thích được ngồi trên ô tô với tốc độ hạn chế như vậy để ngó đầu ra cửa sổ và lắng nghe tiếng dế kêu đầu hè cùng với tiếng chim cổ đỏ kêu đêm như thể đang nói lời tạm biệt một ngày cũ đã qua. Từ đường quay rẽ trái, Randy đưa chúng tôi về đến thị trấn Sisway, đồng nghĩa với việc tôi được quay trở về với chính cảm xúc của mình. Gió thổi từ biển Đại Tây Dương lên, tôi hít thật mạnh để cái không khí mặn mặn của biển cả ôm lấy tâm hồn tôi. Biển Đại Tây Dương mang một vẻ trẻ trung vĩnh hằng bất chấp dòng chảy miệt mài của thời gian và sự lên xuống bền bỉ của thủy triều. Trong vị mặn mặn của biển cả, tôi cảm nhận được tất cả những hoạt động đang diễn ra dưới biển. Con tảo bẻ, bám chặt vào đá trầm tích, những cá thể đơn bào đang được tạo ra từng giây, những đám rong biển khô và những sinh vật biển bị mắc cạn. Khi chúng tôi đi ngang qua nhà hàng xóm, tôi cũng ngửi thấy mùi quen thuộc từ mặt đất, đó chính là mùi cỏ mới cắt, mùi hương của những đóa hồng được những đôi bàn tay khéo léo trồng trong vườn, ngay cạnh đường đi, mùi hương của tử đinh hương trong mùa xuân muộn và sự màu mỡ phì nhiêu của đất khi chấm hè tất cả những hương vị quyện vào vị mặn của biển cả và tôi đang thích hà nếm và ngửi lấy những hương vị ấy Randy đang rẽ vào đường Front con đường chính của cảng Seaway và tôi đã nghe thấy những âm thanh quen thuộc âm thanh giúp tôi biết lúc nào mình phải dậy và lúc nào mình phải đi ngủ âm thanh ấy cũng báo cho ngư dân thuyền viên biết liệu thời tiết xấu hay đẹp âm thanh ấy chính là một giai điệu cần thiết giúp tất cả chúng tôi biết rằng chúng tôi vẫn còn sống trên cuộc đời tươi đẹp này. Đó chính là âm thanh phát ra từ chiếc phao chuông cách cảng Situay khoảng năm dặm. Tôi đã trở về nhà và tự sâu thẳm đáy lòng mình, tôi biết tôi đã trở về với ngôi nhà thân yêu trong thị trấn của chúng tôi. Tôi sống với Patricia, vợ tôi và hai đứa con là Beth và Tom ở bang California, nhưng thị trấn Situay vẫn luôn là nơi mang đến cho tôi rất nhiều xúc cảm mỗi khi trở về. Randy này, anh lái xe vào phía vệ đường kia nhé. Tôi và Edison sẽ đi bộ từ đây về nhà. Tom, anh định đi bộ thật à? Randy hỏi lại. Đường từ đây về nhà tối lắm đấy. Tôi cười khi nghe Randy nói vậy. Ồ, tôi xin lỗi, Randy vội nói, tôi quên không nghĩ ra. Randy, ban đêm chính là khoảng thời gian dành riêng cho tôi và Edison mà. Tôi có thể làm mọi việc tốt hơn trong đêm thâu đấy, anh bạn ạ. À và điều tôi nói hoàn toàn đúng. Tôi đi dễ dàng hơn bên chú chó thân yêu của mình khi trời tối như thế nào. Khi trời đêm thay đổi vì màn sương mù bắt đầu cuộn lại vào những âm thanh còn sót lại của ban đêm khiến những âm thanh ấy rõ ràng hơn. Thế còn hành lý của anh thì sao? Randy hỏi tôi. Anh cứ mang về nhà và đặt ngoài cổng cho tôi. Khi nào về đến nhà tôi sẽ tự mang vào bên trong. Cảm ơn anh rất nhiều về đã đưa tôi về. Tôi bước chân đi và vẫy tay chào Randy. Randy à, anh hãy vẫy tay chào tôi nhé và cả bố tôi nữa tôi sẽ làm như vậy randy nói tôi sẽ vẫy tay chào ông porky tôi tự hỏi tối hôm đó có bao nhiêu người vẫy tay chào bố porky của tôi bố đã có ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người nhưng không ai trong số họ có được nhiều sự ảnh hưởng từ bố như tôi trong khi randy lái xe vào vệ đường tôi cầm lấy sợi dây trên cổ edison vào tay bên trái và cảm nhận được cảm xúc của chú chó thân thương vì chúng ta đang chuẩn bị bắt tay vào công việc của mình được rồi edison tôi nói chúng ta cùng về nhà nào tôi cầm sợi dây và đi theo hướng kéo của edison chúng tôi cùng đi qua những con đường quen thuộc nếu bạn có thể nhìn thấy chúng tôi lúc đó có lẽ bạn khó có thể nhận thấy được những sắc thái tạo nên sự đặc biệt trong mối quan hệ của hai chúng tôi edison sẽ dừng lại một chút nếu ngay phía trước có một gốc cây mới được chặt để tôi biết mà tránh bước đi khôn khéo của edison mỗi khi sang trái hay sang phải để dẫn tôi đi một cách dễ dàng và không vấp vải những chướng ngại vật phía trước edison dừng lại để nhắc tôi chú ý đến một nhành cây nhô ra có thể vướng vào tôi và chú chó tận tâm này là dừng lại đúng lúc mỗi bàn chân tôi chạm vào chướng ngại vật như vậy tôi không thể bị vấp ngã được Hành động của Edison hoàn hảo không chê vào đâu được và tôi biết rõ sự tận tụy của chú chó này chính là tình yêu chú dành trọn trong mỗi bước chân đi của mình để dẫn đường cho tôi. Chúng tôi rẽ phải sang đường Parker và tôi biết đó khoảng cách từ lối rẽ này đến ngôi nhà số 77 của tôi chỉ còn 57 mét nữa. Ngôi nhà số 77 đường Parker chính là ngôi nhà quan trọng nhất trong suốt thời thơ ấu của tôi. Bố mẹ tôi đã quyết định không bán ngôi nhà thân thương này ngay cả khi hai người chia tay. Mẹ chuyển đến bang California cùng với gia đình tôi, còn bố sống ở nhiều nơi khác nhau kể từ khi ông không ở bên mẹ. Mặc dù vậy, bố mẹ tôi vẫn giữ ngôi nhà vì theo lời bố mẹ, ngôi nhà này vô cùng quan trọng đối với sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Tôi và các chị vẫn thường trở về ngôi nhà thân yêu này mỗi mùa hè và bố đã dành trọn những năm tháng cuối đời mình trong ngôi nhà này để nhớ lại những kỷ niệm ông đã có với gia đình. Tôi trèo lên bậc cửa và tìm chìa khóa được giấu bên dưới tấm thảm, chiếc chìa khóa vẫn nguyên ở đó suốt nhiều năm qua ngay khi mở cửa ra tôi đã ngửi thấy mùi ẩm mốc vì không có bàn tay chăm sóc của con người tôi cảm thấy rùng mình khi bước vào bên trong ngôi nhà và có cảm giác như tôi đang bước vào ngôi mộ để tìm lại quá khứ tôi vội vàng đi qua những nơi quen thuộc trong ngôi nhà và mở cửa sổ để gió biển ùa vào tất cả đồ đạc trong nhà vẫn nguyên vị trí quen thuộc của mình và chiếc ghế bập bên của tôi vẫn được dựng bên cạnh cây đàn piano ở góc nhà không biết bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua khi mẹ tôi ngồi trên chiếc ghế đó. Quan sát đôi tay tôi, gõ từng phím đàn, dạy tôi đánh bản nhạc của Chopin, Beethoven, của Bach, của Mozart. Trong khi tôi lại muốn chơi nhạc của Chuck Berry và Fast Domino. Tôi biết ơn mẹ rất nhiều vì mẹ đã giúp tôi có được thành công trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Mẹ biết tôi có năng khiếu âm nhạc, nhưng mẹ muốn tôi hiểu được rằng tài năng cũng giống như tất cả những đức tính khác của con người tài năng luôn song hành cùng với sự rèn luyện chính vì vậy tôi miệt mài tập đàn mỗi ngày ngày này qua ngày khác cùng với từng gam nhạc và từng bản nhạc khác nhau tôi ngồi trên chiếc ghế chất chứa biết bao kỷ niệm và lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào những mỏm đá bên dưới tiếng sóng vỗ mạnh hơn ở california có lẽ bởi đáy đại tây dương có nhiều mỏm đá nhô lên hơn Tôi ngồi đung đưa trên ghế và lắng nghe những âm thanh quen thuộc, mặc cho những kỷ niệm thời thơ ấu ùa về như thể dòng chảy của biển cả và thủy triều đang dâng lên rồi hạ xuống. Như bị thôi thúc, tôi đứng lên và đi đến tủ đựng bình rượu của bố. Bình rượu vẫn còn đó, chiếc bình thon cổ làm bằng pha lê với mùi thơm của loại rượu Jameson của Ireland. Tôi trịnh trọng rót rượu vào chiếc cốc pha lê Waterfall và quay trở lại ghế. Không mời bố uống rượu, tôi nâng cốc lên để chạm cốc với bố. Ký ức tràn về tâm trí tôi ngay khi tôi uống hớp rượu đầu tiên. Trong những kỷ niệm ấy, một số kỷ niệm thật đẹp và một vài kỷ niệm không nên quay lại trong tâm trí tôi. Dù sao thì những ký ức đó vẫn trở về bên tôi ngay lúc này trong ngôi nhà thân yêu của tôi. Tôi bị đuổi học. Cậu Sullivan, chúng tôi không thể chấp nhận được hành động của cậu sự ngốc nghếch của cậu không chỉ gây nguy hiểm cho riêng cậu và hai cậu học sinh khác mà cậu còn phải cần đến sự giúp đỡ của đội cảnh vệ bờ biển hoa kỳ gây khó khăn cho họ vì báo chí đang làm rùm beng về cuộc chạy trốn quá mạo hiểm của cậu cậu có thể cho chúng tôi biết tại sao cậu lại có hành động ngu xuẩn như vậy hay không tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng đối diện với thầy edward waterhouse hiệu trưởng trường perkins dành cho học sinh khiếm thị dường như cơn giận của thầy hiệu trưởng đang sôi lên sùng sục giọng nói thân thương mọi khi của thầy có xen lẫn ngữ điệu đặc trưng của những người thành thị một sự trì chiết đáng sợ nếu như cuộc chạy trốn lần này là cuộc chạy trốn đầu tiên của cậu chúng tôi sẽ khoan nhượng hơn trong việc xem xét hình phạt dành cho hành động không thể chấp nhận này tuy nhiên rõ ràng cậu không muốn ở lại ngôi trường này nữa vì vậy tôi không còn cách nào khác là phải đuổi học cậu mẹ ngồi ngay trên ghế bên phải tôi vì vậy tôi có thể nghe rõ tiếng thở dài của mẹ hiệu trưởng waterhouse Xin thầy đừng đuổi học Tommy Mẹ tôi năn nỉ thầy hiệu trưởng Tommy cần nơi này Thằng bé cần phải học Những kỹ năng đặc biệt mà chỉ có trường Perkins Mới có thể mang đến cho những trẻ không may bị khiếm thị Tôi có thể cảm nhận được mẹ đang cố gắng vươn người về phía trước Một trong những cử chỉ của mẹ cho thấy mẹ cần sự cảm thông Trong khi đôi mắt mẹ vẫn ngước lên Với vẻ văn này thầy hiệu trưởng xem xét lại hình phạt dành cho tôi Như bạn thấy đấy Trong những năm tôi học ở tiểu học các thầy cô lúc nào cũng đưa ra một lời nhận xét giống hệt nhau trong học bạ của tôi. Tommy rất thông minh, nhưng hay mơ mộng hảo huyền và hay vi phạm kỷ luật. Tommy cũng không chú ý đến việc học của mình, rất giỏi môn âm nhạc, yêu thích những điều mới mẻ và có tố chất lãnh đạo. Tôi nghĩ rằng tất cả những phiền toái tôi gây ra trong ngôi trường Perkins đều bắt nguồn từ lần đầu tiên tôi đến trường. Hôm đó là ngày 10 tháng 9, cả gia đình tôi, mẹ, bố, tôi, chị Perky, chị Jen, cùng lên xe ô tô để đưa tôi đến trường. Đây là một điều bất thường đối với cả gia đình tôi. Nhưng điều đáng nói nhất lại là một điểm xấu nào đó ẩn sâu trong sự im lặng đến chết người khi cả gia đình tôi ngồi trên chiếc xe suốt một giờ đồng hồ từ thị trấn Seatway đến trường Perkins ở Watertown. Người đón gia đình tôi là nhân viên gắt cổng trường tên Fritz. Sau một vài năm học ở trường, tôi biết được rằng ông Fritz mang quốc tịch Đức. Tôi cũng phát hiện ra rằng tôi không ưa ông ấy chút nào, Cậu bé có tên trong danh sách chưa? Ông Fritz hỏi bố tôi. Con trai tôi học lớp mẫu giáo và năm nay mới đăng ký học ạ, à. bố tôi trả lời. Để tôi kiểm tra lại đã, người đàn ông tên Fritz nói. Xem nào, như thể ông ta không hề tin lời bố tôi. Tên tôi đã có trong danh sách học sinh mới nhập học. Thomas Sullivan Jr, 5 tuổi, học sinh mẫu giáo. Dòng chữ được in đen trắng trong danh sách. Trường Perkins được chia thành khu trường dành cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 6 và khu còn lại dành cho những học sinh từ lớp 7 đến lớp 12. Toàn bộ khuôn viên trường rộng 12 hecta và ngay cả một người khiếm thị cũng không thể bỏ qua được vẻ đẹp của ngôi trường này. Tất cả cây trồng đều là cây bản địa của New England. Sân thể thao vẫn còn mới nguyên và được phủ một lớp cỏ xanh mượt. Những ngôi nhà đang sừng sững như những người lính gác khó tính cùng với sự nghiêm khắc hiển hiện trong lối kiến trúc gothic. Chú thích Gothic là lối kiến trúc có mái vòm và đầu nhọn. Hết chú thích. Dường như quan cảnh nơi đây biểu hiện một cái gì đó cũ kỹ, vững chắc, lâu dài và tất nhiên có cả sự khắc nghiệt. Trường Perkins được xây theo phong cách của trường học ở Anh dành riêng cho nam sinh, mặc dù trường Perkins đón nhận cả nữ sinh. Tôi rất muốn biết xem việc trở thành một cậu học sinh mới toanh trong trường này sẽ như thế nào. Bố tôi đánh xe ra, nơi đậu xe và tất cả gia đình tôi cùng xuống xe. Mùi cỏ mới cắt, và mùi hương nho dịu ngọt cũng hăng hăng tất nhiên là tôi chỉ biết được đó là mùi hương nho sau khi đã học ở đây một thời gian đã khiến cho không khí ở đây có vẻ nặng nề gia đình tôi bước vào tòa nhà hành chính để hoàn thành thủ tục nhập học đôi giày mới của tôi vang lên dọc hành lang và độ cao của trần nhà càng làm cho tiếng vang ấy to hơn có ba người phụ nữ ngồi phía sau một chiếc bàn dài trong phòng hành chính và trong số họ hướng dẫn bố mẹ tôi điền vào các thủ tục bắt buộc mà không hề tỏ ra chút nhiệt tình nào một người phụ nữ khác nhanh chóng bước vào trong phòng và tính cách sôi nổi hăm hở. Người phụ nữ này được thể hiện rõ khi cô ôm tôi. Em là Tommy Sullivan phải không? Cô hỏi. Cô đã đợi em lâu lắm rồi đấy. Cô là cô Harrison và cô sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc em. Em sẽ sống trong nhà của Anagus, Michael Anagus. Thầy Michael Anagus là hiệu trưởng thứ hai của trường Perkins, vì vậy nhà Anagus được đặt theo tên của thầy ấy cô tin là em sẽ rất vui khi ở nhà anagus em sẽ được gặp gỡ làm quen với rất nhiều bạn nam và bạn nữ đồng trang lứa tất cả các bạn ấy đang chờ em đấy đi theo cô nào cô nắm tay tôi trong bàn tay đầy đặn ấm áp của mình mặc dù cô rất tốt bụng nhưng có những cái gì đó làm tôi bồn chồn và khiến tim tôi rung lên cô ấy đang nói gì ấy nhỉ mình sẽ sống trong một ngôi nhà có tên là A... anagus ư ừ. nhà anagus là nhà như thế nào Gia đình mình chỉ ở đây một ngày thôi mà, mình sẽ về nhà cùng với bố mẹ, chị Paki và chị Jane nữa mà. Hay là bố mẹ định chuyển đến sống ngôi nhà có tên là Anagus, nhỉ? Cuối cùng, tôi cũng có thể nói ra những gì mình nghĩ. Bố mẹ, nhà mình chuyển đi ra khỏi thị trấn Sitway khỏi không ạ? À? Có phải cả nhà mình sẽ sống trong ngôi nhà có tên là Anagus không ạ? À? Tommy, nhanh lên con. Bố nói như vậy để lãng tránh câu hỏi của tôi. Con đi cùng cô Harrison đi nào. Cả nhà tôi đi qua khuôn viên mà cô Harrison gọi là cái sân nhỏ. Tất cả nhà ở đây đều hướng ra sân. Cô nói, phòng học được xây ở chính giữa và mỗi ngôi nhà đều có một cửa sau để đưa các em ra sân chơi, sân tập thể thao. Chúng tôi đi ngang qua một số gia đình đang dẫn con họ đến nhà của mình trong ngôi trường này. Dọc theo nhà Anagos còn có nhà Prepley, nhà Porter và nhà Clover dành cho học sinh nữ. Cô Harrison tiếp tục giới thiệu. Học sinh nữ, tôi ghi nhớ danh từ chung này. Tôi không muốn học ở trường có học sinh nữ. Tôi nghe thấy âm thanh khác nhau khi chúng tôi bước vào nhà Anagus. Một cậu học sinh nào đó đang chơi đàn piano trong khi những học sinh còn lại là ném đồ chơi khắp sàn nhà. Cô Harrison gọi sàn nhà là phòng chơi dành cho chúng tôi. Cô Harrison cùng với một số học sinh khác đang ở trên gác để sắp xếp đồ đạc. Nhưng tại sao tôi lại nghe tiếng trẻ con khóc và tiếng người lớn dỗ dành? Không sao, không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà con. Tại sao lại như vậy nhỉ? Cô Hê xin đưa gia đình tôi đi xem phòng ăn, một căn phòng rất rộng rãi và những chiếc bàn tròn lớn, và cô nói rằng tất cả học sinh sẽ cùng ăn với nhau trong căn phòng này. Cô cũng cho chúng tôi xem phòng bếp, và ở đây tôi đã gặp cô Green, đầu bếp của trường. Cô Green là người gốc Ireland, và cô nói rằng cô chính là người làm ra những chiếc bánh ngon nhất thế giới. Cô đã chứng minh lời nói của mình bằng cách cho tôi ăn thử hai chiếc bánh phủ sô-cô-la mới được nướng xong, và cả một cốc sữa lạnh nữa món ăn của cô Green dành cho tôi thật tuyệt vời và nó đã tạm thời giúp tôi xoa dịu nỗi lo lắng. Sau đó chúng tôi đi lên gác, mọi thứ chợt thay đổi nhanh chóng. Phòng của em là phòng số 8, Tommy nhé. Cô Harrison nói, bây giờ em hãy đặt tay lên tường và đếm thật to với cô cho đến khi em đến được cánh cửa thứ 8 nhé. Tôi làm theo lời hướng dẫn của cô một cách miễn cưỡng. 5, 6, 7, 8, tôi đếm từng cánh cửa cho đến khi được cánh cửa thứ 8 em hãy xoay nắm cửa và bước vào trong phòng của mình đi cô nói hai bạn cùng phòng của em là annie và jerry đang ở trong phòng đấy bạn cùng phòng như vậy có nghĩa là gì nhỉ tôi nghĩ thầm tôi nghe tiếng khóc ngay khi mở cửa ra cô harrison đến bên cậu bé đang khóc jerry không sao đâu mà cô an ủi cậu bé có tên là jerry cô sẽ giới thiệu em với một bạn rất đặc biệt bạn ấy tên là tommy Tommy, em đến đây và làm quen với bạn Jerry Purse đi nào. Tôi đi về phía cô Harrison, nhờ vào giọng nói của cô và đến cuối giường. Đó là một chiếc giường sao? Chắc hẳn trên giường đang có người ngồi. Jerry, cô Harrison nói. Em hãy đứng lên và bắt tay với người bạn mới của mình nào. Cô xin giới thiệu, đây là bạn Tommy Sullivan. Một bàn tay mụ mẫm đã thay thế một bàn tay ấm áp của cô Harrison. Chào cậu, Jerry. Tôi nói, cậu không sao chứ? Em không cần bạn ấy Jerry thổn thức Em muốn mẹ cơ, em muốn bố cơ Jerry nghe cô này Cô Harrison vội nói Em có nhớ là cô đã nói với em rằng Em sẽ được trở về nhà trước khi em biết là mình được đưa về nhà không Cô nói dối Một giọng nói khác trong phòng vang lên Xe ngang lời cô Harrison Cô nói với chúng em là chúng em sẽ được Về nhà trong vòng một tháng Chúng em phải ở đây 30 ngày 30 ngày rất dài cô ạ Annie Anderson, cô Harrison nói, em hãy đến đây làm quen với bạn Tommy đi nào. Một cậu bé đi ngang qua phòng, nói khá trịnh trọng. Xin chào cậu, tớ là Ernest Anderson. Bà cậu tên gì? Tớ tên là Tommy Sullivan. Tôi trả lời trong khi bắt tay cậu bạn mới. Tớ rất vui khi được làm quen với cậu. Jerry vẫn tiếp tục khóc và chẳng mấy chốc tôi đã hiểu tại sao cậu ấy khóc. Tommy, đây là bạn của em. Cô Harrison nói. Em xem này, đây là chỗ để đồ của em em có thể cất quần áo trong tủ được đặt bên tay phải của em bây giờ em có thể lấy quần áo ra khỏi vali và cho quần áo vào tủ bố mang hành lý vào và đặt chiếc vali lên giường chiếc giường này dành cho tôi giường của tôi ở giữa giường của jerry và ernie chiếc đệm phát ra tiếng động vui nhộn khi bố đặt chiếc vali lên trên giường mãi sau này tôi mới biết được rằng tất cả những chiếc đệm ở trường parkings đều được nhét đầy rơm và chính bàn tay của những người khiếm thị trưởng thành đã làm ra chúng mẹ tôi trở nên rất bận rộn vì mẹ giúp đỡ cô harrison lấy quần áo của tôi ra trong khi hai chị tôi lại đứng im không nói gì ở góc phòng quần và áo vest của tôi được treo gọn gàng trong tủ còn tất quần lót quần jean áo phông được cất gọn trong ngăn kéo tất của con được cất trong ngăn kéo trên cùng mẹ nói quần lót trong ngăn thứ hai còn áo phông và quần jean trong ngăn thứ ba nếu quần áo của con bị bẩn con chỉ cần cất vào ngăn kéo thứ tư ở dưới cùng cho đến khi con phải mang chúng đến phòng giặt đồ của trường việc thu dọn quần áo của tôi đã xong một sự im lặng bao phủ căn phòng cho đến khi nghe tiếng thổn thức của charlie phá tan sự tĩnh lặng ấy bố ôm tôi rất chặt và hôn lên hai má tôi nhưng bố không nói gì cả một lúc sau tôi nghe tiếng chân của bố ra đi khỏi phòng và đi xuống hành lang bố ơi tôi gọi bố ơi bố đi đâu vậy bố vẫn cứ đi sau đó hai chị tôi cũng hôn tôi và đi ra ngoài mẹ tôi là người cuối cùng trong gia đình ôm tôi Nước mắt mẹ rơi xuống khuôn mặt tôi, vì mẹ ôm tôi rất chặt. "Tommy, mẹ yêu con lắm." Mẹ nói. "Mẹ yêu con nhất trên đời này, mẹ biết việc mẹ đưa con đến trường Parkings để học nội trú là việc làm đúng đắn. Mẹ tin con sẽ rất vui khi ở đây, Tommy bé bỏng của mẹ. Con hãy nói với mẹ là con rất vui khi được đến đây đi." Cuối cùng thì tôi cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra. "Mẹ, mẹ đừng để con ở đây." Tôi bắt đầu khóc. Mẹ đừng đi mà, tôi bám chặt lấy mẹ, nhảy lên vòng tay của mẹ, quặp chặt hai chân quanh hông mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng để con ở đây. Cô Harrison bắt đầu kéo tay và chân tôi ra khỏi người mẹ. Tôi khóc thét lên và đá mạnh vào người, phụ nữ độc ác đang kéo tôi lại. Không đâu, mẹ ơi, tôi hét lên. Không đâu, con không muốn ở đây đâu, mẹ ơi, con không ở đây đâu. Tommy, sẽ không sao đâu con, không sao đâu con. Mẹ tôi nói trong tiếng khóc và vừa nói mẹ vừa giúp cô Harrison kéo tay tôi ra khỏi người. Tommy, mẹ đã cầu nguyện rồi con ạ. À. Chúa đã nói với mẹ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Con phải ngoan nhé. Bây giờ là tiếng chân của mẹ tôi vang lên trên sàn khi mẹ tôi quay lưng ra khỏi phòng và dao của Harrison giữ chặt lấy tôi. Tôi đã liên tục vào người cô rồi hét ầm lên. Không đâu mẹ ơi, con không muốn ở đây đâu. Con muốn về nhà cơ. Mẹ ơi, bố ơi, đừng bỏ con ở đây một mình. Bố mẹ đừng đi mà. Nhưng bố, mẹ và hai chị tôi đã đi về rồi, chỉ còn lại một mình tôi ở đây. Tôi ngồi một mình trên chiếc đệm rơm, trên chiếc giường chính giữa, trong một căn phòng với hai người bạn hoàn toàn xa lạ. Tôi đang ở một nơi mà tôi rất ghét. Trong ký ức của một đứa trẻ như tôi, việc xa gia đình như thế này chính là một trải nghiệm đầu đời rất khó khăn. Mặc dù Jerry và Ernie trở thành hai người bạn tốt của tôi, nhưng việc sống trong một ngôi trường tách biệt với thế giới bên ngoài cũng giống như tôi phải chấp nhận một hình phạt là một tù nhân như tôi không hề được hứa hẹn ngày phóng thích. Bố mẹ vẫn tin rằng việc đưa tôi đến trường Perkins là điều tốt nhất mà bố mẹ có thể làm cho đứa con không nhìn thấy ánh sáng của mình. Nhưng việc để một đứa trẻ 5 tuổi sống xa nhà lại là một khó khăn ngoài sức tưởng tượng của con trẻ. Trong những năm học ở trường Perkins, tôi vẫn thường được bố mẹ đón về vào những ngày cuối tuần và chính việc về nhà và trở lại trường đã khiến tôi lúc nào cũng băn khoăn về bản thân của mình. Tôi là ai? Là Tommy Sullivan, một đứa trẻ bị nhốt chặt trong ngôi nhà tù perkins dành cho những đứa trẻ khiếm thị hay tôi là tommy sullivan một cậu bé luôn khát khao học hỏi và khám phá những điều mới lạ ở thế giới bên ngoài cánh cổng sắt và hàng rào khắc nghiệt của trường perkins tommy annie nói với tôi khi tôi nín khóc cậu có muốn đi xuống cầu thang để đến phòng chơi đồ không ở dưới đấy có nhiều món đồ chơi thú vị lắm ô xếp hình với cả ô tô tải nữa đấy cô harrison nói sẽ có một cô giáo khác chuẩn bị đến đọc truyện cho bọn mình nghe cậu có muốn đi với tớ không, Tommy? Đi chơi chắc chắn sẽ thú vị hơn là ngồi nghe đọc chuyện chứ. Tớ không đi đâu. Tôi trả lời trong khi vẫn sụp sùi. Tớ chỉ muốn về nhà thôi. Tớ cũng muốn về nhà nữa, Jerry nói. Tớ cũng muốn về nhà nữa cơm. Thế thì tớ đi xuống dưới chơi đồ chơi đây. Tớ chỉ muốn chơi thôi, Annie nói. Tôi không hiểu làm sao mà câu nói cuối cùng của Annie lại khiến cả tôi và Jerry đồng ý đi xuống phòng chơi cùng cậu ấy. Được rồi, Jerry sụp sịch. Tớ sẽ đi với cậu, Tommy, cậu cũng đi chứ. Tôi quyết định đi cùng hai người bạn mới của mình. Giờ đây tôi đoán là cảm giác buồn bã đã đưa ba chúng tôi xích lại gần nhau và tôi đã lần tường để đi xuống cầu thang đến phòng chơi. Tôi gặp 26 bạn khác bằng tuổi của mình trong căn phòng này. Tất cả đều giống nhau, tất cả đều xa gia đình, bắt đầu một cuộc sống mới, muốn được về nhà và đối với tất cả chúng tôi, đây là ngày đầu tiên trong những cuộc phiêu lưu trong bóng tối. Tôi, Jerry và Ernie đã có rất nhiều cuộc phiêu lưu trong suốt những năm học lớp dưới một trong những cuộc phiêu lưu đáng nhớ nhất là những chiếc bánh ngon nhất thế giới của cô đầu bếp green một sự cám dỗ ngọt ngào khiến chúng tôi không thể cưỡng lại được bất chấp những hậu quả về sau một đêm muộn cả ba chúng tôi đang cùng nhau lần xuống phòng bếp để tìm thức ăn nhẹ chúng tôi biết rõ nơi cô green cất bánh quy và tôi rất thích những chiếc bánh quy này tôi không chỉ thích bánh quy mới ra lò mà còn thích cả những chiếc bánh được cất trong tủ lạnh với một lớp đá cứng bao phủ Tôi có cảm giác rất thú vị khi cắn vào nhau chiếc bánh như vậy Thầy Bartolomo Giáo viên phụ trách ký túc xá Đã bắt được ba chúng tôi trong bếp Khi những bàn tay nhỏ xíu của chúng tôi Vẫn thò vào trong hộp bánh Thầy đã yêu cầu chúng tôi phải đến gặp Thầy hiệu trưởng Waterhouse vào sáng hôm sau Trong khi viết báo cáo tường trình sự việc Chúng tôi nhanh chóng hiểu ra Có một cái gì đó rất quan trọng đang diễn ra tại trường Vì tất cả mọi người Đều đang làm việc trong sự im lặng và có vẻ như họ đều tập trung vào sự kiện nào đó diễn ra ở cửa trước của trường. Không biết chuyện gì lại nhỉ? Tôi băn khoăn tự hỏi trong khi đứng đợi để chịu hình phạt kỷ luật của thầy hiệu trưởng Waterhouse. Chẳng mấy chốc tôi đã tìm ra được câu trả lời cho sự băn khoăn của mình. Có một đoàn khách đến thăm trường và thầy cô đã yêu cầu tôi phải im lặng vì trường đang đón một vị khách rất đặc biệt. Trường Perkins quyết định vinh danh cựu học sinh Helen Keller. Chú thích, Helen Adams Keller, sinh năm 1880, mất năm 1968, là một nhà văn, nhà hoạt động xã hội bị mù và điếc của người Mỹ. Hết chú thích. Nổi tiếng nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của bà. Chắc hẳn sẽ có một lễ kỷ niệm long trọng diễn ra vào cuối ngày hôm đó. Báo chí và rất nhiều khách khứa sẽ tham dự buổi lễ và chắc chắn là bà Keller cũng sẽ xuất hiện cùng với một số giáo viên đã từng dạy bà và một vài nhân vật quan trọng khác nữa. Vì vậy mà đến lúc này, tôi, Annie và Jerry vẫn đang đứng ngay giữa sự ồn ào đó. Bà Helen Keller không chỉ học cách đọc ngôn ngữ dấu hiệu bằng bản chữ cái thủ công mà bà còn là người đầu tiên vận dụng độ rung để đoán lời nói của người khác. Chỉ cần bà đặt ngón tay cái lên trên thanh quản của một người nào đó, ngón tay trỏ lên môi của họ và ngón tay thứ ba lên sống bụng của họ là bà có thể hiểu được lời nói của họ nhờ vào độ rung và bà cảm nhận được ở những vị trí đó sau đó bà có thể nói lại những lời mình cảm nhận được bằng một âm thanh rất kỳ lạ và tuyệt vời. chắc hẳn thầy hiệu trưởng hoặc ai đó đã kể cho bà Helen nghe về rắc rối của ba chúng tôi. tôi đã, đã rất ngạc nhiên khi người phụ nữ giỏi giang tuyệt vời ấy nói với tôi rằng: cậu bé, họ nói với tôi rằng cậu rất kinh ngạc. có thật vậy không? tôi trả lời: thưa bà, thật ạ. À. tôi còn ngạc nhiên hơn khi nghe những lời bà ấy nói sau đó. tốt, bà nói cháu cứ tiếp tục như vậy đi nhé cháu đừng thay đổi gì cả đây chính là cách cháu sẽ thành công trong cuộc sống đấy một cậu bé nghịch ngợm bà nói tiếp luôn mang trong mình một tài năng tôi phải mất nhiều thời gian thử nghiệm và chấp nhận hình phạt để thấu hiểu tầm quan trọng trong những lời mà bà helen đã nói với tôi trong những năm đó tôi đã khiến thầy cô mất kiên nhẫn và làm cho bố mẹ thất vọng bởi tôi luôn có khát khao được tự do nhưng tôi tin những lời bà helen kettler nói và tôi coi những lời nói sáng suốt của bà là ánh sáng chỉ đường giúp tôi thực hiện ước mơ của mình thật không may lúc này thầy hiệu trưởng lại không coi trọng một đứa trẻ nghịch ngợm và sẽ luôn mang trong mình một tài năng như lời bà helen nói bà sullivan tôi thực sự rất tiếc thầy nói thomas đã khiến cho nhiều học sinh khác có những suy nghĩ liều lĩnh tôi nhận thấy hình như cậu bé không muốn tiếp tục học ở trường perkins nữa vâng thưa thầy tôi chen ngang em không muốn phải sống ở đây nữa. Tôi cảm nhận được những ngón tay của mẹ đang ấn mạnh vào cánh tay của tôi, suýt đến nửa bật máu. Tommy, con hãy giữ yên lặng nào. Mẹ nói, mẹ và thầy đang nói chuyện. Giọng nói vang lên từ cửa sổ phía bên kia căn phòng có vẻ hơi xa và kỳ quái. Chất giọng island của bố có vẻ buồn bã. Con sông sát lờ ngoài kia rất đẹp và dòng chảy của nó rất giống với dòng chảy của sông Shannon. Nhưng con sông sát không sạch bằng sông Sanin. Thật là tồi tệ, Tôi nghĩ rằng cá hồi sẽ sinh trưởng nhanh hơn rất nhiều nếu con người không làm ô nhiễm nguồn nước. Bố tôi vẫn đứng ngoài cửa sổ và bố nói tiếp sau khi dừng lại một chút. Đã có một lần tôi cũng chạy trốn, đó chính là cuộc phiêu lưu của riêng tôi. Tôi trốn khỏi làng và đi thẳng đến thủ đô Dublin trước khi bố mẹ tôi tìm ra tôi. Chú thích: Dublin, thủ đô của Ireland. Hết chú thích. 45 năm sau đó, hình ảnh bố đứng ngoài cửa sổ vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi. Tất cả những gì bố nói toát lên sự mạnh mẽ của một người đàn ông và những lời nói ấy không hề được trao chuốt. Bố chính là hình ảnh tương phản của những cảm xúc. Tiếng cười của bố, âm thanh tuyệt vời nhất trên cõi đời, có thể khiến tất cả mọi người vui vẻ. Như thể bố muốn chia sẻ câu chuyện hài hước với tất cả mọi người trên thế giới này. Mỗi khi bố tức giận, chất giọng Ireland vẫn còn nguyên, nhưng giọng nói của bố rất trắng rỏi. Có một mối nguy hiểm luôn tiềm tàng trong bố, một mối hiểm nguy ẩn sâu sau dưới vẻ quyến rũ của một người đàn ông vạm vỡ gốc Ireland. Tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ quay về phía bố tôi và tôi cũng có thể dễ dàng nhận thấy sự buồn phiền của mẹ. Anh Porky, anh đang nói gì vậy? Em và thầy hiệu trưởng không muốn nghe những câu chuyện về thời thơ ấu của anh đâu. Có chứ, Mary. Tại sao lại không nhỉ? Bố vừa đáp trả lời câu nói của mẹ vừa tiến đến gần chiếc bàn của thầy hiệu trưởng ngồi bởi vì đây chính là điều mà chúng ta đang thảo luận và anh tin rằng tommy có một khát khao là được trở thành một cậu bé bình thường như biết bao cậu bé khác thưa thầy hiệu trưởng waterhouse chắc chắn hãy hiểu được điều đó đúng không ạ à? lúc này bố tôi đang đứng khoai nói đúng hơn là bố tôi bất ngờ xuất hiện ngay sau phía sau của ghế thầy hiệu trưởng chắc chắn thầy hiểu rõ rằng tommy chỉ muốn được như tất cả những đứa trẻ khác và cuộc chạy trốn này theo như cách nói của thầy chỉ là một hành động của Tommy muốn cho mọi người biết nó muốn được trở thành một phần nhỏ bé của thế giới này, một thế giới thật ở bên ngoài ngôi trường này, một thế giới thật ở ngay trên con sông là kia. Lúc này, tôi cảm nhận được một sự thay đổi trong căn phòng. Khả năng kiểm soát của thầy hiệu trưởng đã được chuyển sang bố tôi và giọng nói của bố đã làm chủ căn phòng này. Hiệu trưởng Waterhouse đang cố gắng đưa ra một số lý lẽ để lấy lại kiểm soát vốn có của mình. Nhưng ông Sullivan, ông cần phải biết rằng Tommy đã gây ra một số tổn thất cho trường chúng tôi. Thầy hiệu trưởng, có phải thầy muốn nói đến con thuyền, cái lỗ bị khoét trên hàng rào, ổ khóa và giấy xích không? Tôi chắc chắn là mọi việc sẽ ổn thỏa nếu trường nhận được một số tiền quyên góp nào đó. Bố tôi thò tay vào túi quần và tôi biết rằng bố đang rút ra một sắp tiền mà bố luôn mang bên mình. Sắp tiền được buộc dây chung. Rất từ từ, bố tôi bắt đầu tháo từng chiếc dây chung ra. Để xem nào, Bố nói: "Chừng này đã đủ chưa thầy?" "Ok, anh có thôi đi không?" Mẹ tôi vội vàng cắt ngang lời bố, "Việc đưa tiền cho thầy hiệu trưởng Waterhouse là không thích đáng đâu. Chúng ta đang nói về tương lai của Tommy trong ngôi trường này, anh có hiểu không?" Tôi nghe tiếng cười của bố. "Mary, em nghĩ là không thích đáng sao? Tất nhiên không phải như em nghĩ đâu. Em thấy đấy, trong thế giới thực mà thầy Waterhouse sống và thế giới thực mà Tommy luôn muốn trở thành một phần nhỏ bé, Mọi thứ đều có giá của nó cả thôi, phải không thầy Waterhouse? Tôi và lắng nghe trong khi bố tiếp tục tháo chung ra từ sắp tiền. Anh Thomas, anh hãy cất tiền đi. Cuối cùng, bố tôi cũng phải nhúng nhường khi mẹ nói như vậy. Bố tôi thở dài. Mary, đấy là điều mà em muốn đấy nhé. Mẹ quay lại nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Thầy Waterhouse, tôi hứa với thầy là chúng tôi sẽ theo dõi sát sao những hành động của Tommy Thầy có thể đình chỉ Tommy không được đi học từ giờ đến hết kỳ và thầy sẽ nhận lại Tommy vào kỳ tới không ạ? À? Tôi chỉ dám xin thầy như vậy thôi, xin thầy hãy cho Tommy thêm một cơ hội nữa. Thật may mắn là thầy Waterhouse có cái tôi lớn hơn căn phòng mà chúng tôi đang ngồi. Những gì mà thầy muốn chính là chớp lấy cơ hội trở thành một người hào hiệp. Thầy luôn muốn mọi người nghĩ về thầy như vậy. Thầy đã mỉm cười khi trò chuyện với mẹ tôi. Bà Sullivan, chúng tôi sẽ quyết định như thế này nhé. Chúng ta tạm gọi hình phạt này là đình chỉ học. Bà hãy đưa Tommy về nhà và chúng ta sẽ xem xét lại việc nhận Tommy vào trường học trong kỳ tới. Đây là điều tốt nhất mà tôi có thể làm. Tôi có thể cảm nhận được cảm giác nhẹ nhõm của mẹ. Cảm ơn thầy Waterhouse, cảm ơn thầy rất nhiều. Mẹ tôi nói, tôi hứa với thầy là Tommy sẽ không bao giờ có hành động ngốc nghếch như thế này nữa. Tommy, con hãy cùng hứa với thầy đi. Con sẽ không bao giờ hành động như vậy nữa, đúng không? Mẹ lại ấn ấn ngón tay trên cánh tay tôi. Con sẽ không bao giờ hành động như vậy nữa, đúng không nào? Mẹ nhắc lại với giọng đanh thép, còn tôi vẫn mơ mộng hảo huyền. Dạ vâng ạ, à, tôi nói miễn cưỡng. Em sẽ không bao giờ hành động như vậy nữa, tôi thầm nghĩ. Thầy hãy cứ chờ lần sau nhé. Sau cuộc gặp căng thẳng này, chúng tôi cùng lên chiếc xe mới cứng hiệu Oldsmobile Delta 88 với mùi sơn mới, ghế bọc da và một chuyến đi tuyệt vời. Hurra, một chiếc xe tuyệt vời và bình thường tôi sẽ vô cùng sung sướng, nhưng hôm nay thì không. Bố mẹ không nói gì với nhau và tôi nghĩ mình nên im lặng thì tốt hơn. Nhưng trong lòng mình, tôi rất hài lòng với những việc vừa diễn ra và với kết quả của cuộc nói chuyện giữa bố mẹ và thầy hiệu trưởng. Như vậy, tôi không phải học ở trường Perkins, ít nhất là trong một khoảng thời gian sắp tới. Đó là thời gian còn lại của học kỳ này, và tôi được ở nhà với chú chó Edison, người bạn thân của tôi, và chúng tôi sẽ cùng chơi đùa với nhau. Điều thú vị nhất là chiều hôm nay, buổi khai mạc bóng chày tại sân Fenway Park với trận đấu mở màn của đội Red Sox với đối thủ nặng ký New York Yankees. Vẫn như mọi khi, tôi vươn nghề về phía trước và bật đài ô tô lên. Tôi nghĩ rằng âm nhạc có thể phá vỡ sự im lặng giữa bố mẹ. Con tác nhạc đi. Từ ghế sau, mẹ tôi yêu cầu tôi làm như vậy. Và con cũng đừng lắc lư như thế nữa, một đặc điểm rất quen thuộc của những đứa trẻ bị khiếm thị là chúng tôi thường lắc lư ra trước, ra sau mỗi khi ngồi trên ghế. Tôi nghĩ rằng hành động này sẽ giúp chúng tôi giảm bớt những căng thẳng về mặt tình cảm và giúp chúng tôi kiểm soát được dây thần kinh của mình. Trong tình thế lúc này, dây thần kinh của một đứa trẻ 11 tuổi bị khiếm thị như tôi đang bị kéo giãn ra đến đỉnh điểm. Cuối cùng bố cũng lên tiếng. Marie, tại sao em lại quát con như vậy? Chẳng lẽ con trai em chưa chịu đủ bất hạnh hay sao? Bất hạnh khi bị đuổi học ra khỏi trường, và nó đã phải chịu đựng rất nhiều điều không may khác. Mẹ tôi cáo kỉnh trả lời bố. Hockey, khi, chẳng lẽ anh không hiểu hết mọi chuyện đang xảy ra hay sao? Anh không hiểu, rất có thể Tommy sẽ không bao giờ có được những kiến thức. Thằng bé cần phải lĩnh hội nếu nó không được quay lại học ở trường Perkins. Các trường công lập không được trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết để mang đến cho những đứa trẻ bị khiếm thị như Tommy tất cả những gì chúng thật sự cần và nếu như không được đi học, biết đâu con trai anh sẽ phải đi ăn xin ngoài đường. Có phải đây là điều anh muốn con trai mình đạt được hay không? Đối với mẹ tôi, học vấn chính là chìa khóa của sự thành công và bà luôn tận tâm tạo điều kiện cho tôi có được chiếc chìa khóa thành công đó. Tôi nghĩ mẹ có lý do chính đáng riêng của mình khi mẹ hành động như vậy. Đúng là tôi ghét nhà tù Parkings, nhưng ngôi trường này lại trang bị cho tôi những thứ mà mẹ tôi luôn mong tôi có được. Đó chính là sự kỷ luật, cơ hội, kiến thức và những người bạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ ngôi trường này chính là ngôi trường đặc biệt dành riêng cho những đứa trẻ không may bị khiếm thị. Năm 1829, trường Perkins được cơ quan lập pháp của bang Massachusetts coi làm nơi cư trú an toàn cho những học sinh khiếm thị. Chưa có một trường nào trên thế giới được tôn vinh như trường Perkins. Ngôi trường chưa có một học kỳ nào bị coi là không phù hợp. Đồng thời, ngôi trường này có một vai trò to lớn cho sự phát triển và mở rộng học vấn cho những người khiếm thị trên thế giới. Ngày nay, trường Perkins cung cấp chương trình học cho trẻ em bị khiếm thị trên khoảng 60 quốc gia. Những cựu học sinh xuất sắc như bà Helen Keller đã thay đổi được các khuôn mẫu dập khuôn mà người ta vẫn dùng để kết nối những người khiếm thị với tất cả mọi người trên khắp hành tinh này. Như tôi đã nói, việc bố mẹ tôi xin cho tôi vào học trong trường Perkins năm 1952 khi tôi mới 5 tuổi là một trải nghiệm không lấy làm gì hạnh phúc đối với tôi. Điều đầu tiên tôi cảm nhận về những điều sắp diễn ra không phải là một điểm gỡ. Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy khá dễ chịu và thoải mái. Một người phụ nữ tên là Kelly đến nhà tôi và theo như lời mẹ nói, thì cô Kelly là một người làm công tác xã hội. Tôi cũng không quan tâm lắm đến công việc của cô Kelly. Và cô Kelly muốn gặp tôi để xem tôi có xứng đáng được nhận vào trường Perkins hay không. Hôm cô Kelly hẹn gặp, sẽ đến gặp tôi. Mẹ đã gãi sạch đầu tôi. Cho đến khi tôi rác không chịu được thì thôi. Tôi đã rất sạch sẽ trong bộ quần áo và đôi giày mới mua hôm trước làm tôi có cảm giác đau các ngón chân. Tôi nhận thấy sự căng thẳng trong ngôi nhà, ngôi nhà của gia đình Sullivan Tôi cũng biết mẹ rất coi trọng và hy vọng vào cuộc ra mắt này. Chính vì vậy, mẹ muốn tôi trở thành một cậu bé thật hoàn hảo. Điều khiến tôi nhớ nhất về cô Kelly là cô không bao giờ nói chuyện trực tiếp với tôi. Đúng hơn, tôi chỉ là một thằng nhóc 5 tuổi, nhưng lúc nào cô ấy cũng muốn những câu ám chỉ hai người thay vì chỉ nói riêng với tôi. Cô tin là chúng ta sẽ rất vui khi học ở trường Parkings phải không nào? Hay à, chị Sullivan, chắc hẳn chị cũng hiểu rõ là Tommy phải học tập rất chăm chỉ để có thể được thành công trong thế giới của những người may mắn có được đôi mắt sáng. Tôi đoán là tôi đã vượt qua buổi ra mắt này một cách thành công. Vì việc tiếp theo, tôi và mẹ tôi làm là đi mua sắm tất cả những bộ quần áo cần thiết để tôi vào học và ở nội trú ở trong trường Perkins. Tôi cần phải có hai áo cọc tay, bốn đôi quần và áo sơ mi trắng có cổ và cả nơ thắt cổ áo hoặc một vài chiếc cà vạt nhỏ có kẹp những phụ kiện này có thể khiến những đứa trẻ như tôi cảm thấy khó chịu hơn. Một ngày mới tại trường Perkins bắt đầu từ rất sớm và tất nhiên điều này không phải là ngoại lệ đối với những đứa trẻ mới chỉ vừa lên 5 tuổi. Chiếc chuông điện rung lên từ lúc 6 giờ 30 phút sáng, khi đó những người chịu trách nhiệm chăm sóc từng nhà sẽ đi đến từng phòng để giúp chúng tôi giặt quần áo và ăn mặc chỉnh tề trong 30 phút tiếp theo. Bữa sáng lúc nào cũng bắt đầu vào lúc 7 giờ và bữa sáng thật sự là một sự kiện lớn Tôi tin như vậy. Bạn hãy tưởng tượng xem mọi việc sẽ phức tạp như thế nào khi phải giúp 30 cậu bé khiếm thị mới chỉ lên 5 tuổi ăn sáng ngon lành mà không làm rơi vải thức ăn ra bàn và ra sàn nhà. Sau khi ăn sáng, tất cả học sinh quay về phòng để học những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống. Chúng tôi phải học cách dọn giường và tạo không gian trống ở cuối giường để đặt những đồ dùng y tế cần thiết. Ngoài ra, các thầy cô cũng dạy chúng tôi cách dọn phòng. Chúng tôi cầm chổi lau nhà và thay phiên nhau lau sàn nhà sạch sẽ bằng cách dùng chổi đẩy hết rác rưởi ra ngoài cửa. Mặc dù chúng tôi không thể gom rác vào một đống, nhưng tôi nghĩ rằng hoạt động lau dọn như thế đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều điều thú vị. Một tiếng chuông khác lại vang lên vào lúc 8 giờ sáng. Tất cả chúng tôi lại xuống cầu thang và đi qua sân để đến lớp học. Tất cả học sinh phải có mặt ở đây tại các giải lớp học. Từ học sinh mẫu giáo cho đến học sinh lớp 6, tất cả có tới 125 học sinh. Sau khi học xong lớp 6, học sinh sẽ chuyển đến các lớp lớn hơn ở dãy bên kia của khuôn viên trường. Phòng học của chúng tôi có đặc trưng riêng. Mỗi học sinh có một cái bàn và phải học cách cất tất cả đồ dùng học tập của mình một cách cẩn thận. Mỗi lớp gồm 8 đến 10 học sinh và cô giáo đầu tiên của tôi là cô Mark Gouan. Theo như cách nói của giới trẻ hiện nay thì cô Mark Gouan là một người phụ nữ quá tốt bụng, một người phụ nữ rất nhiệt tình, để dạy những đứa trẻ khiếm thị cô luôn tạo cho chúng tôi cảm giác thân mật âu yếm cô yêu thương tất cả học sinh trong lớp để chúng tôi có thể cảm nhận sâu sắc tình yêu của cô dành cho chúng tôi đã có lúc tôi cũng thử học cách yêu quý ngôi trường perkins khi tôi được ở bên cô mcgovê cô dạy cho chúng tôi hát trong khi học và cô cũng kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện đặc biệt hoặc ôm hôn chúng tôi để động viên chúng tôi ngay từ những buổi học đầu tiên chúng tôi đã được học về những con số nhờ vào bàn tính Mỗi học sinh đều có một bàn tính và tôi cảm thấy rất thích thú khi được di chuyển những chiếc hạt xung quanh cây cột bàn tính để khám phá sự kỳ diệu của những phép cộng, trừ, nhân, chia. Cô Mark Gowan cũng dạy chúng tôi cách nhẩm tính thay vì dùng bàn tính bởi vì rõ ràng là kỹ năng nhẩm tính rất quan trọng trong cuộc đời của tôi. Chúng tôi dành rất nhiều thời gian học và thực hành kỹ năng làm nghề thủ công. Khi mới chỉ lên 7 tuổi, tôi đã biết cách đan và móc. 50 năm sau đó, tôi vẫn còn đan được hai chiếc áo len, và vợ tôi, Patty, cười khúc khích mỗi khi cô mặc một trong hai chiếc áo len này. Những kỹ năng chúng tôi học được trong quá trình làm nghề thủ công tỏ ra rất hữu ích trong hoạt động hàng ngày của chúng tôi, chẳng hạn như việc thắt dây dày. Nhờ vào những bài học rất nặng, chúng tôi có cơ hội được phát triển khả năng sáng tạo của mình để nặng ra những thứ mà chúng tôi thích như động vật, con người, ngôi nhà, ô tô hoặc bất cứ thứ gì mà chúng tôi có thể nghĩ ra. Cô Mark Gowan dạy chúng tôi học viết, hay nói đúng hơn là cô dạy chúng tôi in tên của mình. Cô tin rằng một người mù không bao giờ có thể có được vị trí của mình trong thế giới của người sáng mắt nếu như họ không biết cách sử dụng dấu hiệu. Cô chính là người đầu tiên tạo ra một khối gỗ có những khoảng trống để những đứa trẻ mù như chúng tôi có thể di chuyển bút dập theo tờ giấy để dấu hiệu của chúng tôi dễ hiểu hơn. Chúng tôi đọc, viết và học chủ yếu nhờ vào bảng chữ nổi Braille. Vào giữa những năm 1800, một người mang quốc tịch Pháp tên là Louis Braille đã phát triển hệ thống chữ này dành cho người mù. Bản chữ Braille dựa trên sự liên kết giữa các nút chấm nổi đặc trưng cho các chữ cái và con số. Chúng tôi học cách đọc chữ Braille bằng việc di chuyển ngón tay trên trang giấy. Mỗi một lỗ được tạo ra nhờ một vật và một vật nhọn được gọi là bút trăm hoặc một chiếc máy có tên là Perkins Brailler. Ví dụ như bạn sử dụng chiếc máy Braille để đẩy phím số 1, bạn sẽ tạo ra một chữ cái A. Bạn sẽ viết được chữ B nếu bạn nhấn cả một phím 1 và một phím 2 cùng một lúc. Phím 1 và phím 4 tạo ra chữ C, phím 1, phím 4 và phím 5 tạo ra chữ D, phím 1 với phím 5 tạo ra chữ E. Các phím trong bảng chữ pride tạo ra sự nhạy bén về xúc giác để giúp học sinh có thể di chuyển tay lên xuống qua từng trang giấy một cách dễ dàng. Trong những năm tiếp theo, tôi được học thầy Tony Ackerman, một thầy giáo người Anh rất tuyệt vời. Thầy thường đọc cho chúng tôi nghe những tác phẩm của Shakespeare. Chú thích William Shakespeare sinh năm 1564, mất năm 1616, là nhà thơ và nhà soạn kịch người Anh lần danh thế giới. Hết chú thích. Trong khi đôi tay của thầy di chuyển nhanh đến nỗi, ngay cả ở phía cuối phòng chúng tôi vẫn có thể nghe âm thanh phát ra từ những ngón tay điêu luyện ấy. Tuy nhiên, trong những ngày đầu tiên làm quen với chữ nổi cry, tôi nhận thấy bản chữ cái này rất khó học và những lỗ được đục trên giấy làm tôi rất đau. Cuốn sách vỡ lòng đầu tiên tôi học có tựa đề là Pop và Kay, khi chúng tôi học chữ cái trong quân bài, chúng tôi bắt đầu cố gắng để lắp ghép các chữ cái với nhau để tạo thành câu và từ có nghĩa. Những từ trong trang giấy đầu tiên của cuốn sách vẫn hiển hiện trong trí nhớ của tôi. Pop và Rai cùng hát với nhau. Pop ơi đến đây, Kai ơi đến đây, hãy cùng đến đây và cùng ca hát. Pop hát rất hay và Kai cũng hát rất hay, chúng ta cùng hát vang, hát vang, hát vang lên. Kỷ niệm này vẫn còn mãi trong lòng tôi về để đọc được những từ, tôi phải cảm nhận bằng ngón tay của mình ghi nhớ từng lỗ đục và rồi suy nghĩ ra từng chữ cái nhớ lại những buổi học với cô mcgowan tôi vẫn cảm thấy mình đã khó khăn như thế nào để học chữ như thể tôi phải leo lên từng bước trên một ngọn núi cao mà tôi biết chắc rắn rằng mình không thể nào lên đến đỉnh núi ernie và jerry đọc chữ pride nhanh hơn tôi đúng ra thì tất cả các bạn trong lớp đều giỏi hơn tôi về môn này nhưng bù lại tôi rất giỏi về môn nhạc và hát rất hay trong đàn đồng ca của trường perkins Tôi luôn tỏa sáng trong môn này, tôi yêu thích dàn đồng ca ngay cả khi chỉ là một dàn đồng ca của những đứa trẻ lớp mẫu giáo đến lớp 6 bởi chúng tôi có thể hát đúng từng nốt nhạc. Sau này tôi đã phát hiện ra rằng nhiều bạn trong dàn đồng ca có tài năng tuyệt vời. Chúng tôi có thể hát từng nốt nhạc trong từng thang âm ngay khi thầy cô đọc qua mà không cần phải nghe qua âm thanh nốt này trên đàn piano hoặc bất kỳ một dụng cụ nhạc nào khác dần dần dàn đồng ca của trường Perkins cũng có thể học và biểu diễn như bản nhạc vô cùng phức tạp khác. Tôi vẫn còn nhớ hồi tôi học lớp 4. Tôi đã hát được bài Prime Requiem, bản Mass của Mozart, thậm chí cả bản nhạc Storm Your Foot vô cùng phức tạp của Aaron Copland. Trường Perkins nổi tiếng nhờ vào dàn đồng ca tài năng đó và điều này hoàn toàn đúng. Tôi cũng rất mê môn thể dục thể thao, Sân chơi của trường rất mát mẻ và tất cả các thiết bị đều được thiết kế cẩn thận để những học sinh khiếm thị như chúng tôi có thể sử dụng một cách dễ dàng. Sân thể dục là một mê cung, gồm rất nhiều thanh xà để chúng tôi có thể trèo lên, chui vào trong rồi lại chui ra, và bên trong còn có nhiều chiếc thang để đưa chúng tôi đến một chiếc xà treo mà chúng tôi có thể treo lộn mình trên đó. Trong sân cũng có một chiếc thuyền lắc lư dài khoảng 4,5 mét được treo giữa hai đoạn dây xích rất dài. Chúng tôi có thể trèo vào giữa thuyền trong khi bốn các bạn khác đứng ở mạn thuyền dùng chân và tay đẩy thật mạnh xích đu để chiếc thuyền đưa chúng tôi lên đến độ cao chóng mặt. Thật là khủng khiếp khi chúng tôi làm như vậy bởi đối với tất cả những đứa trẻ 5 tuổi một chiếc xích đu khổng lồ là rất tuyệt vời nhưng đối với những đứa trẻ khiếm thị phải học ở trường Parkings như chúng tôi thì điều đó không được kỳ diệu cho lắm. Chiếc thuyền lắc lư có thể chứa được 20 đứa trẻ như tôi rồi đưa đi đưa lại thật nhanh để mang đến cho chúng tôi một chuyến ngao du đáng sợ trong không trung. Trong sân chơi có một chiếc cầu trượt có chấn sông bảo vệ hai bên được bọc cao su mút và vào mùa đông cầu trượt trở thành một quả đồi dốc của chúng tôi. Cảm giác thật tuyệt vời khi chúng tôi trượt xuống nhưng vẫn giữ nguyên được một đường thẳng với tấm nệm bên cạnh. Trường Perkins cũng trang bị đầy đủ các loại đồ chơi cho học sinh như máy bay, xe đạp, phòng chơi. Đối với tôi quan trọng nhất và thú vị nhất chính là sân bóng chài. Chúng tôi đập lên đập xuống một quả bóng ở vị trí phát bóng và người đánh bóng sẽ phải đánh bóng đi. Tôi thích cảm giác nhận được bóng và cảm giác hào hứng khi chạy đến vị trí ghi điểm. Sân bóng chài được lát xi măng để chúng tôi có thể chạy dễ dàng từ điểm xuất phát 1, 2, 3 rồi quay lại nếu chúng tôi đánh bóng ra khỏi sân. Mặc dù tôi đã có được những trò chơi thú vị và những giáo viên tuyệt vời khi học ở trường Parkings nhưng khát khao nổi loạn từ thời thơ ấu của tôi vẫn ngày càng cháy bỏng. Tôi luôn muốn được thoát khỏi thế giới an toàn và có thể đoán trước được mọi thứ của trường Perkins, một ngôi trường hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Tôi không thể phủ nhận là trường Perkins đã có lúc khiến tôi tạm quên đi nỗi khát khao tự do của mình, nhưng tôi biết rằng tôi sinh ra không chỉ để ngồi trên chiếc thuyền lắc lư và cầu trượt. Tôi luôn quyết tâm phải tìm hiểu xem mình sinh ra để làm gì, tôi có thể làm được những gì và tôi có thể đi đến được những đâu. Vì vậy, việc bị đuổi khỏi trường học chứng minh rằng tôi đã đi rất xa, Ít nhất là như vậy nếu tính theo góc độ từ trường Parkings. Mẹ tôi giận đến tím cả mặt mày và tôi đã từ bỏ ý định làm tăng thêm sự căng thẳng trong ô tô. Bố quay lại ghế sau và nói với mẹ Mary, em nghe anh nói này. Bố vừa nói vừa tìm kiếm sự thỏa hiệp từ phía sau. Anh và con sẽ đi ra phố mua đồ trong khi hai bố con đi với nhau anh sẽ trò chuyện với con để giải tỏa những căng thẳng của thằng bé và anh sẽ khuyên con về việc quay lại trường Parkings. Em thấy có được không? Bố luôn biết cách làm dịu cân giận của mẹ bằng những lời nói ngọt ngào như vậy. Anh Pocky, anh sẽ làm như vậy vì em thật sao? Anh có hứa là sẽ làm như vậy không? Em à, anh hứa. Bố nói và nở nụ cười khoái trá. Đội bóng chày lừng danh Red Sox Bố tôi luôn tin rằng mình có năng khiếu âm nhạc mặc dù trên thực tế bố không có khả năng phân biệt chính xác sự khác nhau giữa các nốt nhạc. Tuy nhiên điều đó vẫn không thể ngăn cản bố thể hiện tài năng của mình trong những bản nhạc ngọt ngào. Có thể bố tin rằng bố đã nhận được món quà tuyệt vời từ John, McCormick hoặc những ca sĩ có giọng nam cao khác mang quốc tịch Ireland. Lúc nào bố cũng cất vang tiếng hát hoặc huyết sáo theo nhạc của bài hát nào đó. Trong khi bố lái xe đưa tôi đi mua đồ, hôm đó tôi nhận ra rằng bố đang huyết sáo nhạc điệu của bài Take Me Out to the Ball Game, mặc dù tiếng huyết sáo của bố không hề ăn khớp với từng nốt nhạc. Lần này, thời gian hai bố con đi đến cửa hàng thực phẩm có vẻ lâu hơn mỗi lần. Vì vậy, tôi đã hỏi bố, Bố ơi, bố đang đưa con đi đâu vậy? Bố không trả lời tôi và tiếp tục huyết sáo. Sau đó, bố đã mang đến cho tôi sự ngạc nhiên bất ngờ khi tôi hỏi tôi. Tommy, lúc ở trong văn phòng hiệu trưởng Waterhouse, con nhắc đến những đứa trẻ bình thường. Vậy chúng có liên quan gì trong câu chuyện của bố mẹ và thầy hiệu trưởng? Chúng con gọi những đứa trẻ không bị khiếm thị và không phải học ở trường Perkins là những đứa trẻ bình thường, còn những đứa trẻ như chúng con là những đứa trẻ mù. Bố tôi phản ứng lại với giọng gay gắt và khó chịu. Con không được nói như thế. Con không được nói như thế nào cơ ạ? Tôi lắp bắp hỏi bố lại. Nói là con bị mù. Bố nói với sự giận dữ. Con không bị mù, con chỉ bị khiếm thị chứ không bị mù. Tommy Sullivan con nghe bố nói đây con không bị mù con chỉ bị khiếm thị thôi con có hiểu bố nói không con hiểu rồi ạ à. tôi lắp bắp trả lời bố và cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng của bố bàn tay bố nắm chặt cổ tay tôi con trai con có thực sự hiểu lời bố không bố hỏi lại tôi và sự thúc giục trong câu hỏi của bố đã buộc tôi phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức thưa bố con hiểu rồi ạ à. con sẽ không bao giờ nhắc đến từ mù thêm một lần nào nữa con trai của bố giỏi lắm bố tiếp tục đặt câu hỏi cho tôi trong khi bố đang cố gắng lấy lại khả năng kiểm soát của mình tại sao con lại gọi những đứa trẻ không học ở trường perkins là những đứa trẻ bình thường ý con muốn nói là con cũng giống họ bố ạ à. con cũng có thể làm những việc họ làm con cũng có thể đi học ở những trường công lập hay chơi đùa với họ con là một thành viên của thế giới này và con là một phần trong cuộc sống của tất cả mọi người trên thế giới này sự im lặng trong một khoảng thời gian ngắn đã diễn ra khi bố vẫn lái xe và sau đó bố vẫn tiếp tục huyết sáo trong lúc đánh xe vào bãi gửi xe. Bố ơi, bố cho con ở lại xe và bố đi mua hàng một mình nhé. Con muốn được nghe tường thuật trực tiếp trên đài về trận đấu của đội bóng chày Red Sox. Sắp đến giờ thi đấu rồi bố ạ. À. Con rất thích đội bóng chày Red Sox phải không Tommy? Hôm nay là lễ khai mạc và cầu thủ của con hâm mộ nhất. Có họ Sullivan giống con, Frank Sullivan với chiều cao 1m81 phải không? Đúng rồi, anh ta là cầu thủ ném bóng bằng tay cường nhất ở sân Fenway Park kể từ khi cầu thủ Alice Kinder bị gãy xương nhiều năm trước. Bố nghĩ mùa giải này sẽ là cơ hội lớn cho họ phá giải lời nguyền. Teddy Bourne sẽ trình diễn những cú xoay đẹp mắt trong trận thi đấu ở Lusvin Slugger cùng với sự góp sức của Jensen, Bristol và cầu thủ mới toanh Frank Mason ở vị trí thứ ba. Chắc chắn hôm nay trận đấu đầy kịch tính đây. Con trai, bố rất tiếc, hôm nay con sẽ không được ngồi trong xe để nghe tường thuật trận đấu trên đài đâu. Tôi nhúng vai trong khi bố bước xuống xe và vòng ra phía cửa tôi ngồi để mở cửa cho tôi xuống. Con trai, hai bố con mình phải nhanh lên mới kịp. Bố con mình không nên lãng phí thời gian. Nào, nhanh lên con. Vẫn còn cảm giác thất vọng, tôi bước xuống xe và nghe thấy âm thanh rất ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Và sau đó là âm thanh cho tôi biết bố tôi đang đưa tôi đến đâu. Đậu phộng nóng giòn đây, ai mua đậu phộng nóng giòn nào? Người bán rong đậu phộng cất tiếng rao giữa đám đông ồn ào đó. Lịch thi đấu của đội Red Sox Nhanh tay lấy lịch thi đấu của đội bóng chày bạn yêu thích nhất nào. Đội Red Sox đây. Đội Red Sox, tôi hét lên. Bố ơi, bố con mình đang ở đâu đấy ạ? À? Bố con mình đang ở nơi mà hai người đàn ông nên đến, con trai yêu của bố ạ. À. Đây là sân Fenway Park, và bây giờ sân Fenway đang rất náo nhiệt. Trong ngày khai mạc mùa giải. Nhanh lên con, bố con mình đi mua vé chứ. Tôi quàng tay ôm chầm lấy bố. Ở đây có đầu phòng nóng giòn xúc xích nóng và cả đội bóng chày tôi yêu thích nhất nữa còn gì có thể tuyệt vời hơn đối với một đứa trẻ như tôi nhỉ bố đi mua hai vé ngồi ở giữa sân vận động và không có máy che tất nhiên hai vé này rất rẻ trong khi hai bố con tôi len qua đám đông tôi có thể nghe rõ tiếng nói của các cầu thủ và cả tiếng họ đập bóng trước khi trận đấu diễn ra vì vậy mà tôi có cảm giác như hai bố con tôi đang tiến đến rất gần các cầu thủ hai bố con tôi bước xuống từng bậc cầu thang và tiến đến gần hơn với sân thi đấu Hình như tôi đang đi thẳng xuống nơi các cầu thủ đang đứng, được chạm vào sân cỏ mới được cắt trong sân, được đặt đôi tay lên vị trí phát bóng của đội Red Sox nữa. Bố chọn chỗ ngồi, rất gần sân đấu. Chính điều này đã khiến tôi có cảm giác mình được tham gia trận đấu này. Như thể tôi cũng là một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp. Chào Ted. bố tôi gọi. Cậu có rảnh không? Dành cho tôi một phút nhé. Ted, có phải bố đang gọi cầu thủ mang số 9 Ted Williams, một cầu thủ ném bóng cừ khôi không nhỉ? Bố luôn nói rằng bố với cầu thủ này là đôi bạn tốt với nhau, nhưng chưa bao giờ tôi được gặp cầu thủ nổi tiếng này. Tôi nghe tiếng rõ bước chân của cầu thủ Tết. Cầu thủ bố tôi gọi đang tiến đến gần phía hai bố con. đọc hot anh khỏe không? Cầu thủ Tết nói oan oan giữa sự náo nhiệt của sân vận động. Cậu đưa cả con trai đến xem trận khai mạc à? Cậu đúng là ông bố tuyệt vời đấy. Cháu có phải là Tommy phải không? Cầu thủ Ted Williams hỏi tôi trong khi bước lên khán đài và vòng cánh tay săn chắc quanh vai tôi. Bố cháu nói với chú là cháu rất giống bố và cháu là một cậu bé rất đặc biệt nữa. Tết, đúng thế đấy. Bố tôi nói với giọng tự hào. Hôm nay cậu có thể ghi điểm để tặng con trai tớ không? Cầu thủ Tết Williams nói chuyện trực tiếp với tôi. Chú hứa với cháu là khi chú ghi được điểm cho đội Red Sox và đánh bại đội Whitney Ford, chú chỉ dành điểm đó cho cháu thôi. Tôi thông minh ạ. À. Tôi thật sự không biết mình phải làm như thế nào cười sung sướng hay khóc hay nói gì nhỉ tôi quá phấn khích đến nỗi không biết mình phải làm như thế nào nữa ted cậu nghĩ là tom có thể theo dõi được trận đấu này không bố tôi hỏi porky cậu biết rõ tom như thế nào mà cầu thủ williams nói cậu bé quá căng thẳng trong buổi khai mạc hôm nay đấy có lẽ vị trí ghế ngồi ở stadler sẽ tốt hơn cho tommy đấy Tôi hiểu rồi không biết vị trí đó còn trống không nhỉ có khó tìm không về ted sẽ không khó tìm đâu pork ạ à? Cầu thủ Williams cười lớn bởi hình như chú ấy biết rõ bố tôi đang nghĩ gì. Ted, chúc cậu chơi thật hay nhé. Bố tôi nói, sau trận đấu tớ mời cậu đi uống nước nhé. Tất nhiên là khi cậu sẽ ghi một điểm vì con trai tớ. Hot, chắc chắn là tớ sẽ ghi điểm để còn được cậu mời đi uống nước nữa chứ. Tạm biệt hai bố con nhé. Tommy, chúc cháu vui vẻ. Chú sẽ chơi trận đấu này vì cháu đấy. Con trai, chúng ta đi thôi nào. Bố con mình đi tìm chỗ ngồi thôi. Hai bố con tôi không phải đi xa để đến được chỗ ngồi. Tôi đoán là hai bố con tôi chỉ đi thêm khoảng 6 mét nữa là đến chỗ ngồi riêng của Tommy Yorkie. Mặc dù bố tôi chỉ mất có 2,25 đô để mua vé ở chỗ ngồi không có mái che, nhưng bây giờ hai bố con tôi lại ngồi ở vị trí rất đẹp. Mượn chỗ ngồi ở một vị trí tuyệt vời của người khác ngay trong lễ khai mạc mùa giải thi đấu bóng chài trên sân Fenway Park. Kính thưa quý khán giả, tiếng của người giới thiệu chương trình vang lên. Kính mời quý vị đứng lên làm lễ chào cờ. Bố tôi luôn tỏ ra rất tôn kính trong những lúc chào cờ. Bố cảm thấy vô cùng biết ơn khi được trở thành một công dân Mỹ và có được cuộc sống hạnh phúc trong một đất nước dân chủ tự do. Trong khi bố nhẩm hát lời quốc ca cùng với John Kelly và đội nhạc nổi tiếng Hamilton, mặc dù nhẩm theo không đúng nhưng tôi có thể cảm nhận được sự tôn kính của bố. O says, The Duster Star Spangled Panel Wave O the Land of the Free and the Home of the Brave Đấm đông hét ầm lên và tiếng còi của trọng tài vang lên trận đấu bắt đầu. Hai bố con tôi cũng hòa vào đám đông trong sự hào hứng của môn thể thao mà tất cả chúng tôi đều yêu thích. Bố tôi tường thuật trận đấu cho tôi và bố nói còn hay hơn, hào hứng hơn cả bình luận viên Kurt Gody của đội Red Sox. Tôi vẫn nghe bình luận viên này tường thuật qua máy thu thanh của mình. Tôi phải công nhận một sự thật là lời bình luận của bố hấp dẫn hơn và cuốn hút hơn rất nhiều. Ví dụ như trong lúc đội Red Sox mất điểm ở lượt đánh đầu tiên khi Mickey Mantle cầu thủ giữa sân của đội Genki tóm được bóng ở vị trí ghi điểm, vượt qua cầu thủ đội bạn để ghi hai điểm cho đội nhà. Bố tôi đã tường thuật như thế này. Ôi chú ơi, cầu thủ Genki đã tóm được bóng rồi Tommy ạ. Anh ta tóm được bóng từ rất xa, bố ước chừng phải một dặm chứ không phải kém hơn đâu. Nếu cầu thủ này không bắt được bóng thì có lẽ bóng đã bay đến tận đường down đấy. Chẳng hiểu Frank đã nghĩ những gì khi ném bóng mạnh như thế nữa. Đáng lẽ Frank phải đạt được giải bạc với đường bóng đó, Cầu thủ Holy Cow đã đánh bật được đường bóng đó rồi. Cầu thủ Williams thực hiện cú bóng, giao đầu tiên và khi cầu thủ Ted xuất hiện trong cú giao bóng thứ tư, cầu thủ này đã ném trúng đường bóng đầu tiên của sân và sau đó bóng đã rơi đúng vạch kẻ bên phải của sân. Tommy, đúng là một đường bóng quá tuyệt vời. Ted đã ghi điểm sang hòa tỷ số rồi con ạ. Trong lần ném bóng kế tiếp, cầu thủ Ford đã ném bóng rất mạnh vào cầu thủ Williams và khiến cho cầu thủ cừu khôi này ngã nhào xuống đất. Thi, cậu đang làm cái quái gì vậy? Bố tôi hét lên. Cậu có phải là đàn ông hay không mà ném móng như vậy hả? Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Có phải cậu sợ Teddy sẽ ghi điểm nữa không? Witty, ném nữa đi xem nào. Tôi thật sự không biết liệu cầu thủ Ford có nghe thấy tiếng la hét của bố tôi không, nhưng khi tỷ số là 1-1, cầu thủ này đã ném một đường bóng cong điệu nghệ, nhưng cầu thủ Ted đã tóm được bóng. Ôi Tommy, giá như con có thể nhìn thấy được đường bóng này. Đúng là một đường bóng quá tuyệt vời con ạ. À bố tôi vừa hét lên vừa tường thuật cho tôi nghe đường bóng rất cao và sâu bóng bay thẳng lên chính tầng mây đấy 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 bóng đang bay cao lắm và khi cả đám đông hét ầm lên bố tôi cũng hào hứng không kém gì bóng quay lại rồi tommy ơi chắc chắn là khán giả nào đó ngồi trên sân khán đài không có mái che đã tóm được bóng họ đã có được một món quà kỷ niệm rất tuyệt vời con ạ à. khi cầu thủ ted williams chạy về vị trí phát bóng của đội nhà khán giả xung quanh ồ lên với nhau và điều đó giúp tôi biết rằng Cầu thủ này đã chạy đến gần chỗ chúng tôi ngồi và nghiêng mũ chào người hâm mộ. Cầu thủ Tết đã thi đấu trong rất nhiều trận bóng nảy lửa và người ta đã râm rang. Kể cho nhau nghe rất nhiều câu chuyện có vẻ rất ly kỳ rằng cầu thủ mang số 9 chưa bao giờ nghiêng mũ chào những người hâm mộ đội Red Sox. Chính vì vậy mà suốt 20 năm qua, cầu thủ này và người hâm mộ có mối quan hệ yêu ghét. Nhưng bố tôi đã thề với tôi rằng vào buổi chiều năm 1959 đó, cầu thủ tuyệt vời này đã nghiêng mũ và cái nghiêng mũ đó được dành đặc biệt cho hai bố con tôi. Trận đấu kết thúc và đội Red Sox thắng với tỷ số 4-3 trong suốt chín lượt giao bóng. Tôi ăn hết 4 cái xúc xích, hai túi đậu phộng và uống hai cốc nước. Tôi cảm thấy mệt sau khi trận đấu kết thúc nhưng bố tôi nói rằng bố con tôi phải đi tới quán rượu bên đường về nhà để bố có thể lấy số tiền thắng cá cược bóng chày. Bố luôn coi cá cược là công việc kinh doanh hoàn toàn bình thường mặc dù pháp luật ở thành phố Boston viết rằng việc chơi cá cược là bất hợp pháp. Đối với bố, cá cược là một trò tiêu khiển mà bất kỳ người đàn ông nào cũng có quyền được chơi và việc kiếm tiền trang trải cuộc sống chính là quyền của mỗi công dân Mỹ. Bố thường nói, chẳng hiểu những nhà lập pháp nghĩ gì khi họ viết ra hiến pháp nữa. Bố đưa tôi đến quán rượu để thu tiền thắng cược trận đấu bóng chày vừa diễn ra. Tôi ghét quán Dublin Tavern của bố. Tôi có thể ngửi thấy những mùi bia nồng nặc, mùi thuốc lá khó chịu ngay cả khi người quản lý tên là Russell chưa mở cửa quán ra. Quán rượu có cấu trúc dài nhưng hẹp với những dãy bàn gỗ chạy dọc căn phòng. Bố cùng làm chủ cửa hàng Sullivan Steakhouse, tiệm ăn Sullivan. Một cửa hàng chuyên bán đồ nướng và hải sản được thông qua quán rượu nhờ những cánh cửa sổ mãi ở phía cuối quán rượu này. Chú Russell đúng là một nhân viên làm trong quán rượu. Xung quanh chú lúc nào cũng có người thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, từ người giàu có cho đến người nghèo. Họ cùng đến đây để uống bia, uống rượu, hút thuốc và cùng bàn về thể thao, công việc làm ăn và cả những cơ hội kinh doanh. Quán rượu là nơi người ta không phân biệt ai thuộc tầng lớp nào và ai làm nghề gì. Vì vậy mà ở đây có cả cảnh sát, kẻ cả trộm, chính trị gia, võ sĩ quyền Anh và rất nhiều người làm ngành nghề khác nữa. Tất cả những người này đều có một vị trí trong quán rượu của ngài Porky, bố tôi. Và chính bố tôi là người giữ được sự náo nhiệt nhưng rất thực tự trong quán rượu này. Chàng trai tên là Norm nổi tiếng trong chương trình truyền hình Cheers bao giờ cũng chào đón nồng nhiệt mỗi khi anh ta đến quán rượu Sam Mellon's Boston còn bố tôi lại không được chào đón theo cách đó. Người ta chào đón bố tôi. Như thể tất cả quần thần đang tỏ cung kính tới một vị vua vĩ đại của mình. Anh Bóc Khi, một người nào đó gọi to. Chào anh Pó, anh vẫn rất vui đấy chứ. Rất vui được gặp anh, anh Pó. Mọi việc ở Suffolk Downs hôm nay như thế nào rồi? Anh có biết gì về trận đấu giữa Robinson Pender không? Anh có chút thông tin nào về trận đấu quyết định đó không? Bố tôi vừa trả lời tất cả những câu hỏi đó, vừa lách qua biển người, trong khi có người bá vai bố, có người vỗ lưng bố, bắt tay bố, thậm chí có người còn ôm bố nữa. Bố đang đứng ở nơi thuộc về bố trong khi tôi đang đứng rụt rè ở ngoài cửa trước. Tôi biết rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Những vị khách trong quán sẽ nhanh chóng nhận ra sự có mặt của tôi. Chẳng có gì là không đúng khi những người đàn ông nồng nặc mùi rượu này là hồ hởi chào đón vị vua và chàng hoàng tử bị khiếm thị của ông vua này. Yucho Melov, trước đây chúng ta vẫn lừa người khác để kiếm tiền, là người đầu tiên nhận ra sự có mặt của tôi. Con trai anh Park cũng đến đây nữa, chú ấy reo lên. Một cậu bé đặc biệt đây, Timmy, bé bỏng kìa. Tôi cảm thấy rất vui khi cả đám đông cùng nói lại tên tôi. Cho đúng vì chú Molly đã nói nhầm. Họ đồng thanh, Tommy chứ. Và sau đó, tất cả mọi người tiến đến gần tôi, bắt tay, ôm hôn, xoa đầu, vỗ nhẹ lên lưng và có người còn hôn lên má tôi nữa. Tất cả những cử chỉ âu yếm của họ vẫn còn nguyên mùi bia rượu. Cháu khỏe không? Cháu có thích học ở trường đó không? Đó thích trận đấu bóng chày hôm nay chứ? Cầu thủ Ted đã ghi bàn thắng rất tuyệt vời đấy. Chả có nghe thấy tiếng chân chú ấy chạy nhanh như gió để ghi điểm không? Lúc đó tôi như một chú chuột nhỏ bị lọt vào mê cung, một chú nai con bỡ ngỡ trước ánh đèn pha sáng rực và một con chim bị gãy cánh không thể bay đến sự tự do trên bầu trời xanh. Còn bố tôi có vẻ như bố quên bản tôi đi vì bố còn phải quản lý công việc kinh doanh, nhận tiền cá cược và trả những người thắng cược một khoản tiền rất lớn. Tất cả những hành động của bố Để được tán dương như thể người ta đang ca ngợi Jameson's và kỷ lục mà anh này lập được. Ngay sau đó, tôi được đi trong đám đông, người ta đưa tôi đi khắp quán rượu để tất cả mọi người có thể ôm hoặc chạm vào tôi. Ôm tôi hoặc âu yếm tôi, một cậu bé khiếm thị mà họ rất yêu quý. Lần nào bố đưa tôi đến quán rượu, họ cũng âu yếm tôi như thế. Và lần nào cũng vậy, họ sẽ đưa tôi đến chỗ chiếc đàn piano rồi đặt ở góc quán. Tommy, cháu hãy chơi một vài bản nhạc đi. Chú taxi nói với giọng thân mật. Cháu hãy giúp bố cháu mang đến cho khách hàng sự vui vẻ đi. Ý kiến của cậu rất hay đấy. Bố tôi đang nói oan oan lên. Tommy, con hãy chơi bản nhạc White Colonial Boy và một đoạn trong bài Danny Boy. Con hãy làm cho những ông khách thích uống rượu này hát ầm lên. Như thế họ sẽ tiếp tục uống rượu bia trong quán của bố và nếu họ tiếp tục uống, họ sẽ phải tiếp tục lấy tiền trong túi ra để trả cho bố. Con hãy chơi đàn đi nào tất cả mọi người trong quán cười phá lên khi có một bàn tay thô ráp của ai đó nhấc tôi lên ghế cạnh cây đàn piano và bố tôi đặt chiếc cốc uống bia lên nắp cây đàn các anh phải biết rằng tommy không hát miễn phí đâu nhé các anh hãy đặt đầy tiền vào chiếc cốc này tôi nhắc lại tommy sẽ không chơi nhạc miễn phí đâu tất cả các anh đều phải trả tiền dù sao thì tommy cũng cần phải có tiền để đóng học phí phải không con bố ơi con phải làm thật thế sao ạ à? tôi hỏi bố với sự khẩn khoản hiện rõ trong giọng nói của tôi Mọi người trong quán cười lớn hơn nữa. Tommy, con không phải ngại đâu. Bố tôi nói rất thẳng thắn. Con hãy tặng cho các chú các bác ấy một bản nhạc thật hay đi. Tôi làm theo lời bố, những người trong quán hát theo tôi, tiếp tục uống và hát ầm lên trong khi họ đứng xung quanh tôi, bổ vây tôi trong làn khói thuốc và hơi rượu bia nồng nặc. Cuối cùng thì bố cũng đưa tôi ra chiếc ô tô cũ củ kỹ của gia đình để trở về thị trấn Seatway, mặc dù bố phải lái xe trong trạng thái ngà ngà say. Tôi thật sự không biết bố làm thế nào có thể đưa tôi về đến nhà trong lúc sai sỉnh như vậy? Có lẽ Chúa đã đề ra kế hoạch nào đó cho cuộc sống của tôi, nhưng mỗi lần bố mặc tay lái hay tăng tốc, tôi có cảm giác như mình sắp được lên thiên đàng bởi tôi không thể nhìn được đường đi nữa. Vì vậy, tôi luôn có cảm giác sợ hãi. Tôi thầm cầu nguyện sẽ có một viên cảnh sát xuất hiện và yêu cầu bố tôi dừng xe lại. Tuy nhiên, điều đó chưa bao giờ xảy ra cả, và tôi nghĩ rằng ngay cả khi cảnh sát có xuất hiện, dù là vào năm 1959, bố tôi cũng sẽ hối lộ cho viên cảnh sát này rồi lại tiếp tục lái xe về nhà. Tôi cố gắng nhắc bố giảm tốc độ và đi chậm thôi, nhưng lần nào bố cũng bảo tôi không cần phải nói gì và không nên lo lắng. Bố thường nói rằng bố nắm rõ đường đi về nhà như lòng bàn tay. Sau đó, bố thường kể cho tôi nghe những câu chuyện về lần đầu tiên bố đến nước nước này. Bố thường chạy từ Statis đến Fest, rồi lén lút bán rượu lậu cho Kennedy's, trong thời gian ở Mỹ có lệnh cấm bán rượu mạnh prohibition chú thích Kennedy tên đầy đủ là Joe Kennedy Jr cho rằng kỹ nghệ sản xuất và buôn rượu lậu là một cách hái ra tiền con không phải lo lắng đâu con trai ạ à. con đang rất an toàn bên bố của con và bố sẽ đưa con về nhà với tốc độ thần kỳ của chiếc ô tô của kỹ này quả thực ô tô chạy rất nhanh mỗi khi hai bố con có buổi tối như thế này bố đều cố gắng để phá kỷ lục chạy nhanh của mình Cuối cùng, bố cũng đưa tôi về đến thị trấn Situay. Những khó khăn đang đón đợi hai bố con đối mặt với mẹ tôi. Hai bố con tôi không cần phải đợi lâu cho đến khi cơn giận dữ của mẹ nổ ra. Ngay khi tôi trèo được lên bậc thang trước cửa để vào đến phòng ngủ an toàn của mình, mẹ tôi với thân hình bé nhỏ đã xuất hiện ngay trước mặt bố với cơn giận dữ lôi đình. Pocky, hồi sáng anh nói với em là anh đi đâu? Anh không nói với em, em cũng biết là anh đi đâu. Em ngửi thấy mùi rượu rồi đấy. Và thực phẩm cũng không có trong xe, phải không nào? Em à, bố tôi trả lời với vẻ đồng tình và giọng bố hơi nhíu lại một chút. Em đừng cẩu như thế. Anh và con chỉ có một chút INR để lấy tinh thần sau cuộc nói chuyện hôm nay với thầy hiệu trưởng thôi mà. Chẳng phải anh đã nói với em là anh sẽ nói chuyện với con và anh sẽ thuyết phục con trở lại trường Parkings vào mùa thu tới sau thời gian bị đình chỉ học. Anh có làm đúng là anh đã hứa với em không? Mary, tất nhiên là anh đã nói chuyện với con rồi. Hai bố con anh đã nói về tất cả những chuyện liên quan đến việc con sẽ trở lại trường, phải không Tommy? Dạ vâng ạ, à. con và bố đã nói chuyện rất ổn thỏa rồi mẹ ạ. À. Tuy nhiên, mẹ tôi luôn biết khi nào tôi nói dối và khi nào tôi nói thật. Có thể mẹ đã biết như vậy vì tôi trả lời quá nhanh. Tommy, về con và bố đã nói về chuyện quay lại trường ở đâu lúc nào? Mẹ hỏi tôi còn tôi phải ngừng lại một lúc vì chưa biết phải nói dối tiếp như thế nào. Mẹ hỏi con là hai bố con đã nói chuyện quay lại trường ở đâu. Tommy con hãy trả lời mẹ đi nào. Mẹ lại hỏi tôi một lần nữa. Được rồi, được rồi, bố tôi chen ngang và có vẻ như bố hơi giận. Hôm nay anh đưa con đến xem trận đấu bóng chày diễn ra sau lễ khai mạc mùa giải mới trên sân Fenway Park. Anh nói gì cơ? Anh đưa con đi xem bóng chày và anh nghĩ rằng tất cả các ông bố nên đưa con trai mình đến xem trận đấu nảy lửa giữa đội Red Sox và đội Yankees. Pocky. mẹ tôi cố gắng hiểu rõ những lời bố tôi nói con trai anh mới bị đuổi khỏi trường và anh đã thưởng cho hành động ngốc nghếch của con trai anh bằng việc đưa con đến xem trận đấu bóng chày anh là bố kiểu gì vậy hả lúc đó tôi nghe tiếng cười của bố vang lên trong đêm tối anh là một ông bố đáng yêu anh là một ông bố luôn tin rằng một chút hiểu con và một chút thông cảm với con sẽ giúp con hình thành cá tính riêng của mình được rồi paulky con trai anh sẽ có cá tính riêng với tất cả những người khách quen trong cửa hàng của anh Cuộc cãi vã của bố mẹ tôi trở nên căng thẳng hơn. Mary, em gọi họ là những người khách quen à. Chính những người khách quen này đã giúp em có tiền để xây nhà và mua sắm những món đồ đáng yêu cho ngôi nhà này. Em đừng bao giờ quên điều đó. Số tiền họ trả cho anh đã giúp vợ chồng mình thoát khỏi cảnh nghèo hèn, đảm bảo cho Tommy và Becky một tương lai vững vàng. Hay em đã quên điều đó rồi? Ok, điều mà anh hay quên trong cuộc sống đối với Tommy sẽ khó khăn hơn cuộc sống của những đứa trẻ khác rất nhiều chừng nào chưa đủ để giúp thằng bé sánh kịp những đứa trẻ đó, Tommy phải cố gắng hơn nữa và phải học giỏi hơn nữa. Thằng bé sẽ phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần. Tommy, con đi ngủ đi. Mẹ nói với tôi. Ngày mai con sẽ bắt đầu học. Sau đó mẹ quay lưng và đi thẳng lên cầu thang, mở cửa phòng ngủ và đóng sập lại. Tôi nghe tiếng mẹ khóa chặt chốt bên trong và biết rõ rằng tối nay bố sẽ phải ngủ trên ghế trường kỷ rất cứng ngoài phòng khách hoặc trên chiếc ghế tựa Lazy Boy của bố. Bố tôi khẽ cười. Con trai, bố đoán trước là mọi việc sẽ như thế này mà. Bây giờ thì con đi ngủ đi. Trời sắp sáng rồi đấy. Khi tôi lên cầu thang để vào phòng ngủ, tôi nhận ra rằng bố đã sai. Bảo táp chỉ mới bắt đầu nổi lên trong gia đình tôi. Khu vườn sau nhà tôi Mùa hè năm đó, chị Jane đi lấy chồng và chị Becky hơn tôi 5 tuổi đã phải dành tất cả thời gian cho đứa em trai bị khiếm thị. Chị luôn phải chú ý đặc biệt đến đứa em của mình. Giờ đây, khi nhìn lại tất cả những tháng ngày đã qua, Tôi nghĩ rằng chị Becky đã phải rất vất vả mới có thể chăm sóc cho tôi. Nhưng lúc đó, tôi đã không tích cực phối hợp với chị để mọi việc để dễ dàng hơn. Tôi đúng là một đứa trẻ hỗn xược khi lúc nào cũng đưa ra rất nhiều yêu cầu và có thái độ chưa đúng mực với chị Becky. Công bằng mà nói thì cảm giác thất vọng của tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng điều này là không dễ hiểu chút nào trong suy nghĩ của chị Becky. Một buổi sáng, khi tôi ngồi ở bàn trong bếp đợi bữa ăn sáng, mẹ và chị Becky đã sẵn sàng có một cuộc nói chuyện chính xác về nguyên nhân tại sao bố tôi không ở nhà. Becky, bố con đang bận công việc, mẹ nói. Vâng, con biết rồi ạ. À. Chị Becky trả lời mẹ. Chính vì vậy mà con nghe thấy tiếng bố lái xe đi vào lúc nửa đêm. Becky, con đừng tỏ ra biết hết mọi chuyện như vậy. Mẹ cảnh báo chị Becky. Mẹ không cần con phải nói như vậy đâu. Con hãy nhanh ăn sáng rồi đi học đi. Chị Becky vội vàng đổi chủ đề nói chuyện với mẹ bằng giọng nói có vẻ thỏa hiệp hơn. Mẹ, con xin lỗi mẹ à, con có chuyện này rất quan trọng phải nói với mẹ. mẹ thôi không chuẩn bị bữa ăn sáng nữa và dừng lại để lắng nghe câu chuyện quan trọng của chị Becky. Becky, con có chuyện gì vậy con? mẹ ạ, à, con có một cậu bạn hẹn hò với con và bạn ấy muốn chúng con gặp nhau vào buổi tối thứ bảy. đây chính là cuộc hẹn đầu tiên của con mẹ ạ, à. con rất muốn đi gặp bạn ấy. chị Becky hẹn hò với bạn trai. chị Becky hẹn hò với bạn trai. tôi chen ngang lời chị Becky. Tommy, em có thôi ngay đi không? chị becky nói cuộc hẹn này rất quan trọng với con mẹ ạ chị becky hẹn hò với bạn trai chị becky hẹn hò với bạn trai tommy con hãy trật tự nào con đã gây ra quá nhiều rắc rối rồi đấy con đừng làm mọi chuyện rối tung lên nữa câu nói đó của mẹ đã khiến tôi không dám hé răng nửa lời mẹ mẹ nghĩ như thế nào chị becky hỏi mẹ mẹ cho con đi nhé becky à con biết là bố mẹ thường đi ăn tối với nhau vào tối thứ bảy mà Tối thứ bảy là buổi tối duy nhất bố mẹ được ở bên nhau và bố mẹ muốn con ở nhà để trong Tommy. Tại sao con lại phải trong Tommy? Chị Becky hỏi mẹ. Con có rất nhiều bạn bè, con sẽ nhờ một bạn trong Tommy, mẹ nhé. Becky, con chưa đủ lớn để đi hẹn hò đâu. Mẹ tôi nói. Mẹ sẽ cho phép con hẹn hò khi con 16 tuổi và con nên nhớ rằng năm sau con mới đủ 16 tuổi. Lúc nào bố mẹ cũng chỉ quan tâm đến Tommy thôi. Chị Becky hát lên bố mẹ chỉ nghĩ đến Tommy thôi, tại sao bố mẹ không quan tâm gì đến con vậy? Lúc nghe chị Becky nói thế, tôi cảm giác rất thông cảm cho chị. Tôi cảm nhận được ý nghĩa quan trọng của cuộc hẹn hò đối với chị và tôi biết rằng tôi nên nói một điều gì đó. Mẹ ơi, con sẽ không sao đâu mẹ ạ. À. Tôi gợi ý, con có thể chơi với bạn của chị Becky cũng được. Đấy, mẹ thấy chưa? Chị Becky nói, Tommy sẽ không sao đâu ạ. À. Becky, mẹ thật sự xin lỗi. Mẹ nói, con chưa đủ lớn để hẹn hò đâu. Nghe mẹ nói vậy, chị Becky khóc và chạy ra khỏi phòng bếp. Tôi cảm thấy buồn cho chị. Nhưng đây không phải là lúc tôi nên tranh luận với mẹ. Mẹ quay về phía tôi. Tommy, con hãy đưa tay phải về phía cuối bàn ăn. Mẹ đã chuẩn bị sẵn sách vở cho con rồi đấy. Đôi tay tôi chạm vào một chồng sách rất to và một đống bài tập. Mà mẹ muốn tôi phải hoàn thành. Buổi sáng, con sẽ bắt đầu một đọc tiểu sử về cuộc đời của bà Helen Keller, mẹ muốn người phụ nữ vĩ đại này có tác động tích cực đến con và trở thành động lực giúp con cố gắng học tập đây là một cuốn sách rất tuyệt vời giúp con hoàn thành bài luận dài năm trang cho môn tiếng anh đấy tôi muốn nói một điều gì đó để thể hiện sự thất vọng của mình nhưng tôi biết rằng đây không phải là lúc tôi có thể làm như vậy mẹ dịu xuống một chút và mở cánh cửa sau ra sáng hôm nay tiết trời rất đẹp có lẽ con sẽ muốn học dưới ánh nắng dịu của ngày mới như thế sẽ tốt hơn là ngồi trong phòng học ngột ngạt phải không Bây giờ con sẽ bắt đầu học để mẹ lên xem chị con thế nào rồi, được không Tommy? Tôi vẫn còn nhớ tôi đã từng đọc được trên thế giới này có tới 6 tỷ người và chu vi của trái đất sắp xỉ 21.000 dặm. Mãi cho đến khi kỷ nguyên hiện đại gồm ô tô và đường sắt xuất hiện, con người phải đi bộ hoặc đi bằng ngựa từ nơi này sang nơi khác và khi đó thời gian họ đi được tính bằng ngày thay vì được tính bằng giờ như bây giờ. Việc chúng ta nhìn nhận như thế nào về thế giới phụ thuộc vào cách chúng ta sống trong thế giới đó Đối với tôi, thế giới này luôn trải dài trong trí tưởng tượng của tôi. Sách vở, phim ảnh, chương trình truyền hình và đài truyền hình đã gắn kết với tôi với những vùng đất xa xôi và những cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Những điều chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của một đứa trẻ khiếm thị như tôi. Tuy nhiên, thế giới thực tế của tôi bị bao quanh bởi một góc sân có hàng rào trắng. Bố mẹ nghĩ rằng hàng rào trắng sẽ bảo vệ được tôi an toàn. Vì vậy, bố mẹ đã làm hàng rào sắt vững chắc để bảo vệ tôi trong khi thế giới bên ngoài đang chuyển động không ngừng. Cuộc sống của tôi là như vậy suốt thời thơ ấu. Thế nhưng lúc này, vào mùa hè thứ 11 trong cuộc đời tôi, các khao cháy bỏng được phá vỡ hàng rào bao quanh sân. Tôi phải mạo hiểm để có được cơ hội hòa nhập vào thế giới bên ngoài. Các khao ấy không thể là hiện thực bởi tôi đang ở trong tình trạng quá tuyệt vọng. Ở thế giới ngoài kia, tôi cần phải biết quá nhiều thứ. Tôi muốn được sờ, được ngửi, được nếm và được nghe rất nhiều điều mới lạ. Trí óc và các giác quan của tôi luôn sống động với tất cả những gì tôi đọc được. Còn giờ đây, trong buổi sáng đầu tiên ở nhà sau khi bị đuổi học khỏi trường Parkings, khát khao được tự do của tôi lại âm ỉ cháy. Tôi đã thoát khỏi nhà tù Parkings và có cảm giác hào hứng trong cuộc phiêu lưu trên sông Charles. Chính vì thế, tôi khó có thể kìm nén được ước mơ của mình. Vì vậy, nên khi mẹ tôi bảo mang sách ra ngoài học, tôi không thể nào tập trung vào những dòng chữ nổi trong sách. Tôi muốn được sống trong thế giới sống động bên ngoài, chứ không muốn chỉ được đọc về thế giới ấy. Tôi khát khao, có lại cảm giác hứng khởi, mà tôi đã có được khi ba chúng tôi ngồi trên vinh trên con thuyền trôi trên sông Sarkle sau khi trốn khỏi trường Perkins. Kể từ sau cuộc trốn đó, tôi không thể nào kìm nén được ước mơ của mình, những giấc mơ cháy bỏng về sự tự do ở thế giới bên ngoài. Tôi tiến đến chiếc xích đu cũ ở góc sân và ngồi lên xích đu. Ngay từ khi tôi còn bé xíu, chiếc xích đu đã giúp tôi thực hiện nhiều ước mơ của mình. Khi tôi ngồi cạnh chiếc xích đu, chiếc xích đu sẽ trở thành chú ngựa Silver của Lone Ranger khi đó, tôi cười chú ngựa này theo đuổi theo Bush, Cavendish và băng tội phạm All in the Chú thích, Bush Cavendish là tên cầm đầu một nhóm tội phạm ở miền Tây Hoang Dã có tên là Hole in the Wall. Khi tôi lấy hết sức vặn sợi dây xích rồi thả xích đu ra, tôi có cảm giác mình là Flash Gordon và chiếc xích đu trở thành một con tàu chở tên lửa bay vùng vụt trong không trung. Những lúc tôi dẫm thật mạnh lên xích đu và đẩy xích đu theo đúng một vòng, tôi biến thành một chú chim non tung cánh bay ra khỏi hàng rào quanh sân và thưởng thức hương vị tuyệt vời của thế giới tự do bên ngoài hàng rào sắt khắc nghiệt đó mỗi lần tôi ngồi trên xích đu những âm thanh của thế giới sống động lại xuất hiện trong tôi nhất là tiếng gió thổi của biển cả khiến tôi không thể nào ngừng ước mơ về một ngày kia tôi sẽ được sống trong thế giới rất tuyệt vời ấy chiếc đài là đầu mối quan trọng gắn kết tôi với những điều thú vị đang diễn ra khắp thế giới đó là một chiếc bán dẫn hoạt động với công suất lớn đến nỗi tôi phải sạc pin liên tục. Tôi thường mang đài ra ngoài, ngồi trên những chiếc cầu bậc thang và hòa mình vào những chương trình được phát trên đài cho đến khi mặt trời khuất bóng. Cùng với chiếc đài, tôi đã hóa thân thành Johnny Dollar, một thám tử thông minh và nhanh trí. Tôi đã theo dõi và bắt được tên tội phạm có tổ chức của The Gunsbuster. Sau đó, tôi lại trở thành Lemon Granson, The Shadow và tôi bắt đầu đóng vai những người thi hành luật pháp để kết tội những tên tội phạm xấu xa. Những ngày trời mưa, mẹ bắt tôi phải chơi trong nhà, vì vậy tôi đã sử dụng rất nhiều dụng cụ khác nhau để thỏa mãn trí tưởng tượng phong phú của mình về những âm thanh sống động của cuộc sống. Tôi đập những chiếc cần treo rèm va vào nhau để tạo ra âm thanh giống như âm thanh sắc bén của một cuộc đấu kiếm. Tiếng giày cũ đập lên trên tấm thảm để trở thành tiếng vó ngựa chạy trên thảo nguyên. Tiếng giấy bóng kính Senslofan cọ vào nhau chính là âm thanh vội vã của ngọn lửa đang bùng cháy trong rừng, khiến tất cả động vật hoảng sợ bỏ chạy. Và khi đó, tôi và Lexi cùng nhau ra tay nghĩa hiệp để cứu những con vật tội nghiệp này khỏi thảm họa cháy rừng. Lexi, tên nhân vật chính trong series phim truyền hình ăn khách được chiếu trên đài NBC. Hết chú thích. Trong tất cả những tình huống ly kỳ đó, tôi luôn tưởng tượng mình chính là một anh hùng. Có lẽ đây là một cách tốt nhất giúp tôi có được suy nghĩ tích cực về giá trị của bản thân. Tôi nhận thấy bản thân mình vô cùng quan trọng trong những câu chuyện đó, trong khả năng tưởng tượng không có giới hạn của con người. Mùa xuân ở New England đã sắp kết thúc. Chắc hẳn năm đó, chuột chuỗi không thể tìm được nơi ẩn nấp cho mình vì mặt đất trong mùa xuân muộn như được tiếp thêm sức sống phong phú của một cuộc sống mới sau mùa đông lạnh giá. Ngồi trên xích đu, tôi có thể ngửi thấy mùi cỏ mới cắt cùng với mùa hăng hăng của hương táo, mùi hương đinh lăng. Mãi ở góc cuối của khu vườn là một cây sồi lớn và những đôi chim cổ đỏ đã làm cho mình những chiếc tổ ấm áp. Tiếng hót của những chú chim cổ đỏ đã làm lay động tâm hồn tôi và làm tôi phấn chấn hẳn lên. Dọc theo con đường vào nhà tôi có một ngôi trường công lập và cạnh đó là sân bóng chày Little League rất đẹp. Ngày nào cũng vậy, tôi luôn tưởng tượng tôi cùng là một phần của cuộc sống náo nhiệt của ngôi trường công và sân bóng chày đó. Tại sao mình không thể trở thành một phần bé nhỏ trong thế giới đó? Tôi tự hỏi lòng, tôi cũng thông minh như tất cả những bạn cùng trang lứa đang nô đùa được học hành ở ngôi trường cạnh nhà và họ vẫn ùa ra khỏi lớp vui chơi mỗi khi tiếng chuông báo kết thúc tiết học vang lên. Họ chơi dắt bóng trong giờ giải lao mình sẽ được đi học ở trường công như tất cả các bạn ấy nếu mình có thể thoát khỏi hàng rào chắn của khu vườn này mẹ bước ra sân sau và tôi không thể tiếp tục tưởng tượng những điều thú vị về thế giới bên ngoài tommy mẹ tôi gọi con vào nhà học đàn piano từ giờ đến trưa nhé bây giờ đã hết tiết thứ tư của trường parkings rồi đấy con đã học được gì chưa hay là con chỉ ngồi tưởng tượng thôi hả con có cần phải nhớ lời mẹ nói ngay cả khi ở nhà thì mọi việc sẽ vẫn như diễn ra khi con đang ở trường parkings con vẫn phải học như bình thường nào, bây giờ con vào môn học, môn nhạc đi. Và đã đến lúc con đánh những bản nhạc kỳ diệu của nhà soạn nhạc nổi tiếng rồi đấy. Mẹ nghĩ là trong một ngày xuân tuyệt đẹp như thế này, con nên đánh một bản nhạc của Chopin. Hồi đầu năm học, con đã được học những bản nhạc này với thầy Johnson rồi phải không? Mẹ tôi rất thích tiếng piano, và mặc dù mẹ không được học nhiều về âm nhạc, nhưng mẹ đọc nhạc rất giỏi và chơi nhạc với một niềm đam mê không khác gì, niềm đam mê của những nhà biểu diễn âm nhạc trên sân khấu. Năm 1959, Mẹ chính là người thôi thúc tôi chơi nhạc sopa, nhưng bàn tay trái của tôi có vẻ nặng nề. Và thế là tôi học đánh những bản nhạc của Little Richard, Jerry Lee Lewis, Fast Domino. Mẹ tôi luôn tin rằng nghệ thuật có thể tạo ra sự khác biệt trong khả năng của tôi. Khả năng tôi có thể kết nối với thế giới bên ngoài. Mẹ tôi nói rằng âm nhạc chính là tấm giấy thông hành giúp tôi đi lại trong bóng tối một cách dễ dàng. Xét trên một khía cạnh nào đó thì mẹ đã đúng, mặc dù nhạc cổ điển khó có thể tạo ra sự khác biệt nào đó cho tôi. Trong những năm sau đó, chính khả năng chơi nhạc trong bữa tiệc và sự góp mặt trong ban nhạc đã giúp tôi xây được chiếc cầu nối giữa tôi và mọi người trên thế giới này. Và một ngày mùa xuân tươi đẹp như thế, tôi rất thích chơi bản nhạc dạo đầu của Sopa, trong khi mẹ tôi ngồi bên cạnh giúp tôi điều chỉnh ngón tay tốt hơn. Đến buổi trưa, tôi rất bất ngờ khi mẹ nói rằng tôi sẽ không phải học vào buổi chiều và tôi có thể ra ngoài vườn ngồi chơi để tiếp tục tưởng tượng về trò chơi thú vị nhất của tôi chính là trận đấu bóng chày. Tôi thực sự không hiểu tại sao bóng chày lại thu hút được sự quan tâm đặc biệt của tôi như vậy. Có thể đó là vì tôi rất không phục cầu thủ Ted Williams. Cũng có thể vì một thực tế là bố tôi quen biết rất nhiều cầu thủ thường xuyên lui tới quán Dublin Tavern và quán ăn Sullivan Steakhouse. Cho dù vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy mình rất say mê bôn bóng chày. Mặc dù bố đã đưa tôi đến sân Fenway Park vào một ngày đặc biệt, ngày diễn ra trận đấu khai mạc, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Kênh truyền thanh Red Sox tần số WHDH 850 chính là phương tiện kết nối tôi với môn thể thao này mà tất cả mọi người dân Mỹ đều yêu thích. Mỗi khi tôi tin rằng tôi cũng là một thành viên trong trận đấu bóng chày sôi nổi, hàng rào ngăn cách giữa tôi và khu vườn và thế giới bên ngoài bỗng trở thành con quỷ da xanh. Phần sân trái của sân Fenway Park. Và tất nhiên, một ngày cuối mùa xuân đẹp như thế này không thể gọi là một ngoại lệ so với ngày của tôi. Hôm nay, trong tâm trí tôi, một trận đấu gây cấn đang diễn ra, trong lượt giao bóng thứ hai, các cầu thủ đội Red Sox đã ném bóng cho cầu thủ bắt bóng điều nghệ bằng tay trái tên là Mel Fragney và các cầu thủ của đội Yankees đang cố gắng phản công. Giống như tất cả những trận đấu khác của tôi, trận thi đấu bóng chày luôn rất sôi động. Tất nhiên là cho đến khi tôi không thể nào tưởng tượng được, được thêm tình tiết hấp dẫn nào khác. Bố đã mua cho tôi một cây gậy bóng chày cũ, Louisville Slugger. Mặc dù tôi không thể chạy theo đánh bóng chày thật, tôi cảm thấy rất vui khi trong nhà tôi có rất nhiều những viên đá cuội và tôi có thể đánh những quả bóng giả này. Mục tiêu của tôi trong trận đấu này là có những hành động giống hệt như những gì mà bình luận viên Kurt Gordy đang nói đến. Tôi đứng giữa cuối vườn và ném đá vào không trung. Với hy vọng một cầu thủ của đội Red Sox sẽ tóm được viên đá như tôi ném. Nếu một cầu thủ nào đó có thể làm như vậy thì có lẽ tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình để đánh bóng thật chuẩn xác. Sự thật là tôi không thể nhìn được viên đá đó vì thế tôi chỉ có thể đập trúng một viên sau khi đánh trượt tới 50 lần. Trong khoảnh khắc đó, cho dù viên đá chỉ bay cách tôi một vài mét, Mỗi lần đánh trúng tôi cảm thấy rất sung sướng vì tôi bị khiếm thị. Một đứa trẻ khiếm thị đang cố gắng một cách vô vọng để trở thành một thành viên trong trận đấu bóng chày của mình yêu thích. Khi tiếng chuông reo từ ngôi trường bên cạnh báo hiệu giờ tan học cũng là lúc các cầu thủ bước vào cú giao bóng lần thứ bảy và tỷ số đang là hai đều. Mỗi lần nghe tiếng chuông trường rung lên, tôi lại cảm thấy rất bồn chồn. Tôi là một đứa trẻ đơn độc bị bao quanh bởi rất nhiều hoạt động kỳ thú. Tôi không thể trở thành một phần bé nhỏ trong những hoạt động đó Mỗi khi tôi nghe tiếng những bạn học sinh khác ùa ra khỏi cổng trường và rôm rã trò chuyện ngoài đường khái, tôi chỉ ước giá như có một cậu bé đơn độc khác cũng đang kiếm tìm cho mình một người bạn. Chắc hẳn là sẽ có một người bạn nào đó cũng đơn độc như mình. Tôi nghĩ thầm, và bạn ấy cũng muốn kiếm một người bạn. Tôi luôn sẵn sàng để được là một người bạn mà ai đó đang tìm kiếm. Vào mùa xuân năm 1959, tôi vẫn sống trong những niềm hy vọng, trong những giấc mơ, trong những cuộc phiêu lưu và trong cả những câu chuyện mà tôi tưởng tượng ra nữa. Tôi cảm ơn Chúa vì hầu hết tất cả những đứa trẻ nhỏ như tôi đều là những con người vô cùng lạc quan về thế giới xung quanh. Trong khi tôi thi đấu bóng chày, tôi tự tin nói với bản thân mình rằng sẽ có một ngày nào đó tôi đứng được trên sân Fenway Park với tư cách là một cầu thủ trong đội Boston Red Sox. Tại sao lại không nhỉ? Tôi đã gặp và trò chuyện với cầu thủ Ted Williams lần danh rồi đấy thôi. Bình luận viên vẫn tiếp tục tường thuật từng chi tiết của trận đấu. Các cầu thủ đang chạy trên vị trí giao bóng số 1 và số 2. Hai cầu thủ vào sân và hai cầu thủ rời sân trong khi Jim Piersos bắt đầu đánh bóng. Piersos là cầu thủ chặn bóng cười khôi của đội Red Sox và tôi rất thích thú cầu thủ này vì cầu thủ này sẵn sàng làm tất cả để giúp đội mình giành chiến thắng. Người ta nói rằng Jimmy Perso đã đi lên khán đài sau một cú phát bóng và tôi nhớ rõ là cầu thủ này đã làm như vậy rất nhiều lần. Tôi tiếp tục tưởng tượng mình đang đứng ở vị trí phát bóng với hy vọng tôi và cầu thủ Jimmy có thể liên kết với nhau để ghi điểm. Bình luận viên Kurt Goldie vẫn tiếp tục tường thuật trận đấu Chúng ta những người hâm mộ nhiệt thành của đội bóng Red Sox đang theo dõi hiệp cuối cùng trong cú giao bóng thứ bảy của trận đấu sôi động này. Hai cầu thủ đã ra sân và cầu thủ Jim Perso đang ở vị trí phát bóng. Tôi vụt chạy thật mạnh trong không trung và tin rằng mình đã sẵn sàng cho trận đấu. Scott Lemire đã có những cầu thủ tuyệt vời cho trận đấu ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị khán giả, John đang ném bóng. Có lẽ đường bóng này sẽ không bay nhanh đến 95 dặm mỗi giờ nhưng cầu thủ này đang dành hết tốc lực quay lại vị trí phát bóng John man đang chạy nhanh như gió vậy. Mel bắt đầu ném bóng, đây sẽ là cú ném bóng quyết định và cũng là pha ném bóng đầu tiên dành cho Perso. Tôi ném viên đá lên không trung, xoay người thật mạnh để đập. Cầu thủ Perso cũng vậy. Điểm đầu tiên, bình luận viên Goldie hét lên. Thưa quý vị, Jimmy đã cố gắng để ném qua bóng này đến tận đường Lensdow. Jim, từ từ thôi, đây đúng là một đường bóng rất đẹp. Stott đang có dấu hiệu từ ghi. cầu thủ này đang chuẩn bị kết thúc đường bóng và đây là cú ném bóng tiếp theo, lần này khi tôi tập trung đá lên không trung tôi không chú ý đập viên đá và peso cũng không đập bóng có lẽ tôi đã đón đúng ý cầu thủ này ghi điểm bình luận viên gudi hét lên đường bóng hình vòng cung đã vào vị trí ngay sát vạch sân cầu thủ jensen bắt đầu chạy cầu thủ guman giúp jensen chạy nhanh về vị trí thứ hai stadler ném bóng vào giây phút đó tất cả sức mạnh của tự nhiên như hòa với nhau mặt trời lặn phía biển xanh một chai rượu bốc đô nồng nàn hương nho và hai người đang yêu nhau say đắm và một trận đấu bóng chày rất quyết liệt đang diễn ra, có phải đó là định mệnh không nhỉ? Bình luận viên gudi tiếp tục với công việc của mình. Stottlemyer ném bóng, một đường bóng rất cao. Tiếng gậy của cầu thủ trên sân đập vào bóng vang lên ngay khi gậy của tôi đập vào viên đá trong vườn. Hai âm thanh ấy kết hợp nối với nhau ngay lập tức. Bóng đang quan lại giữa sân, Metal đang quay lại và anh ta đang nhìn lên. Tôi nghe thấy tiếng ồ của khán giả trong khi tôi chạy quanh sân vườn, như thể tôi đang đuổi theo bóng, rất hào hứng với đường bóng đó và không hề nhận ra rằng ở ngay cạnh hàng rào có một cậu bé trạc tuổi tôi đang quan sát toàn bộ hành động của mình cậu ta không có một chút nào hào hứng hay sự tử tế nào khi nhìn tôi chầm chầm như vậy Ed Mutlin một cậu bé chuyên bắt nạt bạn bè và cậu ta chính là một trong những đứa trẻ hiếm hoi có tính cách hèn hạ như vậy tôi chắc chắn rằng sẽ có một nhà tâm lý học nào đó tìm ra nguyên nhân tại sao Ed lại như vậy nhưng trong lúc này khi tôi đang ở bên trong hàng rào và cậu ta đang ở ngoài hàng rào không một lời giải thích nào có thể biện minh cho hành động tồi tệ của cậu ta đối với một đứa trẻ 11 tuổi bị khiếm thị như tôi. Trong khi tôi đang chạy lại vị trí ghi điểm thứ ba và chạy hết tốc lực để quay lại vị trí phát bóng, chạy qua vị trí phát bóng, cúi xuống chào khán giả, tôi vô cùng bất ngờ khi có một giọng nói cắt ngang dòng tưởng tượng của tôi. Mày đang làm gì vậy? Mày bị mua à? Phản ứng đầu tiên của tôi là Chà dạ, chà, dạ, có lẽ cậu ấy sẽ là một người bạn của mình đây. Chắc là cậu ấy cô đơn quá vì không có bạn đây mà tôi đã phấn khích khi nghĩ rằng mình sắp có một người bạn và ngây thơ với niềm mong ước của mình đến nỗi tôi không hề nhận ra một sự chế nhạo trong giọng nói của cậu ta tớ tên là tom sullivan tôi nói với cậu ấy ừ tớ bị khiếm thị còn cậu tên là gì vậy tao tên là ed mcgill cậu ta trả lời mày không chỉ bị mù mà mày còn ngớ ngẩn nữa đấy tôi cảm nhận được sự xúc phạm trong lời nói của cậu ta và tôi thật sự không biết phải phản ứng như thế nào nữa tôi không ngớ ngẩn tôi lắp bắp phản ứng lại Tôi chỉ đang tưởng tượng ra trận đấu bóng chày thôi. Đó là môn thể thao ngớ ngẩn đấy. Cậu ta nói tiếp. Một trận đấu bóng ngớ ngẩn với một cầu thủ mù vừa ngớ ngẩn. Tôi tiến đến gần giọng nói của cậu ta, phát ra và trong lòng vẫn cứ hy vọng. Tôi cũng không biết lúc đó tôi hy vọng vào điều gì nữa. Cậu không được nói như thế, cậu không được nói với tôi như vậy. Tôi nói với cậu ta. Được thôi, cậu ta tiếp tục. Thế thì tao sẽ hát tặng cho mày một bài hát ngắn nhé. Người ta nói rằng con người không thể nhớ lại nỗi đau của mình đã từng nếm trải, rằng thời gian sẽ xóa nhòa mọi vết thương mà người ta phải hứng chịu, rằng chúng ta có thể nhớ lại những lúc bị ốm hoặc bị tổn thương và cảm giác đau đớn thực sự sẽ phai nhòa theo thời gian. Có thể người ta nói đúng, nhưng mỗi lần khi tôi nhớ lại bài hát mà Eddie Mullins tặng cho tôi, tôi lại cảm thấy được một nỗi đau tận sâu thẳm trong lòng mình. Nỗi đau ấy như mới hôm qua thôi. Nỗi đau tôi cảm nhận được vào mùa xuân năm 1959 ấy vẫn dai dứt trong lòng tôi cho đến tận bây giờ. Thằng mù, thằng mù, thằng mù. Cậu ta hát bài hát khiến tôi giận tím mặt. Thằng mù, thằng mù, thằng mù. Mày không được hát như thế. Tôi nói như vậy trong khi cơn giận dữ đang sôi sụp trong lòng và nước mắt từ đôi mắt mù lòa của tôi rơi xuống. Mày không được hát như thế. Thằng mù, thằng mù, thằng mù. Mày không được hát như thế. Thằng mù. Tôi cúi xuống đất và nước mắt tôi chảy dài trên đám cỏ dưới sân. Tôi nhài người xuống sân vườn, cố gắng tìm vài viên đá và tôi tìm được ba viên. Thằng mù, thằng mù, thằng mù. Tao ghét mày. Tôi hét lên và ném viên đá đầu tiên về phía cậu ta khiến cậu ta phải né người sang một bên. Ha ha, mày ném trượt rồi nhé. Có vẻ như Eddie rất thích trêu trọc tôi như vậy. Tôi tiếp tục ném viên đá thứ hai, nhưng lúc này Eddie đã đi ra chỗ khác và cậu ta tiếp tục hát chế nhà tôi. Lần này lời hát còn khiến tôi tức giận hơn. Mày không thể ném trúng tao đâu, thằng mù, thằng mù, thằng mù ơi. Tao ghét mày. Tôi hát lên. Tao ghét mày, Thằng mù, thằng mù, thằng mù ơi! Tôi ném viên thứ ba về phía Eddie và nghe tiếng đá đập vào một gốc cây rồi rơi xuống đất. Tao ghét mày! Tôi tức giận vô cùng trong khi vẫn nhoài người trên sân vườn. Đúng lúc đó tôi nghe tiếng bố tôi đổ xe và tiếng cửa đóng sập lại. Có chuyện gì xảy ra với con vậy? Bố tôi hét lên giận dữ. Mày làm gì với con trai tao vậy? Nghe tiếng bước chân của bố vội vã chạy ra sân. Mày treo gì con trai tao thế hả? Eddie co cẳng chạy khi bố tôi xuất hiện. Cũng giống như tất cả những đứa trẻ thích bắt nạt người khác, Eddie cũng chỉ là một thằng bé nhát gan. Chỉ trong nháy mắt, bố tôi đã chạy đến ôm chặt lấy tôi. "Tommy, con có sao không? Có chuyện gì vậy con?" Lúc này tôi không thể nào ngăn được nước mắt rơi. Nó gọi con là thằng mù bố ạ. À. Tôi nói trong khi toàn thân rung lên vì tức giận. Nó gọi con là thằng mù. Bố im lặng và bố ôm chặt tôi hơn. "Tommy, con còn nhớ những gì bố đã nói với con không?" Cuối cùng bố cũng thốt lên lời Con không bị mù, con chỉ bị khiếm thị thôi Bố đã nói với con rằng Con có khả năng nhìn thấy nhiều hơn tất cả những đứa trẻ khác Bố con chúng mình sẽ chứng minh cho những điều đó Buổi hẹn hò của chị Becky Sau buổi chiều bị chế nhạo ở sân vườn Tôi không thể vui vẻ những ngày tiếp theo trong tuần Tôi ngồi ở xích đu và cảm thấy mọi việc thật tồi tệ Với tôi ngay cả thế giới bên ngoài hàng rào quanh nhà tôi cũng không còn kỳ diệu như tôi vẫn tưởng tượng nữa. Tôi không thể hiểu tại sao lại có người tàn nhẫn như vậy. Ý nghĩ cho rằng thế giới bên ngoài kia vẫn còn rất nhiều đứa trẻ như Eddie Mullins khiến tôi băn khoăn không biết liệu tôi ở ngoài có tốt hơn hay trong hàng rào này hay không. Có lẽ mẹ tôi đã đúng. Có lẽ những người khiếm thị cần phải được bảo vệ. Tiếc là tôi đã không biết được điều đó. Tâm trạng của tôi rất tồi tệ vào buổi tối thứ bảy. Tôi có thể tin tưởng vào ai đây? Tôi cảm thấy vô cùng chán nản tôi có thể khiến cho cuộc sống của ai cũng tồi tệ như cuộc sống của tôi đây chị Peggy của tôi tại sao lại không nhỉ tối thứ bảy luôn là buổi tối tuyệt vời của bố mẹ bố mẹ cùng ăn mặc đẹp và mẹ luôn có cảm giác phấn khích khi mẹ trang điểm xinh xắn tôi có thể nghe tiếng mẹ hát ngân nga khi mẹ đã chuẩn bị quần áo xong và đi xuống cầu thang lần nào mẹ cũng mất rất nhiều thời gian trang điểm nhưng mỗi khi mẹ đi xuống và khoác tay bố tôi hiểu rất rõ một điều tối thứ bảy là khoảng thời gian của tình yêu niềm hạnh phúc của bố mẹ có lẽ bố mẹ sẽ về nhà muộn. Mẹ nói với chị Peggy. Không biết cửa hàng của bố mẹ sẽ đến ăn tối rồi phải không Peggy? Và cả khách sạn mà bố mẹ sẽ nhảy đến tầng sáng nữa chứ. Bố nói thêm. Mẹ cười khúc khích và nói với bố bằng một giọng rất quyến rũ. Anh Pocky, anh thật là... Chị Peggy gật đầu với thái độ khó chịu. Sau khi bố mẹ đóng cửa, một sự im lặng bao trùm lên căn phòng. Chị Peg ơi, hai chị em mình chơi trò gì bây giờ? Tôi hỏi. Chị em mình cùng xem tivi hay chơi trò chơi gì ạ? À? chị có thích chơi trò chơi bắt cá trong quân bài có chữ nổi pride của em không hay là chị sẽ kể chuyện cho em nghe tối nay hai chị em mình sẽ không chơi trò gì hết chị bác lạnh lùng trả lời tôi em sẽ phải làm đúng những gì chị đã bảo nếu không chị sẽ khiến em phải khốn khổ đấy tại sao chị lại nổi cáo với em như vậy em có làm gì sai đâu nào em sống mà chẳng khác nào tồn tại cả còn chị thì lúc nào cũng phải chăm sóc em em có biết phải làm chị em và chăm sóc em suốt ngày khổ như thế nào không lúc nào chị cũng phải đưa em đi chơi, lần nào đi chơi với bạn bè chị cũng phải đưa em đi theo. Tommy ạ, à, làm chị gái của em chẳng có gì vui cả. Em cũng không thích làm em trai của chị đâu. Tôi phản kháng. Lúc nào chị cũng rên rỉ, cằn nhằn, chị chẳng có gì hay cả. Chị không bao giờ cho em làm những việc em thích. Được rồi, Tommy. Giọng chị bé đã thay đổi. Chị thỏa thuận như thế này với em nhé. Nếu tối nay em giúp chị, suốt cuộc đời còn lại chị sẽ đối xử thật tốt với em. Chị hứa danh dự đấy Chị nói gì cơ Tôi hỏi trong khi vẫn rất ngạc nhiên trước lời đề nghị của chị Pat Tommy nghe chị nói này Nếu tối nay em giúp chị Suốt cuộc đời còn lại chị sẽ đối xử thật tốt với em Chị hứa danh dự đấy Thế chị muốn em làm gì nào Chị Pat vòng tay qua người tôi Chị muốn đi đến buổi hẹn hò với Jackie Murphy Bọn chị định đi xem phim Và chị sẽ mua bỏng ngô và những món ăn em thích Cho em nếu em ngoan ngoãn ngồi bên chị Và không nghịch phá mọi thứ Tommy, em sẽ giúp chị, em giúp chị đi mà. Tôi đang nghĩ về việc chị Becky đã keo kiệt với tôi như thế nào suốt nhiều năm qua. Tôi nhớ lại chị ấy đã nói với tôi rất nhiều lần là chị ấy ghét tôi và sau đó tôi nghĩ một việc sẽ thú vị như thế nào nếu tôi được đi hẹn hò với chị ấy. Tôi mỉm cười và nói, "Vâng ạ, à, em hứa là em sẽ ngoan, ngay cả chị cũng sẽ khó nhận ra là em có thể ngồi bên cạnh chị đấy." "Tốt lắm Tommy ạ." À. Chị vừa nói vừa chạy nhanh vội lên gác. "Chị sẽ gọi điện cho Jackie." Chị em mình sẽ kịp xem bộ phim nếu chúng ta khởi hành trong vòng 15 phút nữa. Nếu có một cô gái muốn mình trang điểm và mặc quần áo thật nhanh, họ sẽ làm mọi việc rất nhanh và tôi cảm thấy bất ngờ khi chị Bác chuẩn bị nhanh như vậy. Chỉ 10 phút sau tôi đã thấy chị ấy đi xuống cầu thang, ngân vang tiếng hát, chẳng khác gì mẹ tôi, và tôi ngửi thấy. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa rất quyến rũ. Tôi nghe tiếng xe của anh Jackie đang chạy chậm chậm bên đường, ít nhất 1 phút 30 giây trước khi anh ấy đưa xe vào bãi đổ xe nhà tôi. Tôi không biết anh ấy đã gắn loại động cơ nào cho ô tô, nhưng rõ ràng là âm thanh ra rất to. Chiếc xe gầm gừ lao đi trên đường. Tôi được đặt lên hàng ghế sau trong khi chị Pat và anh Jackie ngồi ở ghế trên, mở nhạc thật to và nói thầm với nhau để tôi không nghe thấy gì vì đã bị tiếng hát của ban nhạc The Rifter và ban nhạc The Flatter ác đi. Tất cả những bài hát đều được anh chàng Wolfram Jack chơi nhạc rock and roll thể hiện. Bãi dưới bóng phục vụ khách ngồi trên ô tô, một hiện tượng của những năm 1950 là nơi khách xem phim có thể chọn một vị trí đổ xe, gắn loa vào cửa ô tô, đi đến quầy bán đồ ăn vặt và mua tất cả những món đồ bạn muốn, chui vào ô tô ngồi và thoải mái xem phim. Nếu bạn đến đây vào lúc mặt trời lặn, bạn có thể xem một số phim loại B được đầu tư ít kinh phí như phim The Monster Dad, Devil Cleveland. Sau đó tiếp tục xem hai bộ phim hoạt hình và cuối cùng bạn có thể một khoảng thời gian lãng mạn. Khoảng thời gian này sẽ khiến những thanh thiếu niên Mỹ rất thích thú vì họ được ngồi sau ô tô trang cho nhau những lời yêu yếm. Buổi chiếu bóng là nơi hẹn hò yêu đương của những thanh thiếu niên và đây cũng chính là lý do khiến Catholic League coi nơi đây là một nơi vi phạm đạo đức của những đứa trẻ đến đây như chị Pat và tôi chẳng hạn. Tối nay đúng là chị Pat và anh Jackie đã gặp may mắn vì bộ phim chính được chiếu là một bộ phim rất sức mướt đến nỗi có lẽ mẹ sẽ bị ngất khi biết rằng chị Becky đã xem bộ phim đó. Tommy, em muốn ăn gì nào? Chị Becky hỏi tôi với thái độ quan tâm đến tôi hơn rất nhiều so với nhiều năm qua Người ta bán rất nhiều món ăn lắm em ạ. À. Tôi quyết định sẽ kể ra những món mà tôi thích như M&M's, Ithanshake, một túi bổng ngô to và một hộp nước có hương vani. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ăn hết tất cả những món đó sau khi ăn xong một chiếc bánh sandwich kem. Thật là một buổi tối thú vị của đôi trai gái đến tuổi hẹn hò. Chị Peggy nhờ anh Jackie đi mua đồ ăn cho tôi và khi anh ấy đi rồi chị quay lại phía tôi, hiền dịu hơn và quan tâm đến tôi hơn cả lúc nãy và nếu có thể. Có lẽ chị ấy còn tỏ thái độ triều mến gấp nhiều lần. Tommy, khi anh Jackie mua đồ ăn cho em, ba chúng ta sẽ đổi vị trí nhé. Chị muốn em ngồi ở hàng ghế trên, còn chị và anh Jackie sẽ ngồi ở hàng ghế sau để anh chị có thể xem rõ hơn. Chị ấy cười. Tommy này, em không cần phải nhìn thấy màn hình chiếu phim đấy chứ. Tôi không hề ngốc như chị ấy nói. Tôi thực sự không biết họ sẽ làm gì ở hàng ghế sau ô tô như ô tô của anh Jackie. Nhưng qua phim ảnh, tôi biết rõ họ sẽ hôn nhau và âu yếm nhau tôi cũng hiểu rằng chị peggy không muốn tôi phá rối cuộc hẹn hò của hai người đây đúng là cơ hội vàng để tôi có thể trả đũa chị tôi tôi sẽ trả thù chị vì đã có những hành động đáng ghét mà chị đã dành cho tôi nhiều năm qua tôi sẽ khiến chị phải cảm thấy hối tiếc vì đã đưa tôi đi theo trong ngày hẹn hò đầu tiên của chị ở bãi chiếu bóng phục vụ cho người ngồi trên xe ô tô chà chà mọi chuyện sẽ rất tuyệt vời đây anh jacky quay lại với tất cả những đồ ăn tôi muốn và chúng tôi đổi chỗ ngồi xe của anh ấy có hai cửa vì vậy cả ba chúng tôi đều phải xuống xe sau đó, chị Becky và anh Jackie trèo lên hàng ghế sau, còn tôi trèo lên ghế trước. Tommy, em hãy đẩy ghế lên nào. Chị Becky vẫn nói với giọng nói ngọt như mía lùi. Tôi tìm thấy chỉ cần đẩy ghế và đẩy lên thêm vài cm. Tommy, em ngoan lắm. Em ăn bánh và bỏng ngô đi nhé. Bây giờ sẽ là tiết mục đầu tiên. Chị nghĩ em sẽ rất thích phim Godzilla, phải không Tommy? Nhạc nền của bộ phim vang lên qua chiếc loa được gắn vào cửa sổ xe bên tôi, Chị Peggy vươn người ra phía trước để bật loa to lên. Có lẽ chị ấy nghĩ rằng đây là cách tốt nhất để tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ở hàng ghế phía dưới. Đúng là chị Peggy ngốc thật. Chị ấy không hề biết rằng những người khiếm thị có thể nghe thấy mọi âm thanh. Vì vậy mà khi anh Jackie ngồi dịch về phía chị Peggy vòng tay qua người chị ấy, tôi có thể nghe thấy từng âm thanh của những hành động của anh ấy. Và khi Godzilla xuất hiện lần đầu tiên trên màn hình, trong khi anh Jackie và chị gái tôi sắp hôn nhau, hay đúng hơn là khi họ áp mặt vào nhau, tôi nói toán lên, Chị Becky ơi, chị Becky Phim thế nào rồi chị ơi Con quái vật xuất hiện chưa chị Phim đến đâu rồi chị Becky Nụ hôn của hai người đã bị dừng lại đột ngột Đây là cảnh con quái vật đi trong thành phố Chị ấy trả lời tôi Và lần này giọng nói của chị không còn ngọt ngào nữa Mà xen lẫn một chút tức giận Nào em hãy tiếp tục ăn kẹo đi Và đừng làm phiền chị nữa Chị sẽ kể lại cho em toàn bộ nội dung phim Khi đến giờ tạm nghỉ nhé Có được không nào Tommy Vâng ạ, à. Tôi nói và cảm giác vô cùng thích thú với những phút giây trong khoảng thời gian bị gián đoạn của hai anh chị ấy. Trong khi trên phim con quái vật tiếp tục tàn phá thủ đô Tokyo, thì ở hàng ghế sau, anh Jackie lại tiếp tục tiến gần đến chị gái tôi hơn nữa. Lần này, sau khi hai người chuẩn bị hôn nhau và gần gũi nhau hơn nữa, tôi thả cho anh ấy một phút để làm trước khi giả vờ rên rỉ. Chị ơi, em thấy khó chịu quá, em buồn nôn quá. Em không khó chịu mà, phải không Tommy? Chị Becky nói và lúc này chị tỏ ra rất tức giận nào, em chỉ cần hít thở thật sâu, rồi tiếp tục xem phim, đừng nói gì cả, được chứ? Không, em khó chịu lắm, em sắp nôn ra đây này. Không, anh Jackie hét ầm lên. Em không được nôn ra trong xe của anh. Tôi giả vờ nôn ọe như thể tôi không chịu đựng được thêm nữa. Anh đã nói là không được nôn trong xe của anh mà. Anh Jackie hét lên trong khi anh ấy vươn người ra phía trước cánh cửa. Bên tai người lái và mở sập cửa ra, Tôi có thể biết rõ là anh ấy đã nhảy qua cả người chị Becky và đá vào đầu chị ấy nữa. Tôi biết tất cả những điều đó nhờ vào tiếng chị ấy kêu lên vì bị đá đau. Sau đó, anh Jackie kéo tôi ra khỏi ô tô qua cánh cửa anh ấy đã mở sập ra, trong khi tôi vẫn cứ giả vờ nôn ọe. Thật là thú vị khi treo tức được anh chị ấy. Hai anh chị ấy đưa tôi đi lòng vòng một lúc để tôi có thể nôn ra, nhưng tất nhiên, tôi không hề nôn vì tôi đâu có buồn nôn. Ha <laughs> ha, tôi nói với anh chị ấy là không khí trong lành bên ngoài đã giúp tôi dễ thở hơn và tôi không còn buồn nôn nữa. Cuối cùng thì ba người chúng tôi quay trở lại xe trong khi người ta bắt đầu chiếu phim hoạt hình. Anh Jackie và chị Becky bắt đầu cãi nhau. Chà chà, thành công ngoài dự kiến rồi. Jackie, anh đừng để ý đến thằng bé. Chị Becky nói, đừng để cho thằng bé làm hỏng buổi tối tuyệt vời này của chúng ta. Kệ nó đi anh. Tôi biết rằng việc chọn đúng thời điểm để quấy nhiễu mới là quan trọng nhất. Chị Becky ơi, em muốn đi vệ sinh. Tôi nói, em móc tè không thể chịu được nữa. Em cố nhịn đi, Chị Becky gần như gầm lên Em tè dầm ra quần mất thôi Em tè thật đây này Như thế này là đủ lắm rồi Anh Jackie vừa nói vừa lao về phía cửa vô lăng Anh sẽ đưa em về ngay bây giờ Không anh Jackie Bây giờ thì chị Becky đã khóc Anh đừng nghe thằng bé nói Em tè ra quần rồi đây này Em nói thật đấy em không chịu được nữa đâu Lúc này anh Jackie đã ngồi vào ghế tài xế Khởi động máy và tiếng động cơ anh ấy Làm gián đoạn những người khác đang xem phim Tất cả mọi người quát anh ấy phải tắt máy đi này, tắt máy đi. Không thấy là mọi người đang xem phim à. Mày có tắt ngay cái động cơ kêu bà mầm đấy đi không hả? Trong khi đó, chị Becky vẫn nói với giọng này nỉ. Jackie, chúng mình chưa phải về nhà đâu. Vẫn còn sớm mà, em sẽ bắt thằng bé phải ngoan hơn. Anh đừng về mà. Không, chúng ta sẽ về ngay bây giờ. Anh Jackie trả lời trong khi thả phanh gấp khẩn cấp ra. Em nghĩ là anh chưa sẵn sàng để lái xe đâu. Tôi nói chen vào. Em có im ngay đi không hả? anh nói với giọng tức tối. "Vâng, em im ngay đây nhưng anh đừng trách là em không cảnh báo anh trước đấy nhé." Anh Jackie vào số và lái xe ra khỏi bãi xem phim, đúng là một sai lầm lớn của anh ấy. Chiếc loa gắn bằng kim loại vẫn được gắn trên cửa trước và vì vậy trong khi anh ấy hùng hổ lái xe đi, chiếc loa nặng nề ấy đã làm vỡ cửa kính ô tô. Ha ha, chiếc loa đổ làm vỡ cửa kính nghe thật vui tai. Bây giờ thì đến lượt anh Jackie khóc vì ô tô bị hỏng, còn chị Becky vừa bối rối với anh Jackie, vừa tức giận lôi đình với tôi. Chẳng cần phải hỏi gì thêm thì tôi cũng có thể nhận thấy rằng trong giây phút ấy, chị Peggy đã ghét tôi như xúc đất bỏ đi. Khi trở về nhà, chị ấy đẩy tôi vào trong nhà và rít lên. Em nghe đây, sẽ có ngày chị sẽ trả thù em về vụ hôm nay. Em cứ chờ đấy, sẽ không lâu đâu. Chị quyết tâm phải trả thù được em bằng được. Nói xong, chị ấy vụt lên gác, đóng cửa đánh Uỳnh một cái, khóc thổn thức vì bị tổn thương và quá tức giận với tôi. Còn tôi, tôi làm gì bây giờ nhỉ? Tôi vào bếp tìm sữa và bánh để ăn trong cảm giác hân hoan như thể tôi sẽ ăn hết tất cả bánh kẹo trong tủ. Sau đó, tôi sẽ leo lên chiếc ghế khổng lồ của bố để xem chương trình TV trong một buổi tối thứ bảy vô cùng tuyệt vời như thế này. Chị Becky có cơ hội trả thù tôi chỉ vài ngày sau buổi hẹn hò của chị ấy. Lúc đó, tôi đang ngồi dưới nhà ăn sáng. Chị tôi chợt xuất hiện và trên người chị có mùi hương rất quyến rũ. Chị Becky đã 15 tuổi, một cô bé thích dậy muộn và chị ấy không bao giờ thức dậy trước 11 hoặc 12 giờ trưa. Trừ khi mẹ tôi phải lên gác gọi chị ấy dậy, tôi thật sự không hiểu tại sao lại có thể có người ngủ dậy muộn đến như vậy. Nhưng sao hôm nay chị ấy lại dậy sớm từ 8 giờ sáng và đứng cạnh tôi như thế này nhỉ? Ngay cả mẹ tôi cũng nhận ra sự bất thường của chị ấy. Becky, chào con. Mẹ tôi nói rất vui vẻ. Có phải điều kỳ diệu như thế này không bao giờ biến mất không con? Nếu mẹ nhớ không nhầm thì trừ khi con đi học, hình như là mẹ chưa bao giờ thấy con thức dậy vào giờ này, đúng không? Tại Sao hôm nay con lại quyết định về sớm như vậy, với mẹ và Tommy vậy? Mẹ ạ, à, con định sớm nay sẽ ra bãi biển với các bạn ạ. À. Chị Becky nói, mẹ cho con đưa em Tommy đi cùng nhé. Sao cơ? Tôi thầm nghĩ, chị ấy vốn ghét phải đưa mình đi biển cùng, vậy mà bây giờ chị ấy lại muốn đưa mình đi, sao vậy nhỉ? Chắc chắn có điều gì không ổn đây. Becky à, con đúng là một người chị tốt đấy, mẹ tôi nói. Hôm nay mẹ có rất nhiều việc phải làm, vì vậy sẽ rất tuyệt vời nếu con đưa Tommy đi chơi cùng. Tommy, con cũng muốn đi với chị phải không? Con chỉ muốn đi nếu chị ấy cho con đi bơi thôi. Tôi thầm nghĩ, chị Peggy đã đưa tôi ra biển cùng chị ấy nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy tôi chỉ được ngồi trên bãi cát trong khi chị ấy chơi đùa. Với bạn bè và mặc kệ tôi chơi một mình, vì thế tôi quyết định phải thuyết phục, kéo mẹ về phía tôi. Con không thích đi với chị ấy đâu. Lần nào cũng thế, chị ấy toàn bắt con ngồi chơi một mình, còn chị ấy thì được thỏa thích bơi lội. Chẳng bao giờ chị ấy cho con bơi hay làm gì khác cả. Chị Becky bắt đầu dỗ ngọt. Tommy, hôm nay chị sẽ cho em bơi mà. Ngoài trời nóng lắm và tất cả mọi người đều muốn đi bơi. Hôm nay em sẽ được chơi đùa với rất nhiều người, thật đấy. Có vẻ tuyệt đấy Tommy. Mẹ tôi nói và có lẽ mẹ đang rất nhẹ nhõm vì mẹ sẽ không phải chăm sóc tôi cả ngày. Chỉ cần các con không bơi quá xa hoặc lội nước, ngay sau khi ăn là mẹ yên tâm rồi. Nếu có con bơi sau khi ăn sẽ rất dễ bị chuột rút đấy, có lẽ chị Becky đang thầm mong tôi sẽ bị chuột rút. Dù sao, thì tôi cũng phải đi cùng chị ấy. 20 phút sau, khăn tắm đã sẵn sàng nằm trên vai hai chị em và chúng tôi cùng đi ra bãi biển Sand Hills. Trong khi hai chị em đang đi, chị Becky hỏi tôi với giọng rất bí ẩn. Tommy, hôm nay em có muốn làm một cái gì đó thật thú vị không? Ví dụ như việc gì hả chị? Tôi hỏi trong khi vẫn nghĩ là chị có một lý do nào đó chưa nói ra. Ví dụ như đi bơi thuyền chẳng hạn. Lần này thì giọng chị ấy rất hào hứng. Vâng, thế chị nhé, em rất thích đi bơi thuyền. Chị ấy tiếp tục nói rất nhiệt tình. Anh Jackie sẽ có một chiếc xuồng máy chạy với tốc độ rất cao, nó chạy nhanh lắm, vì vậy chị em mình sẽ không chỉ ra bãi biển tắm mà còn được đi chơi trên biển bằng xuồng máy nữa. Tommy, em có thích không? Chị ấy đã nhử mồi rất giỏi, và thế là tôi, cá đã cắn câu. Chị Park, em rất thích, đi thôi chị. Khi chị em tôi ra bãi biển, anh Jackie đã kéo chiếc xuồng ra bãi cát, và chỉ ít phút sau đó cả ba chúng tôi đã được chiếc xuồng lao vù vù quanh vịnh. Thật là thú vị, tôi chưa bao giờ được ngồi trên một chiếc xuồng máy chạy nhanh như vậy và có vẻ như chiếc xuồng bay vung vút trên những con sóng nhấp nhô. Tôi có cảm giác như mình đang được vi vu trong những khu vui chơi dành cho trẻ em với trò đua ngựa, bắn súng, mặc dù tôi cũng có một chút cảm giác hơi sợ sợ trong lòng. Một điều rất lạ là anh Jackie tỏ ra rất tốt bụng với tôi, anh ấy cho tôi cầm vào tay lái xuồng, còn anh ấy thì chỉ cho tôi phải lái theo hướng nào có vẻ như anh ấy rất quý mến tôi thì phải. tôi cũng không biết lúc đó chúng tôi đã đi bao xa rồi, có lẽ là rất xa. dường như có cái gì đó đang bắt đầu thay đổi. ôi chúa ơi! chị Peggy kêu lên và chị ấy đã diễn rất giỏi vai của mình khi kêu lên như vậy. Tommy, em không thể tin được đâu. chị chưa bao giờ nhìn thấy nhiều con vật tuyệt vời như thế này. chị Peggy, chị nhìn thấy gì vậy? chị nói cho em nghe đi. chị nhìn thấy cá mập, một đàn cá mập, Tommy ạ. À chỉ nhìn thấy cả vải của chúng ngay trên mặt nước biển. anh Jackie dừng xuồng lại, chiếc xuồng lướt nhẹ trên mặt nước. chị Becky tiếp tục miêu tả hình ảnh sống động của những con cá mập. Tommy, em có nghe được những tiếng con cá mập đang bơi dưới nước không? Chà chà, đàn cá đang vây quanh xuồng của chúng ta đấy. tôi cúi đầu sát vào tay vịnh chiếc xuồng và lắng tai nghe. tôi không nghe thấy tiếng gì cả, nhưng khi tôi bắt đầu tưởng tượng về đàn cá. Tôi tưởng tượng đánh lừa bản thân mình là tôi nghe được tiếng những con cá mập đang bơi ngay cạnh tôi. Chị Peggy, trông chúng như thế nào? Chị miêu tả cho em nghe đi. Chúng có cơ thể rất dài, toàn thân chúng rất mịn, vây của chúng có màu xám và khi chúng bơi, chị cảm tưởng như chúng đang lướt trên sóng nước. Chà chà, có một con cá mập vừa bơi xuống dưới xuồng của chúng ta đấy, nó lại nổi lên nữa này. Tommy, em nghe thử xem, em thử xem có nghe thấy tiếng bơi lội của chúng không? Lúc đó tôi vẫn tin rằng tôi đã nghe tiếng cá mập quẩy đạp dưới nước. Sau đó giọng nói của chị Becky thay đổi hẳn. Tommy, em vẫn còn nhớ chuyện hôm ở bãi xem phim chứ? Chắc chắn em vẫn còn nhớ là em đã đóng kịch giỏi như thế nào để chị tin là em buồn nôn, tin là em muốn đi tè. Và em luôn mồm luôn miệng kêu để phá rối buổi hẹn hò của chị. Em vẫn còn nhớ rõ phải không? Em quả là rắc rối đấy. Em nghe này, đây là lúc chị trả thù. Và chị em mình hòa nhau, em nhé. Thế là cả anh Jackie và chị Becky cùng túm lấy tôi trước khi tôi kịp mở miệng hét lên thì họ đã ném tôi xuống nước. Này cá mập! Đến đây mà ăn thịt Tommy này! Thưởng thức bữa trưa ngon nhé! Tạm biệt các bạn cá mập nhé! Chị Becky gọi đàn cá mập đến ăn thịt tôi. Anh Jackie khởi động xuồng và lái xuồng đi để lại tôi giữa một mình biển cả. Chỉ một mình tôi với tiếng la hét của chính mình. Trong những mùa hè trước, tôi đã được học bơi vì vậy tôi không sợ cảm giác bị chết đuối mà tôi chỉ sợ đàn cá mập cảm giác đợi cho đàn cá mập đến cắn từng miếng thịt trên cơ thể của mình thật là khủng khiếp không biết đàn cá sẽ cắn chỗ nào trên cơ thể của tôi trước nhỉ chúng sẽ cắn chân tôi hay cánh tay tôi tôi thật sự không biết chúng sẽ cắn chỗ nào nữa tôi đang đợi chúng đến cắn tôi miếng đầu tiên nhưng đàn cá mập không bao giờ đến cắn tôi cả chỉ vài phút sau chị Becky và anh lái xuồng quay trở lại phía tôi kéo tôi lên và cả hai người cùng cười khoái chí tôi cũng rung bắn lên em ghét chị lắm em ghét chị lắm không sao Tommy ạ à. chị cũng ghét em lắm mà chị ấy nói như vậy với tôi trong khi vẫn cười sung sướng vì đã trả thù được tôi tôi đã nghĩ đến việc sẽ mách mẹ biết những việc mà chị Bá ki đã làm với tôi nhưng rồi tôi nhận ra rằng làm như vậy chỉ khiến chiến tranh giữa hai chị em tôi tiếp tục kéo dài có lẽ tôi khó có thể giành được phần thắng về mình một thời gian thỏa hiệp sẽ là giải pháp tối ưu cho cả hai chị em tôi chị em tôi không hề nói chuyện với nhau Chúng tôi chỉ sống chung cho một ngôi nhà mà thôi. Một vài ngày sau khi tôi bị ném cho đàn cá mập ăn thịt, lại một buổi tối thứ bảy nữa đến và bố mẹ tôi đi ăn tối ở nhà hàng với nhau. Tôi xem tivi cho đến khi chị Becky bắt tôi đi ngủ. Tôi không nhớ rõ là mình đã mơ màng ngủ trong bao lâu, nhưng giấc mơ của tôi lại xuất hiện. Trong những giấc mơ ấy, tôi một mình giữa đại dương bao la và lần này thì đàn cá mập tấn công tôi thật. Ban đầu chúng bao vây tôi, nhảy lên nhảy xuống trong khi bơi gần đến về phía tôi tôi có thể nghe thấy rất rõ tiếng răng của chúng kêu ken két ngay ở bên cạnh nhưng lúc đó tôi như bị tê liệt hoàn toàn và không thể di chuyển hay kêu lên trong giấc mơ của mình tôi không hề cảm thấy đau đớn khi bị tấn công nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ chuyện gì đã xảy ra với mình con cá mập đầu tiên cắn tay tôi vào trong làn nước biển tôi có thể nếm được vị mặn của máu khi máu từ cánh tay tôi chảy ra con thứ hai cắn toàn bộ phần dưới hông của tôi tôi thật sự không biết làm thế nào mà một con cá có thể nuốt cả đôi chân của tôi như vậy tôi có thể cảm nhận được cuộc sống của mình đang chết dần đi trên trái đất này sẽ không còn một đứa trẻ nào tên là tom sullivan nữa sẽ không còn cơ hội để hy vọng để mơ ước tôi chết vì bị đàn cá mập cắn và đó chính là lỗi của chị peggy chính chị đã ném tôi xuống biển cho cá mập ăn một con cá mập khác tiến đến để kết liễu cuộc đời tôi Chắc hẳn lúc đó tôi đã hát ầm lên vì quá sợ hãi. Chắc chắn tôi đã hát rất to về điều tiếp theo mà tôi biết được là có ai đó xuất hiện và âm tôi thật chặt vào lòng. Tommy, không sao đâu mà. Sẽ ổn thôi mà, em không sao đâu. Và khi tôi tỉnh dần khỏi giấc mơ khủng khiếp ấy, tôi biết rằng đó là giọng nói của chị Becky. Tommy, chỉ là giấc mơ thôi mà. Em không phải sợ, em chỉ mơ thôi mà. Chị ơi, đàn cá mập. Tôi nấc lên trong tiếng khóc. Đàn cá mập cắn em. Và lúc đó, chị Becky cũng khóc, ôm chặt tôi hơn, vỗ về và an ủi tôi. Tommy, chị xin lỗi, chị xin lỗi em nhiều. Lẽ ra chị không nên đối xử với em như vậy. Lẽ ra chị không được ném em xuống biển như thế. Chị biết chị không nên làm như thế vì em mới chỉ là một cậu bé 11 tuổi. Chị yêu em nhất trên đời, chị sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa. Em biết là chị yêu em rất nhiều, phải không Tommy? Nhưng chính chị đã ném em xuống biển, Chị ném em xuống biển cho cá mập ăn. Chị ném em cho đàn cá khổng lồ ăn thịt em. Tommy không có đàn cá mập nào hết. Chị thật là ích kỷ khi lừa em như vậy, chị thật là ích kỷ khi chỉ nghĩ đến việc trả thù em. Chị xin lỗi Tommy, chị xin lỗi em mà. Hai chị em ngồi bên nhau rất lâu, cùng khóc và ôm nhau thật ấm áp. Cuộc sống của hai chị em tôi thay đổi hoàn toàn từ đêm đó. Chú ngựa Kentucky nục của tôi quán rượu là nơi những người bạn nối khố của bố thường xuyên lui tới nhưng vào những buổi tối thứ bảy và cả ngày chủ nhật nhà tôi mới chính là nơi dành cho những người thuộc tầng lớp quý tộc này để có thể có được một chỗ ngồi trong bàn poker hay còn gọi là xì phé của nhà Porky vào tối thứ bảy ít nhất thì người chơi cũng phải là một người có quyền lực hoặc có nhiều tiền một người được nể trọng và thậm chí còn khiến người khác phải cảm thấy run sợ mỗi khi tên của người này được nhắc đến trong những buổi tối quan trọng như vậy những người có quyền lực hoàn toàn có thể ngồi cùng bàn với những người không có địa vị bằng mình. họ là những người đã từng làm trong chính phủ những ngài thị trưởng đương nhiệm cảnh sát và cả những người rất thành công khác trong những lĩnh vực bàn bokker của bố khi là trung gian cho những người có chức quyền với những người bình dân có thể cảnh sát muốn bắt người đánh cá ngựa thuê chuyên nghiệp trong các ngày bình thường nhưng vào tối thứ bảy tại bàn cờ của bố Bocchi, công việc thường nhật của cảnh sát sẽ được ghét sang một bên sự việc kỳ lạ này diễn ra vì tất cả những người đàn ông đó đều đã từng phải buông ba vất vả để có được vị trí của ngày hôm nay. Họ đã phải chịu đựng sự sỉ nhục của Boston Brahmin, hậu duệ của những người khởi xướng phong trào phản đối đạo tin lành. Người ta kể lại rằng, rất nhiều người trong số họ đã biết rất rõ về nhau kể từ khi họ còn bé xíu. Khi họ cùng bị đẩy ra ngoài đường phố, vất vả, bươn chải, cuộc sống để cố gắng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi luôn nghĩ rằng đây chính là nguyên nhân khiến những người chuyên ăn trộm, ăn cắp cũng có thể kết bạn với cảnh sát và cảnh sát có thể vờ như không biết những hành động phạm pháp của những cầu bạn nối khố khốn khổ thổi nhỏ của mình và không kết tội họ như tôi đã nói để có thể nằm trong danh sách a gồm những người chơi poker trong nhà poker người chơi phải có một số tiền mặt đủ lớn để đánh bài nhưng không được liều lĩnh để phá sản cơ nghiệp hoặc hủy hoại hạnh phúc gia đình nguyên tắc cơ bản của bố poker là một người chơi có thể thắng toàn bộ số tiền trong túi của những người cùng chơi nhưng người đó phải có khả năng trả được những món nợ cầm cố và tất nhiên họ vẫn phải có đủ khả năng để chu cấp cho gia đình thân yêu của mình. Ông nội tôi qua đời khi bố mới 10 tuổi, vì vậy bố đã phải đối mặt với sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời mình. Điều tuyệt vời là bố luôn tìm được cách giữ ngôi nhà cho bà nội ở. Bố đã làm rất nhiều việc khác nhau, từ việc lao động chân tay vất vả cho đến việc đấu quyền anh thuê như một võ sĩ chuyên nghiệp. Từ việc đánh cá ngựa thuê cho đến việc quản lý quán rượu hiện đang hoạt động rất hiệu quả của bố, trong thời gian cuộc khủng hoảng diễn ra, bố tôi đã phải buôn rượu lậu cho tên Joe Kennedy khác tiếng. Bố đã phải đối mặt với sự nguy hiểm để mang rượu Scott lậu từ những con thuyền chở rượu khổng lồ về cho Joe Kennedy. Có khi bố phải trốn trong những lệch nhỏ nếu có đội cảnh vệ đường biển của Hoa Kỳ đi tuần. Tôi thích những buổi tối thứ bảy bởi tôi có thể chơi với những người bạn nối khố của bố và trốn khỏi phòng tôi bất cứ lúc nào tôi muốn. Trước khi cuộc chơi poker diễn ra, tôi thường mang chăn và gối ra một chỗ nào đó để thưởng thức buổi tối thú vị tôi thường nằm ngay sau cây đàn piano bởi ở đó sẽ không có ai nhìn thấy tôi và tôi có thể lắng nghe mọi câu chuyện của người lớn chà chà họ đã nói chuyện râm ran rồi đấy những cuộc trò chuyện liên quan đến nhiều chủ đề khác nhau từ chuyện họ tán tình phụ nữ cho đến chuyện làm ăn và tất cả những câu chuyện đó đều được thêm vào rất nhiều từ ngữ rất kỳ lạ tất cả đều được sâu chuỗi với nhau trong khi có người thắng lớn hoặc có người đánh bài thua trắng tay mẹ tôi rất ghét những lời chửi thề của những người đàn ông này mẹ luôn cố gắng ngăn để những lời không được đẹp đẽ đó vang lên trong ngôi nhà mình bằng cách riêng của mẹ mẹ thường nói với họ rằng nếu các anh muốn chơi bài trong nhà tôi mỗi lần các anh chửi thề các anh phải trả một đô la cho tôi anh đã hiểu điều tôi nói chưa thuyền trưởng michael murphy của boston bd dạ tôi hiểu rồi thưa bà parkie thuyền trưởng trả lời và khép nép khi mẹ tôi nói với giọng cứng rắn như vậy marie chị sẽ làm gì với số tiền bọn tôi phải trả vì chửi thề nào hội đồng viên thành phố charles powers hỏi mẹ tôi tôi sẽ quyên góp vào nhà từ thiện của đạo công giáo với hy vọng khoản tiền quyên góp đó sẽ cứu rỗi được linh hồn đã mất của anh tiếng cười của những người đàn ông như làm rung cả tường nhà tôi lên maria không gì có thể cứu rỗi nổi linh hồn của anh ta được đâu thị trưởng james donovan chen ngang anh ta đã bán linh hồn cho quỷ dữ rồi còn đâu và chính con quỷ này đã nuốt hết lương tâm của những người làm chính trị rồi Maria, ơi, chị không thể cứu rỗi nổi linh hồn của anh ta được đâu. Chị đừng lãng phí những lời cầu nguyện cho anh ta làm gì. Các cậu, chúng ta chơi bài tiếp đi chứ. Bố tôi nói, chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy. Chia bài đi chứ các cậu. Bài poker đã được chia ra và trong khi những quân bài được đẩy đi đẩy lại, tôi cá là bạn chưa bao giờ nghe được nhiều tiếng phàn nàn và cầu nhàu như vậy. Họ vừa chơi vừa ăn những đĩa thức ăn nóng hổi mẹ tôi mang lên từ bếp tôi thường tự hỏi không hiểu sao mẹ tôi có thể dành thời gian phục vụ những người đàn ông này một cách nhiệt tình như vậy liệu có phải mẹ nghĩ rằng đó là trách nhiệm của một người vợ hay mẹ nghĩ rằng mẹ làm như vậy vì mẹ tôn trọng tình bạn giữa những người đàn ông đó tôi cũng không hiểu rõ về những gì mẹ nghĩ nhưng có một điều tôi biết chắc chắn là bí mật của trò chơi đó chính là khả năng của người chơi có thể vẫn giữ nguyên mưu kế của mình trong khi họ vừa chơi vừa uống rất nhiều bia rượu và cả bia đắng nữa Bố tôi là một trong những người chủ quán rượu đầu tiên bán bia đắng và hồi bố còn ở Ireland, bố cũng là người đầu tiên bán bia đắng ở làng quê mình. Bố không chỉ treo những cái nút chai bia đắng trong quán rượu của mình mà bố còn lắp cả nút chai ở góc rào trắng giữa cửa nhà nữa. Còn buổi tối hôm nay, tất cả mọi người chơi đều có vẻ buồn, bất thường vì bố tôi đã có được sự may mắn khi tất cả các quân bài đều kém quân của bố. Hockey, cậu ăn hết tiền của chúng tới rồi đấy. Chú Powers càng nhằn. Ít nhất thì số tiền này cũng đủ nuôi vợ con cậu đấy À, xác là tội nghiệp Bố tôi nói với giọng thương cảm Cậu chỉ cần về nhà Vòng ra vườn và đào lên trong Số những báu vật cậu chôn dưới đó lên là đủ thôi mà Tớ biết là cậu giấu rất nhiều Của cải trong vườn Ok, cậu đừng có mà linh tinh Tớ chẳng giấu ít vàng bạc nào Trong vườn cả Chúc Power đáp trả Tớ là người của công chúng Chỉ là một người đàn ông nghèo xác sơ Luôn hết mình phục vụ nhân dân mà thôi Tiếng rầm rì quanh bàn cờ đã cho tôi biết rõ họ nghĩ như thế nào về lời biện minh của chú Powers. Bố tiếp tục thắng trong khi những người cùng chơi dần dần hết tiền và phải ngồi ra ngoài uống bia cho đến lúc say mềm. Có lẽ tôi đã ngủ quên một lúc vì khi tỉnh dậy, ván bài chỉ còn bố và chú Powers. Cuối cùng, bố cũng thắng hai đôi bài của chú Powers bằng ba quân vua. Tôi đã thua hết sạch rồi, chú Powers nói. Cậu lọc hết tiền của tớ rồi nhé. Một thoáng im lặng diễn ra. Hoa kỳ này thật sự là chú ấy cao nhào tớ phải ghi giấy nợ đột nhiên không khí trong phòng thay đổi hẳn sự lạnh lùng của bố như làm nhiệt độ trong phòng giảm xuống ngay cả người say nhất cũng giữ im lặng Charlie chúng ta sẽ không ghi nợ ở đây bố nói với vẻ mặt lạnh băng cậu biết tớ không bao giờ chấp nhận giấy nợ mà tớ đã nói với cậu nhiều lần rồi đây là trò chơi đánh bằng tiền mặt nhưng có cả yếu tố kinh doanh nữa nhưng có khi này chú ấy nói với giọng này nỉ tớ không có tiền mặt mà Vậy thì cậu có thể viết giấy cầm cố tài sản nào đó của cậu được không? Có khi, ví dụ như món tài sản nào cơ, nhà tớ, ô tô hay cái gì nào? Chú ấy lào bào Shackley, thế cậu có những tài sản gì nào? Bố tôi hỏi nhỏ Một vài ngày sau, ngay trước khi Bình Minh thức dậy Tôi đã biết được chú Shackley đã làm thế nào để trả tiền cho bố Tôi thường nghe tiếng bước chân bố trở về từ quán bia rượu Và băng khoăn không biết rõ mình có một người bố như thế nào một người đàn ông say xỉn nhưng lại có rất nhiều câu chuyện nhỏ thú vị về mọi người hay một người đàn ông đã may mắn sống sót sau lời nguyền của Black Irish, một con ma rượu ẩn hiện trong bố, những lúc say và khi con ma rượu biến mất trong những lúc bố tỉnh táo. Ân Chúa đêm nay, bố lại hát bài Why Colonial Boy, mặc dù chẳng có nốt nhạc nào bố hát đúng cả. Tôi còn nghe thấy cả tiếng động rất quen thuộc ở phía góc đường Parker. Tôi chưa thể nhận ra âm thanh đó là âm thanh gì, nhưng rõ ràng tôi thấy rất quen Bố dừng ngay trước cửa, lặng lẽ đi vào, trông như thể bố đang lén lút vào nhà mà quên mất trước đó bố đã hát to như thế nào ngoài cửa. Cửa phòng tôi hé mở và tôi nghe tiếng bố thì thầm trong đêm. Tommy, con còn thức không? Con trai, con dậy đi, bố có một bất ngờ cho con đây. Một bất ngờ à. bố dự định dành bất ngờ gì cho mình vậy nhỉ? Tommy, con ngồi dậy đi nào. Chắc chắn con sẽ không muốn bỏ lỡ bất ngờ này đâu. Tôi vẫn mặc nguyên quần áo ngủ, bò ra khỏi giường và đi theo bố ra ngoài. Có một mùi gì đó rất lạ mà tôi không thể nhận ra được. Không biết bố đã mua gì cho mình vậy nhỉ? Tommy, đưa tay cho bố nào. Đấy, con thấy chưa? Con tiến gần một chút nữa và chạm vào đi. Ngón tay tôi cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại, nhưng tôi lại có cảm giác hơi sợ nên rụt tay lại. Con trai, con không phải sợ. Anh chàng này sẽ là người bạn tốt nhất của con đấy. Anh chàng này, bố đang nói đến anh chàng nào vậy nhỉ? Đây là anh chàng Kentucky Nục Thuộc giống ngựa thuần dũng tốt nhất Của Sunfog Down Race Track đấy Đây là một con tuấn mã ạ à. Nó là Equus Là Pegasus Với anh chàng chạy nhanh như gió này Con sẽ được bay lên cùng với gió Mỗi khi con cưỡi trên lưng nó Nào con hãy đến gần hơn và vút ve nó đi Tôi rung lên vì sung sướng Khi chạm cả hai bàn tay lên cơ thể của Kentucky Nục Đầu tiên tôi sờ lên mũi nó Và lần lần mười ngón tay Trên từng cm của một con vật to lớn này. Tôi sờ đến mắt cái chân bé xíu của Kentucky và nghĩ tới đôi vai lực lưỡng tôi vừa sờ qua. Tôi không dám tin là đôi vai của chú ngựa này to đến vậy. Tôi thích bộ lông mịn màng và đôi tay êm ái của Kentucky. Sau đó chú ngựa to lớn hút nhẹ cái đầu vào tôi như thể nó muốn nói với tôi rằng Chào cậu nhóc, tôi rất vinh hạnh được kết bạn với cậu. Cậu có muốn cưỡi trên lưng tôi không? Con trai, con cứ thử nghĩ mà xem, trên thế giới này có bao nhiêu đứa trẻ muốn có một chú ngựa tuyệt vời như thế này. Nhưng Tommy coi là người duy nhất có nó đấy. Trong tiếng center có một từ miêu tả rõ nét cảm giác của con khi cưỡi ngựa. Đó chính là từ Coppel. Từ này có nghĩa là phi nước đại con ạ. À. Con trai con hãy thử hình dung đi nào. Bố vỗ vỗ tay vào ngực theo đúng nhịp ngựa phi và bố vừa vỗ như vậy vừa nói Coppel, Coppel, Coppel. Tommy con nói theo như bố đi nào. Coppel, Coppel. Lúc này tôi có thể hình dung rõ chú ngựa Kentucky với bộ dạng của chú ta khi phi nước đại nhờ vào lời miêu tả sinh động của bố. Hai bố con tôi cùng nói, Coppel, Coppel, Coppel. Bố ơi, con cưỡi được không? Bố cho con cưỡi ngựa ngay bây giờ nhé. Ngay sau đó tôi nghe tiếng cửa sau mở đánh râm một cái, tiếp đó là sự xuất hiện của mẹ và chị Peggy. Anh Pocky, anh đang làm cái quái quỷ gì vậy? Tại sao lại có một con ngựa trong sân nhà mình như thế này? Marie, chào em. Bố nói với giọng điều rất đáng yêu, chú ngựa kentucky nục này sẽ trở thành một tấm thảm bay thần kỳ của tommy em ạ à. khi được cưỡi trên lưng ngựa tommy sẽ hòa mình vào thế giới sống động này em có hiểu không anh Pocky, anh đang nói gì vậy bố tiến sát vào mẹ và quàng tay vào cổ mẹ theo như những gì anh biết về trẻ con thì em yêu ngay sáng mai thôi sân nhà mình sẽ có rất nhiều trẻ con và chúng sẽ là bạn của tommy chúng ta luôn muốn tommy có rất nhiều bạn phải không em mỗi khi bố nói âu yếm như vậy bố hoàn toàn có thể xoa dịu sự cương quyết của mẹ và tất nhiên tối hôm đó cũng không phải là một ngoại lệ anh đúng là một ông bố quái quỷ anh bokhi ạ nhưng em rất yêu của anh có phải không nào hôn anh một cái đi em nhanh lên em hôn anh đi nào trong khi cả nhà tôi đi vào trong thì chú ngựa pansy norton bạn của bố buộc chú ngựa kentucky nục vào gốc cây trong sân trước có vẻ như tất cả mọi người đều rất vui vẻ nhất là chú ngựa kentucky nục chú đang có một bữa cỏ no nê và một cậu chủ sẽ rất yêu thương chú ta nữa chứ sáng hôm sau bố bất ngờ dậy sớm hơn thường ngày ngay khi tôi vừa ăn sáng xong bố đã đi xuống cầu thang trong một ngày đặc biệt như hôm nay cơ thể bố không hề có mùi rượu và tinh thần của bố đang rất phấn chấn con ăn sáng xong chưa con ăn xong rồi à tốt lắm con trai con đợi bố uống một tách cà phê nhé sau đó bố con mình sẽ quay lại với việc tìm bạn mới cho con con nhé chỉ 10 phút sau đó, hai bố con tôi đã có mặt ở trước sân, và đôi tay tôi đã vòng qua cổ của chú ngựa giống thuần chủng Kentucky nục. Tommy, con biết không, khi bố vẫn còn bé như con thì ở Ireland, ông bà nội không có tiền mua TV và không phải nhà ai cũng có tiền mua đài đâu đấy. Vì vậy, những đứa trẻ bán báo như bố thường mở trang nhất của báo ra, tay rung một cái chuông lớn và rao thật to những sự kiện xảy ra trên thế giới được viết trong báo. Cách làm này thu hút được rất nhiều sự chú ý và sáng nay, Chúng ta sẽ làm như vậy con nhé. Bố ơi nhưng mà... Tôi vẫn thắc mắc, chưa hiểu. Tay trái bố cầm một cái chuông lớn, bố rung cho nó kêu thật to. Con trai con hiểu chưa? Con cần phải mang đến sự thích thú và tò mò cho các bạn. Tommy, con hãy cầm cái chuông, rung thật mạnh lên và nói. Các bạn ơi, các bạn đến đây xem chú ngựa của Sullivan Phoenix Đại này. Tôi ngập ngừng cầm lấy cái chuông từ tay bố. Con trai, đừng rụt rè như thế nữa, con rung chuông lên đi và nói với tất cả mọi người rằng Tommy Sullivan sẽ cho tất cả các bạn trong xóm phi ngựa cùng mình. Ban đầu tiếng chân của tôi có vẻ như chưa thu hút được sự chú ý của đám trẻ quanh xóm, nhưng chỉ một vài phút sau đó, bọn trẻ bắt đầu xuất hiện trước sân nhà tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng nói xôn xao và đầy phấn khích của chúng. "Chà chà, con ngựa kìa. Con ngựa đẹp quá. Chắc là nó chạy nhanh lắm đấy. Con ngựa to thật đấy." Lúc này tôi rung chuông rất mạnh với sự nhiệt tình và tôi gọi to: Ngựa của Sullivan chuẩn bị phi nước đại đây Và mỗi khi một đứa trẻ nào chạy sang Bố tôi lại hỏi tên chúng và giới thiệu lại với tôi Tôi đếm được 5, 10, 20 Chà chà, có khi tới 30 đứa trẻ cơ đấy Mọi chuyện diễn ra như thể Có một đứa trẻ bán báo rong Đang đưa tin tốt lành Ngựa của Sullivan chuẩn bị phi nước đại Sân nhà tôi đã chật cứng trẻ con Cả trai lẫn gái Và cả tiếng nói rôm rã của chúng nữa Tôi có thể nghe được tất cả những âm thanh náo nhiệt ấy Tất cả bọn trẻ đều được cưỡi trên lưng ngựa và khi chúng tôi không còn ngồi trên lưng ngựa nữa, bố và ba người bạn của bố cho tất cả chúng tôi chơi trò nhảy cừu, Red Rover và Duck Duck Ghost. Đây chính là một ngày tuyệt vời nhất của tôi, tất nhiên là trước khi Eddie Mullins và đám bạn của cậu ta xuất hiện. Tôi vẫn còn nhớ, bố nói với tôi rằng, có thêm bốn đứa trẻ nữa mới đến và chúng đang đứng tiếu tích ở ngoài cổng sau. Sau khi Charlie cởi xong vòng này, Bố con mình sẽ ra chỗ bốn đứa trẻ kia và mời chúng tham gia vào trò chơi tuyệt vời này nhé. Lúc này khi tôi cưỡi ngựa quanh sân, tôi có cảm giác như tôi là một chiến binh già ngồi trên lưng Kentucky nục và chú ngựa được bố tôi hoặc chú Bensi dắt đi. Sắc sợ không dám cưỡi ngựa, vì vậy tôi đã có được cơ hội chứng tỏ mình là một cậu bé dũng cảm. Sắc cậu đừng lo. Tôi nói với bạn ấy, Kentucky rất ngoan, nó chi phí nước đại khi nào chúng ta yêu cầu thôi. Sau khi tôi và Charlie cưỡi ngựa đi vòng quanh sân, bố đưa tay đỡ Charlie xuống đất, và đây chính là khoảnh khắc tuyệt vời của tôi. Khoảnh khắc không có ai cầm dây ngựa, tôi đã nghe một âm thanh sắc nhọn. Tôi cảm nhận được ai đó ném một hòn đá vào mông của Kentucky nục. Sau này tôi biết được đó là Eddie Mullins đã dùng súng cao su bắn một viên đá vào mông ngựa để thúc ngựa chạy. Thế là nục coi chân, phi thật nhanh ra khỏi sân, và chỉ với ba sải chân, nục đã phi hẳn ra ngoài đường, trong khi tôi vẫn ngồi trên lưng nó trong khi tôi cố gắng vươn mình để ôm thật chặt cổ nó tôi nghe tiếng la hét của bố tôi ngày càng xa dần phía sau tommy bám chặt lấy cổ của nó bám chặt vào cổ nó mẹ tôi khóc thét lên ôi chú ơi cầu chúa phù hộ anh Pocky, anh bắt con ngựa lại anh phải bắt con ngựa lại khi kentucky nụt tăng tốc tôi nghe tiếng những người hàng xóm đang chạy đuổi theo chúng tôi có lẽ lúc đó tôi cũng rất sợ nhưng cảm giác lo sợ đã bị quên lãng bởi một điều gì đó rất tuyệt vời đã đến với tôi đó là một cảm giác rất kỳ lạ tôi đã có được cảm giác tự do. Mỗi khi nụt tăng tốc, tôi ghi sát người vào cổ nó. Tiếng gió thổi bên tai cộng với sức mạnh của nụt đã khiến tôi có được một cảm giác tuyệt vời mà đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào diễn tả được. Đó là một cảm giác mà tôi chưa bao giờ có được. Tôi cũng chưa bao giờ có lại cảm giác này. Tôi bắt đầu thúc người chạy nhanh hơn. Đúng rồi, nụt, cậu cười lắm. Chạy nhanh nữa đi nào. Nhưng nụt và tôi chạy đi đâu nữa? Nụt sẽ chạy đến đâu? móng vuốt của nục nạnh mạnh xuống nền đường và sau đó tôi cảm nhận được nục đứng đại và tôi suýt tuột tay khỏi cổ nó và khi nó đóng lên có lẽ trước mặt nó là một bức tường hoặc một hàng rào trắng tôi cũng thật sự không biết nữa và tôi cũng chẳng muốn quan tâm xem trước nó là vật cản gì tôi chỉ biết rằng tôi được tự do tôi được cưỡi trên lưng một con chiến mã như thể tôi đang được cưỡi mây cưỡi gió sau đó nục chợt dừng hẳn lại tôi đoán là nục nhìn thấy một món ăn nào đấy nên chúng ta dừng lại để ăn đó có thể là vườn hoa nhà hàng xóm hoặc là một loại cỏ ưa thích nào đó của nó. Tôi cũng không chắc lắm, nhưng điều tiếp theo tôi biết được là nục dừng hẳn lại, còn tôi được bay trong không trung trên cổ nục và được hạ cánh. Ơn Chúa, tôi ngã xuống một vườn hoa mềm mại của hàng xóm nào đó. Tôi nằm trên đám hoa mà không biết mình còn sống hay đã chết, khi những tiếng chân dồn dập đang chạy về phía tôi. Bố vừa hỗn hển vừa lai tôi. Ôi lạy Chúa Jesus, Đức Mẹ Maria và Cha Joseph. Tommy con vẫn còn sống đấy chứ, con có sao không? Với một cú ngã từ trên cao như vậy xuống đất, tôi không đủ sức để trả lời bố nhưng tôi đoán là vẻ mặt của tôi đã nói lên tất cả. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Cùng chơi với bọn tớ nhé. Tin đồn về cuộc cưỡi ngựa của tôi nhanh chóng lan đi khắp thị trấn. Ngay buổi sáng hôm sau, một phóng viên và một nhà nhiếp ảnh trong trang phục chỉnh tề đã xuất hiện ngay cửa trước nhà tôi với hy vọng sẽ viết một câu chuyện thú vị và có được một tấm ảnh về một cậu bé khiếm thị và con ngựa của cậu bé. Đúng lúc đó, viên cảnh sát trưởng, một người bạn chơi bài với bố Bocchi, đã bị người chủ của vườn hoa mà Kentucky nục phá nát, buộc phải thi hành sắc lệnh của thị trấn là không cho phép bất kỳ ai được nuôi, cưỡi ngựa hay giữ ngựa trong nhà. Vì vậy, khi phóng viên đến tìm nhà tôi, tôi đã rất bất ngờ trước phản ứng của bố. Bố nói với người phóng viên, tôi rất vui vì sự có mặt của anh ở đây. Tôi tin là anh có thể viết được một bài báo hay nhằm kêu gọi sự cảm thông của công chúng với con trai tôi. Tôi không thể tin là lại có thành viên nào đó trong hội đồng thành phố muốn mang con ngựa yêu quý của một đứa trẻ khiếm thị xa khỏi vòng tay của nó. Cùng với sự giúp đỡ của mẹ, bố đã tạo tư thế chụp ảnh cho tôi. Tôi cầm cương ngựa bên tay trái, còn tay phải vòng quanh cổ con ngựa. Đầu tôi dí sát vào bộ lông của nó, nước mắt tôi thỉnh thoảng trào ra và lăn tròn trên má người phóng viên biết rõ mình sẽ viết được một bài báo rất hay ngay khi anh ta kể chi tiết về câu chuyện và anh ta cố gắng trao chuốt lời văn cho bài báo thêm phần hấp dẫn sáng hôm sau khi bài báo được in và có tiêu đề công bằng ở đâu công bằng ở đâu tiêu đề bài báo là một câu hỏi cấp thiết có phải hội đồng thành phố đã không đủ sáng suốt để mang đến một ngoại lệ cho tommy đứa con trai bị khiếm thị của vợ chồng ông porky và bà mary sullivan khi nhân dân trên toàn thế giới bước sang một thế kỷ mới Thành phố đã đề ra quy định khuyến khích người dân sử dụng ô tô, nhưng liệu quy định này còn linh hoạt hay không? Khi nó không cho phép một cậu bé 11 tuổi bị khiếm thị nuôi một con ngựa mà cậu bé rất yêu quý. Liệu hội đồng thành phố có biết cậu bé đã vô cùng tuyệt vọng khi phải sống trong bóng tối và sống một cuộc sống không có bạn bè? Liệu hội đồng thành phố có thể linh động hơn và quan tâm hơn đến nguyện vọng của đứa trẻ bị khiếm thị này? Chẳng lẽ Tommy Sullivan sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được sự ấm áp của chú ngựa rất gần gũi với cậu bé? Chẳng lẽ Tommy sẽ không bao giờ có cơ hội được thấy bạn bè hàng xóm kéo sang sân nhà mình để cùng chia sẻ niềm vui khi cậu có được con ngựa già hiền lành có tên là Kentucky Nục? Các bạn có muốn trở thành một người bạn của cậu bé bất hạnh này không? Nếu các bạn đồng cảm với Tommy, các bạn hãy liên lạc với thành viên trong hội đồng thành phố. Chúng tôi đã in sẵn tên các thành viên này bên dưới và chúng tôi luôn trân trọng kính mời các bạn đến tham gia cuộc họp vào thứ ba tới. Các bạn hãy lên tiếng bảo vệ cậu bé khiếm thị Tommy. Theo tôi được biết, có tới hơn 200 người đã tham dự cuộc họp đó. Tuy nhiên, tất cả họ đều phải buồn bã ra về vì Hội đồng thành phố vẫn giữ nguyên nghị định cấm nuôi ngựa để đảm bảo an ninh trong thị trấn. Cuối cùng, chú ngựa Kentucky Nục vẫn bị người ta kéo lên một chiếc xe và tôi không biết họ đưa Nục đi đâu. Điều duy nhất tôi biết là một số thành viên Hội đồng thành phố quyết định làm như vậy vì họ ghét bố tôi. Rõ ràng không ai có thể vi phạm luật pháp như bố Bucky mà không gặp phải một số kẻ thù. Kể từ đó, Bố luôn nói với tôi rằng Nục đã được đưa đến một nông trại rất đẹp ở vùng nông thôn New Hampshire và hưởng thụ một cuộc sống tươi đẹp ở đó. Tuy nhiên tôi phải thừa nhận một điều là rất có thể Nục không bao giờ được nhìn thấy thảo nguyên cỏ xanh tươi như bố tôi nói. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng có thể Nục đã phải đến một nơi nào đó tồi tệ hơn và khắc nghiệt hơn rất nhiều. Tôi thực sự không biết và mãi mãi về sau tôi vẫn không biết được người ta đã đưa Nục đi đâu. Tôi chỉ biết rằng thế giới của tôi đã trở lại như cũ, không một chút thay đổi nào Tôi vẫn đơn độc trong vườn sau và hàng rào ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài dường như cao hơn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên tôi hiểu như thế nào là tuyệt vọng. Chỉ trong vòng 72 giờ đồng hồ, tôi đã đi từ cảm giác hào hứng tột độ đến cảm giác thất vọng khi biết rằng tôi vẫn thuộc về sự đơn độc trong khu vườn sau nhà và hoàn toàn biệt lập với những đứa trẻ hàng xóm mà tôi vẫn ao ước trở thành bạn của chúng. Tôi ngồi trên xích đu với khuôn mặt bơ phờ và cảm giác mất mát một cái gì đó thân thương chợt dấy lên trong lòng. Trong khi đó, phía khu trường gần nhà vẫn vang lên những âm thanh nhộn nhịp của học sinh, nhưng những âm thanh náo nức đó lại trở thành những dây điệu buồn trong tâm trí tôi. chính vào khoảnh khắc đó tôi bỗng tin rằng tôi sẽ mãi mãi phải sống trong một sự biệt lập như vậy và không hề có một chút hy vọng về một sự tự do. cho dù chỉ là tạm thời thôi, nhưng tôi cũng đã thoát khỏi ngục tù của trường Perkins. tôi đã có được những phút giây tuyệt vời với bạn bè trong xóm, nhưng giờ đây tất cả đã tan biến và hư vô. Tôi đặt cuốn sách viết bằng chữ nổ Pride trên đùi mà không hề có tâm trí để đọc. Cuốn sách khiến tôi lại nhớ rằng tôi sẽ phải trở lại trường học dành cho học sinh khiếm thị. Chính vào khoảnh khắc vô cùng tuyệt vọng đó, trong tôi, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Một điều kỳ lạ nhỏ nhoi nhưng cũng đã làm tôi hạnh phúc. Đó chính là xuất hiện của hai cậu bạn cao 1m25 nhà hàng xóm. Ngôi nhà ngay cạnh nhà tôi đã được khởi công xây dựng từ 6 tháng trước. Tôi thích nghe tiếng nói chuyện rì rầm của những người thợ xây và cả mùi gỗ mới được cắt sử dụng để xây nhà ngôi nhà mới đó như hứa hẹn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến ngay với tôi ngôi nhà đã được hoàn thành và lúc này một chiếc xe tải lớn chở đồ gỗ đang đổ ngay trong gara ô tô của nhà hàng xóm tôi nghe thấy tiếng chân rộn rã của những người đang chuyển đồ giúp gia chủ vào nhà mới trong lúc những âm thanh rộn rã đó đang diễn ra tôi bỗng nghe thấy những âm thanh khác rất thú vị nhưng đó là những âm thanh gì nhỉ có hai đứa trẻ cùng trạc tuổi tôi đang trò chuyện với nhau ở ngay bên hàng rào nhà tôi không biết hai bạn ấy là trai hay gái nhỉ? Chắc là con trai rồi, tôi tự nhủ. Liệu có phải hai cậu bạn trai chặt tuổi mình đang chuyển đến ngôi nhà bên cạnh nhà mình hay không? Tim tôi như rộn lên và bỗng nhiên tôi lại cảm giác thấy buồn. Tại sao tôi lại phấn khích như vậy giữa tôi và hai cậu bé ấy là hàng rào sắt ngăn cách? Chẳng có sự khác biệt nào giữa những đứa trẻ đang nô đùa trong sân chơi của trường công lập hoặc những đứa trẻ đang hò hét trên sân bóng chày của thị trấn cả. Rồi họ sẽ chế giễu tôi mà thôi tôi vẫn cô độc ngồi trong khu vườn sau nhà còn họ họ được thỏa sức bay nhảy ở một thế giới ngay bên ngoài hàng rào sắt nhà tôi nhưng khoan đã có một cái gì đó rất đặc biệt đúng là có một cái gì đó khác biệt chỉ sau một giây tôi đã hiểu rõ mọi chuyện hai cậu bạn đó đang chơi trong sân sau và sân sau của nhà họ ngay sát sân sau nhà tôi chúng tôi chỉ cách nhau một hàng rào mà thôi tôi nghe tiếng một cậu bé gọi billy chơi ném bóng nhé cái sân sau này đủ rộng cho trò chơi này đấy Em ném bóng còn anh sẽ bắt bóng nhé." Sau đó, cậu bé tên Billy trả lời, "Anh Mickey, anh không thể bắt được đường bóng cong tuyệt đẹp của em đâu, anh sẽ chỉ bắt được không khí mà thôi." Hai cậu bé đang chơi bóng trong sân sau ngay cạnh nhà tôi, tận sâu thẳm trong trái tim tôi, trái tim của một cậu bé 11 tuổi, tôi biết rằng tôi cần phải gia nhập vào trò chơi với họ, tôi cần phải cho họ biết sự có mặt của tôi trên thế giới này và tôi đang ở đây, ở ngay sát sân sau nhà họ. Nhưng tôi sẽ phải làm như thế nào đây? Chỉ có một cách mà thôi đó chính là khoảnh khắc tôi có thể làm được việc này. Nếu tôi có thể trốn khỏi trường Perkins và nếu tôi có thể dạo chơi bằng thuyền cho trong sát Tại sao tôi không thể thoát khỏi hàng rào sắt xa vườn và gặp gỡ? Tên của hai cậu ấy là gì nhỉ? Billy và Mike. Tôi rời khỏi chiếc xích đu và tiến đến gần. Hàng rào phía Billy và Mike đang chơi bóng với nhau. Khi đến sát hàng rào, tôi nắm chặt vào mắt lưới và bắt đầu trèo lên. Tay và chân tôi tiến lên từng mắt một, Tôi đang chạy trốn khỏi nhà tù đã giam hãm tôi suốt 11 năm qua. Với tay lên nào, nắm chặt lấy hàng rào, nhấc từng bước chân lên thôi, từ từ trèo lên. Với tay lên nào, nắm chặt lấy hàng rào, nhấc từng bước chân lên thôi, từ từ trèo lên. Cuối cùng tôi cũng đã lên được đến đỉnh của hàng rào và đối mặt với không trung bao la. Lúc này, nếu có một người không bị khiếm thị nào đó đang ở trong tình huống của tôi, chắc chắn người đó sẽ từ từ nhảy xuống đất. Còn tôi Tôi là Tommy Sullivan. Tôi bị khiếm thị và giây phút này chính là giây phút tự do của tôi, giống như một vận động viên nhảy từ máy bay xuống, vừa nhảy vừa hét. Geronimo! Rồi chờ đợi cho đến khi có thể an toàn mở dù, tôi cũng bắt đầu nhảy từ trên đỉnh hàng rào xuống đất. Từ hàng rào xuống đất chỉ có 2,4 mét, nhưng khoảng thời gian nhảy từ hàng rào xuống cũng đủ để một người có thể tăng tốc độ rơi lên một chút và một hoặc hai chiếc xương sẽ bị gãy. Tôi ngã dưới dụi xuống nền đất cứng. Gia đình họ vẫn chưa kịp trồng cỏ, vì vậy mà cú tiếp đất của tôi không hề suôn sẻ chút nào. Dù ngã khá đau nhưng tôi thật sự không mấy quan tâm đến điều đó, vì tôi đã nghe tiếng chân của hai cậu bé đang chạy gần lại phía tôi. Billy là người đầu tiên lên tiếng. "Cha cha," cậu nói với giọng vô cùng ngạc nhiên và thích thú, "Đúng là một cú ngã tuyệt vời đấy. Cậu không sao chứ?" Lúc đó tôi không thể trả lời cậu ấy được, vì thế cậu ấy lại tiếp tục nói. "Tớ là Billy Hannan còn đây là anh trai mike của tớ cậu không sao chứ tôi cố gắng hít thở thật sâu rồi nói ừ tớ không sao đâu tớ tên là tom sullivan tớ bị khiếm thị chà cả hai cậu ấy cùng nói bốn bàn tay nhỏ bé kéo tôi lên và họ lại hỏi tôi xem liệu tôi có ổn không tôi đứng thẳng người và làm động tác kiểm tra toàn bộ cơ thể xem liệu xương cốt vẫn còn ở trạng thái bình thường hay không thật là may mắn tất cả các bộ phận trên cơ thể tôi vẫn hoạt động tốt và vẫn ở vào đúng vị trí như cũ. Mỗi lần nghĩ đến những giây phút đã qua trong cuộc đời mình, tôi cảm thấy chưa có giây phút nào mang lại nhiều ý nghĩa với tôi đến vậy. Ý nghĩa về chính bản thân tôi, tôi biết rằng ngay cả giây phút vợ tôi, Patty, lần đầu tiên nói với tôi rằng em yêu anh cũng không thể có ý nghĩa với tôi nhiều đến vậy. Không có một lời nào có thể có nhiều ý nghĩa bằng những lời nói mà cậu bạn Billy Hannon 11 tuổi đã nói với tôi trong khoảnh khắc đó. Cậu ấy hỏi tôi rất đơn giản, cậu có muốn cùng chơi với bọn tớ không? Liệu tôi có nghe nhầm không? Cậu ấy hỏi tôi có muốn chơi cùng với hai cậu ấy không ư? Không lẽ nào cậu ấy đang đùa tôi? Chẳng lẽ đây là sự thật sao? Suốt 11 năm qua, chưa có giây phút nào quan trọng với tôi nhiều như trong giây phút Billy hỏi tôi như vậy. Tôi đã chờ đợi, khát khao, hy vọng, thèm khát cầu xin và tôi luôn luôn nguyện cầu để điều kỳ diệu này đến với tôi. Và giờ đây điều kỳ diệu đã đến. Tất nhiên là có rồi. Tôi nói như thể đó là một điều hiển nhiên. Chúng ta cùng bắt đầu chơi nhé. Hạ Chí Ngày 21 tháng 6 đúng là ngày Hạ Chí. Đối với tôi là ngày dài nhất trong năm. Tôi luôn khát khao thời gian ngày hôm đó sẽ kéo dài mãi vì tôi đã tìm thấy một người bạn đầu tiên cho mình Tôi thức dậy từ rất sớm và nghe tiếng Cheerio. Chú thích, từ lắm, chào anh chào chị. Hết chú thích. Phát ra từ tổ chim cổ đỏ ở trên ngọn cây sồi, ở tích góc cuối khu vườn sau nhà. Tiếng hót hân hoan của bầy chim tràn trề sức sống của một ngày mới. Hay đó chính là niềm hân hoan của cậu bé 11 tuổi bị khiếm thị như tôi. Những cuộc phiêu lưu mới luôn dành đón tôi và Billy. Billy có một ống nói như điện thoại, có thể vừa cầm đi vừa nói chuyện, và ống nghe đã giúp hai chúng tôi giữ liên lạc với nhau suốt cả ngày. Ví dụ như khi trên TV có một chương trình vô cùng hấp dẫn, sau khi chúng tôi phải miễn cưỡng tạm chia tay nhau để về nhà ăn tối, hoặc khi ngủ một trong hai chúng tôi sợ ma, chúng tôi sẽ cùng tỉnh giấc giữa đêm khôn khi khoắt để trò chuyện với nhau. Trong suốt tuần đầu tiên kết bạn với nhau, chúng tôi đã kéo được một đường dây dài khoảng 18 mét từ phòng ngủ của Billy sang đến nhà tôi, Rắc rối duy nhất mà chúng tôi vấp phải là cánh cửa sổ, gần nhất lại chính là cánh cửa trong phòng bố mẹ tôi và tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bố mẹ tôi sẽ nghĩ như thế nào khi hai chúng tôi có cuộc chuyện trò đầu tiên trong ngày từ 6 giờ sáng. Rắc rối thứ hai liên quan đến ống nghe và tôi nghĩ rằng ống nghe này không hoạt động tốt cho lắm. Mỗi khi Billy nhấn vào nút nói, tôi thực sự không biết tôi có thể nghe thấy giọng nói của Billy chạy qua đoạn dây ống nghe đó hay không. Tôi chỉ tin rằng hai chúng tôi đã cùng vượt qua không trung giữa hai nhà bằng những tiếng hét rất lớn. Hồi đó, lúc 7 giờ tối, hầu hết những đứa trẻ chặt tuổi tôi đều ngồi chờ trước tivi mỗi buổi tối thứ sáu để đón chờ bộ phim hoạt hình Lazy trên kênh truyền hình NBC. Hai nhân vật chính là Jeff và Porky cũng bằng tuổi chúng tôi. Bạn có thấy thú vị không? Bố tôi cũng có một biệt danh giống hệt một trong hai nhân vật chính đó đấy. Jeff và Porky thường gọi nhau trên những cánh đồng rộng lớn trong nông trại bằng những tín hiệu riêng của hai người. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu nổi ý nghĩa của các tín hiệu đó. Một trong hai người sẽ hát lên Iyoki và người kia sẽ hát lại Iyoki. Tôi cũng không hiểu liệu đó có phải là từ Ấn Độ hay một ngôn ngữ cổ nào đó hay không. Tôi chỉ biết rằng khi bố tôi nghe thấy dấu hiệu đó vào lúc 6 giờ sáng, bố bỗng trở nên một người Ireland không được vui vẻ và dễ tính cho lắm. Hai đứa đang làm cái trò gì thế hả? Bố tôi hát ầm lên vào đúng buổi sáng ngày hài chỉ đó. Con có biết là bố phải đi làm đến tận 3 giờ sáng không? Mới có 6 giờ sáng mà con đã làm cho bố phải thức giấc. Với câu Iyoki hết sức ngớ ngẩn là sao? Câu Iyoki có ý nghĩa gì vậy, Tom? Dạ không có gì đâu bố, tôi lắp bắp. Con xin lỗi bố. Tôi đẩy nút ống nghe và hát lại một lần nữa. Billy, bọn mình sẽ gặp nhau sau bữa sáng nhé. Ừ, được rồi, cậu ấy trả lời cậu gác máy lên rồi đi ra khỏi phòng bố mẹ đi gác máy tôi rời khỏi phòng bố mẹ nhanh nhất có thể sau đó tôi phải trải qua những giây phút chán ngắt ngồi đợi mẹ thức dậy làm bữa sáng hồi đầu tuần tôi cũng đã thử tự làm đồ ăn sáng cho mình nhưng tôi đã làm đổ hơn một lít sữa ra khắp sàn nhà một điều đáng buồn là sữa lại đựng trong một cái bình thủy tinh vì vậy mà sữa đổ đã làm thủy tinh vỡ trôi ra khắp phòng đúng là tôi đã bày bẩn ra sàn và tôi không thể tự mình dọn dẹp hay lau chùi điều đó đồng nghĩa với việc mẹ không còn muốn tôi tự làm bữa sáng và tất nhiên tôi không thể cãi được mẹ vì mẹ đã nói đúng tôi chỉ bày bẩn ra sàn nhà mà thôi đến tận ngày hôm nay tôi vẫn chưa thực sự có được bất kỳ một kỹ năng nấu nướng nào vậy là tôi phải ngồi một mình chờ mẹ dậy làm bữa sáng cho tôi đơn giản chỉ vì một cậu bé cần phải được ăn no nê nếu cậu bé ấy muốn có được thật nhiều cuộc phiêu lưu kỳ thú với cậu bạn billy Hannon của mình như thường lệ cứ mỗi lần tôi đang ăn trứng và thịt muối với bánh xốp nước cam và uống một viên chứa vitamin billy sẽ xuất hiện trong phòng bếp nhà tôi cháu chào bác sullivan ạ à. chào cháu billy cháu đã ăn sáng chưa dạ cháu đã ăn rồi ạ à, nhưng cháu vẫn thấy hơi đói ạ à. rất ít ai có thể ăn nhiều như billy bụng cậu ấy đúng là một cái thùng không đái có lẽ vì thế mà cậu ấy đã phát triển nhanh như thổi. Cậu ấy ăn rất giỏi. Chúng mình sẽ làm gì với những ngày dài tiếp theo với kỹ năng tưởng tượng phong phú của mình? Billy vừa ăn, vừa cùng tôi lên kế hoạch khám phá những điều mới mẻ. Nếu có bóng chày, chúng tôi sẽ chơi bóng chày với nhau. Hoặc cũng có thể chơi trò ném bóng cao su. Như vậy, bóng sẽ không thể đi xa được. Nếu thủy triều đã xuống, hai chúng tôi có thể đi tìm trai hoặc ra bến tàu câu cá ốt me. Chú thích cá út me là một loài cá nhỏ có thể ăn được. hết chú thích cá bơn hoặc cá thu tùy thuộc vào loại cá bơi lội trên bến cảng. ở phía sau đống rác của thị trấn là một khu rừng tối tăm nằm trên khu mỏ khai thác đá trước đây. bác nên nói với chúng tôi rằng những người anh điên da đỏ vẫn trốn sau gốc cây để tìm cơ hội ăn thịt những đứa trẻ nhỏ như chúng tôi. nếu có thật như thế thì đúng là đáng sợ. nhưng nếu trời mưa thì sao? hai chúng tôi có thể làm gì nếu trời mưa? nếu có tiền chúng tôi có thể đến rạc hát Rianto ở cảng Situé để xem phim hoặc cùng đi chơi lăn bóng gỗ với nhau. Billy đã giúp tôi biết đến trò chơi lăn bóng gỗ. Tuy nhiên, trò chơi lăn bóng gỗ của chúng tôi hoàn toàn khác với trò chơi gồm 10 con kỵ trên TV và bóng của chúng tôi không có lỗ để đúc các ngón tay vào. Trò chơi của chúng tôi bao gồm bóng gỗ cây nến. Và tôi nghĩ rằng chỉ có những người sống ở New England mới chơi trò này. Trong trò chơi này, những quả bóng của chúng tôi rất nhỏ và lỗ của những quả bóng có hình dạng như cây nến. Nếu bạn ném những quả bóng này xuống, bóng gỗ sẽ rất khó mới có thể lăn được trên đường đến đích. Vì vậy, bạn sẽ rất khó khăn mới có thể ghi điểm. Người chơi bóng gỗ cây nến giỏi nhất cũng chỉ ghi được 100 điểm. Tôi rất thích chơi trò này. Billy phát hiện ra rằng nếu cô ấy buộc một sợi dây vào cả hai đầu của quả bóng, tôi sẽ có thể lần ngón tay theo sợi dây và tiến gần đến đích lăn bóng. Vào cuối mùa hè đó, tôi có thể ghi được 83 điểm với trò lăn bóng gỗ cây nến. Đúng là số điểm không tồi chút nào với một đứa trẻ không nhìn thấy lỗ bóng như tôi. Trong những ngày mưa, điều thú vị nhất là chúng tôi có thể chơi trò chơi theo khả năng tưởng tượng của mình. Lúc này, trong phút giây vui sướng, tôi đã trở thành đội trưởng. Billy bắt đầu lắng nghe những vở kịch trên đài The Long Ranger và The Haberland Cassidy, Kisco Kid và Flash Gordon, Suspend Theater và Johnny Dollar private I Tôi còn nhận thấy Billy nghe cả chương trình kịch nhiều kỳ và Billy đã bắt đầu yêu thích chơi trò diễn kịch giả như tôi. Cậu ấy đã hiểu làm như thế nào để diễn kịch từ từ ngữ và khả năng tưởng tượng của một đứa trẻ bị khiếm thị. Bố đã mua cho tôi một trong những chiếc máy ghi âm đầu tiên hiệu River. Vì vậy, tôi và Billy vẫn sử dụng chiếc máy ghi âm cũ kỹ này để ghi âm những vở kịch của riêng mình. Chúng tôi cũng tạo âm thanh cho những vở kịch bằng cách sử dụng tất cả những đồ đạc mà chúng tôi có thể tìm thấy trong nhà nếu hai chúng tôi đóng vở vua Arthur và chiếc bàn tròn. Âm thanh trận đấu kiếm của các đấu sĩ được mô phỏng bằng những chiếc cần thảm đập vào nhau. Chiếc khiên đỡ trước ngực của các kiếm sĩ được làm bằng những chiếc nắp đụng thùng rác. Chúng tôi đập đập những dụng cụ này và cùng nhau vượt qua những trận đánh nảy lửa, giải cứu các cô gái xinh đẹp, đánh gục những kiếm sĩ xấu xa, giết chết những con rắn khổng lồ. Có lúc chúng tôi lại hóa thân thành những chàng cao bồi trên đồng cỏ Wild West bằng cách tháo giày rồi bắt chéo hai chân lên, tạo âm thanh của bước chân ngựa bằng cách đập đập lên nền nhà. Đá đá gót chân vào nhau như thể tiếng súng bắn vang lên khi chúng tôi rượt đuổi theo bên Cavendish và bang Hole in the War trên những dãy núi hiểm trở. Có lúc, chúng tôi lại cùng nhau chơi trận bóng chày trong giải Big League. Khi đó, chúng tôi sẽ cùng đấm vào găng tay bắt bóng của Billy rồi sau đó lại đập hai chiếc giày vào nhau như thể chúng tôi đang hết sức chạy thật nhanh trên bãi cỏ. Tôi vẫn gọi bãi cỏ này là con quỷ xanh để về vị trí phát bóng trên sân Fenway Park. Cả hai chúng tôi cùng viết lời bình cho từng cầu thủ mà chúng tôi đảm nhận. Theo cảm nhận riêng của mình, tôi thấy lời bình của chúng tôi rất tốt. Bằng cách viết lời bình như vậy, tôi có thể gia nhập vào thế giới của Billy và Billy cũng yêu thương và trân trọng thế giới của tôi. Không có một tình bạn nào lại sâu sắc và bền chặt đến vậy chỉ sau một thời gian ngắn như tình bạn giữa tôi và Billy. Đến tận bây giờ, sau gần 50 năm, tình bạn ấy vẫn như ngày nào, Ngày sinh nhật của Billy là ngày 21 tháng 6, một ngày dài nhất trong năm. Đúng vào ngày 21 tháng 6 năm 1959, Billy tròn 11 tuổi và bạn bè của cậu ấy quyết định sẽ cùng cậu ấy tổ chức một bữa tiệc sinh nhật ngủ. Chú thích, trong bữa tiệc đó những người được mời tham dự sẽ phải mặc quần áo ngủ. Hết chú thích. Mặc dù hai anh em Billy và Michael mới chuyển đến thị trấn, nhưng với tính cách thân thiện và cởi mở, hai bạn ấy đã kết bạn với rất nhiều bạn bè chỉ sau hai tháng. Khi 20 cậu bé đến dự bữa tiệc sinh nhật của Billy, không có một ai mặc quần áo ngủ như đã thỏa thuận và tất nhiên cũng không có ai ngủ cả. Mặc dù tôi biết rằng Billy không ưa gì Eddie Mullins, nhưng Eddie và ba thành viên trong nhóm của cậu ta cũng được mời đến dự bữa tiệc sinh nhật. Eddie và đồng bọn luôn muốn bắt nạt những đứa trẻ con yếu đuối và nhỏ con hơn. Vì vậy mà ngay khi bữa tiệc bắt đầu, Eddie Mập và đồng bọn đã không tham gia trò chơi bữa tiệc ngủ mà chúng coi những trò chơi như Pin the Tail on a Monkey, Musical Chairs và The Beanbag Toss chưa xứng tầm với khả năng của chúng. Lúc đó tôi cũng ngồi ngoài cuộc vì chỉ có Billy mới biết làm thế nào để chơi đùa với tôi trong khi những người khác thấy hai chúng tôi có những hành động kỳ quặc. Tôi cũng không thể đổ lỗi gì cho thái độ của họ bởi lẽ ít có ai trong số họ đã từng thấy một đứa trẻ khiếm thị như tôi. Tuy nhiên, có một sự khác biệt rõ rệt giữa thái độ khó chịu của họ và sự độc ác của Eddie. Eddie là một kẻ độc ác. Được rồi, được rồi, Eddie nói với giọng trịch thượng. Nếu mày không thể chơi trò chơi, tại sao mày không kể cho bọn tao nghe một câu chuyện kể trước khi đi ngủ nhỉ? Lúc đó, tôi một đứa trẻ 11 tuổi, đang tràn ngập niềm vui luôn sẵn sàng kể cho người khác nghe những câu chuyện thú vị. Đã rất hào hứng trước khi chuẩn bị kể một câu chuyện thật hấp dẫn cho 20 cậu bé khác nghe. Theo bản năng tôi biết mình phải nói gì để thu hút sự chú ý của những người còn lại. Các cậu có biết là bọn cướp biển đã thống trị bờ biển Sutra vào đầu những năm 1800 không? Họ đồng thanh nói, không. Bọn cướp biển đã thống trị bờ biển Sutra, chúng cướp những tàu buôn của thương gia Mỹ rồi mang hàng hóa và vàng bạc cướp được giấu ở vang biển phía đông. Một trong số những tên cướp biển khác tiếng nhất có tên là Edward Carpentier, mang quốc tịch Pháp, Canada. Tên cướp biển Carpentier đã cùng đồng bọn cướp tàu chở hàng rồi đem giấu củ cải trong khu rừng ở trên khu khai thác mỏ đá cũ. Cha cha, thật sao? đám đông lên tiếng tớ nghe bố tớ nói thế tuy nhiên một đồng bọn của carpentier có tên là jamie martin lại có ý định ám sát thuyền trưởng carpentier để giành được phần chia nhiều hơn trong số của cải cướp được chắc hẳn các cậu đã nghe đến ngôi nhà henshaw ở trên mỏm đá thứ ba rồi chứ biết chứ một cậu bé nói người ta nói rằng căn nhà đó có ma đấy tớ cũng nghĩ thế tôi nói tôi chắc là căn nhà ấy có ma carpentier và đồng bọn đã sống trong căn nhà đó và chúng đã làm một cái chòi trên cột buồm để theo dõi những tàu chở hàng đi lại trên cảng boston đúng thế bây giờ cái chòi đó vẫn còn mà shirley thêm vào vậy thì sao nào eddie bắt đầu che ngang điều đó đâu có nghĩa là ngôi nhà ấy có ma thật ra thì tôi ngừng lại một lúc để gây nên một hiệu ứng mạnh mẽ giữa đám đông martin đã ám sát thuyền trưởng ở chòi trên cột buồm rồi ném xuống biển vì vậy mà suốt 200 năm sau đó, người Pháp đã miệt mài tìm kiếm kho báu đã bị mất. Chà, thú vị đấy, Billy nói. Thế đã có ai nhìn thấy ma chưa? Tôi nghe nói rằng, tôi nói chậm rãi, bất cứ một ai sống trong ngôi nhà đó đều bị giết chết. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Martin. Đồng bọn nhưng cũng chính là thủ phạm giết Carpentier. Có người cho rằng người ta đã tìm thấy xác của Martin với một vết rạch sâu trên cổ và từ vết rạch đó người ta thấy rằng hắn đã bị rạch bằng một con dao găm có lưỡi cong mà Carpentier luôn mang theo bên mình. Tóm lại, tôi đã nghe thấy người ta đồn rằng không còn ai dám sống trong căn nhà đó nữa. Thằng mù, mày toàn kể chuyện tào lao với vẫn thôi. Eddie nói, ta cho mày biết nhé, trên đời này không hề có ma và hiện nay không có ai sống trong ngay nhà đó vì nó quá cũ kỹ nên hội đồng thành phố đã ra quyết định không cho phép bất kỳ ai được sống trong đó cả. Billy chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Các cậu, sao tối nay bọn mình không thử trốn ra ngôi nhà đó và đột nhập vào bên trong xem thực hư thế nào nhỉ? Chắc chắn là không có con ma nào có thể ăn thịt tất cả bọn mình được đâu. Không có ai ủng hộ ý kiến của Billy. Các cậu, chúng mình có thể trốn đến căn nhà đó xem mà, được không? Billy cố gắng thử gọi thêm lần nữa. Một ai đó nói, tớ sẽ không tham gia đâu. Mình sẽ không đến đó đâu một người khác nói câu nói đó như thể đang cố gắng tìm kiếm sự đồng tình của những người còn lại còn tớ tớ sẽ không đến đó một mình đâu billy nói đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao suy nghĩ táo bạo đó lại xuất hiện trong đầu tôi vào đúng giây phút đó tôi đã nói lên suy nghĩ của mình tớ sẽ đi đến ngôi nhà đó và tớ sẽ ở trong ngôi nhà đó cả đêm tớ không sợ ma dù sao thì tớ cũng có nhìn thấy ma đâu với lại tớ nghĩ là ma sẽ không làm tổn hại đến con người được thì chúng chỉ là những linh hồn cô độc mà thôi. Được đấy, Eddie nói. Những con ma đó sẽ là những linh hồn cô độc, và chúng cô độc đến nỗi sẽ ăn thịt một đứa mù đấy. Tiếng la hét của đám đông có vẻ như làm tỏ ra đồng tình với ý kiến của Eddie. Vì vậy mà chúng tôi, hai mươi đứa trẻ nhỏ đã cùng nhau kéo đến ngôi nhà tối om có tên là Harrison. Billy đập vỡ cánh cửa sổ bằng một cú đánh mạnh mẽ. Cậu ấy dùng gậy đánh bóng chày đập vào cửa. Sau đó, cậu ấy tháo cánh cửa sổ ra và gỡ tấm ván gỗ đã được thay thế tấm kính ban đầu ở cửa sổ. 11 tuổi, bất kỳ một cậu bé nào cũng mang theo gậy đánh bóng chày vì nó rất hữu dụng. "Được rồi đấy, thằng mù." Eddie nói. "Mày trèo vào trong nhà đi. Sáng mai bọn tao sẽ đến đưa mày về hoặc mang bất cứ những gì mà mày còn sót lại sau khi bị bọn ma ăn nham nhở." "Tommy, đây là cửa sổ, trèo vào trong nhà." Billy nói. "Để tới giúp cậu trèo vào trong nhé." hai bàn tay của billy đỡ tôi lên đến cửa sổ lúc đó tôi đặt chân lên đôi tay của billy và với tay lên cửa sổ đúng là pha trèo của tôi không được đẹp cho lắm thực tế tôi đã đập chân vào cửa sổ làm đầu gối tím bầm lên và bàn tay tôi chảy một ít máu tuy nhiên quần áo tôi không hề hấn gì và tôi đã chui được vào bên trong ngôi nhà vẫn còn được cho là đầy ma quỷ đó tôi nghe tiếng đám trẻ kháo nhau rằng tôi sẽ trốn khỏi căn nhà sau khi chúng tôi đi khỏi chỉ có billy ở lại với tôi và cậu ấy vẫn đứng ngoài cửa sổ tommy nghe tớ nói này tớ sẽ không về nhà cùng bọn trẻ ấy đâu tớ sẽ ở đây với cậu để còn ứng cứu cậu trong trường hợp cậu cần sự giúp đỡ của tớ billy cảm ơn cậu nhiều lắm nhưng tớ sẽ chỉ ở đây một mình thôi có như thế lũ trẻ mới không coi tớ là một đứa nhát gan cậu nghĩ thế à cậu thật thà quá đấy cậu có sợ không tôi rùng mình trong bóng tối tớ sợ chứ Tớ rất sợ nhưng tớ vẫn phải thực hiện đúng lời nói của mình. Tớ sẽ đi khắp ngôi nhà này, còn cậu, cậu phải trở về nhà. Tớ không muốn bọn họ nghĩ là tớ chỉ biết nói dối. Được rồi Tommy, Billy lưỡng lự nói. Sáng mai tớ sẽ đến đây thật sớm để đón cậu. Bình minh lên là tớ sẽ đến với cậu luôn. Cậu sẽ nghe thấy tiếng gọi của tớ mà, phải không? Iyoki, chứ gì? Tôi cười lớn. Cậu biết rồi mà còn hỏi. Iyoki, Tommy, chúc cậu thật may mắn nhé và cậu bạn billy của tôi cũng rời khỏi căn nhà ma quỷ tôi biết rằng bọn trẻ con luôn sợ những hình dạng xuất hiện vào ban đêm ví dụ như bóng của ai đó hoặc bóng ma được tạo ra nhờ ánh sáng lờ mờ trong căn phòng tối và tĩnh lặng có những đứa trẻ phải bật đèn mỗi khi đi ngủ và có những đứa trẻ luôn đòi mẹ ngồi bên giường để kể chuyện cho đến khi chúng chìm vào giấc ngủ thật sâu còn tôi tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng vào đêm tôi ở một mình trong ngôi nhà ma quỷ đó chính tôi cũng cảm nhận được những bóng ma lởn vởn trước mặt mình Mặc dù không thể nhìn thấy như bóng ma, nhưng tôi có cảm giác sợ hãi gấp trăm nghìn lần cảm giác nhìn thấy ma thật, bởi tất cả những bóng ma đó đến gần tôi hơn thông qua cảm nhận từ khứu giác và xúc giác của tôi. Khi tôi đứng lên, tôi ngửi thấy mùi ấm mốc meo đang bám lấy ống quần vào bàn tay tôi. Có phải là chất nhớt của ốc sen không nhỉ? Tôi nghĩ, chẳng lẽ nào mình lại dính chất nhớt của ốc sen? Tôi cũng ngửi mùi mốc meo lâu ngày được bốc lên từ căn nhà đổ nát, và tôi hiểu đó chính là cái chết. Trí tưởng tượng của tôi bỗng thay đổi lạ kỳ. Cái chết, tôi nghĩ, có rất nhiều người đã bị giết trong ngôi nhà này, họ bị giết bằng dao rồi bị ném xuống biển. Còn bây giờ, tôi cũng ở trong căn nhà này, tôi chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi, một đứa trẻ bị khiếm thị đang đứng một mình trong căn nhà vô cùng rộng lớn và đáng sợ. Có phải chỉ có một mình tôi ở trong căn nhà này hay không, hay xung quanh tôi vẫn còn có những bóng ma khác nữa? Bỗng tôi nghe thấy một âm thanh chầm chậm, có con gì đó đang bò trên nền nhà. Trời đất cái gì vậy nhỉ? Tôi cảm nhận chúng đang vây quanh tôi. Chúng dừng lại rồi. Ôi chúa ơi, chúng lại bò nữa rồi. Giờ đây khi nhớ lại hôm đêm đó, tôi chắc chắn rằng ngôi nhà ấy không hề có ma quỷ. Nhưng lúc đó tôi chỉ muốn chạy thật nhanh. Chạy thật nhanh hết sức có thể của một đứa trẻ bị khiếm thị. Chạy nhanh để thoát khỏi cái bẫy ấm ướt và đổ nát này. Chạy, chạy trốn. Nhưng tôi không thể chạy trốn được. Vì nếu tôi chạy trốn, bọn họ sẽ nghĩ rằng tôi chỉ là một đứa bé nhát ghen. Vì vậy mà tôi đã cố gắng hét lên trong bóng tối. Được rồi, lũ ma đó kia. Tôi hét lên trong khi người run bần bật. Các ngươi không thể làm ta hoảng sợ được đâu. Không một con ma nào có thể làm cho Tommy Sullivan hoảng sợ. Ta sẽ ở đây cả đêm đấy. Cho dù các ngươi muốn ăn thịt ta, ta sẽ vẫn ở đây. Đáp lại tiếng hét của tôi là một âm thanh vội vã. Tiếng gì vậy? Tiếng chân phải không? Âm thanh ấy đang tiến gần về phía tôi. Âm thanh dồn dạp sau đó đã giúp tôi hiểu cái gì đang tiến sát về mình. Chuột, Tôi đang ở trong một ngôi nhà cùng với một đàn chuột. Tôi đứng dựa sát vào tường khi nhận ra rằng đàn chuột đang đứng ngay trước mặt tôi. Tôi đứng im dựa vào bức tường ấm mốc trong cái giá lạnh của buổi đêm. Có cái gì đó rít ngang qua khuôn mặt tôi và tôi bỗng hét lên. Tôi nhận thấy một tiếng rít khác. Chính điều đó đã giúp tôi nhận ra rằng đàn dơi cũng đang ngự trong ngôi nhà này. Chuột và dơi, chuột và dơi. Tôi đang đứng một mình trong ngôi nhà toàn chuột và dơi tiếng chân chuột chạy khắp nhà và tiếng dơi bay không ngừng. tuy nhiên một điều đáng mừng là ngôi nhà này không có ma, thế là tôi sẽ ổn cả thôi. sau đó tôi bỗng có một hành động rất kỳ lạ, tôi bắt đầu hát. nếu bạn đang đi khi trời nổi giông bão, bạn hãy ngẩng cao đầu lên và đừng sợ gì cả. trời đất, tôi không thể ngẩng cao đầu lên được. tuy nhiên giọng hát đã giúp tôi rất nhiều vì tiếng hát của tôi đã dội khắp căn nhà. vấn đề duy nhất tôi vấp phải là khi tôi hát đến đoạn điệp khúc. Nào hãy tiếp tục bước đi, hy vọng vẫn tràn trề trong trái tim bạn và bạn sẽ không bao giờ phải bước đi một mình. Đàn chuột bỗng cùng bò lên phía trước, như thể chúng muốn kiếm tìm một chỗ nằm tốt hơn. Chú ơi, có cái gì đó đang bò lên giày của tôi. Tôi đá chúng đi nhưng lại bị trượt. Tôi bắt đầu đếm từng giờ từng phút. Hay là tôi đếm số chuột trong căn nhà này nhỉ? Rồi tôi lại hát để nhắc nhở chính bản thân mình đang trong ngôi nhà ma quỷ. Và tôi cầu nguyện. Vẫn tiếng chuột chạy, tiếng dơi bay không ngớt. Đêm trôi qua chậm khủng khiếp, từng giây trôi qua chậm chạp, từng phút trôi qua chậm chạp, từng giờ trôi qua chậm chạp, không biết bao giờ bình minh mới đến nữa. Chắc hẳn tôi đã chợt mắt được một lúc trong tư thế đang đứng dựa tường. Tiếng gọi của Billy làm tôi chợt tỉnh giấc. "Iyoki!" Tôi nghe thấy tiếng Billy. "Iyoki!" Tôi kêu lên. Y khi. Chỉ một thoáng sau đó, Billy đã đứng cạnh cửa sổ và ôm chầm lấy tôi. Tommy, cậu không sao chứ? Có ma không? Không. Tôi nói bằng giọng hân hoan chiến thắng của một đứa trẻ 11 tuổi. Dễ như trở bàn tay thôi. Trong khi Billy đỡ tôi qua cửa sổ, tôi nghe thấy tiếng hò reo của lũ trẻ. Sơn mù trên biển Bác John Hennon thích hay nói đúng hơn bác ấy rất say mê câu cá Mùa hè nào cũng thế, bác dành toàn bộ thời gian để đi câu cá ngoài biển hay câu bất kỳ một con vật nào ăn mồi nhữ của bác. Trên vùng lãnh hải của New England, chú thích. Lãnh hải là vùng biển ven bờ nằm giữa vùng nước nội thủy và các vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, tức vùng đặc quyền kinh tế. chú thích. Bác ấy thích câu được cá vượt và cá ngừ. Tuy nhiên, bác ấy chẳng bao giờ câu được những con cá đó. Bác chỉ có thể câu được cá tuyết, cá efin và cá bơn. Thậm chí bác ấy còn câu được cả những con cá thu và cá minh thái bé xíu. Bạn có thể nhặt được khi đi dọc bờ biển. Mặc dù ăn những con cá này không ngon lắm, nhưng bắt được chúng cũng mang lại cảm giác thích thú cho người đi câu. Billy cũng có sở thích câu cá giống bố và vì thế, bác ấy thường đưa hai chúng tôi đi câu. Hầu như chiều nào cũng thế. Ba bác cháu tôi đều ngồi trên bến tàu cảng Seatway với ba chiếc cần câu và hy vọng sẽ câu được cá, cho dù là cá rô hoặc cá đuối cũng được. Bạn có biết tôi đã rất thích đi câu như thế nào không và câu được loại cá nào tôi cũng thích. Billy chính là động lực lớn nhất mang đến cho tôi niềm say mê này. Quả thật, câu cá cũng mang đến cho người đi câu những cảm giác rất thú vị. Con thuyền Novi của bác Hanon dài tới 6,3 mét với một buồng lái nhỏ nhưng được bảo vệ rất cẩn thận. Con thuyền được gọi là Novi vì chúng được đóng ở Nova Scotia với nguyên liệu chính là gỗ sồi và gỗ phong giúp nó có thể chống đỡ gió bão gấp đôi tàu thông thường. vào năm 1959 con thuyền đó đúng là đáng đồng tiền bát gạo. đây cũng là loại thuyền được rất nhiều ngư dân ở New England sử dụng. Bác Hannon gắn một loại động cơ Johnson ở bên ngoài thuyền và mỗi lần bác ấy tăng tốc con tàu động cơ cũ kỹ này lại kêu ầm lên nhưng vẫn làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Bác Hennen luôn giữ cho con tàu rất gọn gàng và tôi nghĩ rằng chắc hẳn bác ấy cũng phải mất nhiều thời gian mới có thể sắp xếp được đồ đạc gọn gàng như vậy. Tất cả mọi đồ vật đều được đặt ở một vị trí nhất định. Có lẽ bởi bác là một con người rất tỉ mỉ và ngăn nắp. Con tàu được đặt tên là Bonnie Mary theo tên của bác gái, mẹ của Billy, bác Mary Hennen. Tôi thật sự mong chờ và cảm thấy hứng khởi mỗi khi Billy gọi cho tôi, có khi bằng điện thoại bàn, có khi bằng ống nghe vừa đi vừa nói của hai chúng tôi, để thông báo tôi chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi câu vào 5 giờ sáng hôm sau, ra biển và câu những chú cá to béo về ăn. Ba bác cháu tôi thường câu trên đường bờ biển từ Cohasset đến Marshfield, rồi lại bắt đầu ngược lại cuộc hành trình từ Marshfield đến Cohasset. Bác John Hannon biết từng con lạch và từng mỏm đá mà những chú cá vượt vẫn thường ẩn náu. Trước khi có hệ thống định vị toàn cầu GPS ra đời, Đội phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ vẫn yêu cầu những người đi câu cá phải mang theo đài để nghe dự báo thời tiết để tự tìm đường cho mình. Vì vậy, chỉ có ba bác cháu tôi đi câu trên bờ biển của New England mà thôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao những món ăn đơn giản nhất luôn mang lại cảm giác ngon miệng nhất đến vậy. Mỗi khi tôi được thưởng thức chúng ngay trên bờ biển, bác gái Hennen thường chuẩn bị sẵn sandwich cá ngừ với bánh mì trắng, thịt dâm bông, pho mai và mù tạc. Chúng tôi vẫn thường gọi món ăn này là ổ bánh mì Porky, một loại bánh mì rất ngon và được bày bán trong cửa hiệu bán đồ ăn ngon trên cảng Situé. Loại bánh này rất cứng, nhưng vẫn rất ngon vì có thêm hương vị tuyệt vời của thịt giam bông, phô mát và cả mù tạc nữa. Bác Hà Nên vẫn cho phép tôi được mang theo những chiếc đài bán dẫn sách tay và trong những lần đi câu với bác và Billy, ba bác cháu tôi vẫn thường vừa câu vừa nghe tường thuật trên đài phát thanh về trận đấu bóng chày của đội Red Sox. Cuộc sống của con người tôi thầm nghĩ, còn gì thú vị hơn như thế này nữa. Hôm nay thời tiết rất dễ chịu, biển êm dịu và phẳng lặng, còn ba bác cháu tôi đang câu cá trên North River. Tôi cởi áo sơ mi ra để những hạt nắng có thể sưởi ấm đôi vai tôi, trong khi ba bác cháu đang chậm chậm nhấp cần câu, câu những chú cá nục. Trong số những loài cá sinh sống trên biển quanh thị trấn Seaway, tôi thích câu cá nục nhất. Vì chúng luôn vùng vẫy rất mạnh, điều này khiến tôi cảm thấy rất thích thú, với trọng lượng từ 1 kg đến 5 kg, chúng luôn quẩy đuôi thật mạnh để thoát ra khỏi cần câu với khát khao được trở về với biển cả tự do. Thỉnh thoảng tôi dùng dung hoặc trai biển sống để làm mồi câu, nhưng những lúc nhấp câu như thế này, tôi phải nhử nhử câu thật khéo mới có thể bắt được chúng. Sau khi cá khắn câu, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vô cùng thú vị. Mỗi lần giật câu nếu bạn đang dùng một chiếc cần nặng tới 2 kg để câu cá. Tối hôm trước, bác Hennen đã nghe được trên đài một bản tin rằng người ta đã thấy một đàn cá nục rất lớn trên biển và ba bác cháu tôi cảm thấy vô cùng phấn khích với bản tin tốt lành này. Ba bác cháu tôi đã đi từ cảng Sư Thuê đến tận bờ biển Marshfield. Vào khoảng đầu giờ chiều, ba bác cháu tôi đang ngược lại hành trình đó. Thật tuyệt vời, chúng tôi đã gặp được đàn cá ở chỗ nước nóng trên hành trình quay ngược lại. Tôi đã nghĩ như vậy khi tôi nghe thấy âm thanh bơi lội rộn vang của lũ cá. Bác Hanen ơi, bác Hanen! Tôi hét lên. Bác dừng thuyền lại đi, đàn cá ngay trước mặt chúng ta rồi. Tommy, cháu bảo sao cơ? Bác Hannon hỏi tôi trong khi giảm tốc độ chiếc thuyền Bonnie Mary. Bác Hannon, bác tắt động cơ đi, bác hãy nghe thử mà xem. Tôi đã nghe thấy tiếng bơi lội rộn ràng của đàn cá, và tôi tin rằng chắc chắn đó là đàn cá nục. Khi động cơ không còn kêu nữa, bác Hannon cũng nghe thấy chúng. Được rồi các con, bác Hannon nói, bố nhìn thấy đàn cá rồi một đàn đông lắm đấy rất đông các con ạ à. chúng ta sẽ có những giây phút thật thú vị đây bố sẽ giúp các con câu cá nhé đã đến lúc chúng ta hành động rồi các con và sau đó chúng tôi bắt đầu việc câu cá ngay dinh tôi thả câu thật nhanh xuống nước Tommy cháu giữ thẳng cần câu lên nhé giữ nguyên như thế đấy bác hay nên nói to nào cháu kéo từ từ lên thôi nhé một chú cá to đấy chắc chắn cháu sẽ không muốn để mất nó đâu. Tôi reo lên vui mừng khi chú cá nục nhảy lên khỏi mặt nước, vùng vẫy để thoát ra khỏi móc cần câu của tôi. Dinh! Billy cũng đang câu được một chú cá nục, thật là một ngày đi câu bội thu. Các con, phải cẩn thận vào đấy chứ. Bác Hanen nhắc nhở chúng tôi, đừng để dây câu xoắn vào nhau. Nếu một chú cá nục mắc câu, chúng sẽ vùng vẫy rất mạnh để thoát ra, vì vậy bạn sẽ phải kéo con cá vòng quanh lan can thuyền nếu không chúng ta sẽ cắn dây câu và quẩy đuôi đi. Bác Hannon đã dạy tôi bằng cách giữ thẳng dây câu để không xoắn vào dây câu của người khác. Tôi và Billy đã cùng nhau thực hành giữ thẳng dây câu suốt hai giờ liền. Lúc đó, cánh tay và vai tôi mỗi nhừ, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui, niềm vui háo hức của một đứa trẻ 11 tuổi. Hôm đó, chúng tôi đã câu được 26 con cá nục. Billy câu được 15 con và số còn lại là của tôi. Sau đó, tôi đã đưa cần câu cho bác Hannon và bác ấy đã câu thêm được 5 con nữa. Như vậy là ba bác cháu tôi đã câu được 31 con cá nục chỉ trong một ngày. 31 con cá, tôi chưa bao giờ câu được nhiều cá đến như vậy và kể từ sau ngày hôm đó, tôi cũng chưa bao giờ làm được điều đó. Mồ hôi tuôn chảy trên lưng tôi và tôi nhận thấy hình như mình hơi lạnh. Tôi tìm chiếc ba lô đựng đồ và lấy áo gió ra để khoác lên người. Bác Hanen, trời đang lạnh đấy ạ. À. Tôi nói. Bác biết rồi. Bác Hanen nói và không chỉ có thế đâu cháu. Bác cháu ta còn phải đối mặt với một rắc rối nữa cơ. Đáng ra bác phải chú ý hơn đến bản tin dự báo thời tiết, sương mù đang bao phủ dày đặc. Sương mù hả bác? Tôi hỏi. Như vậy là sao ạ? À? Tommy, bác nên cười lớn. Chỉ 10 phút nữa thôi là bác cũng sẽ không thể nhìn thấy gì cả, bác cũng sẽ giống như cháu thôi, có lẽ bác cháu ta phải ở đây lâu hơn dự kiến. Ngay cả một người đi biển giàu kinh nghiệm như bác Hanen cũng không thể đoán trước được tình hình thời tiết ở New England. Chỉ trong vòng 15 phút tiếp theo, mặt nước biển phản lặng như tờ đã bắt đầu cuộn mình và vỗ sóng khiến thuyền Novi nhỏ bé phải chao đảo. Các con bám chặt vào nhé, bác nên nói. Bám thật chặt vào lan can, bố sẽ khởi động lại động cơ và sẽ lái tàu vào giữa những con sóng kia. Chúng ta sẽ không thể ngồi yên ở đây để chờ thuyền bị sóng lật úp được. Tôi nhận thấy nỗi lo lắng trong giọng nói của bác Ninh. Ba bác cháu tôi đang gặp nguy hiểm và chúng tôi phải làm một cái gì đó trong lúc này. Lúc này hình như tất cả mọi thứ đều trở nên trơn hơn và dễ tuột hơn. Bầu trời rộng mở hơn như thể chỉ có gió bão yên lên mới khủng khiếp đến thế. Mưa rơi như trúc, bác Hình Anh đưa chúng tôi ra khỏi những mỏm đá trong khi vẫn tiếp tục hướng thẳng con thuyền vào những lớp sóng ào tới. Tuy nhiên gió sấy thất thường khiến chúng tôi không thể nào biết được hướng sóng sẽ như thế nào. Cả ba bác cháu không thể nhìn thấy gì hết trong khi cố gắng hết sức để tìm được hướng sống vỗ các con buộc thật chặt áo phao vào người nhé như thế sẽ tốt hơn bác hãy nên nói với chúng tôi tất cả chúng tôi đều hiểu rằng đây không phải là một lời nói đùa của bác chúng tôi nhận thấy mạng sống đang bị đe dọa bởi sống đang ào lên tận thuyền và làm chúng tôi ướt cảm giác lạnh thấu xương ôi lạy chúa billy khóc thét lên lạy chúa và tôi cũng đang cầu nguyện như billy cầu chúa hãy cứu chúng con sau đó, tôi nghe thấy một âm thanh từ tít đằng xa, âm thanh của chiếc phao chuông, dấu hiệu cho chúng tôi biết cửa cảng Situay không còn xa, và phía xa hơn là chiếc còi báo hiệu sương mù đang vang lên trên ngọn hải đăng Mino. Bác Hanan ơi, bác Hanan. Cháu nghe tiếng phao chuông và tiếng còi báo sương mù phát ra từ ngọn hải đăng Mino. Bác lái tàu sang phải đi, mạng phải bác nhé. Cháu sẽ cố gắng nghe âm thanh để chỉ hướng cho bác lái thuyền về cảng. Tôi trèo lên phía trước con thuyền, vừa leo vừa trượt chân. Đôi tay tôi bám thật chặt vào thuyền khi sóng vẫn đang đánh không ngừng vào mạng thuyền. Tôi không quan tâm đến những con sóng dữ dội mà chỉ tập trung vào lắng nghe âm thanh phát ra từ phía bến cảng. Bác Hai Nên chỉ một phút nữa thôi, bác cháu mình sẽ về đến cảng. Đúng là cảng bác ạ, à, bác lái thẳng thuyền đi nhé. Trong khi tôi lắng nghe, tiếng còi báo sương mù ngày càng rõ hơn bởi tiếng phao chuông đã bị tiếng sóng đập mạnh vào thuyền ác đi và làm thay đổi hướng đi của âm thanh trong khi thuyền di chuyển trong bóng tối. Có lúc tôi đã mất tập trung và tôi phải hết sức cố gắng mới có thể nghe lại âm thanh từ chiếc còi báo động sương mù. Âm thanh đưa chúng tôi trở về nhà trong sự bình yên. Khoảng 20 phút sau, tôi cảm nhận được rằng thuyền đã về tới ngòi hải đăng Mino vì dường như gió đã nhẹ hơn nhiều. Tommy, cháu đúng là một cậu bé thông minh. Bác nên nói. Thuyền của bác cháu mình đã về tới cửa cảng. Bác đã nhìn thấy cột mốc rồi. Cháu xuống đây đi nào, Bác nghĩ là bác có thể dễ dàng lái thuyền về đến cảng. Billy ôm chầm lấy tôi khi trèo xuống. Tôi mệt lã và nằm lăn ra sàn tàu. Chà chà, Tommy, cậu đã cứu mạng cả hai bố con tôi đấy. Cậu là thằng nhóc dũng cảm nhất mà tớ biết đấy nhé. Billy không phải thế đâu. Tôi nói với Billy, tớ nghĩ tớ chỉ là người may mắn duy nhất thôi. Tôi không quan tâm mình là người dũng cảm nhất hay may mắn nhất tôi chỉ biết rằng chúng tôi đã vô cùng hạnh phúc khi đặt chân lên đất liền bác heine và billy đã nói với bố mẹ tôi rằng tôi là một anh hùng nhí nhưng trong thâm tâm mình tôi biết rõ tôi cũng đã có cảm giác sợ hãi như bác ấy và billy chẳng gì xảy ra đã giúp tôi hiểu được sức mạnh của giác quan và bị khiếm thị cũng không hẳn là một điều bất lợi dành cho tôi vào đúng ngày hôm đó tôi bắt đầu tin rằng tôi hoàn toàn có thể biến tất cả những điều bất lợi khi bị khiếm thị thành những lời thế vang dội trong khả năng của mình. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình tôi tin vào bản thân mình. Cảm giác này thật thú vị, rất thú vị. Cuốn nhảy tự sát Tôi cảm thấy chính mình là thằng nhóc 11 tuổi hạnh phúc nhất trên thế giới sau chuyến đi câu đầy bất trắc đó. Chúa vẫn ngự trên thiên đường và thế giới vẫn thật tuyệt vời. Tôi đã trở thành một anh hùng nhí và tôi có được một người bạn tốt nhất. Một đứa trẻ 11 tuổi còn mong muốn điều gì hơn nữa. Vậy tại sao mọi thứ đang có vẻ hoàn hảo thì những điều tồi tệ lại xảy ra với tôi như vậy? Mọi chuyện diễn ra ngay sau ngày mùng 4 tháng 7 ngày bố đã giúp tôi có được sự tự do hơn bằng cách mua tặng tôi một chiếc xe đạp đôi. Chiếc xe đạp đôi hiệu Swin đã giúp tôi và Billy có những giây phút thú vị. Hai chúng tôi cùng cong lưng lên đạp xe để cùng nhau tạo ra những cuộc phiêu lưu thú vị. Mẹ phản đối kịch liệt việc bố mua tặng tôi chiếc xe đạp đôi. Mẹ tin chắc chắn rằng sẽ có ngày tôi bị đau vì chiếc xe đạp đó. Tuy nhiên, bố vẫn quyết định mua xe mà không nề hà đến những lời nói của mẹ. Tôi đã nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau về chuyện mua xe đạp cho tôi. Đây chính là cuộc cãi vã đầu tiên trong số những cuộc cãi vã của bố mẹ về tôi và sự tự do của tôi. Vào khoảng thời gian đó, khi 11 tuổi, tôi khó có thể cưỡng lại món quà của bố là chiếc xe đạp này. Tôi đã lao chùi chiếc xe đến nỗi nó tróc cả sơn ra. Vào năm 1959, Điều thú vị nhất mà một thằng nhóc 11 tuổi muốn làm với chiếc xe đạp mới toanh của mình là đặt những quân bài hình quả cầu hoặc hình quả bóng chày vào những chiếc nang hoa để tạo ra những âm thanh thú vị khi bánh xe chuyển động. Chúng tôi đã nghĩ âm thanh này chính là động cơ của Harley Davidson. Chú thích Tên một hãng xe sản xuất mô tô nổi tiếng của Mỹ chuyên sản xuất các loại xe máy phân khối lớn, độc đáo và được nhiều người trên thế giới ưa chuộng. Hết chú thích Tôi thích nhét quân bài hình quả cầu nhất là những tiếng cao su cọ vào nhau, mang đến cho tôi cảm giác thích thú bên tai. Với chiếc xe đạp, tôi có thể chạy nhanh tới 25 dặm mỗi giờ. Tôi và Billy nghĩ rằng chúng tôi là hai cậu bé hạng nhất trong xóm. Trên đường trở về nhà sau khi đi câu, đang đạp xe quanh ngọn hải đăng Mino, tôi nghe thấy âm thanh ầm ĩ của rất nhiều xe đạp đang chạy ngay sau lưng chúng tôi. Billy quay lưng lại nhìn. Tom, lại là Eddie Merlin và nhóm của nó đấy. Bây giờ thì mình sẽ để cho tụi nó đạp kịp tụi mình, rồi tụi mình sẽ để cho tụi nó ném mùi bại trận nhé. Đúng là ý tưởng hay. Tôi thầm nghĩ, chúng tôi sẽ cho bọn chúng biết chúng tôi có thể đạp nhanh đến mức nào. Đám xe của Eddie đã vây quanh chúng tôi và âm thanh từ những chiếc xe đó rất lạ thường. Xen lẫn âm thanh hỗn độn đó, tôi nghe thấy tiếng Eddie Merlins hét lên. Lại là thằng mù kia. Này, thằng mù, mày khỏe không? Tôi nắm chặt tay vào ghi đông và đợi tín hiệu của Billy được rồi đấy Tom, bây giờ thì chúng mình sẽ cho bộ tụi nó biết tay, Billy nói. Chân của hai chúng tôi gồng lên cùng lúc. Và xe đạp tăng tốc nhanh chóng như thể chúng tôi đang lái xe trong gió. Tôi reo mừng với niềm phấn khích để mặt gió táp mạnh vào mặt. Âm thanh ầm ĩ của nhóm SD đã xa dần. Hai chúng tôi đã trở nên bất bại. Chúng tôi đã chiến thắng. Lúc xe kêu rẹt một tiếng khi Billy chạy xe vòng quanh chân đồi. Billy ngoặt tay lái rất nhanh trong khi vẫn giữ được kiểm soát. Vì vậy, hai chúng tôi đã lao vung vút về phía đường cái. Billy đã có được một chiếc thắng lớn bằng cách việc quay tròn bánh xe, đến nỗi tôi gần như bị rơi ra khỏi yên sao. Đúng là một khoảnh khắc tuyệt vời, một cảm giác tuyệt vời. Những chiếc xe khác vẫn đuổi theo chúng tôi và tôi có thể nghe thấy lời thắng phục miễn cưỡng của một số thành viên trong đội của Eddie khi chúng nói lời chúc mừng Billy đã rất xuất sắc với cú xoay xe của mình. Trước khi tôi nhận được lời tán dương của chúng, Eddie Merlinks nó vẫn rất tỉnh táo trước cảm giác bối rối vì bị thua cuộc. Đã hét lên làm đám bạn của nó không dám nói gì nữa. Chúng mày có im đi ngay không? Chúng nó có tận bốn chân trong khi chúng ta phải đạp xuống dốc đồi. Bất kỳ một ai có bốn chân đều có thể chiến thắng một người chỉ có hai chân. Chiến thắng như thế vẻ vang quá nhỉ? Tôi thật sự không biết tại sao lúc đó tôi buộc miệng nói. Eddie Merlinks. Điều vẻ vang nhất của bọn tôi là đá vào đít cậu. Đúng thế đấy, Chúng tôi đã đá vào đít cậu. Eddie đi thẳng đến trước mặt tôi. Bây giờ ta sẽ đá đít mày đấy thằng mù ạ. Nào, để tao đá đít mày một cái nhé. Ôi không, tôi nhanh chóng nhận ra thấy tôi đã sai lầm khi buộc miệng nói như vậy. Tôi thầm nghĩ, mình có biết đánh nhau đâu. Mình sẽ bị đánh chết mất thôi. Cảm ơn Chúa vì Billy đã nhảy vào giữa tôi và Eddie. Eddie, cậu thôi ngay đi. Billy nói, cậu đã thua cuộc và hãy để yên cho Tommy, nếu không cả hai bọn tớ sẽ không khách khí với cậu đâu đấy. Mặc dù Billy không to con như Eddie, nhưng Eddie, một con người luôn bắt nạt người khác, biết mình phải làm gì trong tình huống như thế này. Vì vậy mà nó đã đổi giọng. Được rồi, Billy Hannon, được rồi. Vậy tại sao cậu phải quanh quẩn ở đây với thằng mù này nhỉ? Nếu cậu muốn, tớ sẽ cho cậu gia nhập vào hội của tớ. Tôi cảm thấy rất vui khi được chơi với Tommy. Billy nói với giọng đầy thuyết phục. Tôi sẽ luôn chơi với Tommy. Này Eddie, Billy gợi ý. Tại sao cậu không để hai bọn tớ gia nhập hội nhỉ? Hãy quên điều đó đi, Billy. Eddie nói. Thằng mù đó sẽ không bao giờ được gia nhập hội này đâu. Tôi cũng đâu có muốn gia nhập vào hội ngớ ngẩn của cậu. Tôi nói vậy mặc dù tôi thật sự không nghĩ thế. Tôi không muốn gia nhập vào hội ngớ ngẩn của cậu đâu. Được rồi, Billy Hannon. Một may mắn cho cậu đấy nhé. Eddie tiếp tục nói. Cậu đang bỏ lỡ một ngày tuyệt vời nhất đấy, Tụi mình đang đi đến nơi khai thác đá đây. Có vẻ như một cảm giác rất lạ đã len lỏi vào trong tâm trí tôi. Mỏ đá. Suốt cả mùa hè tôi đã nghe Billy kể về mỏ đá, nơi các thành viên của hội SD sẽ đến để làm lễ kết nạp nhập hội bằng cách nhảy từ mỏm đá xuống hồ nước sâu thẳm bên dưới. Hôm nay tụi này sẽ có thêm ba thành viên mới. SD nói. Hôm nay là ngày kết nạp cho ba thành viên này. Hennon, đôi cá là cậu không có đủ can đảm để nhảy xuống hồ, đúng không? Im đi, Billy nói hãy nên cậu cũng chẳng dũng cảm chút nào cả eddie tôi là một đứa trẻ dũng cảm billy nói và tôi cảm nhận được một niềm tự hào và sự giận dữ đang đang xen vào nhau trong giọng nói của cậu ấy tôi dũng cảm hơn cậu nhiều vậy thì cậu hãy đi với tụi này và chứng minh điều đó đi hãy cho tụi này nhìn thấy cậu có thể sẽ trở thành một thành viên của hội chiến sĩ đi chứ Eddie quay lưng và với lấy chiếc xe đạp nhằm ra hiệu cho tất cả các thành viên còn lại đi theo. Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của Billy. "Tommy, tớ phải đi. Tớ phải chứng minh cho tụi nó thấy là tớ cũng dũng cảm. Cậu nghe này, tớ sẽ trở lại ngay sau khi tớ cho bọn chúng biết tay, thật đấy." Tôi không trả lời Billy. Tôi cảm thấy mình bị phản bội, hơn thế nữa, tôi cảm thấy hụt hẫng và đơn độc. Sau tất cả những điều hạnh phúc tôi có được, tôi nhận thấy hai thế giới thế giới của tôi và thế giới của những đứa trẻ sáng mắt. Vẫn rất cách biệt, và chính họ cũng cho tôi biết tôi đã không thuộc về thế giới của họ. Ngay cả khi bị tổn thương và tuyệt vọng, tôi vẫn còn nghe thấy sự lo âu trong giọng nói của Billy. Tommy, tớ sẽ quay lại nhanh thôi. Cậu biết cậu ở đâu mà, phải không? Cậu đang đứng dưới gốc cây táo trong sân trước nhà cậu đấy. Tôi biết tự chăm sóc bản thân mình, đồ phản bội, tôi biệt miệng nói những điều trên trong khi tôi có cơ hội suy nghĩ. Đến tận bây giờ tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi người bạn tốt nhất của tôi, Billy Hannon. Vì tôi đã nói như vậy và làm cậu ấy tổn thương. Khi nghe tôi nói vậy, Billy lẳng lặng lấy xe đạp của mình và nói Tommy, tớ sẽ sớm quay lại. Tôi nghe thấy tiếng bánh xe đạp kêu len ken vì những quả bóng giữa nang hoa và cả hội bọn họ đã cùng đi ra phía ngoài đường khái. Tôi biết rõ bọn họ sẽ đạp xe qua hai khu nhà và để xe ở bìa rừng dẫn đến mỏ đá. Bố tôi đã đưa tôi đi dạo ở đó vài lần, vì vậy tôi biết rõ đường đi đến nơi mà bọn họ sẽ đến. Khi âm thanh ầm mỹ của những chiếc xe đạp đó giảm dần, tôi đã có một quyết định rất tác bạo. Có lẽ bọn họ không muốn mình đến mỏ đá. Có lẽ bọn họ không muốn mình gia nhập hội. Có lẽ bọn họ không muốn mình được ở trong thế giới của bọn họ. Nhưng mình sẽ không ở đứng ngoài cuộc như vậy nữa. Mình sẽ chứng tỏ cho họ thấy Tôi chạy vào nhà lấy gậy để tự mình đi đến mỏ đá mà quên không chào mẹ. Tôi di chuyển nhanh hết sức có thể và lần đường đi, đôi tay vẫn lắng nghe âm thanh của bọn họ. Khi tôi đã đi đến cuối tòa nhà, tôi nghe thấy bọn họ để xe ở lại bì rừng và bắt đầu đi vào bên trong rừng. Tôi có thể nghe thấy tiếng họ ở ngay khi họ ở rất xa. Mình chỉ cần đi theo âm thanh ấy thôi, tôi nghĩ, chỉ cần đi theo âm thanh ấy thôi. Á! À, một cành cây quẹt ngang mặt và tôi cảm nhận được máu đang chảy ra từ vết thương quanh mắt. Tommy, đi chậm thôi, đi chậm thôi nào. Mình không thể đi nhanh như vậy thế được. Tôi dẫm lên góc một thân cây đã bị chặt và ngã sầm xuống làm rách đùi phải. Bây giờ thì âm thanh đã mất thật rồi. Tôi không còn nghe tiếng bọn họ nữa. Mình đang ở đâu vậy? Tommy, đứng lại và suy nghĩ đi nào. Hãy đứng yên và suy nghĩ đi. À, bọn họ kia rồi. Mình nghe tiếng rồi, mình có thể nghe thấy tiếng bọn họ đang di chuyển về phía trước và dần dần rẽ sang trái ừm mm, ừm mm. đúng rồi tôi nghe thấy tiếng hét và biết rõ rằng bọn họ đã bắt đầu để những thành viên mới nhảy xuống nước mỗi một cú nhảy đều được đặt tên riêng đau tim cú nhảy chết người thác Nigara gara cú nhảy đáng sợ nhất cú nhảy tự sát billy đã kể lại cho tôi nghe rằng chưa có ai sống sót sau khi nhảy xuống từ mỏm đá tự sát mỏm đá tự sát cách mặt nước khoảng 18 mét và từ mỏm đá xuống hồ nước có rất nhiều hòn đá nhỏ nhô ra ngoài khiến người nhảy xuống có thể gì bị mắc vào đó. Billy cũng kể rằng đã có khoảng 15 người thiệt mạng sau khi thử nhảy từ mỏm đá chết người này. Ôi chú ơi! Tôi lại ngã và lần này thì tôi bị trẹo cả mắt cá chân. Tôi rất đau nhưng vẫn cố gắng hết sức để đứng dậy đi tiếp. Tôi phải tiếp tục đi, bây giờ thì không có cả gậy dẫn đường nữa rồi. Tôi đã làm văng gậy đi trong lúc ngã, Tôi phải dò dẫm đường đi theo hướng của âm thanh phát ra từ phía bọn họ, trong khi đôi tay tôi không ngừng Vung ra để gạt những đám cây dại. Tôi biết rằng mình đang tiến gần hơn đến chỗ bọn họ, và tôi biết mình còn cách xa bọn họ bao xa. Rõ ràng bọn họ đã leo lên mỏm đá và nhảy xuống hồ nước từ khoảng cách 3 mét, 4 mét hoặc 6 mét so với mặt hồ. Tôi đang đi trên những hòn đá cuội và chúng trượt trượt dưới chân tôi. Khi tiến gần đến hồ, Tôi nghe thấy tiếng nhảy ùm từ trên mỏm đá xuống. Tôi nhẩm tính trong thời gian. 1002, 1003. Có vẻ như cú ngã chỉ kéo dài trong khoảng 3 giây. Vậy nghĩa là sao nhỉ? Tận 27 mét cơ à. Không phải, Billy nói chỉ có 18 mét thôi mà. Nhưng rõ ràng mình đã đếm đến tận 1001, 1002 và 1003 cơ mà. Tôi đi về phía bọn họ và tìm chỗ đứng cho mình cho đến khi tôi đứng ngay trên mỏm đá. Đúng lúc đó Billy ngước lên. Ôi chú ơi, Tommy, Tommy, quay lại ngay. Cậu đang nắng tiến gần đến mỏm rìa đá đó. Cậu sẽ ngã đấy. Tommy, quay lại ngay. Trong khoảnh khắc đó, dường như tất cả mọi thứ đều ngừng lại trong giây lát. Không một ai di chuyển, không một ai trên mỏ đá nói gì cho đến khi Eddie phá vỡ sự yên lặng đó. Này, thằng mù, mày định làm gì vậy? Tôi không thèm trả lời nó. Nó vẫn tiếp tục nói tốt hơn hết là mày nên quay về với mẹ mày đi chắc là mẹ mày đang lo cho mày lắm đấy eddie im ngay tôi nghe thấy giọng mình dội lại trong khoảng không bên dưới được rồi nếu mày không muốn về với mẹ thì mày định làm gì nào nhảy xuống nước à từ độ cao như thế sao mày nên biết là mày đang đứng trên mỏm đá tự sát đó đã có rất nhiều người chết vì nhảy từ mỏm đá đó xuống thằng mù không phải là mày cũng muốn chết chứ eddie im đi Billy hét lên. Tommy, cậu đừng nói gì cả. Tớ đang đi đến chỗ cậu đây. Cậu đứng yên chỗ đó nhé. Tớ sẽ đưa cậu xuống ngay bây giờ đây. Billy, cậu không cần phải lên đây đâu. Cậu cứ đứng yên đấy thôi. Tớ sẽ phải nhảy một cú nhảy từ sát này. Tommy, cậu đang nói gì vậy? Cậu không phải làm gì hết. Cậu chỉ cần đứng yên trên đó, đợi tớ lên thôi, nhớ chưa? Tôi bước gần hơn đến rìa mỏm đá và nghe thấy tiếng đá cụi rơi xuống vực thẳm Lúc này ngay cả Eddie cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Này thằng mù, mày hãy đứng yên trên đó cho đến khi Billy Hannon trèo lên với mày. Đứng yên đó đi. 55 năm đã trôi qua, kể từ ngày tháng 7 đó. 55 năm thật tuyệt vời với tôi. Cuộc sống của tôi luôn tràn ngập tình yêu và sự mạo hiểm, sự đấu tranh và chiến thắng. Vậy thì tại sao tôi lại phải đánh đổi mọi thứ để nhảy từ mỏm đá tự sát? Bởi tôi muốn được hòa nhập vào thế giới của những người khác thế giới mà bấy lâu nay tôi vẫn phải đứng ngoài khao khát. Tôi phải tạo cho mình một chỗ đứng trong thế giới ấy. Tình bạn với Billy vẫn chưa đủ với tôi. Tôi muốn nhiều hơn thế, nhiều hơn thế, rất nhiều. Vì vậy mà... À... Tôi hét lên khi nhảy ùm xuống khoảng không bao la. Cú ngã của tôi chỉ mất vài giây, nhưng cú nhảy đó có tác động rất lớn đối với cuộc đời của tôi khi tôi chìm trong nước và vẫn sống sót cho đến tận ngày hôm nay. Tôi thấy toàn thân đau nhói bởi tôi biết rõ mình đã đâm vào một mỏm đá ngay bên dưới mặt nước cơn đau do lưng đập vào đá đã khiến tôi gần như bất tỉnh nhưng là nước lạnh đã khiến tôi tỉnh táo tôi không thể thở được trong khi đôi chân không cử động được vì vậy tôi cứ thế chìm xuống cho đến khi có một bàn tay của ai đó kéo tôi lên mặt nước tôi đoán là tôi đã bị choáng mạnh vì tất cả những gì tôi biết sau khi nhảy xuống nước là tôi vẫn còn sống liệu cú nhảy mạo hiểm đó có đáng không chỉ thời gian mới có thể trả lời câu hỏi này của tôi nhưng rõ ràng là cú nhảy tự sát đã khiến tôi trở thành một người trưởng thành thành công với một vị trí xứng đáng trong thế giới của tất cả mọi người. Billy và hội Eddie đã gọi cho cảnh sát và tôi nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu tại bệnh viện South Shore. Bố mẹ tôi đến bệnh viện đúng lúc bác sĩ đang rửa vết thương cho tôi. Ông bà Sullivan, con trai của ông bà nó rất may mắn đấy, suýt nữa cậu bé đã bỏ mạng ở hồ rồi. Tôi đã làm việc ở bệnh viện này 5 năm rồi và tôi đã chứng kiến hai cậu bé cũng liều lĩnh nhảy từ độ cao đó. tuy nhiên, hai cậu bé đó đã không được may mắn như cậu bé này. hội đồng thành phố cần phải xây hàng rào trắng quanh mỏ đá đó. chắc chắn là họ phải làm vậy rồi. giọng mẹ của tôi rung lên. Tommy, tại sao con lại dám nhảy từ mỏm đá đó xuống? làm thế nào mà con đi đến được đó? con đi theo âm thanh phát ra từ phía các bạn. tôi nói một cách ngượng ngùng. con chỉ nghe tiếng của các bạn ấy và đi theo thôi ạ. À. Nhưng tại sao con lại dám nhảy xuống? Tại sao con lại nhảy xuống từ độ cao như vậy? Lúc đó, tôi thật sự không biết phải trả lời mẹ như thế nào. Có lẽ chính tôi cũng không thật sự hiểu được nguyên nhân tại sao tôi làm như vậy. Tạ ơn Chúa vì bố đã trả lời giúp tôi. Marie, Tommy nhảy vì thằng bé muốn được trở thành một thành viên trong thế giới này và đối với thằng bé, các khao đó quan trọng hơn cả việc sống. Vợ chồng mình phải quan tâm hơn nữa đến con, em ạ. À. Tôi nghe tiếng bố mẹ đi đến chiếc bàn trong căn phòng cấp cứu và có vẻ như bố mẹ sắp sửa có một trận cãi vã rất quyết liệt. Tuy nhiên, tôi vẫn là nguyên nhân của cuộc cãi vã đó. À, đúng là vợ chồng mình phải quan tâm đến con hơn anh Pocky ạ. À. Mẹ nói. Từ giờ trở đi, Tommy sẽ phải học hành chăm chỉ hơn để sẵn sàng trở lại trường Parkings. Đây chính là nơi mà thằng bé sẽ được an toàn và được học hành tử tế. Marie em đang nói đến nơi mà khiến tommy sẽ bị biệt lập và sẽ bị đơn độc một mình không em đang nói đến nơi thuộc về những người khiếm thị mary con trai của chúng ta con trai của chúng ta bố nhắc lại với giọng quyết liệt thuộc về bất cứ nơi nào nó muốn những hành động của thằng nhỏ đã cho chúng ta biết rằng thằng bé muốn được trở thành một phần của cuộc sống như tất cả những đứa trẻ cùng trang lứa khác Maria. ạ anh Pocky! thằng bé cũng sẽ có được một vị trí xứng đáng trong thế giới này tất nhiên đó là sau khi thằng bé đã chuẩn bị sẵn sàng anh biết sự chuẩn bị đó là gì không đó là thằng bé phải thông minh hơn giỏi giang hơn và tài năng hơn những người khác đây sẽ là cách giúp Tommy tìm được một vị trí cho mình để thuộc về thế giới này anh ạ và không phải bằng cách suýt nữa mất mạng và dò dẫm tìm đường đi trong rừng theo những đứa trẻ khác bác sĩ nói ông bà có thể đưa cháu về nhà rồi tôi nghĩ là cháu không gặp bất kỳ một tổn thương nào bên trong tuy nhiên ông bà nên gọi cho chúng tôi khi có những dấu hiệu bất thường để chúng tôi tiện theo dõi ông bà nên đưa cháu lại đây nếu cháu có những dấu hiệu như buồn nôn hoặc chóng mặt bố mẹ đưa tôi về nhà trong sự im lặng và đưa tôi thẳng lên phòng mẹ nói tôi sẽ bị phạt và tôi sẽ không được chơi với billy hay bất kỳ một đứa trẻ nào khác trong những ngày còn lại của mùa hè tôi lại phải quay lại khu vườn phía sau hàng rào sắt trong vườn và thế giới mà tôi vẫn khát khao được trở thành một phần nhỏ ngày càng trở nên xa hơn tình bạn và sự tin tưởng cảm giác cô đơn bao trùm lên tâm trí tôi ngồi trên chiếc xích đu ở cuối vườn trong một ngày hè tuyệt đẹp tôi cảm thấy buồn đến vô cùng những khoảnh khắc vàng đã đến với tôi và tôi đã được hòa mình vào thế giới thực tôi đã vui hết biết bao như thể một con đài bàn được cất cánh giữa trời xanh Tôi đã được ném mùi vị của sự tự do và giờ đây tiếng gõ len keng của cổng sắt như là một điềm gỡ báo cho tôi biết cánh cửa ngục tù đã nhốt chặt tôi lại và không có chút hy vọng nào để có thể thoát ra khỏi ngục tù đó. Mẹ tôi, người canh cổng tù, đã cấm tôi chơi với Billy. Mặc dù sau cuộc cãi vã hôm trước, bố tôi đã thua cuộc và đồng ý để tôi trở lại trường Parkings vào mùa thu tới. Định mệnh của tôi là thế, di chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác. Tôi đã nghĩ vậy về số phận của mình lần đầu tiên trong cuộc đời trẻ thơ của mình, âm thanh rộn ràng của thế giới bên ngoài mà tôi nghe thấy trong cơn gió nhẹ của mùa hè không có một chút ý nghĩa nào đối với tôi. Tôi lơ đãng nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại và cả tiếng Billy đang xin phép mẹ tôi đi chơi bóng. Billy dừng lại khi đi ngang qua hàng rào nhà tôi. Chào cậu, Tommy. Cậu có muốn xem đồng phục mới của tớ không? Tôi vẫn ngồi im trên chiếc xích đu. Billy vẫn cố gắng thu hút sự chú ý của tôi. Tớ đang mặc bộ đồng phục của đội Oriolis và màu quần áo rất đẹp. Cậu có muốn xem không? Tôi vẫn im lặng. Tommy, cậu hãy thử đi mà. Tôi miễn cưỡng rời chiếc xích đu và thò tay qua hàng rào để sờ vào đồng phục mới của Billy. Giống như một tù nhân đứng sau chấn song sắt, tôi đưa tay qua hàng rào sắt và cảm nhận được dòng chữ theo nổi tên của Billy và cả số áo của cậu ấy nữa. Tommy, cậu xem áo nữa đi. Billy nài nỉ. Nói chuyện với tớ đi mà tôi vẫn không trả lời tommy tớ biết đó là lỗi của tớ mà đáng ra tớ phải ngăn cậu không được nhảy xuống hồ tôi nhận thấy nỗi buồn ẩn sâu trong giọng nói của cậu bạn thân nhất và tôi đã mềm lòng billy cậu đừng nhắc đến chuyện đó nữa đó là lỗi của tớ mà chính tớ đã nhảy xuống tất cả là lỗi của tớ cậu nghe tớ nói này billy nói tại sao cậu không ra ngoài và đi chơi bóng với tớ nhỉ sẽ không có gì tồi tệ xảy ra đâu. Tụi nó bảo là tớ không thể chơi với cậu được, vì thế chúng mình cùng ra khỏi đây nhé. Tớ cũng muốn lắm, Billy. Tớ rất muốn ra khỏi đây nhưng mẹ tớ nói là hôm nay tớ sẽ phải quay lại trường Perkins để chứng tỏ với thầy hiệu trưởng là tớ đã thay đổi và tớ phải cho thầy biết rằng tớ sẽ là một cậu bé ngoan sau khi trở lại trường vào mùa thu tới. Tiếng mở cửa sổ phòng bếp nhà tôi đập mạnh vào tường. Billy Hanan Mẹ tôi hét lên. Cháu sẽ không có thời gian nói chuyện với Tommy nữa đâu. Tommy sắp quay lại trường dành cho học sinh khiếm thị rồi. Bác Sullivan, cháu xin lỗi. Billy ấp úng. Tommy, gặp lại cậu sau nhé. Tạm biệt cậu, Billy. Thế là Billy, niềm hy vọng cuối cùng của tôi về sự tự do, đã vội vàng rảo bước đi trên con đường dẫn đến sân bóng chày Và cậu ấy đã rời xa cuộc đời tôi, hoặc có thể là tôi đã từng tin như thế một giờ đồng hồ sau mẹ tắm rửa kỳ cọ và mặc cho tôi bộ quần áo đồng phục mà tôi rất ghét. tôi ngồi im lặng, cúi đầu xuống bên cạnh mẹ trong khi mẹ lái xe trên đường cao tốc South East để đến trường Perkins. cả hai mẹ con tôi đều im lặng không nói gì. tôi im lặng vì tôi cảm thấy vô cùng tức giận và tuyệt vọng. còn mẹ im lặng vì có lẽ mẹ cũng không biết mình đã nói gì với đứa con trai của mình vào ngay giây phút ấy. mẹ đã rất cương quyết đưa tôi trở lại trường nhưng tôi biết rất rõ mẹ cũng giống như tôi cả tôi và mẹ đều rất ghét khoảnh khắc này giữa hai mẹ con tôi yêu mẹ rất nhiều tình cảm giữa tôi và mẹ vẫn rất đặc biệt như tình cảm giữa tôi với bố mẹ chính là người đã dạy cho tôi học nhạc mẹ thường đọc sách cho tôi nghe mỗi tối để giúp tôi biết đánh giá trân trọng những cuốn sách hay mẹ cũng là người đã kể cho tôi nghe mọi thứ xung quanh tôi có hình dạng như thế nào bởi mẹ hiểu rõ tôi biết được những gì về cuộc sống và sự vật quanh mình thông qua những giác quan còn lại của tôi vậy mà giờ đây trên đường mẹ đưa tôi đến trường perkins hai mẹ con tôi lại không nói gì với nhau mẹ vẫn cương quyết với quyết định của mình bởi mẹ nghĩ rằng mẹ đã hoàn toàn đúng khi hành động như thế còn tôi tôi vẫn cương quyết được trở thành một phần trong thế giới sống động ngay bên ngoài hàng rào sân sau nhà tôi và cũng là thế giới bên ngoài cánh cổng khắc nghiệt của trường perkins trường dành cho những học sinh khiếm thị Tiếng chuông rung lên từ những chiếc chung cũ kỹ trong tháp điểm 3 giờ, khi mẹ lái xe ngay đến trước tòa nhà hành chính của trường. Cuối cùng thì mẹ cũng không thể chịu đựng được sự im lặng ấy lâu hơn nữa. Mẹ quay người sang tôi và nói: "Tommy, mẹ không hề thích sự yên lặng này chút nào. Mẹ biết rằng con cũng vậy. Mẹ yêu con rất nhiều. Mẹ biết rằng đây chính là điều tốt nhất mẹ có thể làm cho con." Tôi vẫn giữ dưng và không nói gì. Mẹ hít thở thật sâu để cố gắng giữ bình tĩnh. Tommy, khi con mới chào đời, con chính là đứa trẻ tuyệt vời nhất trên đời này. Nhưng con đã chào đời khi chưa đủ tháng đủ ngày. Mẹ đã nói với con như vậy rồi, phải không? Tôi gật đầu. Sự chào đời của con đã là một sự mạo hiểm. Con chỉ nặng 1,3 kg và trong 3 tuần đầu tiên con đã sụp mất 0,4 kg. Mẹ đã cầu xin Chúa ban tặng cho con sự sống. Khi bố mẹ đưa con về nhà, mẹ biết rõ mẹ đang có được sự kỳ diệu và Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của mẹ. Ba tháng sau, mẹ nhận ra mắt con có vấn đề gì đó. Con không bao giờ nhìn vào ánh đèn sáng và con chú ý đến giọng nói của mọi người bằng cách quay đầu về phía họ. Mẹ biết rõ con không bao giờ nhìn vào họ cả. Mẹ nghĩ là sẽ có ít ai phát hiện ra điều đó. Nhưng mẹ là mẹ của con và những người mẹ luôn có những bản năng rất đặc biệt về đứa con của mình. Mẹ biết rõ điều gì đang xảy ra không bình thường với con. Mẹ đã hẹn gặp bác sĩ Frederick Verhoff tại Bệnh viện Mars General lúc đó bác sĩ vahov chính là bác sĩ nhãn khoa giỏi nhất trên thế giới này lúc này tôi cảm thấy một chút quan tâm trong câu chuyện của mẹ bác sĩ nhãn khoa ạ à, tôi hỏi mẹ tommy bác ấy rất giỏi về mắt bác sĩ kiểm tra đôi mắt của con sau một cuộc kiểm tra dài bác sĩ đã nói với bố mẹ rằng ông bà sullivan con trai của ông bà đã bị mù ông bà nên đưa cháu vào sống trong một cái tổ chức từ thiện nào đó vậy là sao hả mẹ tôi hỏi mẹ đưa con vào sống trong một tổ chức từ thiện. Tommy theo lời bác sĩ thì điều đó đồng nghĩa với việc bố mẹ phải cách ly con và đưa con đến sống ở một nơi khác. chẳng phải là mẹ cũng đang làm như vậy sao? những suy nghĩ của tôi trào lên và tôi nói liền một mạch bố mẹ cách ly con bằng cách bắt con chơi một mình trong sân sao? bằng cách bắt con phải sống trong một ngôi trường dành cho học sinh bị khiếm thị phải không ạ? À? Tommy không phải như thế đâu con ạ. À. Mẹ trả lời câu hỏi của tôi một cách cương quyết. Mẹ muốn con được học hành đến nơi đến chốn, mẹ muốn con am hiểu về nghệ thuật, mẹ muốn con tiếp tục làm cho tình yêu của con đối với sách vở và âm nhạc ngày càng lớn hơn nữa. Mẹ muốn con phải thật thông minh và xuất sắc, chỉ có như vậy thế giới này mới dành cho con một vị trí xứng đáng. Tommy, con hiểu những lời nói của mẹ không? Mẹ muốn thế giới này luôn dành chỗ cho con một tài năng như con. Và vì vậy, con cần phải học và phát triển tài năng để trở thành một người đặc biệt nhưng đặc biệt không có nghĩa là phải khác biệt phải không ạ à? tôi nói con không cần phải chơi một mình chứ ạ à. bố nói với con rằng con cần phải được sống trong một thế giới sống động với những người bạn cùng trang lứa tommy mẹ rất muốn con được hòa nhập vào thế giới nhưng con không thể hòa mình vào đó nếu con không phải là một người đặc biệt con biết không tất cả mọi người đều nghĩ con là một người tàn tật và cách duy nhất để giúp con thành công là con phải vượt qua sự tàn tật của mình bằng tài năng Mẹ, mẹ cho con đi học ở trường công đi. Mẹ hãy để con chơi đùa với những người bạn khác và trở thành một phần trong thế giới của họ. Con chỉ muốn được như vậy thôi ạ. À. Tommy, một ngày nào đó mẹ sẽ cho phép con như vậy. Mẹ nói. Còn bây giờ, con phải học tại trường Perkins và con phải nghe theo lời mẹ. Mẹ con mình đi thôi nào. Đã đến giờ hai mẹ con mình gặp thầy hiệu trưởng Waterhouse rồi. Mẹ quay sang ôm tôi vào lòng. Tommy, mẹ yêu con lắm. Mẹ yêu con nhất trên đời mẹ biết con đang rất giận mẹ và mẹ biết con giận mẹ chỉ vì con chưa hiểu mọi chuyện mẹ sẽ dành trọn cuộc đời này cho con con là người quan trọng nhất trong cuộc đời của mẹ và mẹ biết rõ mẹ đang làm đúng tommy con hãy tin mẹ tôi nghe thấy tiếng nấc trong giọng nói của mẹ và tôi đã phải dịu lại mẹ vâng ạ à, mẹ đừng khóc nữa con sẽ quay lại trường parkings hai mẹ con tôi cùng khóc cùng sụp xịt mũi và cùng lau khô nước mắt Mẹ cố gắng mỉm cười. Con nghe mẹ nói này, hiệu trưởng Waterhouse là một người khá kiên quyết. Nhưng mẹ con mình không nên quan tâm đến điều đó. Mẹ con mình sẽ cùng chào hiệu trưởng và với một nụ cười thật duyên dáng của người Ireland. Con nhớ chưa? Hai mẹ con tôi cùng xuống xe và đi vào tòa nhà hành chính. Cuộc gặp mặt với thầy hiệu trưởng Waterhouse khá suôn sẻ. Mẹ đã thuyết phục thầy khi nói rằng tôi sẽ tiếp tục tự học ở nhà và khi quay lại trường vào mùa thu tới. Tôi sẽ là một học sinh hoàn toàn khác biệt. Về phần mình, tôi luôn cố gắng mỉm cười và đảm bảo với thầy hiệu trưởng rằng tôi sẽ không gây ra bất kỳ một rắc rối nào nữa sau khi trở lại trường. Sau 20 phút nói chuyện, thầy hiệu trưởng cho rằng tôi nên ra ngoài sân chơi với các bạn. Các bạn vẫn ở lại trường để học thêm hè và thầy tiếp tục nói chuyện với mẹ tôi. Tommy, thầy đoán là em sẽ rất vui khi biết rằng hai bạn đã chạy trốn cùng em. Em Jura và em Ernest đang ở lại trường để học thêm hè. Bố mẹ của hai bạn ấy cho rằng hai bạn ấy cần phải nhận được những hình thức kỷ luật nghiêm khắc hơn để không còn có ý nghĩa chạy trốn nữa. Em có thể đi ra ngoài sân chơi với các bạn. Chắc chắn là các bạn ấy cũng sẽ rất vui khi được gặp em đấy. Khi tôi đi ngang qua sân trong của khuôn viên trường, tôi đã rất bất ngờ trước vẻ đẹp của ngôi trường này. Thật ra thì trường Perkins cũng không hẳn là một nhà tù khắc nghiệt. Tất cả các giác quan của tôi như sống lại với mùi thơm của hoa, mùi cỏ mới cắt, Tiếng hót líu lo của đàn chim và tiếng nước chảy róc rách của dòng suối sạch dẫn nước vào cái ao mà chúng tôi đã lấy trộm chiếc thuyền trong chuyến phiêu lưu trên sông Sắc. Một bóng đá đã được thay đổi cho phù hợp với chúng tôi. Các bạn đang chơi bóng ở cuối góc sân thể dục. Trong trò chơi này, cầu thủ có thể dùng tay chạm vào bóng và quả bóng dùng có kích thước lớn gấp 5 lần quả bóng thường thường. Tuy nhiên, trận đấu của chúng tôi vẫn căng thẳng và hào hứng không kém gì những trận đấu truyền thống. Các cầu thủ vẫn đá bóng liên tục trong khi đôi tay lắng nghe âm thanh phát ra từ những quả chuông ở bên dưới lớp da quả bóng tôi đợi cho đến khi bóng lăn về phía tôi rồi tôi mới đuổi theo bóng và suýt bóng này ai suýt bóng vào lưới vậy một vài người hét lên chắc chắn có một ai đó đã tham gia vào trận đấu này rồi annie là người trấn giữ khung thành tôi đá bóng rất mạnh làm bóng đập vào lưới và đây chính là dấu hiệu cho thấy tôi đã xuất sắc ghi bàn các cậu thấy chưa Tôi hét lên vui sướng. Chắc chắn là các cậu rất cần tớ trong trận đấu này rồi nhé. Phản ứng của các bạn tôi rất mạnh mẽ và hào hứng. Tommy! Một số bạn hét lên. Này Sully! Rất vui được gặp lại cậu ở trường. Một số bạn khác nói. Bọn tớ nhớ cậu lắm đấy. Tôi tìm Annie và ôm chầm lấy cậu ấy. Jerry mập y ạch tiến đến gần tôi và tôi cũng ôm cậu ấy thật chặt tôi đã rất bất ngờ khi nhận ra rằng tôi đã nhớ những người bạn kiếm thịt của mình nhiều đến thế nào chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ rất nhiều khoảng thời gian tuyệt vời với nhau nhất là cuộc chạy trốn của tôi ngay lúc đó tôi hiểu rất rõ rằng họ sẽ mãi mãi là những người bạn tốt của tôi tất cả chúng tôi cùng ngồi dưới một gốc cây và nửa giờ tiếp sau đó các bạn không ngừng hỏi tôi về những chuyến phiêu lưu của tôi suốt mùa hè không phải học ở trường Parkings. các bạn không ngừng suýt xa chà chà và à khi tôi kể cho các bạn nghe về chuyến đi câu gặp sương mù về chiếc xe đạp đôi về billy Hannon và về cú nhảy của tôi từ mỏm đá tự sát tôi cũng hỏi thăm tình hình học tập của các bạn tại trường và các bạn đã học thêm hè như thế nào jerry rên rỉ kêu lên ôi trời cũng chẳng khác gì bình thường đâu câu hỏi của annie làm tôi vô cùng ngạc nhiên tommy vậy thì tại sao cậu phải quay lại trường ý cậu là sao cơ tôi hỏi tớ muốn nói là tại sao hôm nay cậu lại có mặt ở trường annie nhấn mạnh tôi nhún vai bởi vì mẹ tớ đã thuyết phục tớ quay lại trường tất cả các bạn tôi đều nói không để tỏ một thái độ không đồng ý sự thật là tôi đã bị bắt quay trở lại trường annie đã thay mặt tất cả các người bạn của tôi nói tommy cậu không thể quay lại đây được chúng tớ không muốn cậu phải ở đây cậu nói gì cơ tôi lắp bắp Chẳng phải chúng mình vẫn là bạn tốt đấy sao? Tommy, chúng mình vẫn là bạn tốt của nhau cơ mà. Jerry nói. Nhưng nếu cậu quay lại đây, tất cả chúng tôi sẽ thất bại. Cậu đang nói gì vậy? Tôi hỏi lại. Thất bại ư? Ừ. Tommy, Annie nói. Cậu có còn nhớ rằng những gì mà chúng mình vẫn thường nói không? Rằng chúng mình phải ở trong ngôi trường biệt lập này, trong khi bên ngoài là một thế giới tươi đẹp. Cậu đó được hòa mình vào thế giới ấy rồi. Jerry nói rất đúng. Nếu cậu thất bại, tất cả chúng tớ sẽ thất bại tôi im lặng không nói trên suốt quãng đường mẹ đưa tôi về nhà những lời nói của các bạn vẫn vang vang trong tâm trí tôi nếu cậu thất bại tất cả chúng tớ sẽ thất bại đây là lần đầu tiên tôi hiểu rằng việc tôi tìm được một vị trí cho mình trong thế giới thực còn quan trọng gấp nhiều lần những gì mà tôi đang nghĩ tối hôm đó tôi nằm dài trên giường mà không tài nào ngủ được những lời nói của các bạn vẫn vang lên trong đầu tôi nếu cậu thất bại tất cả chúng tớ sẽ thất bại ném bóng và bắt bóng một lần nữa tôi lại phải ngồi một mình trong sân sau thế giới bên ngoài đã ngày càng cách xa tôi hơn nữa sự buồn chán tuyệt vọng đã thay thế cảm giác cô đơn trong tôi và tôi không còn đủ dũng cảm để tranh đấu giành lại sự tự do cho mình nữa tôi ngồi ủ rũ trên xích đu và đọc bài mà không ghi nhớ được chữ nào trong đầu tôi đã tan vỡ một đứa trẻ đã hoàn toàn kiệt sức và không còn sự tức giận đủ mãnh liệt như khi tôi quyết định chạy trốn khỏi trường perkins và nhảy xuống hồ nước từ mỏm đá tự sát bố mẹ tôi lại cãi nhau và suốt mùa hè năm đó tôi chính là nguyên nhân cho những cuộc tranh cãi quyết liệt giữa họ tôi băn khoăn tự hỏi không biết có bao giờ bố mẹ nghĩ rằng tôi có thể nghe thấy tiếng họ cãi cọ nhau về vấn đề của tôi tôi có cảm giác như thể tôi chỉ là một đồ vật được ném đi ném lại hay đúng hơn là một quả bóng chày được tung từ tay người ném bóng đến tay người bắt bóng bố nói với mẹ marie em hãy nhìn con đi con đang ngồi một mình không biết làm gì và không có ai chơi cùng nếu cứ như thế con sẽ trở thành một người sống thực vật thôi chỉ là tạm thời thôi anh ạ à, mẹ nói thằng bé đã đồng ý quay lại trường perkins để học và sau khi thằng bé quay lại trường mọi việc sẽ ổn cả thôi marie anh đã nói với em rồi anh cá với em là chỉ sau hai tháng học ở đó, thằng bé sẽ lại tìm cách trốn đi thôi. Cuộc chạy trốn đó đã khiến tôi phấn khích, nhưng lúc này thì không. Lúc này tôi không muốn chạy trốn khỏi bất kỳ nơi đâu cả. Anh Pocky, vợ chồng chúng mình đã tranh cãi vấn đề này quá nhiều rồi, và dường như anh vẫn không hiểu những gì em nói. Tommy cần phải học tại trường Perkins. Thằng bé cần phải có được sự quan tâm đặc biệt mà trường dành cho những học sinh khiếm thị, và em chắc chắn rằng thằng bé sẽ có được tất cả những thứ nó cần tôi nghe tiếng thở dài của bố một ngày nào đó cô vợ bướng bỉnh của tôi ạ à. một ngày nào đó em sẽ nhận ra rằng tommy là rất nhiều thứ và một trong những thứ đó là thằng bé bị khiếm thị có thể nếu vợ chồng mình quên đi điều đó đi mọi thứ sẽ không nghiêm trọng như em nghĩ đâu anh porky đó là điều nghiêm trọng nhất mẹ tôi nói trong sự tức giận Em đã cá cược với Chúa Trời rằng nếu Ngài để Tommy được sống, em sẽ biến con mình thành một người đặc biệt. Và đây chính là điều em đang làm cho con. Cuộc tranh cãi của bố mẹ tôi chấm dứt đột ngột và tôi nghe thấy tiếng cửa đóng rầm lại. Chỉ ít giây sau đó tôi nghe tiếng bố lái xe ra khỏi gara. Tôi cũng không biết bố sẽ đi đâu, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng bố sẽ không về nhà trong một vài ngày tới. Mỗi lần bố lái xe đi như vậy, mẹ thường nói là bố phải ra quản lý hai cửa hàng, nhưng chị Pat và tôi sớm hiểu ra rằng bố nghiện rượu và mỗi lần bố rời nhà trong sự tức giận. Điều đó đồng nghĩa với việc bố đi nhậu nhạc say xưa. Chúng tôi sẽ lại thấy bố trở về nhà sau hai ngày. Khi đó bố sẽ về nhà để tan cơn rượu. Trong suốt thời thơ ấu của mình, điều khó khăn nhất mà tôi phải đối mặt là tôi luôn phải cố gắng tìm hiểu xem bố tôi là ai sau khi trở về nhà trong tình trạng say mềm như vậy. Một người bố hạnh phúc bên những cốc rượu hay một người bố chán nản, thất vọng, tức giận với chứng nghiện rượu tôi chưa bao giờ biết điều đó cả sự căng thẳng đó đã bao trùm suốt cuộc đời của tôi bố tôi đã chịu đựng mọi thứ bên chai rượu của mình còn mẹ mẹ đã sử dụng lòng cương quyết để chịu đựng mọi chuyện tôi vẫn luôn tin tưởng vào những lời cầu nguyện của tôi gửi đến chúa tôi đã cầu xin chúa ban tặng cho tôi một người bạn và billy haynn đã đến bên tôi và tôi cũng đã cầu xin chúa ban cho tôi một đôi mắt sáng nhưng chúa chưa bao giờ ban tặng cho tôi điều kỳ diệu đó Mẹ nói rằng Chúa cũng có những lý do riêng của Ngài khi không ban tặng cho tôi một đôi mắt sáng. Và tôi tin vào điều đó bởi mẹ có lòng tin nhiệt thành với Chúa. Dù sao đi chăng nữa thì lúc này tôi vẫn ngồi một mình trên xích đu trong vườn suốt một giờ đồng hồ nữa cho đến khi tôi nghe tiếng bố lái xe vào gara. Chỉ vài giây sau đó bố mở cổng và chạy thẳng đến chiếc xích đu tôi đang ngồi. Con trai, con vẫn đang ngồi đấy à? Chắc là con đang cảm thấy tuổi thân lắm phải không? Được rồi, không sao con ạ. À. Có lẽ tự tuổi thân cho mình sẽ đưa con đến nơi nào đó đấy Giọng bố bỗng thấm đậm sự mỉa mai Hôm nay là ngày bao nhiêu con? Bố hỏi Ngày 18 tháng 7 ạ à? Tôi trả lời Ngày 18 tháng 7 18 tháng 7 Chà chà, như vậy là con sẽ còn 40 ngày nữa để ngồi trên chiếc xích đu này Và trở thành một kẻ sống, một đời sống thực vật Trước khi mẹ đưa con trở lại trường Perkins Chiếc đài tôi đặt tận trong góc xa của cuối vườn Lúc đó đội Red Sox đang thi đấu với đội Baltimore Orioles Đột nhiên bố đội chủ đề nói chuyện với tôi Tommy, đội Red Sox thi đấu thế nào rồi con? Đây là cú ném cuối cùng của lần giao bóng thứ 5 bố ạ à. Tôi kể lại cho bố nghe diễn biến trận đấu Họ đang dẫn 4-1 ạ à. Tom Brewer đang ném bóng Cầu thủ này vừa nhường cú đánh bóng cho Brooks Robinson Nhưng con nghĩ là cầu thủ này vẫn hoàn toàn có thể làm chủ trận đấu Chà, bố con mình vẫn sẽ bật đài tường thuật trận đấu như thế nhé. Bố muốn cho con xem cái này hay lắm. Con đứng lên đi nào. Bố đặt một vật gì đó vào tay tôi. Tommy, con có biết đây là cái gì không? Tôi biết rõ đó là cái gì. Quả bóng chày bố ạ, à? tôi nói. Không, không phải con ạ. À. Đây là quả sporting được dùng trong giải thi đấu chính đấy con ạ. À. Tối qua bố đã có được quả sporting này từ một trong số những người quản lý của đội Sox ông ta thu tiền cá cược với bố và bố đã quyết định trao đổi để lấy quả bóng này và một số thứ khác nữa. Bố sẽ cho con thấy những thứ còn lại trong cuộc thương lượng này nhé. Bố đặt chiếc găng tay bắt bóng vào tay tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi da của chiếc găng tay đó. Hora, tôi nói. Bố, cái này tuyệt quá bố ạ. À. Rất tuyệt vời đấy con ạ. À. Bố nói. Sammy White đã đeo đôi găng tay này trong trận thi đấu với Washington Senators hồi tuần trước đấy bố lấy găng tay trên tay tôi, xỏ tay vào và đập quả bóng. Tommy, rất tuyệt đấy con ạ. À, khi một cầu thủ đeo đôi găng tay này vào và đập đập vào bóng, đó sẽ là lúc con sẽ nghe được tiếng trọng tài nói, nhắm vào vị trí số 3 Tommy, bố muốn chỉ cho con thấy một số điều rất thú vị. Nhưng con phải ôm bố thật chặt thì bố mới cho con xem được. Tôi nhảy lên ôm bố và cười sung sướng. Lúc đó bố mặc một chiếc áo bảo vệ rất ngực và tôi thấy bố rất giống với những cầu thủ bắt bóng thật sự chỉ một giây sau đó bố đã đeo mặt nạ vào giọng của bố như lạc đi khi bố kéo chiếc đai mặt nạ vào đúng vị trí còn bây giờ tôi đã ở trong tư thế sẵn sàng như bố nhưng bố đang nghĩ gì vậy nhỉ tommy con nghe bố nói này một người bắt bóng được trang bị quần áo đầy đủ như thế này sẽ không làm gì được cả nếu không có một cầu thủ ném bóng cho anh ta tôi nghĩ ngay đến billy mẹ nói là con không được chơi với billy nữa bạn ấy đi chơi bóng ở sân vận động rồi ạ à. bố biết rồi con ạ à. vì vậy mà bố nghĩ là bố con mình phải tìm một người khác thay thế phải không con một cầu thủ tóc vàng thuận tay phải được không con con nghĩ thế nào lúc này thì bố đã nói rõ là tôi bố muốn tôi ném bóng con đến đây nhé bố nói trong khi đưa tôi đến cuối vườn bây giờ thì con đứng yên ở đây nhé bố sẽ quay lại ngay thôi Ít phút sau đó, bố đi từ gara với một tấm bảng, một tấm thảm cũ, một cái búa và một ít đinh sắt. Chỉ 20 phút sau đó là bố đã làm cho tôi một nơi ném bóng tuyệt đẹp. Con hãy xem đi này. Bố nói với sự nhiệt thành lan tỏa sang cả tôi. Vị trí ném bóng của cầu thủ ném bóng trong giải thi đấu chính thức dài 18 mét kể từ vị trí phát bóng. Bố đã nói chuyện với một ủy viên của giải thi đấu bóng chính thức hồi sáng và ông ta nói với bố rằng khoảng cách ném bóng cho cầu thủ nhí là 14 mét. Bây giờ bố sẽ đo đúng 14 mét nhé. Bố lấy trong túi quần một chiếc thước đo. Con cầm lấy đầu này nhé. Đầu dây này đang ở giữa vị trí ném bóng đấy. Bố đi đo nhé. Một, hai, ba, bốn. Bố bước được khoảng 15 bước thì dừng lại và khoảng cách đó đã đúng là 14 mét. Bây giờ thì bố con mình cần có một vị trí ném bóng con ạ. À. Bố lấy một miếng gỗ cũ ra để làm vị trí ném bóng và hai bố con tôi đã thực sự sẵn sàng cho trận thi đấu. "Tommy, được rồi đấy." Bố vừa nói vừa quay lại phía tôi. "Trước hết, bố sẽ giúp con di chuyển đường bóng nhé. Con sẽ không phải ném bóng bằng tay thuận là tay phải, vì con phải lắng nghe theo âm thanh của quả bóng. Bố sẽ giúp con bắt bóng ở phía cạnh sân được không? Con sẽ dùng tay phải để bắt bóng sau khi đã biết cách bắt bóng ở cạnh sân, con hiểu chưa?" Các cầu thủ bóng chày rất ghét kiểu ném bóng như vậy vì nếu bạn ném bóng theo đường vòng hoặc bóng trượt mạnh, bóng sẽ bay thẳng vào mặt họ. Nếu bạn ném bóng qua đầu cầu thủ, họ có thể đón được đường quay của bóng, nhưng nếu bạn ném về phía cạnh sân, chắc chắn họ sẽ không bao giờ biết được hướng đi của bóng. Bây giờ, bố sẽ chỉ cho con đường đi của bóng. Con hãy đặt hai tay vào đây. Bố đặt một tay tôi vào hông bố, một tay tôi lên vai phải của bố và từ từ tạo chuyển động của bóng khi bóng được ném lên cạnh sân. Được rồi, Bố vừa nói vừa chạy đến vị trí của mình Ngay phía sau vị trí phát bóng Bây giờ bố sẽ đeo găng tay Và bố muốn con phải lắng nghe âm thanh của trái bóng Sau đó khi con bắt đầu đi từ phía cạnh sân Con hãy đưa tay phải ra Thẳng chỗ mục tiêu Và hình dung con là cầu thủ thực thụ Con có thể tưởng tượng mình là cầu thủ Frank Sullivan kỳ cựu Hai bố con mình đang chơi trên sân Fenway Park Và tất nhiên đây là trận đấu thứ bảy của giải vô địch thế giới trong trận đấu này, chúng ta sẽ đối mặt với đội Brooklyn Dodgers và cầu thủ xuất sắc Duke Snyder của đội này đang chơi rất tuyệt. Con biết rõ Snyder có một đôi mắt tinh nhanh đến thế nào đúng không? Chắc chắn con sẽ muốn bắt được quả bóng ngay tại góc sân. Được rồi, bây giờ bố sẽ cho con thấy mục tiêu nhé. Con cần phải nhớ đưa găng tay về phía phải nhé. Bây giờ con hãy để cho âm thanh của trái bóng chỉ đường cho con bắt bóng nhé. Tôi rất phấn khích khi nghe tiếng bố đập bóng vào đấm tay của đôi găng tay. Tommy, bố sẽ ném bóng từ đây này. Con trai, bố ném nhé. Bóng sẽ bắt đầu kêu vút vút ngay từ khi bố ném đấy. Nào, con hãy bắt đầu đi. Bố đã chỉ cho tôi thấy đường bóng đơn giản và khi tôi để bóng vụt đi, tôi đã cố gắng hết sức để ném bóng. Khi tôi nghe thấy tiếng bước chân của bố đi ra khỏi vị trí ban đầu và bố nhảy vội lên để đỡ đường bóng, chưa đúng khi nó bay vù qua đầu bố. Ôi chúa ơi! Bố kêu lên, và sau đó là một tiếng đập rất mạnh trước khi chị Becky kêu ầm lên. Mẹ ơi mẹ, Tommy làm vỡ cửa sổ rồi ạ. À. Tommy làm vỡ cửa sổ rồi mẹ ơi. Trong chốc lát, mẹ tôi đã chạy vội xuống cầu thang để xem xét cánh cửa sổ bị vỡ vụn. Chỉ là một cánh cửa thôi phải không em? Bố tôi nói với mẹ. Nhà mình có tới 50 cánh cửa sổ cơ mà, dù sao thì vợ chồng mình cũng nên thay cánh cửa mới phải không em? Mẹ tôi không trả lời bố vì vậy, bố vẫn là người nói tiếp. Tommy, con đã có một cú ném bóng tuyệt vời đấy. Chỉ có điều con hơi bị phấn khích quá đấy nhé. Bố biết rằng tất cả các cầu thủ ném bóng đều phấn khích như vậy khi lần đầu tiên họ được ném bóng. Đáng ra bố phải hướng dẫn con cụ thể hơn trước khi đi vào thực hành. Bây giờ thì con hãy cảm nhận đường đi của bóng và lốp bóng cho đến khi con quen với đường bóng này được không? Hai giờ đồng hồ tiếp theo đó, tôi học cách ném bóng cho đến khi đôi cánh tay tôi mỏi rã rời. Cuối cùng thì tôi cũng có thể ném bóng tốt hơn. Mỗi lần ném bóng tôi đều tưởng tượng mình là cầu thủ Frank Sullivan đang thi đấu trên sân Fenway Park trong trận thi đấu thứ 7 đối với đội Brooklyn Dodgers tại giải vô địch quốc gia. Sau mỗi lần ném bóng, tôi thấy đường bóng mình ném tự nhiên hơn và sau mỗi lần cú ném trúng đích, tôi cảm thấy mình mỗi lúc một nhiệt tình hơn. Nhưng tôi thực hành ném bóng để làm gì? Tại sao bố lại muốn tôi ném bóng thật dương diễn? Tôi không học bài mấy ngày liền kể từ sau hôm đó và sau những cuộc cãi vã lúc nửa đêm của bố và mẹ mẹ đã đồng ý cho billy được sang chơi với tôi có lẽ chú đang mang đến cho mình điều kỳ diệu tôi thầm nghĩ nhưng tôi chắc chắn tôi là một cậu bé hạnh phúc và billy là một cầu thủ bắt bóng cười khôi chỉ trong hai tuần tôi đã hoàn toàn ném bóng với đường bóng đẹp nhất có thể và anh trai michael của billy cũng giúp đỡ chúng tôi bằng cách cầm chày đứng trong sân tất nhiên anh ấy không ném bóng chúng tôi không thể làm vỡ thêm bất kỳ một cửa sổ nào nữa nhưng tôi biết rõ cả anh ấy và billy đều rất ấn tượng với cú ném bóng của tôi trong cuộc sống vốn rất rối ren của tôi tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc với trò chơi bên ném bóng chày này và tôi cũng cảm thấy mình là một người hạnh phúc nhất trên đời một lần nữa tôi lại hào hứng mong chờ từ ngày đến mùa hè trận đấu bóng chày của tôi một buổi lễ nhân danh chúa đã diễn ra tại sân nhà tôi Hôm đó, tất cả những người bạn nối khố của bố đều có mặt để tham gia buổi lễ, để đón nhận máu và thịt của Chúa. Một số người còn được nếm một chút rượu trong cốc rượu lễ. Mẹ tôi nấu bữa sáng cho tất cả những người đàn ông Ireland này và những miếng trứng ốp lết của mẹ đã trở thành huyền thoại trong những câu chuyện của họ. Một số người đang uống rượu Bloody Marys hoặc loại rượu uống vào buổi sáng mà họ cố gắng thanh minh rằng loại rượu này sẽ giúp làm cân bằng những tổn hại mà họ phải gánh chịu vào buổi tối hôm trước như thường lệ, câu chuyện của họ vẫn xoay quanh chủ đề chính trị, vấn đề chính trị trên cả nước và trọng tâm hơn là vấn đề ở địa phương và tất nhiên là cái đội Red Sox nữa. Đội Red Sox lại một lần nữa bị đẩy xuống vị trí thứ tư, mặc dù cầu thủ sắm xét Ted Williams đã đạt được 337 điểm. Đó là lỗi của ban quản lý. Joe Macrio phàn nàn. Nếu Tom Yonkey không mặc đồng phục quá chặt thì chắc chắn anh ta sẽ có được những đường bóng tuyệt vời. Ít nhất sẽ là một đường bóng ném bằng tay phải về phía Mel Fagney Mel chỉ giỏi khi bắt bóng bằng tay trái thôi Ôi Tommy, giá như cháu có thể nhìn đường bóng cong tuyệt đẹp đó Nó cao tới 18 mét và khiến tất cả các mọi cầu thủ phải ngạc nhiên Đúng là một đám đông ồn ngã Đây là những từ miêu tả đúng nhất về khung cảnh bên trong nhà tôi vào buổi sáng Chủ nhật trong suốt mùa hè Người ta nói rằng người Ireland biết nhiều điều hơn những gì họ nên biết chắc chắn họ thuộc về một bộ đọc nào đó cũng chỉ biết nói nói và nói và tôi tôi lắng nghe tất cả câu chuyện của họ ghi nhớ từng chi tiết và biến những câu chuyện đó thành câu chuyện của riêng mình tôi đã rất bất ngờ khi nghe thấy tiếng bố đập nhẹ chiếc cốc thủy tinh lên bàn và yêu cầu mọi người trật tự thưa các quý ông bố tôi nói tôi muốn nói một lời rất quan trọng vì thế xin mọi người hãy thật chú ý đám đông im lặng ngay tức khắc và tất cả mọi ánh mắt đều đổ về phía bố tôi với sự tò mò. Trong số những người Ireland có quyền thế ở Boston, bố là người có uy tín lớn. Đó chính là khả năng của bố, khả năng thu hút sự chú ý của mọi người và khiến họ không thể rời mắt đi đâu khác. Thưa các anh em, bố nhắc một lần nữa, đội Red Sox đang thất bại thảm hại, vì vậy chúng ta đã bắt đầu chuyển sự chú ý của mình từ sân vận động lừng danh Fenway Park đến một giải bóng nhỏ hơn của thị trấn. Giải thi đấu của thị trấn như mọi người thấy đấy, đội Situay Orioli đang đứng đầu giải South Shore và họ đang có cơ hội chiến thắng trong mùa giải vô địch của thị trấn. Họ cũng có hy vọng tiến đến giải vô địch trẻ thế giới ở Williamsport tại Pennsylvania với tư cách là bậc phụ huynh. Chúng ta hoàn toàn có thể tin vào khả năng này của các cầu thủ nhí tài năng. Đối với riêng bản thân tôi, giấc mơ của tôi bé nhỏ hơn rất nhiều. Tôi chỉ ước Tommy nhà tôi sẽ có cơ hội được thi đấu, dù chỉ là một trận đấu mà thôi. Như anh Pocky ạ. Bác John Hennon nói một cách lịch sự. Tommy bị... Bố tôi đã cắt ngang lời bác. Anh John, có phải anh định nói là Tommy không thể nhìn thấy bóng đúng không? Đúng thế, anh nói đúng. Nhưng với sự trợ giúp của Billy, con trai anh, Tommy sẽ làm tất cả các anh phải bất ngờ bởi thằng bé có khả năng ném bóng rất cười. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi Billy xuất hiện với đôi tay đã đi sẵn găng tay bắt bóng. Mời các anh đi theo tôi ra sau sân và xem con tôi ném một vài đường bóng tuyệt vời nhé bố tôi nói bố vừa đi vừa nói đi ngang qua căn phòng đến chỗ tôi và vòng tay qua đôi vai tôi bố cúi người xuống và thì thầm tommy sẽ không sao đâu con bố đã nghĩ là tốt hơn hết bố không nên nói cho con biết điều này bố nên gọi điều này là gì nhỉ một buổi diễn thử con nhé nào đi theo bố con hãy cho họ biết tài năng của mình nhé tất cả những ông bạn của bố đều kéo nhau ra phía sân sau và tôi đã đứng vào vị trí của mình ở ngay điểm phát bóng billy đứng sau vị trí phát bóng và đập đập nắm đấm vào bàn tay đeo găng bên kia được rồi đấy tommy cậu sẽ nắm bóng từ đây nhé bây giờ cậu hãy cho tớ thấy đường bóng thần tốc của cậu đi nào bụng tôi như sôi lên khi nỗi lo của tôi xuất hiện tôi ném bóng lên và nghe thấy tiếng billy nhảy bật lên đập quả bóng xuống khi bóng bay cao và đi ra khỏi vị trí phát bóng. Bố tôi đã đóng vai trò làm người tường thuật trận đấu. Một cú bắt bóng rất đẹp, Billy ạ. À. Tom, đường bóng đó hơi cao và đi ra ngoài rồi. Tại con lo lắng nên chưa làm tốt đúng không? Bố biết mà. Bây giờ con hãy bình tĩnh lại hơn và chơi trò ném bóng để Billy bắt bóng được không? Chỉ cần trò chơi ném bóng và bắt bóng với Billy. Tôi chỉ cần nghĩ như vậy mà thôi cú ném bóng tiếp theo của tôi đã khiến găng tay của Billy kêu đánh bột một cái và bố tôi hét ầm lên. Một điểm! Tôi ném thêm 24 quả bóng nữa. Tất cả đều trúng nơi ghi điểm. Và bạn bè của bố đều trầm trồ, ồ và à. Họ đã đánh giá rất cao nỗ lực của tôi. Điều đó thật tuyệt vời và tôi cảm thấy mình hạnh phúc nhất trên đời này. Tommy, được rồi con! Bố tôi nói. Đủ rồi con ạ! À. Con không cần phải biểu diễn đường bóng ném bằng tay phải đâu con chỉ cần ném thêm một quả bóng nữa thôi và đi tắm cho mát mẻ đi nhé cuốn ném bóng cuối cùng của tôi bóng đi rất nhanh và đi đúng tầm trung điểm số 3 bố hét lên con đánh rất giỏi tommy ạ à. chắc hẳn cầu thủ đánh bóng phải rất nhanh chân mới đỡ được được bóng đó đấy mọi người vỗ tay ầm ĩ khi billy đưa tôi quay trở lại hành lang họ lấy cốc và quay trở về vị trí ngồi quen thuộc của mình bố tơi vẫn muốn nói thêm điều gì đó thưa các anh em bố vẫn làm chủ được đám đông như vậy là các anh đã rất ấn tượng với bài biểu diễn thử của tommy tôi chắc chắn là các anh sẽ đặt cho mình một câu hỏi tại sao một đứa bé không nhìn thấy gì là có thể chơi một trận đấu bóng chày như tất cả những đứa trẻ em sáng mắt khác trước hết chúng ta sẽ biến tommy thành một cầu thủ ném bóng chày cười khôi để không phải sắp xếp lại đội hình sau đó chúng ta để billy cậu bạn thân nhất của tommy Đứng ngay bên cạnh vị trí ném bóng của Tommy và anh trai Mike của Billy bắt bóng. Hơn nữa, Billy sẽ chỉ giúp cho Tom chặn bóng trong trường hợp có một cầu thủ đập bóng nào đó có thể đẩy bóng ngược trở lại phía Tommy và gây nguy hiểm cho Tommy. Nếu tình huống đó không xảy ra, Tommy sẽ giữ nguyên vị trí của mình với Billy bởi Billy chính là người giúp Tom biết được hướng bóng. Lúc này chú taxi si Russell, vốn là cựu võ sĩ quyền Anh và bố tôi đã từng làm quản lý cho chú ấy, đã lên tiếng mỉa mai anh Pocky, anh nghe này. Tôi biết là anh đang cố gắng làm một điều tốt đẹp cho con trai anh. Nhưng anh nên biết rằng điều này không đúng chút nào. Anh có biết các bậc phụ huynh của các cầu thủ nhí trong đội khác sẽ nghĩ gì không? Còn các cầu thủ nhí nữa, họ sẽ nghĩ gì? Họ sẽ cảm thấy như thế nào với sự có mặt của Tommy trong trận đấu? Bố tôi vẫn nói với giọng kiên quyết và có lý lẽ. Tessie, tôi sẽ nói chuyện với họ. Tôi dám chắc chắn là họ sẽ hiểu những gì tôi sẽ nói với họ. Lúc này, thuyền trưởng Michael Murphy của Boston PD đã lên tiếng. Anh Pocky này, anh cũng cần phải cân nhắc quy định của giải lần này và anh cũng cần phải quan tâm đến cả hợp đồng bảo hiểm của tất cả các cầu thủ nhí trong giải nữa. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi chuyện. Thuyền trưởng Michael ạ, à, tôi sẽ thanh toán hóa đơn cho bất kỳ một cầu thủ nào bị thương bởi đường bóng của Tommy. Ủy viên Patrick Malloy của giải vô địch trẻ trong thị trấn Situay đã đối đầu trực diện hơn với bố tôi anh Thomas này. Điều này không thể xảy ra được. Từ trước đến giờ chưa hề có một tiền lệ nào như thế cả. Chúng ta cần phải thảo luận kỹ lưỡng hơn vấn đề này với các thành viên trong ủy ban. Bố tôi đi dọc căn phòng và đứng ngay trước nơi ủy viên Malo đang ngồi. Anh Patrick này, tôi là một ủy ban của một đại diện duy nhất. Đó cũng chính là tôi, và tôi chỉ họp với mình tôi mà thôi. Để tôi xem nào, anh đã nợ tôi bao nhiêu bản anh nhỉ? Hình như đó cũng là món nợ khá lớn đấy nhỉ? Hình như là 4.360 đô la phải không? Đúng không anh Patrick? Đúng rồi, tôi nhớ rõ là như thế mà. Nhưng mà khi này... Ủy viên Patrick lắp bắp. Tôi không có tiền mà. Patrick, tôi biết rõ là anh không có tiền mà. Vì vậy mà anh có thể có thêm thời gian nếu anh không tổ chức một cuộc họp mặt với các thành viên trong ủy ban và cứ để cho trận đấu diễn ra như bình thường thay vì đưa ra bất kỳ một lời trì hoãn nào thành viên hội đồng thành phố tên là Jim O'Neill chen ngang. Khi hành động của anh đồng nghĩa với việc anh đang tống tiền ủy viên Patrick đấy. Tôi biết rõ điều đó mà Jim nhưng Tommy là con trai tôi và tôi sẽ làm mọi việc để con tôi có cơ hội được thi đấu và được hòa bình vào cuộc sống vì thế tại sao tôi không thể tống tiền Patrick để tôi xem nào tôi dám cá cược là tất cả mọi người ở đây đều nợ tôi sau khi chơi cá cược với một khoản tiền khá lớn đúng không tôi đã giấu bí mật này cho các anh rồi đấy vậy thì tôi nghĩ là chúng ta không cần phải bàn thêm bất kỳ điều gì về vấn đề này nữa các anh có nghĩ như vậy không tôi có thể cảm nhận được tất cả mọi người đều gật đầu và nghe thấy tiếng nói lầm bầm khi họ đồng tình với quyết tâm của bố tôi chúng ta hãy cùng tiếp tục bữa tiệc rượu sáng chủ nhật và bắt đầu những câu chuyện thú vị của cánh đàn ông và tất nhiên của cả tinh bằng hữu nữa chứ. Vậy là tất cả đã diễn ra như thế, bố tôi đã sắp xếp sẵn mọi chuyện. Tôi sẽ được xuất hiện trước khán giả trong trận thi đấu diễn ra vào chiều thứ ba, ngày 11 tháng 8 năm 1959, trong khuôn khổ giải vô địch trẻ của thị trấn Sisway. Ngày 11 tháng 8 đó sẽ vẫn in đậm trong tâm trí tôi, vì đó là ngày mà tôi, theo cách suy nghĩ riêng của mình, tôi được đi ăn tiệc ở ngoài trời. Mặc dù lúc đó tôi vẫn chưa biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo đó, nhưng giờ đây tôi biết rõ rằng những sự kiện tiếp theo sẽ làm thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi. Tối hôm đó, Billy cũng được ném bóng và cậu ấy đã làm tốt nhiệm vụ của mình trong khi ngồi ở vị trí dự bị. Tâm trạng tôi lo lắng như lửa đốt, mồ hôi tôi chảy khắp người, đôi tay tôi rung lên và tôi có cảm giác như toàn bộ những bộ phận bên trong tôi như sắp nổ tung với sức công phá của trái bom B-52. Có phải tôi lo lắng không? Chắc chắn là tôi đang lo lắng. Tôi lo lắng đến nỗi tôi muốn nôn hết mọi thứ trong bụng mình ra Tôi chỉ có thể giữ được bình tĩnh khi tôi nghĩ mình sẽ xấu hổ và bối rối như thế nào nếu tôi nôn ngay trước mặt đồng đội của mình. Với tư cách là đội khách, chúng tôi được đánh bóng ngay từ đầu trong tất cả các lượt ném bóng. Vào cú giao bóng thứ sáu, đội của chúng tôi đã có một bước đột phá khi Mai, anh của Billy, đã đập được bóng ra khỏi sân và sang bàn tỷ số 2-2. Ngay phía bên phải của sân, Billy đã làm tôi sôi nổi hơn và lúc đó tôi đã quá phấn khích. Có lẽ chất adrenaline trong cơ thể tôi đã tăng lên nhanh đến nỗi tôi đã làm hỏng từng cú ném bóng của mình. Chú thích adrenaline do tuyến thượng thận tiết ra khi ta bị kích động và sợ hãi. chú thích. Billy tiến gần về phía tôi và khoác tay lên vai tôi. Tommy, cậu nghe tới nói này. Tớ biết là cậu có thể ném bóng rất tốt mà. Cậu hãy thật bình tĩnh và cậu chỉ cần nghĩ rằng hai bọn mình đang chơi trò ném bóng và bắt bóng trong sân vườn sau nhà cậu, cậu nhớ chưa? Tôi chỉ cần nghĩ rằng hai chúng tôi đang chơi trò chơi ném bóng và bắt bóng trong vườn sau nhà tôi thôi sao? Tại sao Billy lại đùa cợt như vậy được nhỉ? Chúng tôi đang đứng trước ngay toàn bộ khán giả trong thị trấn Seaway và tất cả mọi người đều tin rằng tôi không thể ném bóng và thậm chí họ còn nghĩ rằng bố tôi đã thật điên rồ. Khi cho tôi tham gia trận đấu này, hệ thống PA có thể di chuyển được kêu tanh tách khi bình luận viên thông báo cho khán giả biết, tôi đã được đưa vào thi đấu. Thưa quý khán giả, cầu thủ ném bóng Tom Sylvan mang số áo 29 của đội Sestuay Orioli sẽ vào sân ngay bây giờ. Billy cười khi cầu thủ đánh bóng tìm được vị trí của mình. Chuyện gì khiến cậu cười thế? Tôi hỏi Billy vì không thể nghĩ ra nguyên nhân khiến Billy cười. Billy nghiêng người về phía tôi. Đáng ra cậu phải nhìn thấy mặt của thằng nhóc này Tommy ạ. À. Hắn ta biết là cậu không nhìn thấy gì và hắn ta tỏ ra hoảng sợ đấy. Tớ nhìn thấy người hắn ta đang run lên cầm cặp rồi. Vì vậy, cậu chỉ cần ném bóng cho Mike thôi. Tớ nghĩ hắn sẽ không thể vung chày qua vai được đâu. Mike đang vỗ vỗ hai chiếc găng tay vào nhau và động viên tôi với giọng nói đầy hào hứng. Tommy, cố lên nào! Ném bóng vào găng tay anh nhé! Nhớ là ném bóng qua vai thằng nhóc đập bóng kia nhé! Tôi hít thở thật sâu và bắt đầu tư thế sẵn sàng ném bóng. Khi bóng rời khỏi tay tôi, tôi biết rõ tôi đã ném được đường bóng tuyệt vời. Ghi điểm! Bình luận viên lên tiếng. Và Billy nói với tôi. Cậu thấy chưa? Tớ đã nói với cậu rồi mà. Thằng nhóc đấy không thể vung chài lên được cơ đấy. Cậu hãy cho nó biết lợi hại của đường bóng cong đi nào. Suốt hai tuần qua, chúng tôi đã tập luyện ném bóng đường cong. Để ném được đường bóng này, các ngón tay của tôi phải nắm chặt ba đường nổi của quả bóng và vặn cổ tay thật nhanh khi tôi ném bóng đi. Những pha bóng tôi ném đi khi thực hành đều rất đẹp và hôm qua, trong trận thi đấu này, đường bóng đó đã quá hoàn hảo. Cầu thủ đập bóng của đội bạn vung chạy lên nhưng không đỡ được bóng và Billy hét lên. Tommy, hắn đỡ trượt rồi. Cầu đã khiến hắn sợ rồi đấy. Mai tiếp tục đập đập nắm đấm vào găng tay và tôi đã bắt đầu cảm thấy vô cùng tự tin. Lần này, tôi ném một đường bóng chìm mà bố tôi đã dạy tôi và đường bóng đã đi ngang vị trí phát bóng ở tầm trung và bình luận viên đã hét lên ba điểm khán giả cùng ồ lên và giọng nói hào hứng của bố tôi đã ác giọng tất cả mọi người tommy con làm tốt lắm cứ tiếp tục như thế con nhé cho họ biết sức mạnh của con đi nào tôi là người đánh bóng tiếp theo có lẽ vì tôi đã quá tự phụ một cầu thủ của đội tôi ra sân như vậy là đội tôi có hai người ra với một cầu thủ chạy bắt bóng đầu tiên Hình như đó là Jackie Jones, một cầu thủ mà tôi biết rất rõ, đã đi đến vị trí phát bóng. Billy nói: "Tommy, mọi thứ đang thay đổi đấy." Huấn luyện viên đội bạn đã xuất hiện và đang dùng tay ra dấu hiệu cho các cầu thủ của mình. Chắc chắn là có điều gì đó mờ ám đang xảy ra ở đây. Chúng tôi nhanh chóng biết điều mờ ám đó là gì. Khi tôi ném cú bóng đầu tiên, khi chạy nhanh và đánh bóng trở lại phía tôi. Billy hét lên: Tommy, bên trái, bên trái, cúi xuống, đó bóng đi. Nhưng tôi đã quá muộn và mọi người đã an toàn. Khán giả la ó âm mỹ và họ càng tức giận hơn khi đội bạn đang lợi dụng ưu thế là tôi không thể nhìn thấy đường hướng của bóng đi. Khán giả la hét bình luận viên và yêu cầu anh ta làm một việc gì đó. Tuy nhiên, sự thật là Chucky đã không vi phạm luật và tất cả chúng tôi phải đồng ý rằng tôi phải thi đấu một trận đấu thực thụ. Vì vậy mà Chucky đã đánh bóng ngược về phía tôi tôi đã rất thất vọng thất vọng đến nỗi tôi phải đánh bóng tiếp theo các vị trí ghi điểm đã sẵn sàng khi eddie mullins bước đến vị trí phát bóng của đội mình khi mai đập đập nắm tay vào găng tay eddie cũng bắt đầu nện chày vào vị trí phát bóng thằng mù mày ném bóng đi nào nó nói với giọng khinh bỉ mày ném bóng thẳng vào tao đi này và tao sẽ đánh bóng của mày văng đến tận nơi xa nhất của thành phố boston thằng mù mày sẽ không thể ném được bóng đâu nào bắt đầu đi để xem mày làm được gì nào. Tommy, cậu cứ bình tĩnh nhé. Billy nói với tôi. Nó chỉ có tài ba hoa khác lát thôi. Tớ đã từng hạ gục nó rồi đấy. Nó chỉ biết đánh bóng ra khỏi sân thôi. Nếu cậu có thể giữ bóng ở tầm thấp hoặc bên trong sân, cú đánh mạnh của nó sẽ không thể đánh thành công được đâu. Cậu chỉ cần ném bóng bên trong vị trí phát bóng thôi nhé. Tommy, tớ biết là cậu có thể làm được mà tớ tin chắc là như thế eddie vẫn tiếp tục giọng nói khinh miệt nào thằng mù mày ném bóng đến đây đi tôi ném cú bóng đầu tiên với tất cả sức mạnh của mình và nghe thấy một tiếng vụt rất mạnh khi eddie đón được đường bóng bóng bay rất cao và xa khỏi sân vận động nhưng ơn chúa bóng rơi ngay xuống đường biên bên trái khán giả lại ồ lên ái chà mày ném cũng khá đấy thằng mù mày cứ thử ném một đường bóng nữa như thế xem nào eddie nói tôi có thể cảm giác thấy cơn giận dữ trong lòng tôi đang dâng lên. Tại sao lúc nào thằng nhóc này cũng chăm chọc mình như vậy? Tại sao lúc nào nó cũng phải đối đầu với mình nhỉ? Có lẽ cũng chẳng vì nguyên nhân gì cả. Tôi thầm nghĩ, cũng có thể nó muốn chế nhạo bất kỳ người nào khác với nó. Vào khoảnh khắc đó, điều duy nhất tôi biết, và tôi tin rằng, tôi biết rất rõ, là tôi rất ghét Eddie. Trong cú ném bóng tiếp theo, tôi ném một đường bóng, cong và nghe thấy tiếng chài vụt mạnh. Thay vì đập vào bóng của tôi, chày của Eddie lại vút mạnh trong không trung. Hai điểm, bình luận viên nói. Chuyện gì vậy thằng mù? Eddie hét lên. Có phải mày sợ ném bóng vào giữa không? Có phải mày sợ tao sẽ đánh bóng ra khỏi sân không? Thằng mù, mày thử ném cho tao một quả để tao vụt thật mạnh cho mày xem. Đứng ở vị trí phát bóng, cố gắng giữ bình tĩnh và kiểm soát hành vi của mình. Tôi nhận ra rằng Eddie Mullins chính là vật cản giữa tôi và thế giới bên ngoài. Và tôi cũng biết rằng nếu tôi muốn nhận được sự đồng thuận của những bạn bè khác, tôi cần phải chứng minh cho họ thấy là tôi không hề sợ SD và tôi sẽ không để cho nó có cơ hội ngăn cản tôi trên con đường hòa nhập vào thế giới sống động này. Như vậy là tôi đã ghi được hai điểm. Tôi có thể để mất một điểm mà vẫn không bị thua. Mai đang đập thình thịch chiếc găng tay của mình và SD đang nện chài của hắn xuống vị trí phát bóng. Còn tôi chuẩn bị sẵn sàng tư thế để ném một đường bóng cao nhưng vẫn ở bên trong sân và hướng thẳng bóng vào mặt Eddie. Tôi nghe tiếng Eddie quất mạnh vào không khí khi bóng bay nhanh qua Mike và rơi xuống vị trí, dừng ở phía sau. Tôi không quan tâm lắm đến việc cầu thủ chạy bắt bóng sẽ ghi điểm và chúng tôi để thua trong trận đấu này. Tôi chỉ quan tâm đến việc đôi chân của kẻ chuyên bắt nạt người khác đã phải rối lên khi nó nhảy bật lên và rơi xuống vị trí phát bóng. Billy nhảy lên về phía trước tôi, túm lấy nó nhưng Billy vẫn không thể ngăn cản được sức nặng của một thằng nhóc to con. Cả ba chúng tôi ngã nhào ra sân, chân tay vừa đập vừa khu cuốn cả lên, Eddie đã tóm lấy cổ tôi, còn Billy thì ôm chặt lấy nó. Tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nếu chỉ một tích tắc sau đó, bố không chạy vào và gỡ đôi tay bám chặt của Eddie ra khỏi người tôi. Bố dùng một tay nhấc bổng Eddie lên và tay kia bố nhấc tôi lên. Như thể hai chúng tôi là hai món đồ chơi nhẹ tên và chân chúng tôi chỉ hơi hơi chạm đất. Đúng lúc đó, bố nói với toàn thể khán giả bên ngoài. Thưa quý khán giả, có vẻ như hai cậu nhóc này, con trai Tommy của tôi và Eddie Merlins cần phải chấm dứt sự tranh chấp đã kéo dài suốt mùa hè qua. Vì vậy, tôi tuyên bố rằng hai tuần nữa, kể từ chủ nhật này, sẽ diễn ra một trận đấu quyền Anh theo đúng luật thi đấu của Queensbury và trận đấu sẽ diễn ra tại sân sau của gia đình Sullivan, số 77 đường Parker. Chúng tôi sẽ phục vụ đồ uống và thức ăn và chúng tôi cũng chấp nhận tỷ lệ đặt cược của tất cả mọi người xin mời quý vị cùng tham gia sau đó bố đặt cả hai chúng tôi xuống đất và đưa tôi ra khỏi đám đông một trận đấu quyền anh không biết bố đang nói đến vấn đề gì nữa mình làm sao có thể đánh được eddie Merlins cơ chứ nó sẽ giết mình mất thôi nhưng bố đã hứa với mọi người rồi mình biết mình sẽ phải tham gia trận đấu đó tôi chỉ hy vọng bố đã có kế hoạch sẵn cụ thể cho tôi Quyền Anh môn thể thao hấp dẫn Tôi thức dậy từ tờ mờ sáng vì tôi không làm sao ngủ được. Suốt cả đêm tôi mơ thấy mình phải đánh nhau với Eddie trong trận giao hữu nảy lửa đó. Eddie đã biến thành một con quỷ độc ác đánh tôi dữ dội, xương tôi kêu răng rắc, còn đầu tôi ong hết cả lên vì đau. Khi tỉnh giấc, tôi rất bất ngờ khi nghe tiếng búa đập ở ngoài sân. Tiếng búa vang lên trước khi những chú chim cổ đỏ thân quen cất bài hát vào buổi sáng quen thuộc đúng là bố đang làm gì ngoài đó tôi vội vàng mặc quần áo để đi ra ngoài sân xem bố đang làm gì chào con trai chúc con buổi sáng vui vẻ nhé bố nói một cách sôi nổi hôm nay đúng là một ngày tuyệt đẹp để con bắt đầu học kỹ thuật của một môn thể thao hết sức hấp dẫn một môn thể thao hết sức hấp dẫn ạ à? tôi hỏi bố trong khi vẫn chưa hiểu một chút gì về môn thể thao mà bố đang nhắc tới một môn thể thao cực kỳ hấp dẫn con trai ạ à? thuật đấu quyền anh chuyên nghiệp cách đưa tay đấm đấu quyền anh lấy tiền và con biết không những người ireland vẫn nói rằng cuộc thi đấu giữa hai võ sĩ quyền anh chỉ là một cuộc ẩu đả mà thôi đây chính là nguyên nhân khiến bố ở ngoài vườn sớm như thế này bố vẫn chưa chợp mắt được chút nào đâu đấy bố đã phải ở ngoài quán suốt đêm nhưng dù sao thì bố vẫn còn rất nhiều thời gian để ngủ bù mà con đến đây đi bây giờ bố sẽ cho con xem bố đang làm gì Bố cầm tay tôi và đưa tay tôi dọc theo đường dây thừng mà bố đã buộc vào nhau từ trước. Con trai của bố, bố nói giọng hết sức tự hào. Bố đã làm võ đài thi đấu quyền Anh có hình vuông đúng như trận thi đấu thực thụ. Con sẽ hạ gục đối thủ chỉ biết huynh hoang tự đắc và chỉ biết bắt nạt người khác. Nó tên là Eddie, còn họ của nó là gì con nhỉ? Merlings bố ạ, à. Eddie À đúng rồi, Eddie Merlings. Một thằng nhóc chỉ biết khoác lác và nó sẽ dễ dàng bị hạ gục chỉ bởi một cú củ đấm của con thôi. Những đứa thích bắt nạt đứa khác đều giống nhau cả thôi con ạ. À. Nếu con dũng cảm đương đầu với chúng, chắc chắn chúng sẽ sợ hãi bỏ chạy như một người tuyết tan chảy ra trong thời tiết nóng nực của mùa xuân con ạ. À. Bố cảm thấy vô cùng tự tin, nhưng tôi lại không hề nghĩ như thế. Bố ơi, làm sao con có thể đánh nó được? Nó to con mập mạp, còn con thì Tommy, con không được nói như thế bố đã tìm hiểu mọi chuyện và lên kế hoạch chi tiết cho con rồi bố biết là mắt con không nhìn được đối thủ vì vậy bố sẽ biến con thành một con gút. con trai đã bao giờ con nghe được sự tích về con gút chưa là gút sống ở ấn độ một vùng đất rất xa xôi của người xích và đây cũng là vùng đất của những điều thần bí con ạ à. ở vùng này loài động vật nguy hiểm nhất là rắn hổ mang chúa bởi chỉ cần một vết cắn chất độc của loài rắn này có thể giết chết đối thủ ngay tức khắc tuy nhiên mọi chuyện hoàn toàn thay đổi nếu loài rắn nguy hiểm gặp phải đối thủ nặng ký là con manguất gút biết tránh vòng quấn của rắn hổ mang và ngoạm lấy đầu của con rắn độc tiêu diệt của nó ngay trước khi nó có cơ hội phản công bố sẽ dạy con hành động đúng như con gút con trai ạ à. con sẽ trở thành một con gút thực thụ bố cũng muốn kể cho con nghe câu chuyện về một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp nữa bởi chính võ sĩ này đã vận dụng lý thuyết về lời gút để giành chức vô địch giải quyền anh nhà nghề cho tới khi anh ta bước vào tuổi 40, tức là cho đến khi anh ta bằng tuổi bố bây giờ. Võ sĩ này tên là Akimor và từ trước đến bây giờ chưa có một võ sĩ nào xuất sắc như anh ta. Con sẽ học được rất nhiều điều thú vị từ anh ta đấy. Nhưng này, trước hết bố phải cho con xem một vài thứ đã. Bố đi về phía góc vườn và khi quay trở lại, bố cầm một thứ gì đó trên tay. "Con trai, con thử xem cái gì đây nào?" Bố vừa nói vừa đặt hai vật gì đó vào tay tôi. Hai vật này rất giống như hai chiếc gối Tôi cảm nhận thấy Nhưng hóa ra chúng rất quan trọng còn hơn chiếc gối nhiều lần Đây là găng tay đấm bóc con ạ Nhưng không phải là loại thường đâu nhé Võ sĩ Akimo đã đeo đôi găng tay này Khi anh ta đoạt chức vô địch hạng nặng trên toàn thế giới Nếu bố nhớ không lầm Thì đó là lần vô địch thứ ba hay thứ tư gì đó của anh ta Akhi đã tặng đôi tay này cho huấn luyện viên của mình Nhưng ông này đang gặp khó khăn lớn Và ông ta đã nợ bố một khoản tiền khá lớn do chơi cược vì vậy, bố đã yêu cầu ông ta trả nợ bằng đôi găng tay này và bây giờ con sẽ là người đeo nó. Con trai ạ, à, có sự kỳ diệu bên trong đôi găng tay đó đấy con ạ. À. Khi con đeo đôi găng tay này, tay trái của con sẽ có sức mạnh ngàn cân và tay phải của con sẽ có sức mạnh của sấm sét. Bây giờ bố sẽ dạy con bài học đầu tiên của môn thể thao vô cùng sôi nổi và hấp dẫn này nhé. Bố vừa buộc găng tay cho tôi, vừa tăng thêm sự phấn khích của tôi bằng câu chuyện huyền thoại về Akimo một võ sĩ quyền Anh với những cú ra đòn chính xác và nhanh chóng như loài manh gút và bố cũng miêu tả những kỹ thuật mà tôi cần phải học để hạ gục Eddie Mullins. Trước hết, con cần phải hiểu được nguyên tắc cơ bản nhất. Con cần phải biết rằng một con manh gút không bao giờ lãng phí sức lực của mình khi chưa đến lúc. Nó biết bảo vệ chính mình và chỉ ra đòn khi đến thời điểm. Điều đầu tiên con cần phải học là tìm được sức mạnh bí ẩn bên trong cú đấm được tung ra đúng lúc. Cú đánh đó sẽ khiến đối thủ ngã quỵ xuống bố con mình sẽ bắt đầu với cú đấm bên tay phải của con và thực hành dường nhiễn cú đánh tuyệt vời đó. Nào, con cần phải chú ý tư thế của mình. Bố muốn biết con phải né như thế nào. Nào, con phải để cầm về phía trước ngực như thế này. Bố giúp tôi đưa cầm vào đúng vị trí. Bây giờ con phải giơ hai tay lên. Hai khuỷu tay phải vuông góc 90 độ. Đúng rồi con trai. Con giữ nguyên đầu như thế. Chuyển trọng lượng cơ thể xuống mu tròn của hai bàn chân để con có thể di chuyển và bật lên bật xuống dễ dàng. Con thử bật lên cho bố xem nhé Con sẵn sàng chưa Bắt đầu thôi nào Nhảy nhảy đúng rồi Con giỏi lắm Dường trọng lượng xuống chân đi nào Con nhảy với bố đi nào Nào nhảy lên nhảy xuống nào Bố giúp tôi di chuyển xung quanh sân đấu Trong tư thế nhảy lên nhảy xuống Và lúc nào cũng di chuyển theo chiều kim đồng hồ Con cần nhớ là lúc nào cũng phải di chuyển Theo chiều kim đồng hồ Để tránh đòn tay phải của Eddie Bố muốn con phải nhảy về phía trước một chút Để rút ngắn khoảng cách giữa con và Eddie như thế cú đấm của nó sẽ không đủ mạnh. Con không muốn nó đánh bật con ra khỏi sân thi đấu chứ? Đó là một mối nguy hiểm đấy con ạ. À. Nếu con không làm theo lời bố dặn thì Eddie sẽ hạ đo ván con đấy. Chỉ cần con giữ tư thế như bố bảo, chắc chắn nó sẽ không biết mình phải đánh vào vị trí nào. Con có nghĩ thế không? Còn về cách đấm thì sao nhỉ? Bố muốn con phải coi cú đấm đó như lưỡi của loài con rắn con cần phải đưa tay nắm đấm thật nhanh rồi thu về phòng thủ như vậy con có thể biết được đối thủ của mình đang ở đâu bố bước ra phía sau lưng tôi và đưa tay trái tôi đấm ra trước theo chuyển động của lưỡi con rắn tất nhiên là theo lời bố nói và bố khiến tôi tin rằng tay tôi đang di chuyển linh hoạt như lưỡi con rắn độc hung dữ con trai con phải nhảy liên tục nhảy nhảy như thế này con nhớ chứ sau khi con đã biết được khoảng cách giữa con và đối thủ con phải né mình dùng đôi chân di chuyển linh hoạt và dồn trọng lượng vào những cú đấm sấm sát của con. Như thế này. Bố đẩy tôi mạnh đến nỗi tôi bị ngã đánh thịt một cái xuống sân cỏ. Con trai, bố xin lỗi nhé, con có sao không? Con không sao bố ạ. À. Tôi trả lời bố, phủi quần đứng dậy. Được rồi, bây giờ bố sẽ thử đóng vai Eddie nhé. Hai bố con mình sẽ cùng tập đấm thử nhé. Mười phút tiếp theo Tôi cố gắng hết sức để đẩy đôi tay của mình đưa ra trước sự linh hoạt như lưỡi của con rắn độc. Để bảo vệ mình trong tư thế của con mang gút và đưa ra cú đấm đầy uy lực khi tôi đấm vào đối thủ, tất nhiên lúc đó đối thủ của tôi là bố. Tuy nhiên, tôi chỉ thường đấm vào không khí mà thôi. Thỉnh thoảng tôi mới biết được khoảng cách giữa bố và tôi để đưa ra những cú đấm vào ngực hoặc cánh tay bố. Sau khi tập được một lúc, bố nói với tôi Tommy, con nghe bố nói này Bố cao hơn con rất nhiều Vì vậy bố không thể giống Eddie được Bây giờ bố sẽ quỳ xuống Để con có thể thi đấu với đối thủ ngang tầm mình Bây giờ bố cũng sẽ đấm con Để con biết cách bảo vệ mình nhé Và bố đã làm theo đúng như lời những gì bố nói Bố đấm tôi cũng khá đau Bởi bố muốn tôi cảm nhận được sức mạnh Của găng tay đấm bốc dán lên mặt mình Con trai Con sẽ phải học cách đón nhận Và cho đi cú đấm như thế con ạ à. Eddie Merlin sẽ cố gắng để hạ gục con vì thế khi con đứng trên sàn đấu con phải đấm nó còn tôi tôi biết rõ đó không phải là một vấn đề tôi cần quan tâm eddie đã chọc ghẹo tôi ngay từ lần đầu tiên tôi gặp nó và tôi muốn không tôi cần phải chiến thắng nó vì những lý do hoàn toàn không liên quan gì đến trận đấu quyền anh giữa hai chúng tôi cả bố đang cố gắng chọc tức tôi để tôi phải tức giận tommy tiến lên nào bố mắng tôi chẳng lẽ con chỉ có thể đánh như vậy thôi sao con không thể đấm bố mạnh hơn chút nào nữa à con sao thế? Có phải con quá yếu đuối không? Nào, cố lên con. Hãy chứng tỏ cho bố thấy một điều gì đó đi. Con thấy chưa? Bố đang hạ tay thấp để tạo cơ hội để đánh thẳng vào mục tiêu đấy. Như thế không phải được đâu con. Con đấm nhẹ như con gái ấy. Bố đã làm tôi tức điên lên. Tôi đã đứng vào đúng tư thế của con mang gút và cú đấm của tôi đã có đủ sức mạnh với một mục tiêu thực. Uịch! Tôi đã đấm bố rất mạnh vào đúng cầm bố. Bố kêu lên và sức mạnh trong cú đấm của tôi đã khiến bố ngã lăn ra sàn. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận vì đã đấm bố mạnh như vậy. "Bố ơi, bố có sao không ạ? À? Bố có sao không ạ?" À? Bố cười lớn. "Một cú đấm tuyệt vời để con trai." Bố vừa nói vừa ôm chặt lấy tôi. "Con đã đấm bố ngã đấy. Nếu con cũng đấm đối thủ của mình với cú đấm xuất sắc như vậy, trọng tài sẽ đếm từ 1 đến 10 và chắc chắn tên Eddie hung hăng sẽ vẫn phải nằm ngửa mặt lên trời, mắt nó sẽ hoa lên." khi trước mặt nó toàn là hình ngôi sao đủ màu, nó không thể bò dậy được đâu. Tommy, con thấy thế nào? Con có thích không? Con thích lắm bố ạ, à. rất tuyệt bố ạ. À. Và quả thực tôi cảm thấy rất tuyệt. Trong giây phút nào đó nỗi sợ hãi trong tôi đã tan biến và tôi đã thấy hứng khởi biết bao với hy vọng và niềm hân hoan về khả năng đóng bốc của mình. Trong khi hai bố con đang cùng uống nước chanh ở ngoài hè, bố đã cho tôi biết rằng đây chỉ là bài học đầu tiên trong khóa huấn luyện này. Trong vòng 2 tuần rưỡi nữa Tôi sẽ phải học cử tạ, đi bộ nhanh Ăn bữa sáng no nê và ngủ thật nhiều Một võ sĩ quyền Anh Cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng Về tất cả thể chất và tinh thần Tommy ạ Bố muốn con phải hình dung Con có thể hạ gục được Eddie Mullins Khỏi sàn đấu Con không được có những giấc mơ tồi tệ nữa Con nhớ chưa Con cần phải có những giấc mơ về chiến thắng Những cú đấm sấm sát dành cho Eddie Và vinh quang Con nhớ chưa Sáng nào hai bố con tôi cũng tập luyện từ 5 giờ sáng với bài tập đi bộ và đi bơi. Sau đó hai bố con tôi ăn sáng rồi tập tạ và cuối cùng là đấm bóc. Lúc nào bố cũng động viên khuyến khích tôi trong khi mẹ vẫn chẳng nói chẳng rằng mẹ không nói gì liên quan đến trận đấu giữa tôi và đi Không khí trong gia đình tôi nặng nề hơn vì bố mẹ đã làm mặt lạnh với nhau. Cuộc hôn nhân của bố mẹ cũng như cuộc sống của chúng tôi không còn được như trước nữa. Hôm đó là tối thứ sáu chỉ còn hai ngày nữa là trận thi đấu quyền anh giữa tôi và eddie sẽ diễn ra tôi đã chơi cả ngày với billy cậu ấy đã giúp tôi đi bộ buổi sáng cùng thi đấu với tôi vào buổi chiều trong khi bố tôi đang đứng ngoài khích lệ billy không được e sợ và phải đưa tay đấm tôi như đang thi đấu thật billy tiến lên phía trước và đấm tommy đi billy cháu cứ làm như thế đi vì chúa tommy sẽ không thể thi đấu với eddie to con khi hai đứa ở trên sàn đấu đâu cháu cứ đánh tommy đi billy phải miễn cưỡng làm theo lời bố tôi cậu ấy đấm tôi chảy máu mũi, tuy nhiên tôi cũng đã tung một cú đấm tuyệt đẹp và tôi đã nghĩ rằng phong cách thi đấu của Akimo đã thực sự phát huy tác dụng của mình. Billy ở lại ăn tối với gia đình tôi, nhưng tôi đã rất bất ngờ khi mẹ nói rằng Billy phải về nhà và tôi sẽ không được ngủ tối hôm đó. Mẹ chỉ nói rằng, Billy, Tom cần phải nghỉ ngơi cháu ạ. À. và thế là Billy không được ở lại chơi với tôi nữa. Tôi xem TV đến khoảng 9 giờ và một lần nữa tôi vô cùng ngạc nhiên. Khi tôi lên phòng chuẩn bị đi ngủ, thì mẹ tôi đã ở sẵn trong phòng của tôi rồi. Tommy, con mặc quần áo vào đi. Mẹ nói rất cứng rắn. Tối nay con sẽ không ngủ trong phòng này đâu. Mẹ nói sao cơ ạ? À? Tôi vẫn chưa hiểu gì cả. Hai mẹ con mình sẽ chuyển đến Boston ở với bà. Mẹ nói gì vậy? Đến ở với bà ư? Mẹ ơi, con không muốn đi đâu cả. Con muốn ở đây, ở Seasway với Billy. Hơn nữa, chắc mẹ không nhớ là chủ nhật này con sẽ có một trận thi đấu với Eddie. Con không thể đi đến nhà bà với mẹ được. Con phải thi đấu với Eddie. Tommy, con không phải thi đấu. Đó sẽ chỉ là một điều điên rồ nếu một đứa trẻ khiếm thị tham gia quyền Anh. Bố con đã sai lầm con ạ. À. Mẹ không thể để con bị thương đâu. Sẽ không có trận thi đấu nào hết. Nào, bây giờ, con hãy giúp mẹ mang những túi hành lý này xuống ô tô đi. Con không chịu đâu. Tôi hét lên. Con sẽ không đi đâu hết con sẽ ở đây với bố và con sẽ thi đấu với eddie vào chủ nhật này mẹ tôi cố gắng đưa ra những lời lý lẽ hợp lý để thuyết phục tôi tommy con nghe mẹ nói này mẹ biết con là một chàng trai dũng cảm khi tham gia thi đấu trong trận đấu quyền anh này mẹ biết con muốn mình cũng giống như tất cả những đứa trẻ khác mẹ hiểu điều đó con ạ à. con luôn muốn các bạn yêu quý mình và để con trở thành một thành viên trong thị trấn nhưng con cũng cần phải biết một sự thật là một đứa trẻ khiếm thị không nên làm một số việc hay nói đúng hơn là không thể làm ví dụ như đấm bốc con cần phải hiểu điều đó mẹ nói không đúng tôi bắt đầu nói những gì mình nghĩ mẹ nghĩ sai rồi con có thể làm mọi thứ bố nói với con là con có thể làm mọi thứ con muốn nếu con cố gắng nếu con tin vào bản thân mình không hẳn là như vậy đâu con ạ à. mẹ nói nhẹ nhàng tommy con cần phải có một đôi mắt sáng để có thể nhìn rõ một số việc thì mới thành công được Mặc dù đôi mắt con không được như mọi người, nhưng con vẫn có một cuộc sống đầy đủ. Con là một đứa trẻ đặc biệt và tài năng, mẹ biết con sẽ thành công. Tuy nhiên, con cần phải làm những việc mình nên làm thay vì làm một số việc ngớ ngẩn như bước lên sàn thi đấu và đối đầu với một đối thủ to gấp đôi con. Thay vì nghe, tôi cảm nhận được sự xuất hiện của bố ngay phía ngoài cửa phòng ngủ của tôi. Giọng nói của bố vẫn rất nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng ẩn sau bên trong đó là một sự lạnh lùng của một ý chí sắt đá. Marie Em có biết người ta nói gì không? Người ta nói rằng một người càng béo thì khi ngã họ càng sẽ bị đau hơn. Anh cũng đã nói điều đó với Tommy như thế và thằng bé cũng tin như vậy em ạ. À. Tôi đứng ở ngay giữa cạnh giường với mẹ và bố đứng đối diện với hai mẹ con tôi. Tôi cảm nhận được là khoảng cách giữa họ rất gần, mặt đối mặt. Tôi có thể nghe rõ tiếng thở khó nhọc của hai người và sự căng thẳng ngày càng mạnh mẽ hơn. Họ đã khiến tôi nhớ đến hình ảnh của hai võ sĩ quyền anh đứng đối mặt nhau trước giờ thi đấu họ thi đấu vì cái gì nhỉ vì tôi marie em chuẩn bị hành lý đi đâu vậy em định đi nghỉ à anh porky anh biết rõ em định đi đâu mà em sẽ rời xa anh và đưa tommy đến ở với bà ngoại vậy à bao giờ thì em sẽ đi tối nay tối nay tôi nghe thấy tiếng mẹ bước đi được hai bước và đột ngột dừng lại khi bố đứng trước ngay mặt mẹ Mary, anh nghĩ là không được rồi. Giọng nói của bố dịu dàng hơn và có lý hơn. Em biết đấy, anh và Tommy sẽ phải làm một số việc vào chiều Chủ nhật này. Em nên quên chuyện chuyển đến nhà mẹ ngay tối nay đi em ạ. À. Lúc này thì mẹ quay người về sang phía tôi, đứng giữa bố và giường cũ của tôi. Tommy, con đi xuống nhà và ra xe ô tô đi. Mẹ sẽ xuống ngay bây giờ đây. Tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt và tôi biết rõ là mình đã khóc mẹ ơi con không đi đâu tôi khóc nức lên con không đi với mẹ đâu con sẽ ở đây với bố với chị peggy và con sẽ thi đấu với eddie merlins vào chiều chủ nhật này ra xe ngay mẹ hét lên xuống nhà và ra xe ngay lập tức con không đi tôi hét lên con không đi đâu hết marie em nghe con nói rồi đấy thằng bé không cần phải nói rõ hơn nữa đúng không em nó sẽ ở lại đây với anh với anh à và với tất cả những người bạn lúc nào cũng sai khước của anh à. Có phải đó là một môi trường rất tuyệt vời cho con trai anh không? Chắc là vậy rồi, anh Pocky. Anh nghĩ con anh sẽ trưởng thành như thế nào đây? Có lẽ thằng bé sẽ lớn lên, một tay cầm một chiếc hộp nhỏ, còn tay kia sẽ chống gậy dò dẫm đường để ăn xin dọc đường phố Boston. Hay nó sẽ kiếm tiền bằng cách chơi nhạc cho những quán rượu rẻ tiền. Rồi ai sẽ chăm sóc thằng bé khi anh vắng nhà vài ngày liền? Ai sẽ yêu thương, săn sóc thằng bé chắc là một vài con mụ đàn bà lẳng lơ trong quán rượu chứ gì anh sẽ chăm sóc con Maria, ạ anh vẫn luôn chăm sóc con đấy thôi porky anh chưa bao giờ yêu con cả anh không hề yêu con thậm chí anh còn không ở bên con khi nó mới chào đời marie chúng mình lại nói về vấn đề này rồi đấy lúc đó anh đang ở bang florida em đổ lỗi cho anh vì tình trạng của tommy sao đúng thế anh ạ à. anh vẫn không thể nói ra điều đó đúng không anh vẫn không nghĩ rằng Điều đó nó liên quan đến nhân cách của đàn ông. Anh gọi con là một đứa bé khuyết tật. Poki, con anh không phải thế, con anh bị Marie, em có im ngay đi không? Con trai anh sẽ trở thành một người đàn ông và anh sẽ hướng nó trưởng thành. Vâng, anh sẽ hướng nó. Anh sẽ biến nó thành một người đàn ông theo đúng những gì anh muốn, chỉ bởi vì anh không thể chấp nhận sự thật về con trai anh. Anh không bao giờ có thể chấp nhận sự thật đó cả. Tôi nghe thấy tiếng mẹ hít thở thật sâu. Con trai anh bị mù lời nói của mẹ như một viên đạn bay xuyên trong không khí bố tôi túm lấy mẹ và đẩy mẹ vào tường marie em dám nói như thế à nếu em còn dám nói một từ nào một lần nữa anh sẽ giết em nó bị mù mẹ tôi hét lên bị mù bị mù bị mù tôi chạy vòng qua giường và chạy thẳng đến chỗ bố mẹ tôi đẩy ngực bố khiến bố mất thăng bằng bố mẹ đừng như thế nữa tôi hét lên con xin bố mẹ hãy nghe con nói chỉ một lần thôi xin bố mẹ hãy nghe con nói Tất cả chúng tôi im lặng trong khoảng một phút và cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tôi à khóc và cố gắng nói những lời của mình cần phải nói. Con bị mù, nhưng con là Tommy. Tommy muốn làm rất nhiều việc và Tommy sẽ trở thành một người mà Tommy muốn. Bố mẹ chẳng bao giờ chịu lắng nghe con cả. Có lẽ con muốn trở thành một luật sư, giáo viên, một anh chàng cao bồi hay một cầu thủ bóng chày. Con cũng thực sự không biết nữa. Điều duy nhất con biết rõ là con muốn là chính mình và con muốn cũng giống như những đứa trẻ khác. Con muốn được chơi đùa với họ và được đi học như họ. Con muốn được trở thành những người bình thường như họ. Và bố mẹ chưa bao giờ lắng nghe những ước muốn của con. Lúc nào bố mẹ cũng chỉ cãi nhau về con mà thôi. Mọi thứ sẽ không chỉ liên quan đến những gì bố mẹ nghĩ và những gì bố mẹ nói. Phải có ai đó quan tâm đến những ước muốn của con. Mẹ ơi, con sẽ không đi đâu hết. Bố ơi, con sẽ thi đấu với Eddie. Tôi nghe thấy mẹ khóc khi mẹ bước ra khỏi phòng tôi, ấm sầm cửa phòng ngủ của mẹ và khóa chốt bên trong bố đưa hai tay ra ôm tôi trong khi tôi đẩy bố ra và leo lên giường nằm trong lòng tôi lẫn lộn quá nhiều cảm xúc bố đứng trong phòng tôi một lúc và nhìn tôi trước khi đi ra ngoài tôi nghe thấy tiếng bước chân của bố bước xuống cầu thang rất nặng nề và kế tiếp đó là một sự yên lặng đáng sợ bao trùm trong căn nhà tôi trận quyết đấu buổi tối trước ngày diễn ra trận đấu Dường như dài vô tận Tôi trằn trọc liên tục trở mình Ngủ lơ mơ và trong giấc mơ Tôi mơ thấy Eddie to béo đang giết chết tôi Phải miệng cứng lắm Mẹ mới cho phép Billy ngủ chung với tôi đêm hôm đó Và tôi nghĩ chắc hẳn Billy đã ngủ rất sai ở giường bên kia Nếu như Billy không thì thầm nói chuyện với tôi giữa đêm khuya Tommy, cậu vẫn thức đấy chứ Ừ Cậu có thể cho tớ Bộ sưu tập 45 chiếc của cậu không Cậu bảo gì cơ Tôi chưa hiểu Bộ sưu tập đĩa của cậu ấy Cậu có thể nhường lại cho tớ Sau khi ít đi giết chết cậu không Không đùa đâu nhé Tôi nói Tớ biết mà Giọng nói của Billy ẩn chứa nỗi lo lắng Nhưng tớ nghĩ là mọi chuyện sẽ như vậy đấy Tớ e là cậu sẽ bị đè bẹp dí Tôi cũng không biết Tại sao lúc đó tôi lại ngồi dậy lúc đêm khuya Đi ra phía cửa sau nhà Trong bộ quần áo ngủ Ngang qua khu vườn sau và tiến về phía hàng rào Đã ngự trị ở đó suốt nhiều năm để ngăn cản tôi với thế giới bên ngoài giam giữ tôi trong cái nhà tù ngột ngạt bên trong. Tôi nắm lấy hàng rào và run mạnh cho nó bật khỏi mặt đất. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục kéo mạnh hàng rào đáng ghét đó nếu như Billy không đặt tay lên vai tôi. Tommy, cậu làm gì ở đây vậy? Tôi quay lại với Billy trong khi tay vẫn nắm chặt lấy hàng rào. Billy, cậu có biết tại sao tôi ghét hàng rào này đến vậy không? Tôi hỏi Billy và cảm nhận rõ những giọt nước mắt của sự tức giận đang trào lên trong khóe mắt. Tớ ghét hàng rào này vì tớ biết bên ngoài hàng rào ấy là thế giới thật và tớ muốn được trở thành một thành viên trong thế giới ấy. Vẫn còn quá nhiều thứ tớ cần phải biết và phải học về thế giới đó. Cậu có nhớ khi bọn mình đi câu cá với nhau không? Tớ đã đề nghị cậu miêu tả và kể cho tớ nghe về màu sắc của cầu vòng không? Tớ vẫn còn nhớ mà. Đó chỉ là một trong số rất nhiều thứ mà tớ vẫn chưa được biết. Billy, tớ chỉ bị khiếm thị chứ không ngớ ngẩn tớ chỉ nhìn mọi thứ theo cách khác với cách cậu nhìn mà thôi tớ muốn hiểu về rất nhiều điều khác nữa cả hai chúng tôi cùng im lặng một phút để lắng nghe âm thanh của đêm hè cuối cùng billy đã phá vỡ sự yên lặng đó vậy thì tại sao cậu lại muốn thi đấu với eddie billy tớ thật sự cũng không biết nữa tớ đoán có lẽ là vì một kẻ to béo và ngớ ngẩn như eddie sẽ luôn luôn tồn tại trong thế giới bên ngoài nó luôn nghĩ là tớ không thể nào giỏi bằng nó được Cảm xúc bỗng dâng trào trong tôi và tôi buộc miệng nói ra những điều mình nghĩ. Billy, tớ muốn được giống như tất cả mọi người. Tớ muốn mọi người nghĩ tớ cũng giống như họ mà thôi. Chúng tôi lại yên lặng, trừ tiếng nấc của tôi khi tôi khóc. Billy vụng về, vòng tay qua vai tôi và vỗ về. Tommy, được rồi mà. Cậu cố ngủ một chút đi. Ngày mai cậu sẽ thi đấu với Eddie và cậu sẽ thắng nó thôi. Tớ tin là cậu sẽ thắng nó mà. Khi cả hai chúng tôi cùng đi trở lại vào nhà, Tôi chỉ ước sao tôi cũng có cảm giác tự tin như Billy. Một ngày mới trong lành và sáng sủa đã đến. Mọi người đã bắt đầu tụ tập từ sớm để chứng kiến cuộc thi đấu của Tommy Sullivan vào đầu giờ chiều. Có tới hàng trăm người đã đến xem trận thi đấu này. Tôi nghĩ họ muốn được chứng kiến một khung cảnh đấm đá hoặc một cái gì đó. Nhưng quả thật tôi không thể tin rằng tất cả những người dân ở Sutuay này lại tụ tập tại vườn sau nhà tôi để xem trận thi đấu của hai thằng nhóc 11 tuổi. Mãi về sau này tôi mới tìm ra được nguyên nhân khiến họ đến đông đủ như vậy. Bố tôi luôn biết cách nắm bắt cơ hội kinh doanh và vì vậy bố đã nhận tất cả tỷ lệ cá cược của mọi người về trận thi đấu này. Nhiều năm sau đó, Billy đã kể lại với tôi rằng họ đã đặt cược rất lớn. Tommy, thật là lạ đấy. Billy nói khi tôi đang ngồi trong nhà đợi đến giờ thi đấu. Bố cậu đang đứng ngoài hè và hàng dài người đặt tỷ lệ cược đang đứng quanh nhà cậu đấy. Ngay sau đó, bố đã bước vào. Chàng trai vô địch của bố, con đã sẵn sàng để tống thằng nhóc to béo đó ra đường khuơ chưa? Khi con chiến đấu như một con măng gút và dùng bàn tay phải mạnh mẽ để đấm đối thủ, trọng tài sẽ đếm từ 1 đến 10 và nó sẽ vẫn nằm sóng xoài trên sàn thi đấu thôi. Nào, con đeo găng tay vào đi nào. À, đợi đã. Bố cho con cái này, rất đặc biệt đấy. Bố đưa cho tôi một cái hộp và bố đã mở. Ôi, một cái ái choàng Thô Mi ạ, à. thật là bất ngờ đấy. Billy nói. Con trai, áo choàng của võ sĩ đấy. Lưng áo có theo tên con với một biệt danh và biệt danh này sẽ cho mọi người biết con sẽ chiến đấu như thế nào. Dòng chữ đó là Tommy Sullivan của Cyclops. Con có biết Cyclops là ai không? Đó là một nhân vật huyền thoại Hy Lạp có một mắt ở giữa trán Một chiếc binh khét tiếng đã từng giết tất cả kẻ thù chỉ bằng một đường kiếm đầy uy lực. Bố biết đó là một chiến binh không tốt nhưng với mục đích của chúng ta chúng ta không cần quan tâm đến điều đó, đúng không con? bố choàng áo qua vai tôi và tôi phải cố gắng lắm mới không rung lên vì lo lắng bố ơi một lát nữa con đeo găng tay lên được không con muốn vào phòng tắm một lát và tôi phải vào nhà tắm thật à con đang lo lắng đúng không không sao đâu con tất cả các nhà vô địch đều lo lắng trước khi họ chấp nhận thử thách con đừng lo lắng quá nhé con vào phòng tắm đi bố và billy sẽ đợi con tôi cảm thấy buồn nôn rất buồn nôn tôi không chỉ lo lắng mà còn sợ hãi nữa tôi sắp phải thi đấu với một đối thủ to con gấp đôi và buổi sáng này đây không phải là lần đầu tiên tôi nhớ ra rằng tôi bị khiếm thị sau khi đứng trong phòng tắm được một lúc có vẻ như tôi đã lấy lại bình tĩnh và như đã hứa bố và billy vẫn đợi tôi bên ngoài được rồi con trai đã đến giờ rồi đấy con đeo găng tay vào đi bố thấy vui khi con vào phòng tắm để lấy lại bình tĩnh như thế bố đã nhìn thấy eddie đang chờ bên ngoài nó đấm tới đấm lui vào không khí và thỉnh thoảng lại đấm vào cái túi, bố nghĩ là con đã làm nó lo lắng lắm rồi đấy. Con không nghĩ thế đâu ạ, à. tôi thầm nghĩ, con không nghĩ thế đâu. Bố và Billy sẽ đứng ở góc võ đài dành cho tôi và chú taxi Russell, người quản lý trong quầy rượu của bố đồng thời là cựu võ sĩ quyền Anh, sẽ làm trọng tài. Đám đông ồ lên khi tôi bước ra từ cửa sau và bước xuống cầu thang. Bố đứng ngay trước tôi khi tôi bước lên võ đài. Tommy Bố sẽ có một điều đặc biệt dành cho con đây. Có hai người bạn rất đặc biệt của con cũng muốn đến đây xem con thi đấu đấy nhé. Tôi đã vô cùng bất ngờ hai người bạn đặc biệt mà bố nhắc đến là Jerry và Ernie. Tôi còn rất bất ngờ hơn nữa khi Ernie nói với tôi rằng, Tommy, cậu phải nhớ là hôm nay cậu thi đấu vì bọn tớ nữa đấy. Bọn tớ đến đây vì cậu, sẽ thi đấu vì tất cả bọn mình. Tôi rất muốn khóc và trong khoảnh khắc đó, cảm giác sợ hãi trong tôi đã tan biến bố ơi mẹ đâu ạ à? mẹ có ở trong đám đông kia không ạ à? Tommy à bố không biết bố nói với giọng rất nghiêm túc con biết là mẹ con không có cùng suy nghĩ giống bố con mình về trận thi đấu này mà hai bố con tôi đi ra phía cạnh võ đài và tôi như bị chìm bên trong chiếc áo khoác mà bố đã khoác lên cho tôi một con cừu non đang đưa mình vào chỗ chết bố đã dẫn tôi làm mồi cho con sư tử hung dữ đang đứng đợi tôi ngay phía bên kia của võ đài Trọng tài gọi cả hai võ sĩ bước vào giữa sàn thi đấu để hướng dẫn luật chơi. Thưa quý vị, trọng tài hét lên bởi tiếng ồn ả bên dưới. Hôm nay quý vị đến đây để chứng kiến một sự kiện quan trọng. Đó chính là cuộc thi đấu quyền Anh Ba Hiệp, theo đúng luật Marcus của Queensbury. Mỗi hiệp sẽ kéo dài trong 3 phút và giữa mỗi hiệp sẽ có một phút nghỉ ngơi. Jimmy Norton sẽ đếm từ 1 đến 10 nếu một trong hai võ sĩ bị ngã xuống sàn. Và tôi sẽ dùng đồng hồ bấm giờ này để kiểm tra giờ. Hai cậu bé, các cậu cần phải nhớ là không được đánh vào vùng dưới đai lưng và không được dùng răng để cắn khi hai cậu ôm sát người nhau. Tôi đã từng bị Tommy McNally cắn và tay tôi mới sưng vù lên như thế này. Nếu có thể thì hôm nay tôi sẽ cho hắn một trận ra trò. Này, hôm nay cậu có thi đấu đâu nào, Toxie? Bố tôi hét lên. Tiếp tục hướng dẫn luật chơi đi. Ok, được rồi, được rồi các cậu không được cắn và khi tôi nói phải buông nhau ra, các cậu phải buông nhau ra. Bây giờ các cậu hãy quay về vị trí góc đài của mình và khi chuông báo hiệu cao lên, các cậu hãy bước ra và bắt đầu thi đấu. Chúc cả hai cậu may mắn. Khi tôi tiến về phía góc đài của mình, bố quàng tay qua vai tôi thì thầm. Tommy, con nghe bố nói này. Khi Eddie nhìn thấy con trong tư thế tấn công của con good nó sẽ không biết phải làm gì và phải đánh con như thế nào. Vì thế con phải ra tay ngay. Ban đầu đối thủ sẽ rất bất ngờ, vì vậy con không phải lo lắng. Con hãy nhớ những điều bố đã dạy con. Chúc con trai của bố may mắn. Bố vỗ vào lưng tôi rất mạnh khiến tôi suýt ngã. Đúng lúc đó tiếng chuông reo lên báo hiệu hiệp đấu đầu tiên bắt đầu. Tôi bước lên giữa võ đài. Hai tay tôi đã trong tư thế phòng thủ của con mang Good. Chú thích. Tư thế che mặt. Hết chú thích. Tư thế nổi tiếng của võ sĩ kỳ cựu ashimo Nhưng mà Eddie đã ở đâu vậy? Tôi không thể nghe được bất kỳ một âm thanh nào phát ra từ nó cả. Đám đông hô hào ầm ĩ khiến tôi không thể nghe được tiếng hít thở của đối phương. Nó đâu rồi nhỉ? Thằng mù, đến đây coi nào, đến đây đi. đi thách thức. Khi tôi quay người về phía phát ra giọng nói của nó, tôi biết nó đã di chuyển. Thằng mù, đây cơ mà, đây cơ mà. Lần này thì nó đã đập nhẹ vào đầu tôi. Cú đập của nó khiến tôi phát điên lên. Vì vậy mà trong sự bực tức tôi đã chợt quên không ở trong tư thế phòng thủ của Mangut. Tôi đã nhận được một cú đấm đau vào miệng. Khi Eddie tung cú đấm vào tôi, đầu gối tôi quỵ xuống và suýt nữa thì tôi đã ngã lăn ra sàn. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng sức đứng lên và tung những cú đấm tuyệt vọng vào không trung. Eddie cười khoái chí. Ăn mù, mày thích nữa không? Thêm vài cú nữa nhé. Cú đấm tiếp theo của nó đã trúng vào cầm tôi. Tommy, giơ hai tay lên phòng thủ đi. Bố tôi hét lên. Giơ tay lên, Tôi đã làm theo lời bố và tư thế phòng thủ đó tạm thời phát huy hiệu quả. Những cú đấm tiếp theo của Eddie chỉ trúng vào cánh tay và vai tôi. Cũng khá là đau, nhưng tôi vẫn có thể tung ra một vài cú đấm khiến đối thủ bất ngờ, hoặc ít nhất cũng khiến nó tức điên lên bởi khi tôi vung tay theo cách rắn thè lưỡi để tìm vị trí của Eddie trong sự ồn ào của khán giả. Tôi đã phải lãnh rất nhiều cú đấm đau khiến tôi ngã lăn ra sàn. Eddie đã đứng ngay cạnh tôi. Nào, thằng mù, cố lên đi chứ, đứng lên đi để tao còn đánh mày ngã nữa chứ đi về phía góc đài của cậu cho đến khi tôi gọi cậu ra trọng tài hét lên eddie miễn cưỡng lùi lại phía sau khi chú jimmy norton bắt đầu đếm bốn năm sáu tôi đứng lên khi chú jimmy đếm đến bảy và sau đó eddie đã dùng tay trái đấm vào bụng tôi với cú đánh tiếp theo bằng tay phải suýt nữa thì eddie đã đấm tôi văng ra khỏi thành phố boston tôi lại bị đấm vào cầm và tôi lại ngã ra sàn thực tình mà nói lúc đó tôi đã nhìn thấy rất nhiều ngôi sao màu xanh màu tím rồi màu hồng tôi đã nhìn thấy tất cả những ngôi sao đó tôi vẫn nghe tiếng đám đông hét lên tommy đứng lên đứng lên đi giữa tiếng ồn ào đó của đám đông tôi có thể nghe tiếng cô bố tommy đứng lên con đứng lên con là con của dòng họ sullivan con không thể thua cuộc như vậy được con không thể thua cuộc trong tư thế ngã ngửa mặt lên trời như thế được con phải đứng lên và con phải là người chiến thắng khi trọng tài cầm tay con cho mọi người thấy con là người chiến thắng của trận đấu. Tommy, con đứng lên nào. 7, 8 Dù rất đau nhưng tôi vẫn cố gắng đứng lên khi chú Jimmy đếm đến chính. Thật là may mắn, biết bao, vì trước khi Eddie có thể tung thêm bất kỳ một cú đấm nguy hiểm nào khác về phía tôi, tiếng chuông báo hiệu hết hiệp đã rung lên. Bố quàng tay qua vai tôi khi bố đưa tôi về phía góc đài của mình. Tommy, con làm tốt lắm. Rất tốt con trai ạ. À bố ơi con không thể nghe thấy tiếng chuyển động của nó mọi người ầm ĩ quá ạ à. con không nghe thấy gì hết được rồi bố con mình phải nghĩ đến chiêu thức khác tommy con có thể làm nó tức điên lên được không tôi chợt nhận thấy một chút hài hước trong ý nghĩa đó của bố và tôi cười gượng với hàm răng nghiến chặt bố ạ à, con nghĩ là nó tức lắm rồi đấy tommy liệu con có thể khiến nó nói chuyện với con được không nếu nó nói với con, chắc chắn con sẽ biết vị trí của nó, đúng không? Và khi đó, con có thể sẽ tung những cú đấm về phía nó. Tommy, con nghe bố nói này, con phải nghe thật cẩn thận. Bố biết là con có thể chiến thắng trong trận thi đấu này, cho dù con không chiến thắng đi chăng nữa thì điều quan trọng nhất vẫn là con được tham gia thi đấu và Eddie đã hiểu rằng con ở đây, ở võ đài này để thi đấu với nó. Và như vậy nó sẽ biết rằng con không hề sợ nó. Điều đó cũng đáng giá đúng không con? Bây giờ thì con hãy bước vào hiệp 2 và cố gắng hết sức đi nhé. Tiếng chuông rung lên báo hiệp 2. Khi tôi bước vào giữa võ đài, tôi bắt đầu nói với Eddie. Này thằng béo, mày không ghê gớm như mày nghĩ đâu. Thậm chí mày còn không thể hạ đo ván được một đối thủ bị khiếm thị. Im ngay, tao sẽ hạ đo ván mày trong hiệp này. Tôi đã nghe và biết được vị trí của đối thủ. Nhanh chóng tung ra 4 hoặc 5 cú đấm mang gút. Có vẻ như những cú đấm của tôi quá nhẹ khiến Eddie không đau đến nỗi bị ngã lăn ra sàn. Điều tiếp theo tôi biết được là cú đấm trời giáng vào người, kế tiếp là ba hay bốn cú đấm vào mặt, vào đầu. Tôi lại ngã xuống và lần này chỉ muốn nằm yên ở đó thôi. Hãy để cho tôi được chợp mắt trên nền cỏ êm ái này. Tôi thầm nghĩ, tất cả mọi người sẽ về nhà và tôi sẽ nằm đây để nghỉ ngơi. Có lẽ tôi đã nằm đó thật nếu như tôi không nghe thấy giọng Annie và Jerry giữa đám đông hỗn loạn đó. Tommy, đứng lên đi, cả hai cùng hét lên. Tôi biết mình phải tiếp tục đứng lên. Tôi đã quỳ lên được nhưng đau quá. Ôi chú ơi, sao mà đứng dậy đau thế? Tôi cũng không biết làm sao mà tôi có thể đứng lên được nữa. Hôm đó tôi đã biết rằng sức mạnh bên trong tôi, niềm khát khao được chiến thắng đối thủ hung dữ trong tôi đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Thế là tôi đứng dậy, loạn choạng ngay giữa võ đài khi tiếng chuông báo hiệp 2 đã kết thúc. Chắc là tôi đã bị đánh rất đau trong hiệp 2 vì bố phải đỡ tôi quay lại phía góc đài. Có một sự thay đổi hoàn toàn trong cách đỡ của bố tôi. Bố đặt tôi lên ghế đẩu, lấy khăn lau mồ hôi trên cổ, mặt và ít máu chảy ra từ mũi tôi nữa. Tommy! Con uống ít nước đi. Bố nghĩ rằng như thế là đủ với con rồi. Bố nói gì vậy nhỉ? Bố sẽ dơ khăn lên và yêu cầu trọng tài dừng trận đấu Tommy ạ. À. Con đã đau lắm rồi. Con bị đánh nhiều quá rồi. Và con đã chứng minh cho mọi người thấy... Con là chàng trai dũng cảm. Bố chưa bao giờ thấy ai dũng cảm như thế cả con ạ. À. Bố rất tự hào về con. Bố ơi không được, bố không được yêu cầu trọng tài dừng trận đấu. Tôi gần như đã hét lên. Tommy, bố phải làm như vậy con ạ. À. Bố sẽ không để con bị đánh thêm nữa đâu. Đây là lần đầu tiên và là lần duy nhất bố nói những từ này với tôi. Tommy à, con bị mù con là một cậu bé bị mù nhưng vô cùng dũng cảm và đây là một trận thi đấu mà con không thể chiến thắng được cả hai bố con tôi đều bất ngờ khi nghe tiếng mẹ nói mẹ đã nói vọng về phía góc đài của tôi ok tommy không thể bỏ cuộc như thế em không muốn thế em ghét những việc anh đang làm với con nhưng tommy không thể bỏ cuộc được nếu tommy bỏ cuộc thằng bé sẽ không bao giờ tin rằng nó có thể tự mình đứng lên trong cuộc sống này nếu anh lấy đi khoảnh khắc này của con có lẽ con sẽ không bao giờ có cơ hội chứng minh rằng thằng bé cũng giống như tất cả mọi người trên thế giới này, một thế giới mà em biết thằng bé khát khao được hòa mình vào đó. Mary em có điên không? Bố tôi cáo kỉnh nói. Nếu thằng bé tiếp tục thi đấu hiệp ba, nó sẽ bị đánh đến chết, nó sẽ bị đòn đau lắm. Hockey, thằng bé không thể bỏ cuộc được. Em nói với anh là con trai chúng ta không thể bỏ cuộc được. Marie, anh sẽ yêu cầu dừng trận đấu ngay bây giờ. Tôi với lấy áo bố khi tay vẫn đeo găng. Bố ơi đừng mà, bố đừng yêu cầu dừng trận đấu. Đây là cuộc sống của con, là trận đấu của con bố ạ. À. Con sẽ tự mình kết thúc trận đấu này. Bố nhìn tôi và tôi biết bố đã khóc. Được rồi Tommy, một hiệp nữa thôi con ạ. À. Con chỉ cần nhớ rằng... Con biết mà bố, con chỉ cần nhớ con là con mang gút. Tiếng chuông kêu lên báo hiệp 3 đã bắt đầu. Hiệp đấu quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Này thằng mù! eddie nói khi cả hai chúng tôi cùng tiến lên giữa võ đài mày muốn ăn đòn nữa phải không búp eddie tung một cú đấm mạnh bằng tay phải về phía tôi nhưng ơn chúa cú đấm đó chỉ trúng cánh tay tôi eddie chẳng đau chút nào cả mày không thể làm tao đau hơn được đâu mày chỉ có thể đánh như thế thôi à búp. những cú đấm liên tiếp vẫn trúng cánh tay tôi nhưng tôi vẫn đứng thẳng và tôi biết rõ đối thủ hung dữ của mình đang đứng ở đâu tôi vung tay ra để đo khoảng cách giữa tôi và nó chạm vào chạm vào rồi đấm thật mạnh sau trận đấu billy đã nói cho tôi biết rằng đó chính là cú đấm may mắn nhất mà cậu ấy từng thấy bạn có biết chuyện gì đã xảy ra không đôi khi định mệnh đã biến những điều không thể thành những điều có thể tôi buông tay ra khỏi tư thế phòng thủ của banggood và tung đúng cú đấm mà tôi đã đấm trong bài tập thực hành với bố hai tuần trước đó cú đấm của tôi đã trúng mũi eddie nó kêu ầm lên và ngã lăn ra đất máu mũi của nó chảy ra rất nhiều Tôi nghe thấy trọng tài đếm. Ba, bốn, năm. Đám đông như vỡ hòa. Sáu, bảy. Tôi có thể nhận ra giọng đếm của những người quen thuộc. Tám. Đó là giọng của Ernie, Jerry, Billy và những thành viên trong hội của Eddie. Rồi cả tiếng của bố và mẹ nữa. Tiếng đếm mừng vui của họ đã ác tiếng của tất cả mọi người. Chín, mười. Một trận khung cảnh hỗn loạn đã diễn ra. Trọng tài đã cầm tay tôi đưa lên cao, thưa quý vị tommy sullivan của cyclops đã trở thành người chiến thắng với một cú nóc ao trong hiệp thứ ba tôi cũng không biết chiến thắng đó đến với tôi như thế nào nữa đó là sự may mắn là những kỹ năng tôi có được hay là sự can thiệp của một quyền năng bí ẩn nào đó tôi chỉ biết rằng tôi đã chiến thắng trọng tài đã cầm tay tôi và giơ lên trời tất cả mọi người ùa lên võ đài và đám đông đã cõng tôi lên vai đưa tôi từ sân sau về phía hiên hè rộng lớn cuối cùng thì mọi người cũng đặt tôi xuống và đám đông tản ra khi bố mẹ len về phía tôi vòng tay bố mẹ ôm tôi vào lúc đó là vòng tay yêu thương nhất và đó chính là khoảnh khắc kết nối tuyệt vời nhất giữa bố mẹ và tôi tôi thấy hạnh phúc không chỉ vì bố ôm tôi rất chặt hay mẹ ôm tôi âu yếm mà đó chính là giây phút đầy ý nghĩa thời gian như ngừng lại để tôi cảm nhận được sự yêu thương tràn ngập cảm giác về một gia đình hạnh phúc đã bao bọc tôi và tôi không hề quan tâm đến mọi chuyện xung quanh Tôi thực sự không quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh mình. Bố phải quay lại với công việc kinh doanh và khoảnh khắc tuyệt vời của gia đình tôi đã bị gián đoạn bởi những người bạn chí cốt của bố đang đứng ngay khía cạnh chúng tôi. Hoặc khi này, thằng bé đã tung ra một cú đám tuyệt vời đấy. Một ai đó lên tiếng. Anh đã đúng. Chắc hẳn là anh đã biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này. Cú đấm bằng tay phải đó không thể lẫn đi đâu được. Đó chỉ có thể là cú củ đấm của Ashimo mà thôi. Bố tôi vừa ôm tôi Vừa thò tay vào túi quần Lấy ra một sắp tiền đặt cược Hình như có gì đó không ổn đã diễn ra Nếu bố trả lại tiền thì bố sẽ bị lỗ Tôi đã chiến thắng cơ mà Bố ơi Tôi hỏi bố bởi tôi cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa Tại sao bố lại trả tiền cho họ Con đã thắng cơ mà Bố biết con trai ạ à. Bố nói với vẻ hơi ngượng Con đã bao giờ nghe người ta nói rằng Tiền bạc chính là gốc rễ của cái ác chưa đã bao giờ bố nói với con điều đó chưa dạ rồi ạ à. đúng thế con ạ à. bố cười đôi khi tiền bạc này khiến một ông bố nghi ngờ khả năng của con trai mình tôi có thể nghe thấy tiếng bố vẫn đếm tờ hóa đơn khi bố trả tiền cho những người đặt cược tôi sẽ giành phần thắng bố là một tay chơi bạc thực thụ và tôi yêu bố vì điều đó một người khác giúp bố trả tiền cược và bố lại ôm lấy tôi ôi tommy có lẽ đây là lần đầu tiên và lần duy nhất bố thua cược và bố đã rất tự hào khi trả tiền cho những người đặt cược đúng là một ngày tuyệt vời và một trận thi đấu quyền anh tuyệt vời có lẽ nhiều người không tin vào những gì đã xảy ra với tôi và chính bản thân tôi cũng vậy billy nói với tôi rằng eddie chỉ biết ngồi trên nền sân khi đám đông chúc mừng chiến thắng của tôi và có lẽ nó cũng đang cố gắng tìm hiểu xem tại sao nó lại bị thua như thế Tôi nghĩ rằng có lẽ cả tôi và Eddie đều không thực sự hiểu tại sao mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Sự thay đổi Một vài ngày kế tiếp, tôi có cảm giác như mình là cầu thủ Ted Williams lần danh. Tôi đã nổi tiếng, trở thành một ngôi sao nhí trong thị trấn, và lúc đó, tất cả bọn trẻ con đều muốn được chơi cùng hoặc được người khác nhìn thấy chúng đang chơi đùa cùng Tommy Sullivan của Cyclops. Mọi việc đến thật bất ngờ. Nhà tôi huyên náo hẳn lên bởi rất nhiều trẻ con đến chơi với tôi. Thực sự, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì có quá nhiều người bạn một lúc như thế này. Tuy nhiên, giống như tất cả những người nổi tiếng khác, những người hâm mộ tôi bắt đầu tản ra khi không có một sự kiện lớn nào diễn ra và mang lại sự phấn khích cho chúng. Tôi và Billy lại cùng nhau chơi những trò chơi thú vị và những trò chơi đó chính là những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi sự khác biệt chỉ là ở chỗ thỉnh thoảng có những đứa trẻ khác đã cùng chơi với chúng tôi nếu chúng tôi đi câu cá sẽ có thêm ba hoặc bốn đứa trẻ nữa cùng đi trong các trò như bóng đá bóng chày bóng rổ hay trò khúc côn cầu trên đường phố chúng tôi không gặp khó khăn gì trong việc tìm đủ người để lập thành hai đội chơi tôi có thể cảm nhận được thời gian ban ngày ngắn hơn và ban đêm kéo dài hơn Tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian để vui chơi với các bạn trong xóm nữa. Mùa thu đã sắp đến rồi. Tiếng dế kêu vội vàng hơn và thời tiết không còn nóng bức như trước nữa. Đôi chân tôi đã dẫm lên những chiếc lá vàng rụng sớm để đón mùa thu khi tôi và các bạn đi chơi quanh xóm. Không khí khô hơn và mặt trời không còn chiếu gay gắt lên vai chúng tôi như trước nữa. Chúng tôi vẫn phải đón nhận một vài ngày nóng như thiêu như đốt. Mọi người gọi đó là mùa hè Ấn Độ ở New England bởi nhiệt độ tăng lên đến 33 độ C. Bố tôi cho thời tiết này là quá khủng khiếp. Cuối tháng 8, một vài năm trước đó, cơn bão Chiron khủng khiếp đã tràn vào thị trấn Situay, kéo dài suốt 3 ngày liền, và đã giúp tôi và chị Peggy có một chuyến phiêu lưu cực kỳ tuyệt vời. Ở Situay, ngày lao động, chú thích, là ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9, hết chú thích. Có lẽ là ngày buồn tẻ nhất trong năm. Sáng hôm đó, các ông bố trong khắp thị trấn phải tham gia cuộc thi làm pha cú đắm, các ban nhạc của trường trung học tham gia tranh giải cùng nhau và cả một cuộc trình diễn trang phục được dàn dựng khá công phu nữa tôi và billy cũng tham gia các cuộc trình diễn này với những trang phục là giấy biệt cắt tông và trở thành một hộp đựng loại ngũ cốc witte mà mọi người vẫn thường ăn chúng tôi đã nghĩ rằng chúng tôi có thể đạt được giải nào đó nếu chúng tôi viết dòng chữ bữa sáng của người vô địch bên ngoài nhưng đáng tiếc là trong suốt thời gian trao giải chúng tôi không hề nhận được bất kỳ một lời khen ngợi nào Vậy là mặc dù tấm bìa đã được Billy cắt hai lỗ nhỏ chỗ mắt, chúng tôi vẫn chẳng nhận được điều gì khác đáng mừng. Tôi đã liên tục đập tay vào bất cứ thứ gì có thể trên suốt đoạn đường đi diễu hành. Vào khoảng 6 giờ chiều, thị trấn Situay yên ắng đến vô cùng. Toàn bộ dân cư đều trở về ngôi nhà ấm áp để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày khai giảng và buổi sáng hôm sau của con cái họ. Suốt những tuần qua, tôi đã rất hạnh phúc vì vậy mà nỗi ám ảnh về việc phải trở lại học ở trường perkins đã không còn mạnh mẽ như trước nữa tôi biết rõ là ngày đó sắp đến nhưng tôi là một đứa trẻ hạnh phúc và một đứa trẻ hạnh phúc sẽ không quan tâm đến những chuyện buồn sắp xảy đến với mình tôi sống trong từng khoảnh khắc vui tươi của cuộc sống và hưởng thụ từng niềm vui đó mỗi ngày trong suốt nhiều tuần đó cảm giác buồn chán xuất hiện lần đầu tiên trong tôi là khi billy không thể ở lại ăn đêm với tôi cậu ấy phải về nhà chuẩn bị sách vở cho buổi học đầu tiên vào ngày mai Tôi biết bố sẽ đưa tôi đến trường Parkings và tôi sẽ ở nội trú trong trường từ thứ hai đến thứ sáu. Như vậy, tôi chỉ có thể chơi với Billy vào những ngày cuối tuần và vào những kỳ nghỉ. Tôi sẽ phải sống và học trong ngôi trường được rào chắn cẩn thận, một nơi mà tôi rất ghét biết nhường nào suốt các ngày còn lại trong tuần. Chỉ cần nghĩ đến những điều đó thôi là cảm giác buồn chán, thất vọng và tức giận lại tràn ngập trong tôi. Tôi trằn trọc thao thức cả đêm, Tôi cố úp gối lên mặt để xoa dịu cơn giận, nhưng tôi không thể. Tôi bỏ gối ra và khóc nức nở vì ý nghĩ về hình phạt tù mà tôi sắp phải chịu đựng cứ quanh quẩn trong tôi. Sáng hôm sau, mẹ phải đến thức tôi ba lần trước khi tôi có thể chui ra khỏi giường. Tôi thực sự không muốn phải đối mặt với ngày hôm đó. Tôi cứ nghĩ rằng nếu tôi vẫn cứ trùm chăn kính đầu, tôi sẽ được nằm trong chăn, không phải bước ra khỏi giường. Và biết đâu ngày tôi phải trở lại trường Parkins sẽ cứ thế trôi đi trong khi tôi vẫn được ở nhà Cuối cùng thì tôi không thể chiến thắng được sự cương quyết của mẹ bằng cách nằm im trong chăn như thế. Tommy, mẹ đã chuẩn bị bữa ăn sáng sẵn sàng trên bàn cho con rồi. Con phải dậy ăn ngay lập tức. Tôi biết tôi không còn lựa chọn nào khác mỗi khi mẹ nói với giọng như vậy. Tuy nhiên, tôi không hiểu tại sao mẹ lại cương quyết bắt tôi dậy sớm vì bố mẹ thường đưa tôi đến trường Perkins vào đầu giờ chiều. Sao năm nay lại không giống như mọi năm nhỉ? Tôi đoán là vì tôi đã bị đuổi ra khỏi trường vì vậy những người cai tù muốn tôi trở lại nhà tù sớm hơn thường lệ. Vậy là chỉ 15 phút sau đó tôi đi xuống cầu thang với bộ quần áo đã sẵn sàng trên người để quay lại trường. Tóc đã được chạy gọn gàng. Một túi ngũ cốc, nước ngọt, bánh mì nướng đã sẵn sàng trên bàn đợi tôi. Tommy, nhanh lên con. Con hãy ăn sáng đi nào. Con phải đi học rồi đấy. Mẹ nói với tôi. Chị Becky đang đi ra cửa để đến trường và bắt đầu buổi học đầu tiên ở trường trung học. Chị ấy dừng lại và ôm tôi Tommy, hôm nay trông em bảnh trai lắm đấy. Chúc em đi học thật vui vẻ nhé. Chị ấy nói gì vậy nhỉ? Chị ấy biết rõ là tôi ghét phải đi học ở trường Perkins cơ mà. Đúng là có gì đó rất kỳ lạ đang diễn ra từ sáng sớm hôm nay. Tôi càng khó hiểu hơn nữa khi bố cũng thức dậy và cùng ăn sáng với tôi. Tommy, hôm nay là một ngày mới toanh dành cho con đấy. Trời hơi lạnh con ạ. À. Cứ mỗi khi học sinh bắt đầu một năm học mới thì thời tiết lại sẽ xe lạnh như thế con sẽ có một năm học rất tuyệt vời đấy con trai bố ạ à. mọi người rất hạnh phúc còn tôi lại có cảm giác vô cùng tồi tệ sau khi tôi ăn sáng xong và chuẩn bị ra khỏi bàn ăn mẹ quay sang tôi ôm lấy tôi và đặt tay tôi vào một vật gì đó con trai con có biết đây là cái gì không tôi cũng chưa biết mẹ cho tôi xem cái gì nữa hình như là một cái hộp tôi chỉ biết như vậy sau khi đã đưa tay sờ xung quanh nó tommy con mở nắp hộp ra đi xem nào con sẽ biết đó là hộp gì ngay sau khi con kiểm tra những thứ bên trong nó. Tôi sờ thấy thức ăn trong hộp. Một quả táo, một quả chuối, một ít bánh bích quy, hai chiếc bánh sandwich, tất cả đều được bọc giấy ni lông gọn gàng. Tommy, đây là hộp thức ăn buổi trưa của con đấy. Trên hộp còn có tên của con nữa. Bố tôi nói thêm vào. Tên con được viết trên nắp hộp. Hộp thức ăn trưa của Tommy. Mọi đứa trẻ đến trường đều phải mang đồ ăn trưa đi học con ạ. À. Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa. "Tommy, con nên đi ra mở cửa đi, hình như có ai đó đang gọi con đấy." "Cậu sẵn sàng chưa?" Billy hỏi tôi. "Sẵn sàng để làm gì cơ?" Tôi hỏi lại. "Để đi học." Billy trả lời. Hồi đầu hè, Billy Hanan đã nói với tôi những từ quan trọng nhất mà tôi đã từng nghe thấy. "Muốn chơi với bọn tớ không?" Và bây giờ thì cậu ấy lại hỏi liệu tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đi học chưa. Con sẽ đi học ở trường công với Billy, Tommy ạ à. Bố tôi nói Bố mẹ đã quyết định để con thử sức xem sao Tôi không dám tin vào những gì mình nghe thấy Tôi ôm lấy Billy Và làm rơi hộp đựng đồ ăn trưa xuống Sau đó tôi chạy lại bếp Ôm chầm lấy bố mẹ Tôi sẽ được đến trường như tất cả những đứa trẻ khác Tôi sẽ giống tất cả mọi người Thế còn trường Peking thì sao ạ? À? Tôi hỏi bố mẹ Và vẫn chưa dám tin vào những gì đang xảy ra Mẹ tôi hít thở một hơi thật dài. Tommy à, con đã có thể chiến thắng sau ba hiệp thi đấu quyền Anh. Vì vậy, mẹ nghĩ là con cũng có thể chiến thắng một vài hiệp đấu của cuộc đời. Bây giờ thì con đi học đi, nếu không cả hai đứa sẽ muộn đấy. Tôi khoát tay lên Billy và đi ra khỏi cửa, bước xuống bậc tam cấp rồi đi dọc qua sân trước, bước ra đường. Tôi đã không đi đến trường, nói đúng hơn là tôi đã phấn khích đến nỗi tôi có cảm giác như mình đang bồng bềnh trôi đi Ngày đầu tiên đi học ở trường công cũng là ngày đầu tiên, một trang sách mới cho cuộc đời còn lại của tôi. Tôi được chia sẻ và vui chơi với tất cả bạn bè đồng trang lứa trong một thế giới vui tươi mà tôi vẫn hằng khao khát. Tôi biết mọi thứ sẽ không dễ dàng chút nào với tôi bởi tôi sẽ phải vượt qua rất nhiều trở ngại và khó khăn. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác rất tự tin. Tôi đã thách đấu với tên SD hống hách và chiến thắng kẻ thù to gấp đôi mình bằng một trận thi đấu quyền Anh. Còn gì có thể khó khăn hơn thế nữa không? Khi cả hai chúng tôi cùng rảo bước đến trường, chúng tôi dẫm lên những chiếc lá vàng mới rụng của mùa thu và tôi đã ngửi thấy tất cả hương vị trong lành của mùa thu mới. Tôi cảm thấy mình chính là đứa trẻ may mắn nhất trên đời này. Tôi có một gia đình luôn yêu thương tôi. Cánh tay tôi đang đặt trên đôi vai của một người bạn thân thiết nhất và tôi đang được đến trường như tất cả những đứa trẻ bình thường khác. Cuộc sống của tôi Tiếng chuông điện thoại rung lên Làm tôi chật tỉnh khỏi trạng thái mơ màng Âm thanh ấy khó chịu quá Hay nói đúng hơn Nó làm tôi phát điên Để cho tôi yên Tôi thầm nghĩ Khi tiếng chuông điện thoại lại rung lên lần nữa Để cho tôi yên đi mà Ai lại gọi cho tôi vào giữa đêm hôn khuya khoát như thế này nhỉ Tôi nhấc ống nghe lên Khi nghe tiếng chuông thứ tư rung lên Alo Tôi nói mà không giấu nổi sự tức giận của mình Tommy cậu vẫn ổn chứ Ừ, tôi vẫn ổn mà. Xin lỗi vì đã cầm cậu nhé Billy. Mấy giờ rồi cậu? Gần 6 giờ rồi. Cậu nói gì cơ? Tớ đến đây lúc 9 giờ tối mà. Tommy, không phải là 6 giờ tối mà là 6 giờ sáng. Mặt trời lên rồi đấy. Thời tiết hôm nay rất đẹp, cậu có biết không? 6 giờ sáng rồi sao? Ôi chú ơi. Tôi lắc đầu và vươn người để đứng dậy. Hình như tôi đã ngủ quên trên ghế suốt đêm qua tiếng nói của tôi đã làm cho chú chó edison tỉnh giấc nó dụ dụi mũi vào cánh tay tôi như muốn nói chúc ông chủ một buổi sáng tốt lành những điều dường như rất nhỏ với tôi có khi lại vô cùng quan trọng với tôi tôi có thể nhận thấy sự lo lắng của billy qua điện thoại và tôi cũng cảm nhận được tình yêu mà edison dành cho tôi một tình yêu thương không hề giấu giếm billy vẫn nói chuyện với tôi tommy cậu nghe này Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ báo cho tớ biết khi cậu trở về đây để tớ có thể đón cậu và tớ có thể ở bên cậu cả đêm hôm qua nữa. Billy à, tớ chỉ muốn được một mình thôi. Tớ nghĩ là trở về ngôi nhà cũ của bố, tớ sẽ có liều thuốc tốt cho tinh thần của tớ. Thế cậu thấy sao rồi? Tớ sẽ kể cho cậu nghe nhé. Tớ đã nhớ lại rất nhiều chuyện. Có những kỷ niệm đẹp đã tràn về trong tớ. Cũng có một số kỷ niệm không được vui lắm, Bill ạ. À. Tuy nhiên, đúng như Frank Capra đã nói cuộc sống thật là tươi đẹp ông ấy đã nói rất đúng nếu tớ chưa nói với cậu bao giờ thì bây giờ tớ sẽ nói nhé cậu sẽ phải làm rất nhiều việc để biến cuộc sống tươi đẹp đó thành một cuộc sống tuyệt vời ôi trời ơi cả hai chúng tôi cùng phá lên cười khi nào thì patty và lũ trẻ sẽ trở về chắc là chiều nay thôi mình bảo lái xe về đón họ rồi mà không còn cách nào khác đâu đấy giọng billy có vẻ như tổn thương tớ sẽ ra sân bay đón họ Cậu gọi điện cho tài xế không phải đón họ nữa đâu Tớ sẽ đón họ về bên cậu trong hôm nay Này Tớ sẽ kể cho cậu nghe Cái này rất thú vị đấy Tôi nói với Billy Sẽ rất tuyệt vời Nếu chúng ta có những giây phút tuyệt vời Trong ngôi nhà cũ này Khi chúng ta sắp đặt mọi thứ hợp lý hơn Cậu thử đoán xem thùng chứa hành lý có gì nào Billy hỏi tôi Tớ không biết đâu Chắc là vali của Jameson à Không phải Billy cười khoái chí một quả bóng và một cây gậy đánh bóng chày mới toanh nhé. Tớ nghĩ là bọn mình có thể dạy cho Tom cách chơi trò chơi này đấy. Cậu vẫn có thể ném được đường bóng cong đấy chứ. Cậu đang nhắc đến cú ép bóng của Satchel Page hả? Tôi cười. Không vấn đề gì hết. Sully vẫn có thể ném bóng rất tuyệt. Con trai tớ chưa thử chơi và thử ném đường bóng giống tớ cả. À, Bill này. Ơ, ờ, gì vậy Tommy? Tớ rất vui khi cậu đến đây với tớ kim có đi cùng cậu không có chứ bọn tớ sẽ ở đây cho đến khi cậu mai táng cho bác trai được đấy giọng tôi đã nhẹ nhõm hơn nhiều tôi thực sự muốn người bạn tốt nhất và gia đình ở bên tôi lúc này nghe tớ nói này tớ sẽ trò chuyện với cậu khi tớ đến đây được chứ tớ sẽ đón vợ cậu thật nhanh billy nói với tôi sau đó billy nói với giọng có vẻ nghiêm túc bọn mình có thể đi bắt trai sò và ăn tiệc đứng có lẽ một khoảng thời gian vui vẻ sẽ là một liều thuốc hữu hiệu cho nỗi đau mà cậu đang phải chịu đựng tớ cũng nghĩ vậy, Billy ạ. À. tớ nghĩ là cậu đã tìm ra được đúng liều thuốc rồi đấy. gặp cậu sau nhé. chúng tôi cùng gác máy. tôi đứng dậy và vươn vai. Edison, tao sẽ cho mày nghỉ ngơi một chút trong khi tao đi pha cà phê nhé. sau đó hai chúng ta sẽ đi bộ ra bãi biển. có lẽ chúng ta sẽ không nên đi bơi vì trời khá lạnh. Nhưng chúng ta cũng nên đi bộ để hít thở không khí trong lành ngoài đó, đúng không? Addison đập đập đuôi xuống đất, như thể nó hiểu những lời tôi nói, và bạn biết gì không, hình như là nó hiểu thật. 15 phút sau đó, chúng tôi đã cùng nhau đi dọc bãi cát. Thủy triều đã rút xuống, vì vậy mà mặt cát rất mềm, khiến cả hai chúng tôi cùng thư giãn và giải tỏa căng thẳng. Tôi lại nghĩ đến Billy và nhớ đến một câu nói mà tôi đã nghe được từ rất lâu rồi. Tình bạn là vì một lý do, tình bạn là vì một khoảng thời gian đẹp. Đó là tình bạn của cả cuộc đời. Billy Hannon, người bạn chí cốt suốt cuộc đời tôi. Chúng tôi đã hơn 50 tuổi và mặc dù chúng tôi sống ở hai nơi cách xa nhau với hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau, sự gắn kết giữa chúng tôi vẫn bền chặt như nhiều năm trước đây. Tôi luôn luôn cảm ơn Chúa vì đã mang Billy đến với tôi, vì đã cho tôi được yêu thương, được kết hôn, được chia sẻ tình yêu hơn 35 năm của mình với Patty, người vợ, người bạn tâm giao, linh hồn và cả trái tim tôi nữa hattie đã giúp tôi hiểu những điều quan trọng nhất của cuộc đời đó là gia đình niềm tin và tình bạn chỉ một vài giờ nữa thôi họ sẽ đến bên tôi xoa dịu nỗi đau trong tôi nỗi đau vì bố đã ra đi họ sẽ cùng tôi ở bên mộ bố và họ sẽ cùng thưởng thức với tôi tôi biết rõ điều đó vì chúng tôi là người ireland và rất nhiều bạn bè của bố sẽ đến chia buồn với tôi vì sự ra đi của bố theo đúng truyền thống của người ireland truyền thống uống rượu và tiễn đưa linh hồn người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng cũng như bố luôn tự hào về tôi tôi luôn tự hào về những đứa con của mình tom con trai tôi đã quyết định đi theo con đường của tôi đó là niềm đam mê âm nhạc thằng bé đã viết nhạc và tôi tin rằng nó có cơ hội lớn để vươn tới thành công con gái please của tôi có tính cách rất hợp với cái tên please spirit của mình con bé luôn vui vẻ với cuộc sống này và mối quan hệ trong gia đình có vai trò vô cùng quan trọng với nó. Các con tôi là những đứa trẻ có tính cách rất mạnh mẽ. Và mùa Giáng sinh năm trước, trong khi gia đình tôi đi trượt tuyết ở Colorado, Please đã cho chúng tôi biết thế nào là một gia đình. Gia đình là một từ được cấu tạo từ những từ cái đầu tiên trong cụm từ. Gia đình luôn bên nhau trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời. Chú thích. Theo tiếng Anh, gia đình là family. Những chữ cái đầu tiên trong cụm từ For all moments in life, yours. Hết chú thích. Gia đình sẽ luôn bên bạn trong suốt cả cuộc đời. Chúng tôi cũng trân trọng sự gắn kết trong gia đình và cố gắng để mang đến cho gia đình những điều tốt đẹp nhất. Vậy còn niềm tin thì sao? Tôi đã phải tranh đấu vất vả để tìm thấy nó. Có lẽ ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn luôn nổi giận với Chúa vì Chúa đã không ban tặng cho tôi một đôi mắt sáng. Tôi đã muốn phá vỡ hàng rào quanh nhà được hòa mình vào thế giới của những người mà trước đây tôi từng gọi là những người bình thường trên con đường tôi đi luôn có rất nhiều vật cản vẫn còn rất nhiều ngọn núi tôi chưa thể leo lên được vẫn còn nhiều định kiến mà tôi phải vượt qua và khi tôi nghĩ đến những năm tháng đã qua tôi biết rằng tôi là một trong những đứa trẻ may mắn nhất trên đời này có lẽ là vì tôi đã gặt hái được nhiều thành công hơn mọi người và chính bản thân tôi cũng chưa từng kỳ vọng vào những thành công rực rỡ như vậy tôi đã được học tại trường providence trường đại học lần danh Harvard và tôi đã có cơ hội tham gia rất nhiều giải thi đấu thể thao, trong đó có cả đấu vật. Tôi đã cho ra rất nhiều album nhạc và được đi biểu diễn khắp nơi trên thế giới. Tôi cũng là một nhân vật quan trọng trong rất nhiều chương trình truyền hình thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như chương trình Mock and Mighty, Touch by the Angel, cho đến Highway to Heaven and Fame. Tôi không thể cầu xin Chúa ban cho tôi nhiều hơn được nữa. Chúa đã ban phước lành cho tôi và ban tặng cho tôi những thứ quý giá gấp trăm ngàn lần những gì tôi cầu xin đi trên bãi biển với edison tôi cảm thấy vô cùng an toàn bởi edison chính là người giúp tôi soi rọi ánh sáng giữa bóng đêm và có lẽ chính là điều tuyệt vời nhất tôi đã có được hoặc có lẽ chúa đã sắp đặt sẵn mọi thứ cho cuộc đời tôi tôi chưa bao giờ gặp người xấu trừ khi họ muốn mình xấu và tôi không bao giờ có định kiến về sắc tộc đi dọc bờ biển Tôi đã ngửi thấy rất nhiều mùi hương vị khác nhau nên tôi trân trọng bốn giác quan còn lại của mình biết bao. Tôi có bốn giác quan chính xác mà những người không bị khiếm thị không có được. Chúa đã giúp tôi có thể biết chính xác những gì tôi đang có trước mặt tôi cho dù tôi không thể nhìn thấy được. Chỉ cần tôi tin vào Chúa và làm theo lời dạy của Chúa. Hai à, chúng tôi đã đi đến cầu tàu trắng sóng ở phía cuối bãi biển và quay lại đoạn đường mình đã đi. Tôi có thể nhận thấy Edison đang kéo chiếc dây để kéo tôi như thể một chiếc ngựa trung thành biết rõ mình đang đi về phía chuồng ngựa vì vậy hai chúng tôi cùng tăng tốc và chạy hai dặm để trở về nhà tôi cũng không có ý định chạy vào buổi sáng hôm nay vì đầu tôi hơi đau bởi ly rượu tối qua nhưng chạy cũng khá là thú vị tôi nghĩ đến triết lý quan trọng của tôi sự cân bằng giữa sự phụ thuộc sự không phụ thuộc và sự phụ thuộc lẫn nhau khi mối quan hệ tôi nhận ra tôi bị khiếm thị bác sĩ đã thẳng thừng nói với họ rằng họ cần phải biệt lập tôi và chính điều đó đã khiến họ phải căng thẳng trong những cuộc cãi vã về việc họ sẽ phải nuôi tôi trưởng thành như thế nào xã hội vẫn luôn tin rằng tôi sẽ mãi mãi là một người chỉ biết sống phụ thuộc vào người khác còn tôi ngay từ nhỏ tôi đã luôn tin rằng tôi sẽ là một người sống không phụ thuộc vào ai cả tuy nhiên mọi thứ đã không như vậy cho đến khi tôi trở thành trụ cột trong gia đình và kết hôn với betty tôi đã nhận ra rằng thế giới luôn quay vòng như các hành tinh luôn phụ thuộc lẫn nhau và chính quan điểm này đã mang đến cho tôi một sự thanh thản trong tâm hồn nếu tất cả chúng ta đều phụ thuộc lẫn nhau chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ sức mạnh để che lấp những điểm yếu của mọi người khi chúng tôi chạy nhanh hơn tôi thấy mình cười vang lên bởi tôi nhận ra rằng chắc hẳn chúa đã biết được sự thật vô cùng quan trọng này ngay từ khi chúa tạo ra thế giới chúng ta phải thừa nhận sự phụ thuộc lẫn nhau giữa con người để tất cả mọi người tất cả các quốc gia và từng cá nhân có thể cùng nhau tồn tại Chiều hôm qua tôi đã viết một bản cáo phó về sự ra đi của bố trên tờ Boston Club và tôi đã nghĩ đến việc mọi người sẽ viết về tôi như thế nào trong bản cáo phó sau này khi tôi rời khỏi trái đất này. Đây là Tommy Sullivan, người chồng, người cha, người làm công tác nhân đạo, tác giả, ca sĩ, diễn viên và vận động viên bị khiếm thị. Đó là những gì tôi đã học được vào mùa hè năm 1959 rằng tôi muốn được là một người không mai bị khiếm thị thay vì một người bị mù. Tôi biết tôi vẫn khó có thể đạt được mục tiêu này cho đến khi thế kỷ 21 đang diễn ra. Xã hội vẫn còn có rất nhiều định kiến với những người bị khuyết tật. Tuy nhiên, tôi vẫn rất vững vàng với ý nghĩ rằng tôi hoàn toàn có thể biến tất cả những bất lợi của mình thành ưu điểm riêng nếu tôi có niềm tin, nếu tôi tin vào chính mình và nếu tôi làm việc thật chăm chỉ. Chỉ còn nửa dặm nữa là chúng tôi sẽ về đến nhà, mặt trời đã ló ra khỏi lớp sương mù buổi sớm và ánh sáng đã vịnh vào đôi vai tôi, tử ấm tôi và làm tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên tận sâu thẳm trong trái tim mình, tôi hiểu rằng tôi là một người lạc quan và tôi cũng hiểu rằng sự lạc quan sẽ chỉ được chứng minh qua những giá trị từ gia đình, từ niềm tin và từ bạn bè. Cậu bé Tommy đã chạy trốn khỏi trường Parkings dành cho học sinh khiếm thị, rồi lại tiếp tục chạy trốn khỏi hàng rào sau vườn nhà mình bởi những niềm khát khao được vượt ra khỏi ranh giới dành cho những người khiếm thị luôn cháy bỏng trong lòng cậu. Giờ đây, cậu bé ấy đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, luôn có những cơ hội vàng để thành công, nhưng cậu bé ấy vẫn luôn không ngừng tìm kiếm những cuộc phiêu lưu mới cho cuộc đời mình sau khi ăn một chút ngũ cốc bánh mì nướng uống hai tách cà phê và tắm nước nóng tôi cảm thấy mình lại tràn trề nhựa sống cho một ngày mới cảm giác khó chịu của ly rượu tối qua đã không còn và tôi đã sẵn sàng cho đám tang của bố tôi sẽ phải đọc một bài diễn văn ca ngợi trong đám tang mặc dù tôi biết sẽ không dễ dàng gì bố mẹ tôi đã ly dị nhau nhưng tôi vẫn luôn tin rằng họ rất yêu nhau hôn nhân của họ đã kết thúc tôi biết và ý nghĩ đó đã làm tim tôi đau nhói. Tôi biết họ vẫn luôn bất đồng quan điểm về việc họ nên nuôi tôi trưởng thành như thế nào. Sẽ là một sự châm biếm nếu Tommy Sullivan vẫn phải vượt qua rất nhiều hàng rào ngăn cách khác nhau và vẫn phải cố gắng để chinh phục thế giới bên ngoài. Tôi biết rằng tôi cần phải làm nhiều điều hơn nữa để động viên những người cần sự chăm sóc đặc biệt có niềm tin rằng xã hội đã không còn định kiến với họ và họ có thể biến những điều không thể thành có thể nếu họ có gia đình luôn yêu thương mình nếu họ có niềm tin và nếu họ có một tình bạn bền chặt edison đã đứng sẵn sàng ở cửa nhiều phút trước khi billy đánh xe vào gara và đưa gia đình tôi trở lại ngôi nhà thơ ấu này của tôi họ cả vợ tôi và con đều rất muốn trở lại situa có lẽ là vì họ hiểu ngôi nhà này có ý nghĩa như thế nào đối với tôi và tôi biết họ rất yêu nơi này ngôi nhà thân thương của tôi như tình yêu mà tôi dành cho nó con trai tôi là người đầu tiên bước lên cầu thang và cái ôm rất chặt của thằng bé đã nói cho tôi biết rất nhiều điều please đứng nhìn tôi trước khi ôm chầm lấy tôi con chào bố con bé vừa nói vừa cười nếu bố mà uống nhiều rượu như thế thì bố sẽ rất khó chịu đấy bố biết mà bố biết mà tôi cười bố đã có một đêm rất dài và khi betty ôm tôi mọi thứ lại trở nên rất tốt đẹp vòng tay của betty đã cho tôi biết cô yêu tôi rất nhiều đó là tình yêu là sự tận tụy là sự bền chặt là sự tin tưởng tôi luôn cảm thấy sự an toàn trong vòng tay thân yêu ấy tôi cũng ôm vợ với một cái ôm nồng nàn của một người chồng và cuộc sống tươi đẹp đang ùa vào trong tôi mặc dù bố mẹ tôi đã ra đi nhưng tôi vẫn cảm thấy mình trọn vẹn trong vòng tay của người phụ nữ mà tôi yêu nhất cuộc đời người phụ nữ này và tôi chúng tôi sẽ chung vui tuổi già bên nhau Chúng tôi sẽ đọc sách cho nhau nghe, nắm chặt tay nhau, cùng mỉm cười và mãi mãi yêu thương nhau. Trong giây phút đó, tôi đã tin chắc chắn rằng trong kế hoạch của Chúa, Betty chính là món quà vô giá của tôi. Cô ấy sẽ mãi mãi là đôi mắt sáng của tôi để soi sáng con đường tôi đi, chỉ cần chúng tôi ở bên nhau. Đêm tối lại bao trùm thị trấn Situay và ngày hôm đó đã diễn ra theo đúng những gì tôi hình dung. Những tiếng khóc than và những kỷ niệm về bố tràn về làm tôi kiệt sức nhưng tôi vẫn không thể ngủ được. Tôi cũng không biết đó là do adrenaline, nỗi đau hay sự căng thẳng đã khiến tôi như vậy nữa. Tôi chỉ biết rằng tôi là người cuối cùng trong gia đình còn thức. Betty và tất cả mọi người đều đã ngủ. Dường như Betty biết rằng tôi muốn được ở một mình. Cô ấy hôn nhẹ lên má tôi. Em yêu anh. Nhớ đến thức em dậy khi anh quay trở lại giường nhé. Tôi bước lên bon tàu, hít hà không khí về đêm của biển cảng tôi hít thật sâu trong buồn phổi và nếm hương vị mặn mặn ấy mặc dù bố mới qua đời và nỗi đau vẫn còn đó nhưng tôi vẫn cảm thấy mình tràn trề sức sống tôi cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với vị trí mà tôi đã có được trong thế giới này tôi đã rất thành công trên con đường sự nghiệp và trên đường đời tôi bị khuyết tật nhưng điều đó không phải là một tai ương nữa đó chính là một may mắn của tôi đúng vào khoảnh khắc đó tôi đã thầm nghĩ Chúa đang ở trên thiên đàng, thế giới này vẫn rất tươi đẹp. Ngày mai, người thổi kèn sẽ thổi ban nhạc chia buồn Amazing Grace tại đám tang tiễn đưa bố. Khi tôi lắng nghe tiếng sóng cuộn ở bên dưới, tôi thầm nghĩ đến những từ ngữ quen thuộc của bài hát. Sự quan dung, âm thanh ngọt ngào ấy đã cứu rỗi một kẻ bất hạnh như tôi. Tôi đã lạc lối nhưng giờ đây tôi đã tìm thấy chính mình. Tôi bị mù nhưng tôi đã có thể nhìn thấy mọi thứ. Những cuộc phiêu lưu trong bóng tối Đã trở thành cuộc sống trong ánh sáng của tôi Bằng kết Đôi lời của tác giả Tôi cảm nhận được sự xuất hiện Của một cậu nhóc ngay trước mặt tôi Và tôi biết cậu nhóc đang nhìn tôi Với một ánh mắt rất ngây thơ Tôi vẫn luôn cố gắng tập trung vào anh Thanh Trong giọng nói của mọi người Để ánh mắt họ nhìn tôi được thoải mái hơn Nhưng lần này, đứa bé không nói gì cả Tôi đã phải nói với thằng bé rằng chắc hẳn trong tôi rất kỳ lạ lắm cuối cùng thì đứa bé cũng hỏi tôi với một chất giọng kéo dài của người texas bác sullivan ừ jason hả bác sullivan bác có nhìn thấy cháu không jason bác không thể nhìn thấy cháu được tôi đã rất quen với câu hỏi này nhưng tôi vẫn rất trân trọng sự thẳng thắn của thằng bé jason à bác không nhìn thấy cháu vì bác bị khiếm thị mà à đứa bé cố gắng nói như thể nó hiểu lời tôi nói và sau khi im lặng một lúc, nó lại hỏi tôi. "Bác Sullivan ơi?" "Gì vậy cháu? Mắt bác bị sao vậy ạ?" À? "Bây giờ thì tôi đã hiểu, thằng bé muốn biết điều gì. Chưa ai nói cho Jason biết rằng tôi bị khiếm thị." "Jason à, mắt bác bị hỏng rồi, bác không nhìn thấy gì cả, như thế người ta gọi là khiếm thị cháu ạ." À. "Bị hỏng ạ?" À. Dường như thằng nhỏ phải cố gắng lắm mới có thể hiểu được ý nghĩa của từ này. "Đúng như thế cháu ạ." À tôi cố gắng giải thích cho thằng bé hiểu mắt của bác bị hỏng cháu ạ à, như một món đồ chơi bị hỏng ấy tôi biết rằng bộ não của trẻ con cũng có kích thước giống như bộ não của người lớn nhưng sự khác biệt ở chỗ là chúng chưa thể có những suy nghĩ như người trưởng thành vì vậy mà thằng bé đã phải rất cố gắng mới hiểu được ý nghĩa của từ khiếm thị cuối cùng thì jason cũng đưa ra một kết luận và nó vỗ tay vui mừng à sự vui mừng thể hiện rõ trong giọng nói của thằng bé Bác có muốn cháu chữa mắt cho bác không? Jason, một người bạn bốn tuổi của tôi đã rất tò mò về đôi mắt của tôi và tất cả những người may mắn có được đôi mắt sáng đều tò mò như cậu. Có lẽ trong ý nghĩa của mọi người, một người khuyết tật có thể khiến họ bối rối, sợ hãi và lo lắng. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được nghe rất nhiều câu hỏi như Những người khiếm thị có những giấc mơ như thế nào? Cậu nhìn thấy những màu gì? Có phải những người bị khiếm thị có thể nghe thính hơn mọi người không? Có phải tất cả các giác quan của cậu đều tính xác hơn giác quan của bọn tớ không? Cậu rất yêu âm nhạc đúng không? Cậu có kỷ niệm nào kỳ lạ không? Và thậm chí họ còn hỏi tôi rằng Có phải cậu rất hiền bí không? Câu trả lời hầu hết cho những câu hỏi trên là không Nhưng những câu hỏi này có thể giúp những đứa trẻ hiểu được mọi thứ Khi đứa trẻ đó không may bị khiếm thị Và chính những thông tin sai lệch đó đã khiến cho đứa trẻ này tin rằng Chúng tôi, những người khiếm thị là những người có khả năng phi thường chúng tôi chỉ là những người tàn phế sống trong thế giới của họ sự thật là những người khiếm thị cũng là người bình thường đang cố gắng đối mặt với khuyết tật của mình có phải tất cả những người như tôi đều lạc quan không chắc chắn là không có phải chúng tôi rất giận dữ khi chúng tôi bị khuyết tật như vậy không sự thật là chúng tôi không hề tức giận cuốn sách này là bằng chứng cho thấy một đứa trẻ khiếm thị luôn khát khao được hòa mình vào cuộc sống bên ngoài và trong quá trình trưởng thành của mình Đứa trẻ đó đã phải đối mặt với rất nhiều thành kiến và tình bạn khác nhau. Gia đình của đứa trẻ ấy cũng giống như gia đình của tất cả những đứa trẻ, luôn cần sự quan tâm đặc biệt khác bởi gia đình ấy luôn phải đấu tranh không ngừng để giúp đứa trẻ tìm cho mình một con đường đi tới thành công. Những chuyến phiêu lưu trong cuộc đời của đứa trẻ đó đã khẳng định rõ ràng tính cách mạnh mẽ ẩn sâu trong tâm hồn của nó và giúp nó yêu thương chính cuộc sống của mình. Năm 1947, tôi chào đời và bố mẹ tôi đã phải trải qua rất nhiều thăng trầm của cảm xúc khi họ phải đối mặt với sự thật là con trai của mình bị mù ban đầu họ đã rất lo lắng tất cả bắt đầu kể từ khi mẹ đặt đèn sáng trước mặt tôi nhưng tôi không hề có bất kỳ một phản ứng nào sau đó bố mẹ đã cố gắng hết sức để tôi nhìn theo những chuyển động trong phòng và để tôi có những phản ứng với những quả bóng hay các đồ chơi có màu sắc sặc sỡ được treo ngay trên nôi họ đã hẹn gặp bác sĩ nhãn khoa để bác sĩ kiểm tra mắt cho tôi và cuối cùng họ đã nhận được một câu nói khắc nghiệt có thể làm hủy hoại bất kỳ một ông bố bà mẹ nào yêu thương con mình ông bà sullivan con trai của ông bà bị mù bác sĩ chuyên khoa mắt này là một bác sĩ danh tiếng trong bệnh viện massachusetts general hospital ở thành phố boston và ông ta tên là frederick van hoff mang quốc tịch đức ông ta đã thất bại khi không nhận ra những tác động về mặt tình cảm mà câu nói của ông ta có thể gây ra cho bố mẹ tôi ông ta đã không hề đưa ra một lời nói thông cảm nào trước khi nhìn thẳng vào bố mẹ tôi và tàn nhẫn nói con trai ông bà bị mù ông bà phải cách ly nó bạn hãy tưởng tượng nỗi thất vọng của bố mẹ tôi lúc đó tất cả các bậc cha mẹ đều không dám tin vào điều đó điều đó không đúng chắc chắn là vẫn có cách chữa trị và họ đã rất đau buồn vì sự thiệt thòi của con trai mình họ thường đổ lỗi cho nhau vì sự không may mắn của tôi và bố mẹ tôi cũng thường xuyên như vậy câu hỏi đặt ra là họ phải tìm sự giúp đỡ của ai trong sự tuyệt vọng như vậy. Đôi khi những bác sĩ nhãn khoa vẫn chưa hiểu được gia đình của bệnh nhân bị khiếm thị cần sự giúp đỡ của họ biết như nào trong những giây phút quan trọng của nỗi đau và sự mất mát đó. Vậy bạn phải nuôi lớn một đứa con bị khiếm thị như thế nào? Vào năm 1947 khi tôi sinh ra, không có bất kỳ một cuốn sách nào viết về vấn đề này và các bậc phụ huynh không thể có được bất kỳ một lời tư vấn nào. Còn trong thời đại ngày nay, chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy được những cuốn sách hướng dẫn cách nuôi dưỡng một đứa trẻ bị khiếm thị nhưng rõ ràng vẫn còn rất nhiều điều khó khăn mà các bậc cha mẹ phải đối mặt khi biết con mình bị khuyết tật trong quá trình lớn lên của mình tôi đã theo dõi kỹ càng tình trạng của mình cũng như những người khiếm thị khác và tôi đã rất bất ngờ khi nhận rằng hầu hết những đứa trẻ bị khiếm thị đều có xu hướng bò lùi về phía sau vì chúng sợ sẽ bị đau khi va đầu vào đâu đó trẻ bị khiếm thị cũng rất ngoan mỗi khi nằm trong nôi vì chúng rất sợ sự chuyển động hay bất kỳ sự tiếp xúc nào về thể chất rất nhiều trẻ lại có những phản ứng tiêu cực hoặc phản ứng rất mạnh mẽ khi có sự kích thích của những âm thanh đơn giản nhất tôi cũng rất bất ngờ khi biết rằng nhai chính là phản ứng có liên quan đến thị giác một đứa trẻ khiếm thị cũng cần phải được dạy những kỹ năng cơ bản đó để tồn tại bố mẹ tôi đã phải đối mặt với một nhiệm vụ nặng nề khi họ phải cố gắng tìm cách giúp tôi trong những năm phát triển đầu đời Ngày nay những người bị khuyết tật đã rất may mắn khi có nhiều lựa chọn trong cuộc sống. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều khó khăn chưa có được giải pháp tốt nhất. Chúng ta đã đạt được những thành tựu để hỗ trợ cho những người khuyết tật. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của cựu nghị sĩ Robert Dove, một người cũng bị khuyết tật, và rất nhiều người khác, sắc lệnh dành riêng cho người khuyết tật của Mỹ đã được thông qua vào giữa những thập kỷ 70 của thế kỷ 20. Thông qua sắc lệnh này, người khuyết tật đã được hỗ trợ nhà ở, cơ sở vật chất và nơi làm việc phù hợp với khả năng. Vậy thì tại sao trong thế kỷ 21 này, trong số tất cả những người trưởng thành bị khuyết tật, có thể làm việc, chỉ mới có gần 20% trong số họ được thuê làm việc? Có phải là luật pháp vẫn chưa đủ mạnh để xóa bỏ những định kiến, sự cố chấp của mọi người trong xã hội? Sự thật là cách nhìn nhận đúng đắn của xã hội về những người bị khiếm thị sẽ giúp xóa bỏ những lo lắng, sợ hãi của người khuyết tật nói chung. Đầu thập kỷ 80, sắc lệnh về giáo dục đã được thông qua sau khi sắc lệnh dành riêng cho người khuyết tật được ban hành. Với sắc lệnh này, tất cả trẻ em đều được đi học, trong đó bao gồm cả những đứa trẻ khuyết tật. Vậy thì tại sao những đứa trẻ luôn cần đến sự quan tâm đặc biệt, vẫn bị giới hạn trong những căn phòng biệt lập trong những ngôi trường công? Tôi biết rất rõ ràng một đứa trẻ khuyết tật luôn cần sự giúp đỡ đặc biệt. Những đứa trẻ khuyết tật này sẽ không thể yêu cầu một giáo viên đặc biệt để đề ra những chương trình cụ thể cho mình khi trong phòng học có quá nhiều học sinh khác cũng đang cần sự quan tâm tận tụy của cô giáo. Cho dù những đứa trẻ khuyết tật được trợ giúp về mặt trang thiết bị tốt nhất như thế nào đi chăng nữa, thì khả năng học tập của đứa trẻ này vẫn bị ảnh hưởng những thầy cô giáo tận tâm luôn cố gắng tận dụng quan điểm kế hoạch học tập cá nhân dành cho mỗi học sinh khiếm thị với quan điểm này mỗi học sinh sẽ có một chương trình học tập riêng phù hợp với khả năng của mình tuy nhiên nếu chương trình đó không được hỗ trợ hợp lý và được áp dụng trong một lớp học có quá nhiều học sinh chắc chắn kế hoạch học tập này sẽ không thể phát huy được hiệu quả tối đa điều đáng buồn nhất đối với những người khuyết tật chính là quá trình hòa, hòa nhập vào xã hội trong số những người bị khiếm thị, có rất ít những người có được may mắn tìm được bạn đầu tiên của mình như tôi, bởi tôi đã tìm được những người bạn đầu tiên và cũng là những người bạn tốt nhất của mình, Billy Hannon. Hầu hết những đứa trẻ này đều bị cô lập và suốt cuộc đời mình, chúng không bao giờ tìm được một tấm vé thông hành trong bóng tối. Các bậc phụ huynh, giáo viên và những người có trách nhiệm liên quan và những người Mỹ khác có lòng quan tâm đến người khuyết tật cần phải nỗ lực hơn nữa để có thể giúp người khuyết tật từng bước hòa nhập vào cuộc sống. Những đứa trẻ cần sự quan tâm đặc biệt, phải được học chung với những người bạn may mắn hơn và các thầy cô phải tạo điều kiện giúp những học sinh này. Tại sao một đứa trẻ khiếm thị không thể học nhạc cùng lớp với những đứa trẻ sáng mắt? Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy những hoạt động ngoại khóa, những hoạt động sau giờ học, ví dụ như tổ chức các hội thi đấu thể thao, hướng đạo sinh, vân vân. Để những người khiếm thị có thể đạt được vị trí ngang bằng và xứng đáng trong xã hội. Nhà thờ và các tổ chức tình nguyện cũng có thể mang đến niềm vui mới cho những đứa trẻ tật nguyền. Nếu Chúa có thể tạo ra con người theo đúng như ý định của mình, thì tại sao chúng ta lại không thể gian rộng vòng tay để chào đón những người không may và gánh chịu thiệt thòi khi bị khuyết tật ngay từ khi họ sinh ra? Cộng đồng hoàn toàn có thể chào đón, giúp đỡ, ủng hộ những người tật nguyền. Bạn không nên tàn nhẫn bước chân đi khi nhìn thấy một người tật nguyền khốn khổ. Bạn hãy đến bên họ, chạm tay vào những người kém may mắn hơn mình. Bạn có biết tại sao không? Vì món quà của sự yêu thương sẽ lớn hơn thế gấp nhiều lần. Tất cả chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa để giúp đỡ những gia đình đang không ngừng nghỉ và đấu tranh với những khuyết tật mà con cái họ hoặc chính bản thân họ không ai mắc phải. Chỉ tính riêng ở Mỹ, tỷ lệ ly hôn trên toàn quốc là 45%. Trong khi đó, những số liệu được đưa ra năm ngoái về những cuộc ly hôn trong gia đình có con cái bị khuyết tật đã thực sự khiến tôi bàng hoàng. Có tới 82% những gia đình có con bị khuyết tật phải chịu đựng nỗi đau chia ly. Có lẽ chúng ta, những người chưa bao giờ nuôi dưỡng một đứa trẻ tật nguyền, sẽ không bao giờ có thể hiểu được những căng thẳng giữa người vợ và người chồng trong những hoàn cảnh vô cùng đặc biệt này. Tôi muốn các bạn biết rằng tình hình của những người khuyết tật ở Mỹ trong thời kỳ hiện đại không khác gì tình hình khuyết tật của tôi khi tôi mới chào đời năm 1947. Chúng tôi vẫn luôn phải nỗ lực hơn trong cuộc sống để có thể hòa nhập với cộng đồng, trong khi đó những người dân Mỹ lại không hiểu được những cố gắng không ngừng nghỉ của chúng tôi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ thời điểm ra sắc lệnh dành riêng cho người khuyết tật được thông qua và tôi đã nghĩ rằng một sự thay đổi sắp diễn ra như người ta vẫn thường nói tôi không phải là một người quá lạc quan nhưng tôi đã từng tin rằng mọi người sẽ dần dần quên đi định kiến của mình về những người khuyết tật để làm những điều đó thì họ cần phải có thời gian tuy nhiên sự thật là điều đó chưa bao giờ xảy ra cả tương tự như phong trào nhân quyền luật pháp khó có thể can thiệp vào tư tưởng phân biệt của mọi người dân vậy thì cây cầu kết nối giữa sự cố chấp và nỗi sợ hãi nằm ở đâu tôi tin rằng cây cầu đó nằm ngay ở trong niềm tin rằng trong ánh mắt của chúa tất cả mọi người đều giống nhau tiến sĩ kinh đã hoàn toàn đúng khi ông ta cho rằng để đánh giá một con người chúng ta không nên chỉ đánh giá vào màu da của họ mà còn phải đánh giá tính cách của họ tôi đã rất hạnh phúc khi biết rằng trên thế giới này có hàng nghìn người tàn nhưng không phế với tính cách mạnh mẽ và niềm tin vào cuộc sống họ sẵn sàng đạt được vị trí xứng đáng trong xã hội và thành công trong cuộc sống tôi tin rằng đối với tất cả những người tật nguyền chúa luôn mang đến cho họ một khả năng giúp họ có một cuộc sống tích cực và có ích có lẽ bạn sẽ không tin tôi và bạn sẽ nói rằng anh tom làm sao mà như thế được làm sao một người tật nguyền lại có thể sống hạnh phúc và hài lòng với những gì họ đang có câu trả lời của tôi rất đơn giản đó là sức mạnh của sự yêu thương chúa đã tạo ra thế giới và thế giới đó là thế giới của sự phụ thuộc lẫn nhau chứ không phải là thế giới của sự phụ thuộc hoặc sự độc lập ai trong chúng ta cũng cần có yêu thương được ủng hộ để sống để giữ vững niềm tin chúa đã lên kế hoạch cho cuộc đời của mỗi người chúng ta tôi tin rằng chúng ta đều được tôn vinh và tìm cho mình một vị trí xứng đáng trong xã hội mỗi người chúng ta là một linh hồn của chúa và chúng ta được sinh ra để chia sẻ với nhau tình yêu thương nồng nàn nhất